cái từ trường, tình huống này, rất quái dị. Bần tăng còn phải tỉ mỉ quan sát. Linh Nhi nói ra, hắn không có sao chứ. Nếu như hắn không tại, người nói cho ta biết, người nhất định muốn nói cho ta biết. Linh Tuệ Hòa Thượng gật gật đầu, hắn nói ra, tốt, bần tăng nhất định sẽ nói cho người biết. Đúng, người làm sao lại không có việc gì. Linh Nhi nghĩ đến cái gì, hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng tại cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong loại kia tử bảo hộ bần tăng cho dù là cái này trùng động hàn khí cũng không thể đem huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong khí tức cưỡng ép cải biến linh nhi bừng tỉnh đại ngộ linh tuệ hòa thượng sau đó trở lại la quân lông mày trong nội tâm hắn bắt đầu sử dụng huyền hoàng thần cốc hạt giống đến điều tra tình huống hắn bắt một huyền hoàng dịch sau đó lại nhảy ra trực tiếp đem cái kia huyền hoàng dịch ném vào đến la quân trong miệng là quân thân thể lại đang từ từ biến đến cứng ngắc không, cái kia thể nội luồng khí lạnh không ngừng hướng ra ngoài bức, sau đó thân thể này lần nữa bắt đầu đóng băng. Linh Tuệ Hòa Thượng thấy thế, lập tức nói ra, Linh Nhi cô nương, tiếp tục lấy thánh quang chiếu giỏi, đừng có ngừng. Linh Nhi nghe vậy, lập tức hẳn là, nàng lần nữa khu động thánh quang chiếu giỏi. Đồng thời, cái kia huyền hoàng dịch cũng sinh ra rượu tác dụng. Là quân trong cơ thể đóng băng thành đá lạnh chính là pháp lực cũng khó có thể thăm dò vào. Có thể cái kia huyền hoàng dịch lại tựa hồ như có cực mạnh ăn mòn tác dụng đồng dạng, trực tiếp ra một đầu nhỏ bé thông đạo, một đường hướng La Quân trong thân thể tìm kiếm đi qua. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức cũng lấy pháp lực đi sát đằng sau huyền hoàng dịch lưu lại thông đạo đi vào. Nhưng lối đi kia rất nhanh được bù đắp lên. Linh Tuệ Hòa thượng dựa vào một sợi pháp lực tại La Quân thể nội tia chớp dò xét, tức thời có huyền hoàng dịch mở đường linh tuệ hòa thượng vẫn là bị cóng đến toàn thân run lên hắn thân cây tràn đầy một tầng màu trắng băng xương hồi lâu sau linh tuệ hòa thượng cái kia một tia pháp lực hoàn toàn bị đông lạnh thành hư vô vụn băng linh tuệ hòa thượng thân thể dốc hết ra động một cái cái này mới hồi phục tinh thần lại linh nhi nhìn ở trong mắt vội vàng cũng chia ra thánh quang chiếu dọi linh tuệ hòa thượng a à, thật ấm áp linh tuệ hòa thượng cảm nhận được thánh quang chiếu dọi thoải mái suýt chút nữa thì rên dỉ đi ra cái này thánh quang cũng không phải phổ thông ánh sáng, bản thân có ôn nhuận từng tia từng tia mạch lạc thần diệu chi dụng. Sau một hồi khá lâu, Linh Tuệ Hòa Thượng mới khôi phục bình thường. Hắn nói ra, mẹ hắn, Bần Tăng hiện tại thật sự là hổ lạc bình dương bị trùng động lấn, như thế chút hít từ trường cống đến Bần Tăng đau đến không muốn sống. Đổi lại Bần Tăng năm đó, hư hư, không nện cái này trùng động liền coi như Bần Tăng không có bản sự. Hắn vẫn còn có chút căm giận bất quá linh nhi hoàn toàn không quan tâm những thứ này nàng lo lắng hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra la quân thế nào linh tuệ hòa thượng nghe vậy cũng nghiêm mặt nói ra bần tăng cũng còn không dám khẳng định bất quá bây giờ xem ra la quân còn sống linh nhi là biết linh tuệ hòa thượng bản sự cho nên hắn nói la quân còn sống linh nhi cũng nhỏ khẽ thở phào một cái nhưng nàng hay là hỏi dùng cái gì khẳng định linh tuệ hòa thượng nói ra nếu như la quân đạo hữu đã chê ti như vậy trong cơ thể hắn từ trường hội toàn bộ bị đông nhưng bây giờ nhìn lại từ trường còn tại vận chuyển đồng thời hình thành tiểu từ trường bần tăng có chút minh bạch minh bạch cái gì linh nhi lập tức hỏi linh tuệ hòa thượng cười một tiếng nói ra nếu như bần tăng suy đoán chính xác lời nói cái này thật đúng là vô cùng lớn xảo sự tình nếu như đây đều là thiên đạo tính kế thiên đạo sự khủng bố bần tăng muốn còn muốn càng thêm thắng chi linh nhi nói ra nói thế nào linh tuệ hòa thượng nói ra vừa mới bần tăng nói loại này trùng động luồng khí lạnh không thể coi thường xem như bần tăng nếu không làm chống cự mặc cho trực tiếp xâm nhập thể nội cũng khó đảm bảo mạng sống nhưng la quân đạo hữu vẫn chưa có chê ti vì cái gì đây hắn đón đến cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu hiển nhiên linh nhi cũng không phải một cái có thể cùng với nàng thừa nước đục thả câu người linh tuệ hòa thượng nói ra tâm hỏa chính là mạnh nhất chi hỏa, không giống nhân gian chi hỏa. Mà cái này luồng khí lạnh chính là trùng động luồng khí lạnh, liền người tư tưởng đều có thể đóng băng. Sau đó, luồng khí lạnh xâm nhập đi vào thời điểm, tâm hỏa ngược lại bảo vệ la quân đạo hữu trái tim. Nguyên lý này, giống như là thế giới bên ngoài đóng băng, nhưng người tại lò lửa hừng hực trong phòng, tuy nhiên bên ngoài toàn bộ đều chế ti cóng. Nhưng người khả năng bởi vì lò lửa mà sống lấy, cái này lò lửa không phải bình thường lò lửa, cho nên cũng có thể chống cự luồng khí lạnh. La quân đạo hữu trái tim là như thế bảo vệ dưới đến. Còn la quân đạo hữu não vực, não vực chi có số mệnh kiếp hỏa. Cũng là nói, tâm hỏa bảo vệ được la quân đạo hữu trái tim, kiếp hỏa bảo vệ được la quân đạo hữu não vực. Cái này nguyên bản là chuyện không có khả năng, nhưng lại như vậy phát sinh. Linh tuệ hòa thượng nói ra, la quân đạo hữu có thể còn sống sót, thật sự là dấu vết dấu vết ha. Linh nhi không khỏi đại hỷ, nàng vui đến phát khóc nói ra không có việc gì quá tốt quá tốt bất quá linh tuệ hòa thượng nói ra chúng ta cũng còn không thể cao hứng quá sớm a à, linh nhi bị kinh ngạc nói ra vì cái gì linh tuệ hòa thượng trầm giọng nói ra nhưng là linh nhi cô nương người đừng quên bên ngoài băng tuyết đại đống kết bên trong lò lửa một khi dập tắt làm sao bây giờ linh nhi nhíu mày nói ra chúng ta muốn giúp hắn như thế nào linh tuệ hòa thượng hít sâu một hơi nói ra chúng ta giúp không hắn muốn xem bản thân hắn tạo hóa hắn nói tiếp người cũng không cần quá lo lắng là quân đạo hiếu luôn luôn đều là đa mưu túc trí bần tăng tin tưởng hắn nhất định có thể siêu thoát chờ hắn thuận lợi hồi tỉnh lại chúng ta có thể rời đi nơi này trận này đại kiếp cũng coi là triệt để đi qua hắn nhất định sẽ tỉnh lại linh nhi kiên định không nói ra linh tuệ hòa thượng còn nói thêm rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại, cái này bần tăng cũng không dám khẳng định. Nhưng là Linh Nhi cô nương, người cái này một mực kiên trì vận chuyển thánh quang chỉ sợ cũng có kiệt lực thời điểm. Bần tăng có thể vận chuyển đại linh dịch thuật vì ngươi hơi chút điều dưỡng. Có thể chỉ sợ cũng không phải kế hoạch lâu dài. Linh Nhi trầm giọng nói ra, ta có thể kiên trì, ta còn có không ít thuần dương đan. Là quần hỗn nguyên quả cũng còn có, ta có thể chịu đựng. Nàng không chút do dự, tại nàng trong đôi mắt, có một loại thấy chết ti không sờn kiên nghị. Vì La Quân, không có cái gì khó khăn là nàng không thể tiếp nhận. Nhân sinh, là một trận khó khăn mà hạnh phúc lữ trình. Nhân sinh, vĩnh viễn có vùng đi không được hoảng sợ. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng thành ánh sáng mặt trời rất đẹp. Đây là chính ánh nắng buổi trưa, đó cùng hút ánh sáng mặt trời vẩy chiếu, tựa hồ trên đời này không để cho người phiền não sự tình. Phó Thanh Trúc, Lâm Phong, Tần Lâm đều hồi thế giới bao la đi kiều ngưng cũng không có đi nàng hội một mực đợi tại thiếu uy phủ bên trong chờ đợi la quân trở về nàng tin tưởng la quân nhất định sẽ trở về đương nhiên kiều ngưng bản thân cũng không có đủ đi thế giới bao la điều kiện trời cao biển rộng kiều ngưng một thân quần áo màu bạc nàng ngồi tại thiếu uy phủ nóc nhà nhìn lấy cái này trời xanh mây trắng cũng chỉ có dạng này nàng tâm tình mới sẽ khá hơn một chút đến muộn thời điểm nàng hội cảm giác được phá lệ khó chịu đêm dài đằng đẵng vô cùng dày vò. Hết thảy, lại cũng không trở về được lúc trước. Nàng trong đầu lóe qua rất nhiều cùng với La Quân ngọt ngào, nàng nghĩ đến tại địa ngục tầng 18 thời điểm, La Quân nghĩa vô phản cố đổi nàng sống sót. Cái kia nam nhân, cái kia nàng yêu nam nhân, nàng quá lý giải hắn. Cho nên nàng không bỏ được để hắn có một chút khó xử. Tẩu tử, ngay vào lúc này, Kiều Ngưng chợt nghe một thanh âm. Kiều Ngưng hơi kinh hãi, nàng quay đầu lúc, trông thấy nóc nhà thêm một người. Người đến anh Tuấn tiêu sái, nhưng cũng lộ ra một tia tà mị. Đến không phải người khác, chính là Trần Diệc Hàn. Là quân đệ đệ. Kiều Ngưng đương nhiên nhận biết Trần Diệc Hàn, cũng biết lần này nghĩ cách cứu viện La Quân lúc Trần Diệc Hàn xuất lực. Nhưng Kiều Ngưng cũng biết La Quân cùng Trần Diệc Hàn ở giữa khẩn trương quan hệ. Những cái kia ân ân oán oán, Kiều Ngưng tâm lý rõ ràng. Đương nhiên, Kiều Ngưng cũng nghe La Quân nói đỏ lam thế giới sự tình. Có việc, Kiều Ngưng ngữ khí không tốt hỏi Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn trầm giọng nói ra, tẩu tẩu không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Kiều Ngưng nói ra, năm đó người đối người linh nhi tẩu tẩu chỗ làm sự tình, ta không phải không biết. Trần Diệt Hàn mặt hiện đắng chát, nói ra, đó là ta làm sai sự tình, may ra cũng không có triệt để đúc xuống sai lầm lớn. Chẳng lẽ tẩu tẩu cũng nhất định muốn ta như Lan Đình Ngọc một dạng, lấy cái chết ti tạ tội kiều ngưng nói ra linh nhi ra ra là bị ngươi đánh chết ti cái này cũng chưa tính sai lầm lớn sao trần diệc hàn trầm mặc đi xuống kiều ngưng cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nàng nói ra cái này sổ sách linh nhi tự nhiên sẽ tìm ngươi tính toán ngươi hôm nay tới tìm ta tổng không phải muốn ôn chuyện a hoặc là nói ngươi còn có cái gì không thể cho ai biết ý đồ trần diệc hàn ngay sau đó nghiêm mặt nói ra ta muốn đi đại ca mẫu thân phần mộ trước bái tế một phen. Kiều ngưng biến sắc, nói ra, người trong hồ lô, đến cùng đang bán thuốc gì. Trần Diệt Hàn nói ra, ta trước kia rất hận đại ca, càng hận hơn đại ca mẫu thân. Bởi vì ta cảm thấy mẫu thân của ta là bị mẹ con bọn hắn hại chết ti. Kiều ngưng nói ra, lúc đó đang vì cái gì thay đổi chủ ý. Trần Diệt Hàn nói ra, ta nghĩ thông suốt, đại ca cũng không có làm gì sai. Sự thật, Cha ta cũng thua thiệt đại ca mẫu thân, mặc kệ là vì đại ca cho nên vẫn là vì phụ thân ta, ta đều cần phải đi bái tế một phen. Thế nhưng há không phải là đối mẫu thân người có chỗ bất công? Kiều Ngưng nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, mẫu thân dưới suối vàng có biết rõ, làm sẽ không trách ta. Kiều Ngưng nói ra, ta xem không hiểu ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra, tẩu tẩu chỉ cần muốn nói cho ta biết, cái kia phần mộ vị trí là đủ kiều ngưng trầm ngâm nửa ngày sau đó nói tốt ta có thể nói cho ngươi sau đó đem một cái suy nghĩ ấn ký bắn ra mà ra trần diệc hàn thân thủ tiếp được hắn thu ấn ký sau đó nói tẩu tẩu cáo từ hắn quay người muốn đi kiều ngưng muốn nói lại thôi trần diệc hàn ngược lại là thận trọng nói ra tẩu tẩu có cái gì muốn dạy hối ta sao kiều ngưng hít sâu một hơi sau đó nói không có việc gì có phải hay không ta đại ca có chuyện gì? Trần Diệc Hàn liền vội vàng hỏi. Kiều Ngưng nói ra, hắn nhất định không có việc gì. Trần Diệc Hàn sắc mặt đại biến, nói, tẩu tẩu đây là ý gì? Đại ca không phải đã bị cứu ra sao? Chẳng lẽ, hắn thụ thương? Kiều Ngưng hốc mắt nhất thời đỏ. Nàng không thể kìm được, nàng kìm nén đến thật sự là rất vất vả. Hắn, Kiều Ngưng tiếp lấy đem la quân tình hình gần đây nói tại sao có thể như vậy trần diệc hàn nghe xong thân thể run rẩy kịch liệt hắn mặt lóe qua vẻ thống khổ trần diệc hàn có rất nhiều không cam tâm hắn còn không có lấy được đại ca tha thứ a hắn từ nhỏ khuyết thiếu phụ mẫu yêu mến tuy nhiên phụ thân đối với hắn sủng ái nhưng phần lớn thời gian hắn đều là tại người hầu chiếu cố phía dưới một người sinh hoạt làm la quân bắt đầu xuất hiện lúc hắn đối la quân hận thấu xương nhưng vô số lần tranh đấu hắn nhiều lần thất bại thẳng đến một lần kia, hắn bị la quân đánh ra chóc thịt bong, hắn ngược lại bắt đầu tự kiểm điểm lên. Hắn bắt đầu cảm thấy, la quân là đại ca của mình. Loại kia thân tình, loại huyết mạch kia ở giữa thân tình bị triệt để tỉnh lại. Riêng là khi hắn tại đỏ lam thế giới lâm nguy lúc, tại cái kia vô biên hắc ám, đại ca lại một lần nữa xuất hiện, khi đó, hắn là nhân loại doanh trọng. Ca hắn không có việc gì, hắn là thiên mệnh chi vương, hắn nhất định sẽ trở về. Trần Diệc Hàn nói với Kiều Ngưng. Kiều Ngưng cũng gật đầu, nói ra, không sai, hắn nhất định sẽ trở về. Sau đó, Trần Diệc Hàn rời đi. Giờ này khắc này, hắn lại có thể làm được gì đây? Kiều Ngưng nhìn về phía nơi xa, nàng thì thào nói ra, hắn nhất định sẽ trở về. Thiên Châu một chỗ hải đảo, mặt trời chiều ngã về tây, mặt biển kim quang lăn tăn. Gió đêm quét, mặt biển lên từng vệt sóng gợn lăn tăn nơi này rất mỹ lệ cũng rất an tính giống như là một tòa thế ngoại đào nguyên một dạng tại cái kia mặt biển một chiếc thuyền cá chậm chạp tiến lên thuyền cá một đám ngư dân ngay tại bong thuyền uống rượu đánh bạc đầu này thuyền cá quy mô cũng không nhỏ là mấy cái ngư dân hùn vốn mua sắm bọn họ lần này ra biển đã hai tháng một mực không có cái gì đại thu hoạch bọn họ uống rượu đánh cược món tiền nhỏ cũng không có thời gian đi cảm khái dạng này nhân sinh cùng ý nghĩa bất quá bọn họ vẫn là lưu người canh gác tại lúc này canh gác chu binh nói năng lộn xộn hô lớn không tốt không tốt các người mau đến xem đó là cái gì cái này tiểu chu làm sao luôn luôn trách trách vù vù ổn trọng lý đại thúc có chút bất mãn mà thuyền trưởng lão triệu thì nói ra chúng ta đi xem một chút đi mọi người cũng là không dám khinh thường liền đều thả tay xuống bài cửu cái kia gọi là tiểu nguyên tiểu hỏa tử có chút tức giận bất mãn nói ra thanh này ta muốn thắng là thiên bài các ngươi nhưng mọi người đã đều đi tiểu nguyên cũng là không thể làm gì ở trên trời châu phiên chợ có một loại nhìn kính buôn bán nghe nói đây là thiên châu đại khang hoàng đế phát minh ra tới hàng hải thời điểm loại này nhìn kính đặc biệt hữu hiệu có thể nhìn đến bên ngoài mấy ngàn mét tình huống mà lúc này cái kia canh gác chu binh là thông qua nhìn kính nhìn đến ngoài ngàn mét tình huống thuyền trưởng ngài nhìn chỗ nào cái kia tựa như là một chiếc màu đen thuyền sẽ không phải là chu binh càng nói càng sợ hắn hoảng sợ nói ra sẽ không phải là truyền thuyết ác ma thuyền a không có khả năng không có khả năng thuyền trưởng lão triệu lập tức nghiêm khắc trách cứ chu binh sau đó hắn tiếp nhận nhìn kính đi xem nơi xa là ma quỷ thuyền nhưng lúc này thời điểm xa như vậy chỗ thuyền đã càng ngày càng gần đã không dùng nhìn kính có thể thấy rất rõ ràng còn lại ngư dân hoảng sợ kêu to lên ta đều nhìn đến cái kia mặt huyết khô lâu là ma quỷ thuyền tiêu chí nhanh 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 giữ chặt bánh lái chạy chạy a à. lão triệu rốt cuộc tin tưởng ma quỷ thuyền hắn hoảng sợ tới cực điểm khàn giọng kiệt lực hô to thuyền lập tức loạn thành một đống ma quỷ thuyền ma quỷ thuyền truyền thuyết chi phàm là nhìn thấy ma quỷ thuyền người không ai có thể còn sống sót có ngư dân thì thào đọc cũng có ngư dân tại tuyệt vọng hô to song đời, song đời. Ma quỷ thuyền, luôn luôn đều là tại ngư dân chi nghe đồn, không có người sống gặp qua, nhưng đến cùng là làm sao truyền đi, lại là không có người biết. Lúc này thời điểm, khủng hoảng giống như ôn dịch, cấp tốc tại thuyền lan tràn ra ngoài. Chiếc này thuyền cá nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, nhưng tại lúc này, cái kia chiếc ma quỷ thuyền đột nhiên cũng tăng thêm tốc độ. Trong khoảnh khắc, ma quỷ thuyền đuổi theo. Đây không phải là thuyền, đó là một đầu thủy quái, không, không phải thủy quái, là giao long. Có ngư dân đã nói năng lộn xộn. Mặt biển không còn bình tĩnh nữa. Cái kia ma quỷ thuyền bất quá là biểu tượng, thực tế lại là một con giao long, một đầu to lớn giao long, trước đó các nhìn nhiều đến bất quá là giao long nửa cái đầu mà thôi. Lúc này, nước biển chập trùng lăn lộn, cái kia giao long gào thét một tiếng, tiếng giống rung khắp toàn bộ bầu trời, sóng âm nhấc lên vô số điên cuồng đến cái kia thuyền cá tại nộ hải hai bên phiêu diêu, như một chiếc thuyền con đồng dạng, cơ khổ không nơi nương tựa. Một cỗ mùi tanh nương theo sóng âm thổi qua đến, khiến người ta nghe ngóng muôn ói. Cái kia giao long rất nhanh ngăn ở thuyền cá phía trước. Ngư dân nhóm toàn bộ ngây người, giao long chậm rãi lộ ra thân thể, nó quanh thân đều là vảy màu đen, một đôi con người bồn tắm còn lớn hơn. Ngư dân nhóm lần thứ nhất nhìn gặp to lớn như thế không rõ sinh vật, bọn họ mắt vát ra khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ bọn họ thân thể run rẩy kịch liệt nguyên một đám toàn bộ kìm lòng không được quỳ đi xuống không ngừng dập đầu dùng cái này muốn đổi được một đường sinh cơ cái kia giao long hai mắt có âm u quang mang nó nghiêm chỉnh đã có trí tuệ chỉ bất quá nó còn không có bao nhiêu tu vi nó tại cái này hải sinh lưu giữ dựa vào hút lấy nhân loại não tủy đến gia tăng dinh dưỡng cùng linh trí Ngư dân nhóm đều đã cảm nhận được tử vong uy áp. Mà giao long đối mặt bầy kiến cỏ này cầu xin tha thứ, mắt không có chút nào thương hại. Nó đôi mắt chỗ sâu có một ít thất vọng, bởi vì những thứ này ngư dân nhóm quá yếu. Có ngư dân đang không ngừng khẩn cầu, Vĩ đại Hải thần, cầu ngài hiển linh. Vĩ đại A La thần. Bọn họ khẩn cầu mỗi người nghe nói qua thần hoặc là tín ngưỡng thần, có thể hiển nhiên, lúc này thời điểm Lâm thời ôm chân Phật cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng ở thời điểm này, cái kia gọi là tiểu nguyên tiểu hỏa tử đột nhiên hô lớn, mau nhìn, bên kia, mau nhìn, thần tiên hiển linh, hiển linh. Mọi người lập tức nhìn về phía nơi xa, liền thấy bên kia, kim quang lấp lóe Trong nháy mắt, kim quang càng ngày càng đậm hơn, sau đó, một đầu kim quang thần long thuấn gian di động tới. Đầu này kim quang thần long ngược lại cũng không lớn, là lớn lên 10 trượng trở lại mà thôi, tại nó thân thể, cưỡi một tên áo trắng thiếu nữ thiếu nữ mặc áo trắng kia mỹ lệ mà lãnh diễm. Long mẫu hiển linh, long mẫu hiển linh, long mẫu cứu mạng. Bọn này ngư dân nhóm lập tức hướng áo trắng thiếu nữ như giã tỏi đồng dạng đập ngẩng đầu lên. Áo trắng thiếu nữ cũng không nói chuyện, nàng nhìn về phía đầu kia giao long. Giao long thân thể kim quang thần long phải lớn nhiều, nó bỗng nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên há mồm hướng áo trắng thiếu nữ cắn tới. Cái này một cái miệng, lại là muốn đem áo trắng thiếu nữ cùng kim quang thần long đều cho nuốt mất chúng ngư dân quá sợ hãi liền cũng là tại lúc này áo trắng thiếu nữ sắc mặt không thay đổi chút nào mà kim quang thần long lại là há mồm nó phun ra ra một miệng màu trắng hàn khí chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc cái kia to lớn vô cùng dao long màu trắng hàn khí bao phủ tiếp theo bị đông thành tượng băng kim quang thần long lại thổi một hơi cái kia dao long tượng băng cấp tốc hóa thành vô số vụn băng là thần thông như thế thủ đoạn. Long mẫu, long mẫu, ngư dân nhóm nhìn đến kim quang thần long thần thông, không ngừng quỳ bái. Áo trắng thiếu nữ cũng không nói chuyện, chỉ là các loại ngư dân nhóm lúc ngẩng đầu lên, áo trắng thiếu nữ cùng thần long đã biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau, vùng biển bắt đầu lưu truyền ra long mẫu truyền thuyết. Tại biển động thời điểm, có các mắt thấy muốn bị nộ hải thôn phệ, long mẫu thừa long mà đến, đem cứu vãn. Tại tao ngộ bầy cá mập thời điểm, long mẫu thừa long mà đến, xua tan bảy cá mập. Đủ loại truyền thuyết không ngừng truyền tụng, long mẫu trở thành đại hải thủ hộ thần. Rất nhiều ngư dân trong nhà đều cung phụng lên long mẫu. Thế giới bao la, Lâm Phong, Phó Thanh Trúc, còn có Tần Lâm trở về. Lâm Phong ôm lấy chính mình nữ nhi, tự nhiên là yêu thích không buông tay. Tần Lâm cũng cùng nữ nhi của hắn Tần Bảo Nhi chơi quên cả trời đất, cho dù tâm lại đau thương, Tần Lâm cũng sẽ không đem loại tâm tình này mang cho nữ nhi. Lâm Phong tại đêm đến đợi, cùng trầm mặc nùng nói một lần lời nói. Đệ muội, người cũng không cần quá lo lắng, tam đệ luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Lần này cũng sẽ không có sự tình, qua một thời gian ngắn, hắn hội trở về. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Trầm mặc nùng gật gật đầu, nói ra, ừm. Lâm Phong cũng biết, dạng này an ủi có chút tái nhợt, nhưng trừ cái đó ra, hắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Sau đó, Lâm Phong khe khẽ thở dài, nói, đệ muội khổ ngươi tư đồ linh nhi có thể theo tam đệ đi nàng có thể liều lĩnh kiều ngưng cũng có thể muốn khóc khóc nhưng duy chỉ có ngươi ngươi cái gì cũng không thể làm ngươi lo lắng tam đệ ngươi muốn làm gì đều đi không được bởi vì ngươi có quá nhiều trách nhiệm tại ngươi vai đại ca biết ngươi tâm khổ nhưng xin ngươi nhất định phải kiên cường trầm mặc nùng nao nao sau đó nàng hốc mắt đỏ lâm phong nói ra nội tâm của nàng lớn nhất bất đắc dĩ khổ sở trầm mặc nùng nói ra ta trước kia cũng có qua nguyện vọng muốn vác một cái bọc hành lý đi khắp tứ phương có lẽ tối nay sẽ ở mục dân nhà tá túc có lẽ sẽ tại dubai hào hoa khách sạn bên trong vào ở mỗi một ngày đều là một cái địa phương mới không buồn không lo không cần phải đi vì bất cứ chuyện gì phiền não nàng đón đến cười khổ nói về sau mới phát hiện như thế sinh hoạt ta thế mà chưa từng có đi qua một ngày tại ta thành tài trở về về sau ta nhập quốc an sáu nơi ta lại không ngừng lại qua. Hiện tại, có niệm từ, có la quân, ta cái gì cũng không thiếu. Tiền, quyền, thực lực, cũng không thiếu. Nhưng ta tâm lại càng ngày càng hoảng sợ, ta thường xuyên tại ban đêm bừng tỉnh, mộng thấy la quân ra chuyện. Cũng không dám rời đi yến kinh, lại không dám mang niệm từ rời đi yến kinh, ta chán ghét cái này đáng chết đi cảm giác sợ hãi. Hoảng sợ, Lâm Phong hơi hơi ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, hoảng sợ không chỉ là ngươi có, ta cũng có trầm mặc nùng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong liền nói ra, từ nhỏ đến lớn, ta tâm hoảng sợ không có biến mất qua. Khi còn bé, ta tại sát thủ tổ chức bên trong lớn lên, ta sợ bóng tối thầm đánh lén, sợ tối thầm dã thú. Ta sợ ưa thích, muốn phải bắt được đồ vật, đều không ngoại lệ đều mất đi. Tính toán đến bây giờ, ta cũng sợ, người nói người không dám ra Yến Kinh, ta cũng không dám để tử thanh cùng nghĩ lan rời đi Yến Kinh. Đệ muội, đại ca phải cảm ơn ngươi chí ít, có người tại Yến Kinh, đại ca không cần sợ chính mình ra chuyện về sau, không ai bảo hộ tử thanh các nàng. Nói đến, cái này rất tự tư, chúng ta đem tất cả gông xiềng đều ném đến thân ngươi. Trầm mặc nùng vội vàng nói, đại ca, người 10 triệu đừng nói như vậy. Ngươi cho chúng ta, vì la quân nỗ lực thực sự quá nhiều. Ta chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình mà thôi, cái này không đáng giá nhắc tới. Lâm Phong nói ra, ta cùng tam đệ là đúng trời xanh lên qua thề, ta là đại ca hắn, huyết thống cái gì, đều là cầu thí. Ta vì hắn làm cái gì đều là cần phải. Lời nói này đến xác thực dễ dàng, nhưng Lâm Phong nhưng cũng là làm như thế. Trầm mặc nùng nhịn không được nói ra, là quân có thể có đại ca cùng nhị ca dạng này huynh đệ, trời xanh đợi hắn đã không tệ. Lâm Phong nói ra, hắn cao hứng nhất, chân quý nhất hẳn là có người dạng này thê tử. Nếu như về sau, hắn dám đối người không tốt, đại ca nhất định giúp người tước hắn. Trầm mặc nùng mỉm cười, nói ra, tốt, vậy ta trước cảm ơn đại ca. Tần Lâm cùng hiên viên nhã đan mang theo Tần Bảo Nhi trở lại chính bọn hắn biệt thự bên trong. Một hồi bận rộn sống đến dạng sáng, cuối cùng hết thảy làm xong, Tần Bảo Nhi cũng là mệt mỏi, liền cùng bảo mẫu đi ngủ. Tần Lâm cùng hiên viên nhã đan thì trong phòng ngủ nằm xuống. Hiên viên nhã đan nằm tại Tần Lâm trong ngực, Tần Lâm hào hứng không cao lắm. Hiên viên nhã đan vốn còn muốn cùng tần lâm thân mật thân mật, dù sao hai người đã có thật lâu chưa từng có phu thê sinh hoạt. Nhưng nàng nhìn tần lâm tâm sự nặng nề, cũng không tiện sách. Nàng vốn là da mặt mỏng người. Lâm ca, ngươi là đang lo lắng tam đệ sao? Hiên viên nhã đan hỏi. Tần lâm thở dài, nói ra, không biết tam đệ hiện tại thế nào. Nếu như thuận lợi, mấy ngày nay hẳn là sẽ trở về nha. Hiên viên nhã đan hiện tại cũng biết là quân tình huống, nàng nắm chặt tần lâm tay, nói ra, tam đệ hội rất mau trở lại đến, người cũng không thể quá nóng vội. Tần lâm thở dài, nói ra, tứ đệ cũng không tại, nếu như tam đệ lại ra sự tình, ta thật không biết nên như thế nào tự xử. Đại ca cùng tam đệ đều muốn ta có bản lĩnh, ta cũng giúp không bọn họ gấp cái gì. Hiên viên nhã đàn nói ra, ai nói, trong lòng ta, người mới là lớn nhất có bản lĩnh. Tần lâm khẽ cười khổ, hắn nói tiếp, có chút khó khăn, ta nguyện ý đi thay tam Đệ tiếp nhận. Nhưng là, ta lại không nỡ bỏ ngươi cùng bảo nhi. Hiên viên nhã đan nói ra, lâm ca, ngươi không muốn tự trách, ta biết ngươi không nỡ chúng ta. Nhưng là ngươi tức thời không nỡ, cái kia vì tam đệ xuất lực thời điểm, ngươi cũng không do dựa qua, không phải sao. Ngươi đã hết sức, chúng ta không muốn lại khó xử chính mình, được không? Tần lâm gật gật đầu, nói ra, ừm. Sau đó, hiên viên nhã đan hôn tần lâm môi, nàng vũ mị cười một tiếng, nói ra, bảo nhi nói nàng tịch mịch đâu, muốn ta lại cho nàng sinh cái đệ đệ. Nhiệm từ không phải đệ đệ của nàng sao, tần lâm cười một tiếng. Người người này, làm sao như thế không hiểu phong tình. Hiên viên nhã đan có chút oán trách. Tần lâm cái này mới tỉnh ngộ lại, cười ha ha một tiếng, sau đó đại thủ bắt đầu tác quái lên. Đừng nhìn hiên viên nhã đan xưa nay tính hiền lành, nhưng ở giường lại là cái mê người tiểu yêu tinh một vòng ân ái, chợt vang lên, dưới giường giường, đều là dấu vết. Lâm Phong cho ở biệt thự bên trong, tiểu gia hỏa cũng đi cùng ra ra nãi nãi ngủ chung, dạ hội có bảo mấu chiếu ứng. Dạng này diệp tử thanh muộn mới có thể ngủ ngon giấc, đương nhiên, nàng vẫn là hội tăng sữa, nửa đêm vẫn là muốn lên cho nữ nhi cho ăn một lần sữa. Lâm Phong là nhìn lấy nữ nhi ngủ say nhìn 2 giờ, về sau mới trở lại trong phòng. Diệp Tử Thanh đang dùng nhìn phim truyền hình, lâm phong sau khi đi vào không khỏi cười nói ngươi làm sao còn chưa ngủ diệp tử thanh bạch lâm phong liếc một chút nói ra ngươi quả nhiên là có oa nhi quên oa nhi mẹ nàng lâm phong cười ha ha một tiếng nói ra ngươi còn cùng con gái chúng ta ăn dấm a diệp tử thanh đem chính mình mộng trong chăn nói ra đúng là ăn dấm lâm phong xem thường theo đến giường rút vào trong chăn sau đó đem diệp tử thanh kéo vào trong ngực Diệp Tử Thanh cũng là dịu dàng ngoan ngoãn, rất nhanh thỏa mãn ôm lấy Lâm Phong. Thật xin lỗi, Thanh Nhi, ta có thể có chút xem nhẹ ngươi. Lâm Phong chân thành nói xin lỗi. Diệp Tử Thanh lập tức nói ra, người ta theo ngươi đùa dẫn đâu, ngươi còn tưởng là thật nha. Lâm Phong nói ra, ta không phải nói cái này, Thanh Nhi, ngươi hối hận qua sao? Vì cái gì lại đột nhiên nói như vậy? Diệp Tử Thanh giật mình, nàng nói ra, tốt ngày tốt, người không muốn lão làm ta sợ có được hay không? Có phải hay không lại chuyện gì phát sinh? Lâm Phong nói ra, không có không có, ta chỉ là có chút cảm khái, ta biết, người vẫn luôn thẳng lo lắng hãi hùng. Diệp Tử Thanh nói ra, có thể ta không hối hận a à. Ta cảm thấy nếu như nhận biết ngươi, lại từ bỏ ngươi, đi tìm một cái bình thường người ngủ ngáy qua, đó mới là ta không thể chịu đựng được bình thường. Lâm Phong mỉm cười, Thanh Nhi, ta hiện tại một cái nỗ lực mục tiêu, thật tốt sống sót. Đợi đến những phiền toái này sự tình toàn bộ giải quyết về sau, ta vĩnh viễn bồi tiếp ngươi cùng nữ nhi. Chúng ta, nữ nhi, đều còn rất dài thời gian cùng một chỗ vượt qua. Thế nhưng là, ta cuối cùng biết về giả A, mà ngươi. Diệp Tử Thanh nói ra. Lâm Phong nói ra, ta có đan dược, có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta có thể qua hết người bình thường cả một đời đã là kiếm lời, đúng không? Hắn, ta không yêu cầu xa vời." Diệp Tử Thanh nói ra, "Vậy cũng đúng, thực ta cũng không tham lam. Ta sợ tương lai ta đều tóc trắng xóa, ngươi vẫn là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử." "Vậy ngươi để cho ta làm sao chịu nổi a?" À? Lâm Phong nói ra, "Ngươi lão, ta cũng lão, nhưng là bất kể ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều vĩnh viễn sẽ chỉ thích một mình ngươi." Hắn tuy nhiên xấu hổ vu biểu đạt nhưng bởi vì cái kia ăn bữa nay lo bữa mai nguy cơ cho nên hắn hội thường xuyên nói với diệp tử thanh thích chữ đem có thể làm đều làm như vậy một khi ly biệt lúc hội ít một chút tiếc nuối áo đen tố trinh lớn nhất tiếc nuối có lẽ không phải là không thể tiếp nhận mất đi muội muội mà là bởi vì nàng tại muội muội lúc còn sống đối muội muội quá mức hà khắc mà hoa đại đế nghèo tập hợp cả đời muốn tìm kiếm cái kia gọi là tiểu nghiêng nữ tử hồn phách lại cũng là bởi vì chưa kịp tạm biệt mỗi người tâm đều có chấp niệm xa xôi vũ trụ vũ trụ chi tại cái kia cực hàn trùng động chi linh nhi như cú tại thủ hộ nhanh nhạy hòa la quân la quân một mực hôn mê thân thể của hắn thời khắc có đóng băng dấu hiệu nhưng linh nhi một mực lấy thánh quang chiếu rọi nhưng cái này thánh quang làm thế nào cũng vô pháp đem la quân trong thân thể hàn băng hóa giải linh tuệ hòa thượng nói cho linh nhi nàng không cần nóng lòng đi tiêu trừ la quân đạo hữu thể nội hàn băng những thứ này quỷ dị hàn băng có lẽ còn tại tiêu trừ la quân thể nội tâm hỏa cùng kiếp hỏa đây. Linh Nhi tâm thủy chung bất an, la quân một mực không tỉnh lại, nàng cái này tâm nhi không có cách nào an bình. Như vậy, la quân giờ phút này lại đến cùng là tình huống gì đâu. La quân thể nội số mệnh bóng mở vốn là đã bao phủ 9 phần 10, tại cái kia luồng khí lạnh xâm lấn một khắc, la quân biết không ổn. Loại này cực hàn trùng động luồng khí lạnh, lực lượng cùng pháp tắc căn bản không tồn tại ở địa cầu la quân để xâm lấn chính là hiểm chiêu hắn đã không có khác đường có thể đi trong nháy mắt đó luồng khí lạnh xâm lấn la quân cường đại thể năng cũng vô pháp trèo chống. hắn có thể cảm nhận được quanh thân huyết mạch kinh mạch trong nháy mắt bị đông cứng chế ti mà lại loại này hàn băng ép thẳng tới trái tim cùng não vực la quân muốn phản ứng đều đã trễ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn chỉ có thể bảo vệ não vực trái tim là không kịp quản. Não vực, đại số mệnh thuật lập tức thi triển, nhưng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trong một chớp mắt, số mệnh kiếp hỏa cháy hừng hực lên. Cái này số mệnh kiếp hỏa cũng có thể để la quân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Loại tình huống này giống như là bên ngoài chính là băng hà thế kỷ đại đống kết tiến đến, nhưng la quân tòa này trong phòng lại là cháy. Băng hàn trong nháy mắt bước giết tới, luôn luôn chẳng sợ hãi số mệnh kiếp hỏa nhưng cũng bị cái kia băng hàn ngăn chặn địa cầu tại thiên đạo chi cho nên địa cầu bất luận cái gì băng hàn chi phách đều áp chế không nổi số mệnh kiếp hỏa nhưng là cái này trùng động luồng khí lạnh là địa cầu không tồn tại mà lại là quân chỗ thì triển số mệnh kiếp hỏa cũng không cung cấp tại thiên đạo toàn bộ lực lượng cho nên đây cũng là la quân một đường sinh cơ cũng là thiên đạo ảo diệu chỗ đến mức la quân nơi buồn tim tâm hỏa càng là huyền diệu là số mệnh đều khó mà sắp tắt tồn tại tâm hỏa chính là là một người dục vọng cầu sinh, ý chí lực vị trí. Là quân ý chí lực cường đại vô cùng, cho nên, trái tim thế mà cũng xuống. Là quân vận chuyển pháp lực, để pháp lực trong thân thể lao nhanh. Thân thể lớn bộ phận bộ phận, huyết mạch đều đã đổ xấu, nhưng là não vực cùng trái tim ở giữa bị la quân nhanh chóng xây dựng lên một cái thông đạo, dùng cái này để duy trì cả cuộc đời mệnh căn nền. Tại la quân thể nội, luồng khí lạnh không ngừng cuồng oanh loạn tạc. La Quân cảm giác được tâm hỏa cùng số mệnh kiếp hỏa đều tại bắt đầu chậm rãi yếu bớt, lại không lâu nữa, đều muốn dập tắt. La Quân tâm lý rất rõ ràng, mình bây giờ là triệt để bị nhốt trong thân thể. Một khi tâm hỏa cùng số mệnh kiếp hỏa triệt để dập tắt về sau, như vậy hắn là một con đường chế ti. La Quân cũng không thể buông tha não vực, một khi thoát ly não vực, pháp lực tuy nhiên có thể hình thành nguyên thần. Nhưng mình hội tránh thức mất đi thân thể, chính mình cũng không phải hiên chính hạo, còn có thể tái tạo thân thể. Chỉ cần não vực cùng trái tim tồn tại, lấy chính mình cường đại năng lực tái sinh, có thể một lần nữa giải ra thân thể mới tới. Nhưng, muốn thế nào thoát khốn đâu? Đó là cái vấn đề rất lớn, cũng là La Quân giờ phút này đứng trước lớn nhất đại nguy cơ. Càng gặp nguy cơ, La Quân càng bình tĩnh hơn. Hắn đối xử lạnh nhạt cảm thụ thể nội luồng khí lạnh. Trước cảm ngộ quy tắc, cái này quy tắc tuy nhiên không tại địa cầu bên trong, nhưng không có nghĩa là nó không có quy tắc là quân ám đạo hắn nhịn xuống băng hàn đem pháp lực chậm rãi phong thích giống rất nhanh là quân từ bỏ cái này ngu xuẩn ý nghĩ pháp lực căn bản không chịu nổi dạng này băng hàn hắn là tương đương trong phòng hưởng thụ lò lửa lại đem vươn tay ra đi đúng ăn thôn phệ chậm rãi để thân thể thói quen loại này băng hàn như giống loài tiến hóa có chút giống loài có thể trời sinh tại tuyệt lạnh chi địa sống sót ta phải tăng cường tiến hóa pháp lực mình, đây là đường sống duy nhất. Là quân cảm thấy mình muốn cảm tạ bình hành thế giới cái kia một chuyến, để hắn hiểu được tiến hóa chi vĩ đại cùng thần diệu. Là quân trước nếm thử dùng pháp lực vạch một tia luồng khí lạnh tại trong não vực, thừa dịp kiếp hỏa chưa diệt, hắn đem thôn phệ. Cái này tia băng hàn trong nháy mắt đem là quân pháp lực từ trường ngưng kết, loại đau khổ này, tuyệt không phải bút mực có thể miêu tả. Là quân liều mạng cắn răng, hắn rất nhanh tỉnh táo lại hắn không đình chỉ, lại tiếp tục thôn về loại này luồng khí lạnh. Tiến hóa, tiến hóa. Một người, trong nước ở lâu, đời đời kiếp kiếp ngốc, đến lúc đó, bọn họ sẽ muốn A chê ti, hoặc là dài ra lân phiến cùng thích hợp thủy sinh lưu giữ bộ phận tới. Ngược lại, nhân loại trước kia là có cái đuôi, tại quá trình tiến hóa, bởi vì cái đuôi dần dần không lại cần, sau đó bắt đầu thoái hóa. Là quân muốn làm là tăng tốc thích ứng, thêm nhanh tiến hóa, lấy pháp lực vì chất xúc tác hắn nhất định phải giành giật từng giây, nhất định phải vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. La quân dần dần bắt đầu hiểu được loại này luồng khí lạnh quỷ dị pháp tắc, hắn tiêu hóa pháp tắc, đem cái này pháp tắc dung nhập tự thân pháp tắc chi. Hắn pháp lực chi, dần dần bắt đầu có luồng khí lạnh thuộc tính cùng pháp tắc tồn tại. Sau đó, hắn bước nhanh thôn phệ. Dần dần, là quân bắt đầu cảm thụ không lại như vậy lạnh lẽo, lúc này, tâm hỏa rốt cục dập tắt. Kiếp hỏa cũng toàn bộ dập tắt nhưng là la quân đã bắt đầu thích ứng loại này luồng khí lạnh la quân nhỏ khẽ thở phào một cái lần này cửa ải khó cuối cùng là vượt qua sao tại dưới tình huống như vậy la quân tế bào thân thể bắt đầu một lần nữa sinh trưởng la quân thân thể chính thức bắt đầu khôi phục tình huống này linh nhi lập tức phát giác nàng vô cùng ngạc nhiên hướng linh tuệ hòa thượng hô nhanh nhạy người mau nhìn linh tuệ hòa thượng lập tức cũng phát hiện la quân biến hóa hắn thấy rõ ràng về sau, không khỏi vui vẻ nói, là quân đạo hữu quả nhiên thông minh, nhanh như vậy minh bạch huyền ảo chi đạo. Quá tốt, xem ra là quân đạo hữu đã không phải lo rồi. Audio điện tử võ tấn bền Linh Nhi nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi. Một sát na này, vui đến phát khóc. Lúc này, là quân bắt đầu tiêu hóa trong thân thể luồng khí lạnh, loại tình huống này giống lúc trước miêu cổ, thời gian dài cùng với cổ trùng, sau cùng biến đến trong máu cũng có cổ độc. Những thứ này luồng khí lạnh tại dung nhập La Quân trong thân thể, La Quân lấy ý chí cường đại lực khống chế, hắn ý thức bắt đầu trưởng khống những thứ này luồng khí lạnh. Trung động chung quanh hết thải tại La Quân trong ý thức bắt đầu rõ ràng, La Quân dần dần cảm thấy không tiếp tục khó chịu. Dạng này rượu tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, La Quân đột nhiên mở to mắt. La Quân, Linh Nhi hoan hỉ cùng cực, nàng gặp La Quân tỉnh lại, lập tức ôm chặt lấy La Quân. Chỉ là ôm một cái đi, loại kia băng hàn để Linh Nhi có chút chịu không được. La Quân vội vàng thu liếm băng hàn, để cho mình ra thịt hóa thành thái độ bình thường. Linh Nhi lúc này mới cảm giác dễ chịu chút, La Quân cũng ôm chặt lấy Linh Nhi. Lần nữa trở về từ cõi chế ti, La Quân chính mình cũng cảm thấy đây là trời ban tri ân. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên mỉm cười, hắn cũng rất là vui mừng. Hồi lâu sau, tách ra. Không có việc gì, không có việc gì, Linh Nhi, ta không sao. La Quân lặp đi lặp lại nói với Linh Nhi, Linh Nhi khóc nói ra, ta cũng không tiếp tục muốn theo ngươi tách ra. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cũng không nỡ theo ngươi tách ra a. À. Như vậy, La Quân đạo hiểu, người bây giờ thân thể là tình huống như thế nào đâu. Linh Tuệ Hòa Thượng vừa cười vừa nói, đạo hữu người này một lần kinh lịch chi huyền, bần tăng đều không từng dám nghĩ qua. La Quân liền nghiêm mặt nói ra, ta bây giờ còn chưa quá làm rõ ràng, nhưng là ta trước đó kim cương bất hoại chi thân xem như không có. Bắp thịt toàn thân, huyết mạch, bao quát trước kia huyết tộc huyết mạch đều không tồn tại. Hiện tại cùng thiết lập lại một dạng, ta cảm giác, ta giống như Lạc Tuyết còn muốn càng đá lạnh một số. Bất quá, có thể khống chế loại này đá lạnh, không giống Lạc Tuyết không cách nào khống chế. Hắn trong lúc nói chuyện, tay cầm duỗi ra, tâm ý nhất động. Bàn tay kia trong nháy mắt biến thành băng xương chi thủ, cứng rắn không. Loại này hàn băng chi thủ giống như kim cương bất hoại chi thân càng kiên cố hơn, rất hiển nhiên, ta phòng ngự lực càng thêm cường đại. Nhưng cũng có chỗ xấu, một khi ta toàn thân biến thành người băng về sau, ta thân thể này không có cách nào vận động. Nhưng ta còn có thể vận chuyển pháp lực." La Quân nói với Linh Tuệ Hòa Thượng. La Quân lại tiếp tục nói, "Nhưng ta biến thành người băng chỉ là ngăn cản công kích trong cơ thể ta luồng khí lạnh từ trường cũng có trùng động diệu quy tắc, có thể cùng một chỗ phát tác, tiêu trừ vô cùng công sát. Mặt khác, ta đem những thứ này luồng khí lạnh có thể ngưng tụ thành một miệng tinh khí, cũng có thể giết địch. Cái này trùng động ta đã giải, ta còn cần phải ở chỗ này chờ lâu chút thời gian, thật cường đại ta tinh khí. Hắn nói đến đây, còn nói thêm, mặt khác, ta đại số mệnh thuật cái này thiêu hạt giống cũng không thấy. Triệt để không, dạng này cũng tốt, không lại dùng nhớ thương. Cái này cửa thuật thực sự quá tà môn, mỗi lần một khi sử dụng, không cách nào đình chỉ, thẳng đến thiêu đốt đến. Người thật là khờ, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt cái gì nha, đạo hữu người bây giờ có luồng khí lạnh áp chế kiếp hỏa, người mới không sợ kiếp hỏa đây. La Quân khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng, bất quá ta vẫn là không thích cái này cửa thuật, cho dù không có kiếp hỏa, ta cảm giác cũng còn có rất mạnh nhân quả đang chờ ta. Như thế thuật pháp, không nên là từ nhân loại trưởng khống. Cái gọi là xã tắc thần khí không thể nhiễm chi, nhiễm chi tất có hậu quả, ta xem là đạo lý này. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng đúng. La Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, tiến vào trùng động cơ hội này quả thực hiếm thấy, cái này trùng động quy tắc biến hóa, mà lại tại hư không chi cũng là không ngừng di động. Một khi ra ngoài, muốn lại đi vào muốn xem duyên phận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng minh bạch đạo hữu người ý tứ, đạo hữu người muốn muốn trở về báo cái bình an đúng không? La Quân nói ra, bọn họ vẫn luôn đang lo lắng ta. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lo lắng là sẽ không chê ti người, nhưng cơ hội này là không tốt lại có. Chờ lâu chút thời gian đi, ngươi nếu để Linh Nhi cô nương một người đi về trước, vậy cũng không thích hợp. Hư không nhiều thiếu nguy hiểm, vạn một xảy ra bất chắc, ngươi chẳng phải là muốn thương tiếc. Có đạo lý, La Quân cười cười, nói ra, vẫn là người cân nhắc chu toàn. Linh Nhi ở một bên hiện tại cái gì cũng không nhiều nói, là quân không có việc gì, nàng buông lỏng một hơi. Hiện tại nàng đã vô dục vô cầu. Là quân nắm chặt Linh Nhi tay, hắn còn nói thêm, ta tuy nhiên có trùng động luồng khí lạnh lực lược, lược, nhưng thực vẫn là chỉ nắm giữ ra lông. Cái này trùng động bên trong có vũ trụ vô hạn thâm ảo chi bí mật, không phải như vậy mà đơn giản có thể nhòm ngó. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đó là đương nhiên. La Quân nói ra, ta hiện tại phải thật tốt tu luyện một phen, nhanh nhạy, linh nhi, các ngươi tại thánh quang bên trong đợi. Ta muốn đi bên ngoài hấp thu cực hàn khí tức. Linh Nhi nhất thời lo lắng, nói ra, không có sao chứ. La Quân cười cười, nói ra, đương nhiên sẽ không, trước đó là bất đắc dĩ mạo hiểm. Hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, ta sao sẽ tiếp tục mạo hiểm. Linh Nhi nói ra, vậy được rồi. Sau đó, La Quân ra thánh quang chiếu dọi chi địa hắn chỉnh thân thể bại lộ tại trùng động chi, hắn trước đó bại lộ tại trùng động phía dưới lúc, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, còn đến không kịp thể nghiệm. Nhưng là giờ khắc này, mới xem như tránh thức ổn định lại tâm thần tỉ mỉ thể nghiệm. Là quân đầu tiên thể nghiệm đến là một loại tại địa cầu chưa từng có thể nghiệm qua cảm thụ, đó là thời gian. Ở chỗ này, thời gian không phải lưu động. Tựa như là, đứng im, nhưng giống như lại loạn thành một bầy. Loại cảm giác này, không cách nào nói nói cũng chỉ có hắn bực này tu vi người, mới có thể phát hiện chỗ khác biệt. Người bình thường không cách nào cảm thụ. Nếu như nhất định phải cụ thể một số tới nói loại cảm giác này, đó là thời gian biến thành một quyển sách. Giống như là một bản truyện tranh, truyện tranh là đứng im. Nhưng đem truyện tranh cấp tốc lật qua lật lại thời điểm, bên trong nhân vật động, chạy. Nhanh nhạy, là quân lập tức hướng thánh quang bên trong linh tuệ hòa thượng câu thông linh tuệ hòa thượng vốn có thể giấu ở la quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong nhưng là la quân cần linh tuệ hòa thượng bồi tiếp linh nhi linh tuệ hòa thượng cùng linh nhi vẫn luôn đang quan sát la quân linh tuệ hòa thượng nghe vậy liền hỏi đạo hiếu có phát hiện được gì mới không la quân liền nói ra cái này trùng trong động thời gian quỷ dị chỗ thật sự là như thế như thế có chút giống bần tăng năm đó ở thời không loạn tượng bên trong tình huống linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra La Quân nói ra, thời không loạn tượng, rốt cuộc là ý gì? Cái đề tài này, người rất ít cùng ta nói qua. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, thời không loạn tượng, hắn thở dài một tiếng, nói ra, khủng bố a. À. La Quân nói ra, làm sao cái khủng bố pháp? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, tại địa cầu bên trong, thiên đạo lớn hơn hết thảy. Nhưng là tại toàn bộ vũ trụ chi, thời gian cần phải mới là lực lượng mạnh nhất. Người đừng nhìn hiện tại rất nhiều cao thủ như Linh Nhi cô nương đều trưởng khống thời gian pháp tắc. Nhưng các người cùng những cái kia tạo hóa cảnh cao thủ trưởng khống thời gian pháp tắc, cùng toàn bộ vũ trụ thời gian lực lượng lên, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Giống người nhất quyền đánh đi ra là lực lượng, vũ trụ đại bạo tạc cũng là lực lượng. Hai loại lực lượng là không thể so sánh nổi. Bần tăng năm đó, ai cũng không muốn sách năm đó, người già sách năm đó không có ý nghĩa, anh hùng thoái chí Nhưng là hôm nay, Bần Tăng vẫn là bá lực cùng đạo hữu người cùng Linh Nhi cô nương nói một câu. Hắn tiếp tục nói, Lâm Phong gần nhất rất làm náo động, hắn vì cứu ngươi, trợ giúp hiên chính hạo đem 3.000 hư tiên rất lực tiếp nhận tiêu hóa. Việc này Bần Tăng tuy nhiên cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Lâm Phong thân thể hiện tại xác thực phi thường cường hãn, bởi vì hắn có cái kia mẫu trùng huyết mạch. Người xưa nay không đề cập với ta cái kia mẫu trùng. La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cũng không có gì tốt sách, bần tăng cùng nàng chưa từng gặp mặt. Nhưng thực, chúng ta biết lẫn nhau tồn tại, lẫn nhau lý niệm trước kia không hợp, hiện tại càng không hợp, gặp mặt cũng không có lời nào dễ nói. Chỉ sợ trong nội tâm nàng, cho tới bây giờ đều không quá coi trọng bần tăng. Làm sao lại thế, La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lúc trước, nàng muốn xem thường bần tăng cuồng vọng. Hiện tại, nàng muốn xem thường bần tăng gieo gió gặt bão. Là quân nói ra cái này linh tuệ hòa thượng nói ra không quan trọng a à, dù sao bần tăng cũng xem thường nàng bần tăng chỗ lấy nói lâm phong là muốn nói cho đạo hữu ngươi bần tăng năm đó huyết mạch có thể lâm phong muốn lợi hại hơn nhiều bần tăng huyết mạch đi qua vô cùng tiến hóa năm đó bần tăng chỗ lấy để thiên đạo kiêng kỵ cũng là bởi vì thân thể quá mức cường hãn trải qua vạn kiếp mà không chế ti cái gì thiên đạo kiếp số bần tăng hết thảy không sợ nhiều ngày như vậy quân ma quân chết ti tại bần tăng tay còn không phải là bởi vì bần tăng giết chết ti được bọn họ bọn họ lại giết không chết ti bần tăng thế nhưng là về sau cái kia thời không loạn tượng bên trong ôi thảm a à, bần tăng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể như thế tan biến cái kia thời không loạn tượng chi bần tăng tiến hóa lúc thời gian kéo dài rút ngắn vô hạn biến hóa hoặc là đột nhiên để bần tăng tại từng hạt tử khốn cái trăm năm lâu hoặc là Tóm lại, thời không loạn tượng, thật đáng sợ. Bần tăng hiện tại nhớ tới đều có chút không rét mà run. Càng nguy hiểm hơn là, thời không loạn tượng còn có thể sinh ra hôm qua, hôm nay, ngày mai khác biệt phục chế thể tới. Bần tăng còn bị 10 cái cùng bần tăng một dạng ra hỏa vây công qua, chúng ta đều biết, chỉ có thể sống một cái. Chỉ có sống một cái, mới có thể chân chính đi ra thời không loạn tượng. Về sau, dù sao thân thể mất đi, bất luận kẻ nào đều chống lại hay không thời gian, địa cầu, thiên đạo, cuối cùng cũng sẽ chết ti tại thời gian phía dưới, bao quát vũ trụ. Bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi, có lẽ, chúng ta cảm thấy quá triệu tỷ tỷ năm, nhưng ở thời gian không chế dưới, chân thực thời gian bất quá là trong nháy mắt đâu. Cái này chúng ta cũng nói không chính xác, thời gian thâm ảo, không là chúng ta sinh linh có thể tùy tiện nhìn trộm. Lúc này thời điểm, Linh Nhi bỗng nhiên nói ra, có lẽ, vạn vật, sinh linh vốn đều là bất hủ. Nhưng thời gian xuất hiện về sau, không có có bất hủ vật chất. Có lẽ, chúng ta đều là đứng im, là thời gian để cho chúng ta nắm giữ hết thảy. Chúng ta giống như là chuyện tranh người, tập một lúc, chúng ta là trẻ sơ sinh, tập hai lúc, chúng ta có tập một trí nhớ, có lẽ, chúng ta xưa nay không từng chân thực tồn tại qua. Là một cái tác giả đang viết dưới ngòi bút chúng ta. Vận mạng chúng ta tại từ tác giả tay dẫn dắt, bao quát nhanh nhạy ngươi. Linh Nhi lời nói làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tuy nhiên Linh Nhi xưa nay lời nói thiếu, nhưng cái này không có nghĩa là nàng là cái đần cô nương. Ngược lại, nàng cực kỳ thông minh, một chút thức thấu. Đối sự vật, đối pháp tắc, đối quy tắc, nàng đều có chính nàng lý giải. Nàng nếu là cái đần cô nương, tu vi cũng sẽ không đạt đến nước này. Là quần nghe như có điều suy nghĩ. Cái này vốn là cũng là không cách nào ra kết luận luận đề. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, linh nhi cô nương thuyết pháp này thật là rất thú vị giống bần tăng tại bình hành thế giới bên trong lúc từng nghe tới một truyền thuyết như thế vishnu to lớn không phiêu phù ở vũ trụ chi hắn đang nằm mơ mà nhân loại tất cả mọi thứ thậm chí sinh linh đều là hắn mộng cảnh la quân nói ra bút tác giả bút chiếc bút kia bất kể có phải hay không là tác giả bút nhưng ít ra là thiên đạo chi bút đây cũng là chúng ta vì cái gì không cách nào chiến thắng thiên đạo nguyên nhân linh tuệ hòa thượng nói ra bởi vì chúng ta không cách nào siêu thoát la quân nói ra nhưng này thiên đạo chi bút cũng không thể vô sinh có nó cũng muốn tuân theo nhất định quỹ tích giống một người theo lầu rơi xuống nó cũng không thể để người này đột nhiên bay lên đây là quỹ tích cùng pháp tắc linh tuệ hòa thượng mỉm cười nói ra không sai đạo hữu người điểm này nhìn rất thấu triệt la quân nói ra tính toán thảo luận những thứ này hư vô mờ mịt lúc này Ta muốn tiếp tục thể nghiệm và quan sát cái này trùng động huyền diệu." Linh Tuệ Hòa thượng gật đầu, sau đó nói, "Đạo hữu 10 triệu cẩn thận." Linh Nhi cũng lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Ta sẽ." Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, bốn phía hết thảy phần tử kết cấu, La Quân cảm giác được càng thêm chân thực một số. Hắn nhắm mắt về sau, phát hiện bốn phía hết thảy lần nữa cải biến hắn vốn là chỗ đứng địa phương không phải tâm địa mang nhưng lúc này thời điểm lại dường như đến tâm địa mang một dạng tựa hồ hắn là tâm la quân đột nhiên mở mắt trước mắt lại mất đi linh nhi cùng linh tuệ hòa thượng tung tích linh nhi la quân bị kinh ngạc nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại không phải ảo giác đây cũng không phải là ảo giác la quân tâm lý rõ ràng hắn cũng không nóng nảy lần nữa thể nghiệm và quan sát liên lại cảm thấy đến chung quanh biến hóa chính là thời gian phân tử biến hóa. Những thời giờ này phân tử ngưng tụ, xuyên thẳng qua, lấy la quân vì tâm. Không đúng, không phải bằng vào ta vì tâm, mà chính là những thời giờ này phân tử cũng không phải là thời không loạn tược, cho nên cũng sẽ không chủ động công kích hoặc là biến hóa. Nhưng ta bại lộ tại thời không phân tử bên trong, cho nên hiện tại cách chờ ta cùng Linh Nhi các nàng không phải khác đồ vật, mà chính là thời gian phân tử. Giống như là, hôm nay là quân cùng hôm qua thiên Linh Nhi, vị trí thời gian khác biệt thời không cũng khác biệt là quân tâm càng phát ra tỉnh táo lại hắn biết đó là cái cửa ải đại nạn đồng thời hắn cũng biết nơi này cùng linh tuệ hòa thượng năm đó thời không loạn tượng dứt khoát khác biệt cho nên chính mình không cần quá khẩn trương nhưng đây cũng là vách núi siếc đi dây nhất định phải cẩn thận một khi phá hư thời không gây nên thời không phân tử phong bạo như vậy hậu quả cũng là tai nạn tính bốn phía thời không phân tử bắt đầu ngưng tụ là quân lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được thời không phân tử tồn tại. Tại địa cầu, thời không phân tử là sẽ không như thế áp xúc, vậy cũng là ẩn ẩn cảm thấy, nhưng lại không thể chạm đến. Nhưng là ở chỗ này, thời không phân tử là như thế thuần túy cùng mắt trần có thể thấy. Đây là diệu nhất màn. Là quân nhìn đến bốn phía thời không phân tử hình thành tứ phía tường, mỗi một mặt tường đều là bóng loáng, như tinh thể đồng dạng. Ở trên không, cũng xuất hiện một bức tường, dưới chân, cũng có một bức tường là quân cảm giác mình bị vây ở một gian phòng bằng kiếm bên trong hắn vươn tay chạm đến bên người vách tường một khi chạm đến là quân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái cái kia một hạt tinh trong cơ thể xuất hiện một hình ảnh bức tranh này mặt là địa cầu viễn cổ hồng hoang thời đại vô số hoang dã hao tổn châu đang liều mạng phi nước đại mà phía sau là đại bộ đội khủng long truy đuổi tới là quân tay một mực không buông ra tinh thể kia bắt đầu không ngừng tại hắn tay lưu truyền. Hắn nhìn thấy phía sau hao tổn châu bị bá vương long truy, sau đó thương vong một mảnh. Cái kia tình cảnh, vô cùng chân thực. Là quân tâm cảm thấy rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua chân thật như vậy bá vương long. Nhiều như vậy bá vương long, lại là cùng những sách kia, điện ảnh và truyền hình tồn tại hoàn toàn khác biệt. Chỗ lấy biết là bá vương long, cũng là bởi vì tinh thể để lộ ra tin tức. La quân giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, hắn tay không ngừng đụng vào hắn tinh thể. Sau đó, hắn nhìn tới địa cầu đóng băng, đó là một lần thiên thạch va chạm địa cầu, địa cầu, nước biển lăn lộn, đem chọn cái địa cầu rõ ràng bao phủ. Địa cầu, đầu tiên là nước biển mãnh liệt, không có bóng người. Về sau toàn bộ kết băng, toàn bộ địa cầu, một mảnh trắng xóa. Tại địa cầu hư không, pha trộn xương mù khí vần quanh. La quân ngón tay không có rời, sau đó, ở trong đó thời gian cũng từng giây từng phút qua. Là quân ngón tay ngốc bao lâu, ở trong đó một mực ở vào trắng xóa trạng thái. Là quân lập tức lần nữa rời ngón tay. Hắn một lần nữa đụng vào hắn tinh thể. Quái, mang mang vũ trụ, vì cái gì vô luận ta đổi được cái kia một loại tinh thể, tiếp xúc đều là địa cầu thời không. Là quân lòng có nghi vấn. Chẳng lẽ, là bởi vì ta đến từ địa cầu, là, nhất định là như vậy ta bản thể tín hiệu cùng tinh thể thời không tín hiệu sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học. Nếu như tới là một cái hắn tinh cầu sinh linh, như vậy nó tiếp nhận tín hiệu là khác tinh cầu. Là quân tuy nhiên nghĩ không quá rõ ràng cái này nhân quả quan hệ, nhưng cũng cảm thấy cái này phỏng đoán hẳn là chính xác. Sau đó, hắn lại tiếp tục tìm hắn thời không, nhưng là vô số lần tìm kiếm, đều chỉ tìm tới hơi sớm thời đại. Liền nhân loại đều chưa từng nhìn thấy, là quân thực càng muốn nhìn hơn đến cổ thần ma thời đại một ít chuyện. Nhưng hắn cũng không có tìm được. Là quân cũng là minh bạch, tại cái này ức vạn năm thời không chi, chứa đựng đồ vật quá nhiều. Muốn tìm được những cái kia muốn nhìn đồ vật, rất khó khăn. Chẳng khác gì là mò kim đáy biển một dạng. Tại lúc này, là quân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như, nếu như có thể nhìn đến nữ nhi hứa một lời tốt. Là quân ám đạo. Hắn ý nghĩ này một khi nảy sinh đi ra, liền biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn thật sự là quá tưởng niệm chính mình kia đáng thương nữ nhi. Hắn không phải là muốn cái gì, mà chính là nếu như có thể thấy được nàng là vui vẻ, khỏe mạnh, như vậy La Quân cũng thỏa mãn. Nhưng lại có một vấn đề, muốn tìm được thuộc về nữ nhi cái thời không kia cũng không dễ dàng. Quang tìm là tìm không thấy. Cái này giống như là trong máy vi tính tra tìm thứ nào đó, muốn trình tự hóa, cơ động hóa một số chỉ dựa vào ngây ngốc tìm, quá không xuất hiện thực. Là quần ám đảo. Như vậy, ta tâm phóng thích mãnh liệt tín hiệu đâu. Bình hành thế giới là ta chỗ trải qua, ta hẳn là có thể đầy đủ phóng xuất ra loại này tín hiệu tới. Là quần quả thực là thông minh không, mà hết thảy, cũng đúng như hắn tưởng tượng một dạng. Làm đầu óc hắn chỉ có bình hành thế giới hết thảy lúc, loại này hư không tin tức từ trường thế mà hình dáng thật thành một loại liên hệ, nhưng là la quân không cách nào suy nghĩ giống như thời cổ đại bởi vì hắn không biết đến cho nên loại kia tin tức từ trường cùng mạch điện xuất hiện sai lầm là một dạng không cách nào hình thành hình ảnh thật lúc này thời điểm la quân tay đụng chạm đến tinh thể ầm ầm trong đầu của hắn nhất thời như nổ đồng dạng vô số tin tức tuôn ra mà đến nhưng là rất nhanh hình ảnh lại đông lại la quân nhìn đến thái sơn tống linh san hắn ôn nhu linh nhi còn có đồng giai văn cùng một chỗ leo thời gian bắt đầu an tĩnh lại bình thường vượt qua là quân nghe không đến bất luận cái gì thanh âm chỉ có hình ảnh nhưng là cái này một cái trước mắt là quân tâm lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang khi đó là cỡ nào đơn giản cùng khoái lạc a mà cái kia phần khoái lạc đã thời gian như nước chảy vừa đi không lại trở lại cho dù nặng hơn nữa trở lại cái chỗ kia cũng không có khả năng lại có ít như vậy năm tâm cảnh. Là quân ngốc một cái chớp mắt, liền cảm giác dạng này cũng không được. Hắn chủ yếu là muốn nhìn nữ nhi, mà không phải nhớ lại đi qua. Nhưng là như vậy một mực xem tiếp đi, cái kia còn được bao nhiêu năm A. À? Là quân lập tức lần nữa chuyển đổi tinh thể, hắn tìm đúng khu vực, cũng phân biện ra thuộc về bình hành thế giới thời không khu vực. Đón lấy, hắn lần nữa chuyển đổi, rất nhanh, bên trong lại xuất hiện hình ảnh lần này là tại nước los angeles nhưng chỉ là đại đô thị cảnh tượng phồn hoa không nhìn thấy la quân muốn nhìn hắn lần nữa chuyển đổi không phiền chán chuyển đổi bên trong hết thảy đều là bình hành thế giới bên trong nhưng la quân một mực không có tìm được hắn muốn xem đồ vật hắn một mực tìm trọn vẹn tìm một ngày một đêm nếu như hắn ngưng tụ trong não vực tin tức từ trường sẽ thấy trước kia phát sinh một ít chuyện nhưng cái này cùng hắn muốn xem nữ nhi thời gian điểm quá xa cho nên, hắn chỉ có thể không ngừng chuyển đổi. Hắn muốn nhìn nữ nhi lớn lên bộ dáng lớn, thấy được nàng hạnh phúc, khỏe mạnh, khoái lạc, như thế đầy đủ. La Quân không ngừng chuyển đổi, ba ngày ba đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đối với La Quân tới nói là ba ngày ba đêm, nhưng thời gian đến cùng là đi qua bao lâu, đây là La Quân cũng nói không chính xác. La Quân cũng sợ, trong này là ba ngày ba đêm, mà Linh Nhi các nàng lại qua rất nhiều năm, tội kia quá lớn. Nhưng hắn cái này một tìm, lại thế nào đều không dừng được. Suốt cục, là quân tìm tới một cái người quen biết. Trong tấm hình, xuất hiện Trần Lăng tiền bối. Quân thần Trần Lăng, tại bình hành thế giới bên trong, là quân gọi là Đại Bá. Hắn nhìn đến tại một cái đen nhánh ban đêm, Đại Bá Trần Lăng tựa hồ là đang chấp hành nhiệm vụ. Đó là tại một mảnh đồng ruộng cùng nông phòng hỗn hợp địa phương, bên cạnh còn có trạm biến thế loại hình thiết bị. Là quân thị giác là đế thị giác hắn có thể nhìn đến địa phương khác cảnh tượng. La Quân rất nhanh khẳng định, đại bá chỗ địa phương cũng không phải là trong nước. Hắn nhìn đến một gian nông trong phòng, không có ánh đèn. Nhưng mà bên trong lại ẩn núp cầm thương phần tử khủng bố. Những thứ này phần tử khủng bố chính là người châu Âu, cụ thể là quốc gia kia, La Quân cũng vô pháp nhìn ra. Tại phòng ốc ở giữa, ngồi một người hoa, người hoa này mặc lấy đường trang, rất là nho nhã ước chừng khoảng 40 tuổi. La Quân cũng không biết người hoa này, nhưng La Quân suy đoán, đại bá đến đây là vì người hoa này. Loại này tiểu nhiệm vụ, thế mà cũng muốn lao động đại bá tự mình xuất thủ sao? La Quân nói thầm, hắn cảm thấy có chút lạ, lúc này, La Quân tính nhẫn nại nhìn lấy, cũng không có tiến hành chuyển đổi. Bởi vì một khi chuyển đổi, rất khó tìm trở về. Cái này mẹ nó dù sao không phải tại laptop xem phim, có thể tiến nhanh cùng lui lại. La Quân hết sức chăm chú nhìn lấy, hắn rất nhanh phát hiện trong phòng còn có hắn Mai Phục. Có hai tên người áo đen giấu ở một bên. Đây là nhằm vào Trần Lăng Mai Phục. La Quân cũng không làm rõ ràng được trong này tình huống cụ thể, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Về sau, đại bá Trần Lăng thì xuất thủ, hắn cũng mang tiểu đội đặc chủng đến đây. Bọn họ rất nhanh bài trừ bom, sau đó thì công vào trong nhà. Trần Lăng bọn người đi vào, cấp tốc đem những cái kia phần tử khủng bố giải quyết. La Quân nhìn đến Đại bá Trần Lăng tu vi càng thêm tinh tiến, đã đạt tới có thể ngự khí cấp độ. Loại này ngự khí thuật cũng không phải là pháp thuật, mà chính là đem chân khí trong cơ thể khống chế tỉ mỉ. Quả nhiên, nhân loại trí tuệ là không thể tưởng tượng. Tại bình hành thế giới bên trong, không có có pháp lực, mọi người liền sẽ hướng một cái hướng khác đi phát triển. Cái này bình hành thế giới là vì vây khốn nhanh nhạy mà hình thành, cho nên bình hành thế giới thời gian tồn tại không dài, là đột nhiên chi nhánh đi ra giống như một người tại hôm qua cái này hôm qua đột nhiên chia ra thành một cái thế giới bình thường thế giới còn đang tiến hành hôm qua lại hình thành một cái tân thế giới như thế làm bình hành thế giới làm pháp lực biến mất về sau ngự khí cũng là mới phương hướng la quân rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này lấy tiền thế giới bên trong có pháp lực cho nên liền không có hướng ngự khí phương hướng đi la quân nhìn đến đại bá trần lăng đi vào về sau hắn tức giận kình phóng ra ngoài, hình thành mấy hơi thở đao, trong chớp mắt liền đem những cái kia phần tử khủng bố toàn bộ chém giết. Về sau, cái kia đường trang nam tử giật nảy cả mình, là quân nhìn đến đường trang nam tử cùng đại bá có chỗ nói chuyện với nhau. Sau đó, đại bá liền muốn bắt cái kia đường trang nam tử. Đúng lúc này, cái kia ẩn tàng hai tên người áo đen xuất thủ. Vừa ra tay, thế mà cũng là khí đao. Khí đao đem đại bá mang đến mấy tên đặc chủng chiến sĩ trực tiếp giết. Sau đó, đại bá cùng cái kia hai tên người áo đen nói mấy câu, liền bắt đầu đọ sức giết. Cái này hai tên người áo đen tu vi cực cao, vô cùng khó có thể đối phó. Nhưng là đại bá lực lượng một người, nhưng vẫn là vững vàng chiếm thượng phong. Ngay tại đại bá sắp đem cái này hai tên người áo đen giết chế ti thời điểm, biến cố đột nhiên xuất hiện. Bên ngoài khí lãng lăn lộn một miệng cường hãn tuyệt luân khí đao giết tiến đến. Hai tên người áo đen phá hỏng đại bá đường lui đại bá trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng một giây sau là quân muốn rách cả mí mắt hắn cô dám tin cũng không thể tin được đại bá thế mà cứ như vậy chê ti cái này sao có thể điều đó không có khả năng đại bá làm sao lại chê ti hắn là trung hoa đại đế hắn sẽ không chê ti cái này quá không thể có thể là quân trong lúc nhất thời phản ứng không kịp hắn sau đó lại nhìn đến cái kia hai tên người áo đen ra khỏi nhà tại phía ngoài phòng, đứng một tên tóc hoa dâm lão giả. Lão giả kia ánh mắt dày đặc, tướng mạo trang nghiêm. Hai tên người áo đen đến đến trước mặt lão giả, cực cung kính. Là quân biết, giết đại bá người cũng là tên lão giả này. Mặc dù lớn bá là bị hai tên người áo đen bước cho ở, nhưng tên lão giả này thế mà nhất kích ở giữa giết đại bá. Lão giả này tu vi, phi thường khủng bố. Chỉ sợ tại đại bá phía trên, chẳng qua là vì không cho đại bá đào tẩu, bọn họ mới cách làm như vậy. Thời gian này, là tại ta sau khi đi, ta nhớ được trước khi ta đi, đại bá cũng sẽ không ngự khí. Lấy hiện tại đến xem, bọn họ tựa hồ đột nhiên đều sẽ ngự khí. La quân trong lòng cực kỳ bi ai, đồng thời cũng cảm giác lo lắng. Đại bá chê ti, bọn này người áo đen còn có lão giả tóc trắng đến cùng là lai lịch gì? Bọn họ muốn làm cái gì? Bình hành thế giới trong kia cái tiểu mặc nồng có thể ứng phó sao? còn có hứa một lời, hứa một lời có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, La Quân đã cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Sau đó, La Quân lại tiếp tục quan sát hắn bình hành thế giới tình huống. Hắn tìm thật lâu, tại phù quang lược ảnh bên trong, rốt cục lại nhìn đến một phen cảnh tượng. Hắn nhìn đến độn thiên thủ lĩnh, cũng chính là một thế này thần đế. Độn thiên thủ lĩnh bị người áo đen vây công, khí đao bay múa bên trong, cái kia lão giả tóc trắng lần nữa đánh lén, một cái mạnh mẽ khí đao đem độn thiên thủ lĩnh cho giết chết ti là quân kinh hãi muốn tuyệt đám người này là có mục đích bọn họ giết chết ti đại bá lại giết chết ti thần đế tiền bối đây là muốn làm gì không tốt không tốt hứa một lời trung quy là tại yến kinh chính là tại thị phi trong hội lấy hứa một lời cùng đại bá cái tầng quan hệ này bọn họ sẽ không bỏ qua hứa một lời không được không được ta nhất định phải muốn đi một chuyến bình hành thế giới Ta phải đuổi tại đại bá trước khi chế ti, cứu trở về đại bá. Sau đó, là quân thu tay lại chỉ. Hắn bình tĩnh lại. Thời không phân tử, thời không phân tử. Những thứ này thời không phân tử hình thành là bởi vì ta tín hiệu ngọn nguồn đã phát sinh, chỗ ta xem ra đến, đều là cùng địa cầu có quan hệ đồ vật. Ta không phải trung tâm, mà mỗi người đứng ở chỗ này, đều sẽ lấy tự thân hình thành tín hiệu ngọn nguồn, trở thành cùng loại trung tâm. Minh tâm kiến tính, Minh ngộ tự thân, gặp ta bộ mặt chân thật, làm như lai. La Quân trong lòng hơi động, xung quanh tinh thể thì hoàn toàn tán đi. Loại cảm giác này, cùng loại cưỡng chế không đi nghĩ một cái đồ vật, để tín hiệu ngọn nguồn dần dần tán đi. Như thế, tinh thể cũng liền tán đi, muốn làm đến điểm này, không dễ dàng, phải hiểu điểm này, càng không dễ dàng. La Quân sau đó liền thấy Linh Nhi cùng Linh Tuệ hòa thượng, bọn họ lại là một mực tại tại chỗ. La Quân đi vào thánh quang bao bọc bên trong. Một sau khi đi vào, liền cùng những cái kia thời không phân tử có một loại vô hình ngăn cách. La Quân ở bên ngoài thời điểm, làm tín hiệu ngọn nguồn hình thành về sau, cũng không dám lung tung ngăn cách, sợ nhiễu loạn thời không phân tử, hình thành thời không loạn tượng. Đạo Hữu có phải hay không có phát hiện? Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi La Quân. Linh Nhi nói ra, chúng ta nhìn đến người biểu lộ một mực tại biến, mà lại ngón tay không biết tại điểm trong không khí thứ gì là quần nghĩ đến cái gì lập tức hỏi ta đứng bao lâu thời gian bốn ngày linh tuệ hòa thượng nói ra a à, là quần nói ra thời gian cũng không có thay đổi linh tuệ hòa thượng nói ra người cho rằng sẽ có cải biến là quần nói ra không phải ta là cảm thấy nơi này thời gian tràn ngập quỷ dị ta đang tìm chung quy luật linh tuệ hòa thượng nói ra nói như vậy chỉ cần không phải tiến vào thời không loạn tượng bên trong Thời gian không biết vô duyên vô cớ bị cải biến. Thời không phân tử đều có quy luật, cải biến, hội có thật nhiều phản ứng dây chuyền. Hậu quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Đạo hữu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể thuận theo thời gian, không thể khiêu chiến thời gian. Thời gian so thiên đạo càng kinh khủng. Là Quân nói ra, thiên đạo cũng là sử dụng thời gian đối với trả cho ngươi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không sai. Linh Nhi ở một bên nghiêm túc nghe. Sau đó là quân hòa thượng nói ra, ta ở nơi đó phát hiện một ít chuyện. Sự tình gì, Linh Tuệ hòa thượng cùng Linh Nhi cùng một chỗ hỏi. Là quân nói ra, ta nhìn thấy bình hành thế giới, ta là tín hiệu ngọn nguồn. Hắn giải thích bên trong nguyên lý, sau cùng còn nói thêm, hiện theo ý ta đến đại bá ta cùng thần đế tiền bối đều đã hy sinh, ta lo lắng những người kia sẽ đối với hứa một lời bất lợi, cho nên ta phải nghĩ biện pháp trở lại bình hành thế giới, sau đó đi ngăn cản đây hết thảy linh tuệ hòa thượng nói ra lần trước ngươi có thể ngăn cản bần tăng đó là bởi vì ngươi đến thiên đạo ý chỉ hiện tại ngươi đi muốn cải biến đã phát sinh sự tình chỉ sợ rất không có khả năng la quân hít sâu một hơi nói ra những thứ này ta không quản được ta nhất định phải đi làm rõ ràng nữ nhi của ta tình huống bây giờ linh nhi đối hứa một lời cũng là có thâm hậu cảm tình ôn nhu linh nhi trí nhớ cũng tại nàng trí nhớ chi hứa một lời theo một loại ý nghĩa khác tới nói cũng là con gái nàng chỗ lấy giờ phút này linh nhi cũng lo lắng linh tuệ hòa thượng nói ra tình huống bên ngoài là như vậy đúng hay không hắn đón đến nói ra chỉ có ngươi mới có thể không làm chống cự tại luồng khí lạnh sinh tồn bởi vậy ngươi có thể cảm nhận được tỉ mỉ thời không phân tử mà linh nhi cô nương ra ngoài nhất định phải chống cự một khi chống cự không cách nào cảm nhận được tỉ mỉ thời không phân tử la quân nói ra là cái này tình huống linh tuệ hòa thượng nói ra tốt, bần tăng minh bạch. Cái kia đạo hữu người sao không đi tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem tiểu nặc nặc đến cùng là tình huống gì. Người có thể thấy được nàng cả đời, nếu như nàng một mực hạnh phúc an ổn, người cũng không cần cuống cuồng, không phải sao. Là quân nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhưng nếu như nàng lớn lên, ta căn bản không nhận ra nàng tới. Mà lại, ta có thể tiếp xúc đến cẩn thận nhất là bình hành thế giới, nhưng một cái bình hành thế giới cũng là toàn thế giới ta muốn ở nơi này tìm kiếm được một người, rất khó khăn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tổng đi bình hành thế giới muốn dễ dàng. Là quân hít sâu một hơi, hắn đúng là quá mau một số. Lúc này thời điểm, hắn ổn định lại tâm thần, nói ra, được. Hết thảy cẩn thận, Linh Nhi căn dặn một tiếng. Là quân sung Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi. Sau đó, là quân lần nữa tổ kiến thời không tinh bích, Đồng thời lần nữa tìm được bình hành thế giới. La Quân tại bình hành thế giới chi tìm kiếm, rất nhanh, hắn tại phạm vi lớn bên trong tìm kiếm hoa hạ, lại tại hoa hạ bên trong tìm kiếm được Yến Kinh. Sau cùng, tại Yến Kinh chi tỉ mỉ tìm, đây là một cái rất gian khổ công trình, La Quân lại dùng 3 ngày thời gian mới làm đến. Nhưng là, bình hành thế giới đến cùng là ở vào một năm kia, cái này La Quân cũng vô pháp kết luận. Hắn tại Yến Kinh chi tỉ mỉ tìm, lại hoa ba ngày thời gian mới rốt cuộc tìm được Tư Đồ công quán. Lấy La Quân phỏng đoán, Nữ Nhi hẳn là sẽ tại Tư Đồ công quán ra trưởng lớn. Bởi vì đại bá dù sao cũng là đại bá, cái này huyết thống thân sơ quan hệ quyết định nữ nhi sẽ không ở nhà đại bá. Nữ Nhi hẳn là cũng sẽ không ở phụ mẫu bên kia, bởi vì bọn hắn tâm trung quy là có một ít khúc mắc. Mà lớn nhất không khúc mắc, có thể nhất để nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành địa phương là Tư Đồ công quán nhà. Đương nhiên cũng có khả năng không tại tư đồ công quán, mà là tại ông ngoại và bà ngoại bên kia. Nhưng là La Quân thật sự là khó có thể tìm ra Dương Khiết cùng tư đồ tín nghĩa địa chỉ. Tại loại này tinh trong vách tìm kiếm toái phiến tin tức rất khó khăn. La Quân tìm tới tư đồ công quán lúc bị kinh ngạc, tư đồ công quán một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Nơi này đã không có người ở. Tại tư đồ công quán chỗ cửa lớn còn dán giấy niêm phong, thuộc về là tòa án nhân dân phong La Quân cảm thấy đầu đau muốn nứt, đến cùng chuyện gì phát sinh. Tư đồ công quán vì sao lại bị phong lại, lấy đại bá tại yến kinh địa vị, lấy trầm mặc nùng địa vị, lấy lão gia tử làm người. Đây hết thảy phát sinh, đến cùng là nền tại cái gì? La Quân trùng quy là tìm không thấy nữ nhi, hắn nhớ tới chính mình trước đó ở biệt thự. liền lại đang tìm toái phiến hóa tin tức. Cái này một tìm, hoa thời gian 10 ngày, La Quân không phiền chán, sau cùng, hắn rốt cuộc tìm được. Biệt thự kia trước đó tại cùng nhanh nhạy người bị đánh chết ti thường có chỗ tổn hại, nhưng về sau đã sửa chữa lại tốt. La Quân nhìn đến biệt thự chỗ cũng dán giấy niêm phong. Một mảnh tiêu sát cảnh tượng, hắn thần thức tiếp tục thăm dò trong biệt thự tình huống. Cái kia trong biệt thự cũng không người bị đánh chết ti dấu hiệu, nhưng đã cho bụi phốc phốc. La Quân rất nhanh tại tường tìm tới ảnh chụp, trong nháy mắt đó, La Quân hốc mắt đỏ, ngược lại không phải là thấy cái gì đáng sợ cảnh tượng. Mà chính là hắn rốt cuộc nhìn đến nữ nhi, trong tấm ảnh, nữ nhi thất tuổi khoảng chừng mặc lấy nát váy hoa, tại trong hoa viên cùng ông ngoại tư đồ tín nghĩa cùng nhau đùa giỡn, bên trong cũng còn có lão gia tử tư đồ viêm ra kính, cũng có linh nhi mụ mụ dương khiết xuất hiện. Cái kia ảnh chụp tường, có 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi ảnh chụp. Đến tận đây về sau, lại không có bất kỳ cái gì ảnh chụp. Thời gian, Thời gian, thời gian nào? La Quân lập tức dọc theo biệt thự tìm chung quanh, sau cùng tìm đi ra bên ngoài một chiếc xe. Xe kia vừa tốt chạy tiến biệt thự tiểu khu, La Quân nhìn đến đồng hồ đo có thời gian. Năm 2040, ngày 18 tháng 10. La Quân rốt cục xác định thời gian. Nữ Nhi là 2020 năm sinh, hiện tại đã 20 tuổi. Vì sao lại định vị đến thời gian này điểm? Vì cái gì ta tra khắp rất nhiều tràng cảnh? lại một mực khóa chặt tại khoảng thời gian này. 20 tuổi, nữ nhi 20 tuổi, là quân tâm diễn sinh ra cử đại hoảng sợ tới. 20 tuổi, vì cái gì chỉ có 7 tuổi ảnh chụp. Lấy hậu nhân sinh đến đó, chẳng lẽ là quân không dám đi nghĩ lại. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhi xảy ra bất chắc, hắn cảm giác đến muốn phát điên. Không thể tiếp nhận, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Là quân không muốn lại tìm tìm đi xuống, hắn cảm thấy mình nhất định phải muốn đi một chuyến bình hành thế giới. Sau đó, La Quân trở lại thánh quang bao bọc bên trong. Linh Nhi cùng Linh Tuệ Hòa Thượng đều lo lắng nhìn về phía La Quân. Linh Nhi càng là có chút lo nghĩ. La Quân trầm giọng nói ra, ta tìm tới xa nhất thời gian là năm 2040, nhưng là ta nhìn thấy tư đồ công quán cùng ta trước kia ở biệt thự đều bị phong. Tăng lớn bá hòa thần đế đều đã chê ti, bình hành thế giới bên trong chỉ sợ là ra đại sự. Ta tại biệt thự bên trong tìm tới, chỉ có nữ nhi 7 tuổi trước kia ảnh chụp, 7 tuổi về sau, lại không đấu vết. Nhanh nhạy, ta nhất định phải muốn đi một chuyến bình hành thế giới. Người nhất định muốn giúp ta, người nhất định có biện pháp, đúng không? Trong chấp nhóng này, Linh Tuệ Hòa Thượng còn đến không kịp nói chuyện. Linh Nhi thân thể, ôn nhu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện. Linh Nhi lùi khỏi vị trí não vực phía sau. Một mực, bằng lãnh Linh Nhi đều có thể biết được hết thảy, trưởng khống quyền chủ động. Mà ôn nhu linh nhi lại là rơi vào ngủ sai chi. Bất quá, chỉ cần không phải thời khắc mấu chốt, băng lãnh linh nhi đều sẽ để ôn nhu linh nhi đi ra. Như tại thần nông thế giới lúc đợi, ôn nhu linh nhi là thường xuyên đi ra. Chỉ bất quá về sau đều tại chiến đấu chi, cho nên băng lãnh linh nhi không để cho ôn nhu linh nhi đi ra. Lúc này, băng lãnh linh nhi tế ra một bộ phận pháp lực hình thành nguyên thần chống đỡ thánh quang bao bọc nàng là muốn cho ôn nhu linh nhi một chút thời gian, nàng cảm thấy, liên quan tới hứa một lời sự tình, ôn nhu linh nhi là có hiểu rõ tình hình quyền. Ôn nhu linh nhi biết một số manh mối, là băng lãnh linh nhi cùng nàng kể một ít. Lúc này thời điểm, ôn nhu linh nhi nhìn đến la quân, nàng không kịp đi quản nơi này quái tình trạng, nàng lo lắng bối rối, tiểu nặc nặc ra chuyện. Không biết, lão công, người nhất định muốn cứu nàng A. La quân cũng lập tức minh bạch, là ôn nhu linh nhi đi ra ôn nhu linh nhi hô hấp không khí đều là băng lãnh linh nhi cung cấp. Là quần ôm ôn nhu linh nhi, nhỏ giọng an ủi, người yên tâm, con gái chúng ta không có việc gì. Xem như nghịch chuyển thời không, ta cũng sẽ không để nàng có việc. Hiện tại hết thảy còn không xác định, người đừng có gấp. Ôn nhu linh nhi lúc này mới một chút hòa hoãn hạ tâm tình. Làm cha làm mẹ, lại chấn định, nhưng quan hệ đến chính mình con gái thân thể, cuối cùng sẽ hoảng hốt bất lực. Là quần cũng biết, hết thảy đều vẫn chỉ là phỏng đoán. Lúc này, mình không thể loạn. Chính mình nhất định phải đi bình hành thế giới một chuyến. Trước đó là không có cơ hội, nhưng bây giờ, ở vào cái thời không này duy trì bên trong, là quân biết, nhất định có biện pháp để nguyên thần đi qua. Nơi đây cách cách địa cầu 100 triệu cây số, nhìn như rất xa, nhưng là tại nguyên thần, tin tức ngọn nguồn mặt, một khi triển khai nhảy vọt, tất cả khoảng cách cũng sẽ không tiếp tục là khoảng cách. La quân không hiểu như thế nào mới có thể đi bình hành thế giới hắn cùng ôn nhu linh nhi đều đem hy vọng ký thác vào linh tuệ hòa thượng thân thể linh tuệ hòa thượng cũng biết la quân quyết tâm hắn nói ra tiểu nặc là đạo hữu con gái của ngươi đó cũng là bần tăng cháu gái nàng gặp nạn bần tăng không thể khoanh tay đứng nhìn la quân nghe vậy tâm ấm áp cảm động không nhanh nhạy cảm ơn ngươi còn không nóng nảy tạ muốn đi bình hành thế giới rất khó linh tuệ hòa thượng nói ra La Quân nói ra, được cùng không được, có người dạng này bằng hiếu, đã là ta đại hạnh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng không phải huynh đệ ngươi sao. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, ta mẹ nó là cảm thấy theo ngươi tên Hòa Thượng xương huynh gọi đệ giống như có chút thiếu lễ độ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng là cái chim Hòa Thượng A. La Quân nói ra, tốt A, là huynh đệ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không cùng đạo hữu người kéo, trở lại chuyện chính đi. Là quân tâm cũng xác thực lo lắng, nhân tiện nói, người mau nói. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đầu tiên, người muốn thành lập một cái môi giới. Cái gì gọi là môi giới? Là quân lập tức hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, thông qua bên này, đưa người thần niệm quả thật khiến người ta phát hiện, đồng thời cùng người thần niệm sinh ra liên hệ. Cũng là nói, để người bên kia phát hiện ra trước người tồn tại, như thế mới có thể thành lập thông đạo. Loại này thời không duy trì thật là diệu, nếu là ở địa cầu muốn cùng bình hành thế giới sinh ra liên hệ đó là thật quá khó khăn. La Quân nói ra, tốt, ta hiểu. Sau đó thì sao? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, có thông đạo về sau tiến hành trùng động khiêu dược dạng này có lẽ người Nguyên Thần có thể đi qua. Nhưng vấn đề đến trước kia người đi qua là bởi vì bình hành thế giới có một cái khác người tồn tại. Nhưng bây giờ bình hành thế giới người đã chết ti, cho nên người Nguyên Thần tìm không thấy thân thể ở lại. Như vậy ngươi đi cũng là không tốt." La Quân nói ra, cái này thật là cái vấn đề, rất khó giải quyết vấn đề. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chúng ta không phải còn có Huyền Hoàng dịch sao? La Quân ánh mắt sáng lên. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Huyền Hoàng dịch tính ăn mòn cực mạnh, người trước dùng đại phong ấn thuật phong bế Huyền Hoàng dịch, nhưng cái này có thể phong ở bao lâu, Bần tăng cũng vô pháp khẳng định. Cái này muốn xem vận khí sau đó lấy nguyên thần chết ti bao lấy cái này huyền hoàng dịch, để phòng tại trùng động khiêu dược, mất đi huyền hoàng dịch. Đương nhiên, cũng có thể sẽ đang nhảy vọt để nguyên thần tan dã vào hư không chi. Nhưng không sao cả, nguyên thần chết ti có thể lại tụ họp. Cái này có thể thử một chút, người muốn tìm một kẻ hấp hối sắp chết ti, bởi vì người sắp chết linh hồn đã nhanh muốn tan dã Như thế người mới tốt chiếm cứ hắn thể xác, người còn muốn tìm cùng ngươi nhóm máu một dạng người, đi về sau, dùng huyền hoàng dịch gột rửa thân thể của hắn, thậm chí linh hồn. Nếu như hắn chê ti, linh hồn đã tán, cái kia không dùng. Linh hồn không chê ti được, La Quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đương nhiên. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta minh bạch, người chỉ cần không chê ti, có một đường sinh cơ. Nhưng cho dù tốt y thuật đều y không sống đã chê ti người. Linh hồn chê ti, ta linh hồn không thể nào chiếm cứ thân thể của hắn, Ta nhất định phải đồng hóa linh hồn hắn, như thế mới có thể hoàn tất phục sinh thân thể của hắn, đúng không? Đúng, người còn muốn tiếp thu hắn trí nhớ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Là quân nói ra, sinh cùng tử, cách nhau một đường. Nhìn như một đường, nhưng nắm giữ một đường, là ngày đêm khác biệt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, là đạo lý này. Là quân nói ra, năm 2040, vì cái gì chỉ có thể nhìn thấy năm 2040. Ta thử qua mấy lần, đằng sau thời gian khó có thể nhìn đến." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Năm 2040 đã thuộc về tương lai, đi qua có thể nhìn thấu, nhưng tương lai tràn ngập biến số. Tương lai là không thể nhìn quá xa." "Tại sao có năm 2040? Cái này có huyền cơ gì?" La Quân nói ra. "Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, có lẽ đó mới là Thiên đạo cho phép ngươi đi thời gian đi. Chúng ta ở chỗ này vẫn là thoát ly không Thiên đạo." la quân nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra thật sự là chê cười cái kia tiên giới các tiên nhân còn còn không thể thoát khỏi thiên đạo bọn họ tại xa xôi như thế kepler còn không phải như vậy muốn e ngại bóng một gốc ngũ cốc xã tắc thần thụ để bọn hắn kinh hồn bạt vía dòng máu của bọn họ gen đều là thuộc tại địa cầu đây là bọn họ đi tới chỗ nào đều cải biến không sự thật la quân gật gật đầu sau đó nói không quan tâm những chuyện đó Ta hiện tại cũng mặc kệ thiên đạo là cái gì an bài, ai dám hại nữ nhi của ta, ta bình tĩnh để bọn hắn sống không bằng chế ti, không bằng heo chó. Hắn mắt lóe ra dọa người Hàn Quang. Mỗi người đều có chính mình phòng tuyến cuối cùng cùng Nghịch Lân. Không hề nghi ngờ, nữ nhi hứa một lời tuyệt đối là La Quân Nghịch Lân. Long có Nghịch Lân, chỗ chi hẳn phải chế ti. Sau đó, La Quân chuẩn bị tốt Huyền Hoàng dịch, hắn dùng đại phong ấn thuật liên tục phong ấn hắn cũng thử dùng nguyên thần bao khỏa cái kia huyền hoàng dịch. Lần này huyền hoàng dịch hết thải ba, ba ngưng tụ thành một. Là quân nguyên thần cũng là pháp lực, hắn lập tức cảm giác được huyền hoàng dịch tại đại phong ấn thuật bắt đầu ăn mòn. Loại kia ăn mòn là phi thường mạnh, là quân tâm lý nắm chắc. Hắn biết, hết thảy quấn quanh 30 lần, có thể phong ấn chặt huyền hoàng dịch ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Hết thảy kế hoạch, đều muốn tinh vi không, không thể có bất luận cái gì sai lầm, xác định điểm này la quân lập tức lần nữa đi thánh quang bao bọc bên ngoài ôn nhu linh nhi ở bên trong lo lắng nhìn chăm chú bên ngoài la quân đồng thời linh tuệ hòa thượng cũng cùng ôn nhu linh nhi nói xuống tình huống bây giờ la quân tại tinh bích không gian chi lần nữa cảm thụ bình hành thế giới hắn lần này không có tốn quá nhiều thời gian bởi vì hắn trực tiếp tìm là bệnh viện không cần đi tìm cố định người cùng sự hội đơn giản rất nhiều la quân nhìn xem thời gian thời gian quả nhiên là năm 2040. Hơn nữa, còn là ngày 18 tháng 10. Thời gian cùng lần cũng không thay đổi, còn dừng lại tại cùng một ngày. Cái này rất thú vị. La Quân không đi nghĩ lại cái này nhân quả quan hệ, hắn lập tức xem xét bệnh viện. Trong bệnh viện này tìm một vòng, không có phù hợp người bệnh. Về sau, La Quân lần nữa tìm hắn bệnh viện, hắn tìm một ngày một đêm, sau cùng rốt cuộc tại một nhà bệnh viện ung um thư bên trong tìm tới một cái tuổi so sánh phù hợp. Bởi vì La Quân cũng không muốn tìm lão đầu tử loại hình thân phận. Hắn nhìn đến tại giường bệnh có cái ước chừng 18 tuổi tiểu hòa tử, tên tiểu tử này đầu giường dược vật danh sách. La Quân chính là bác học chi sĩ, nhìn những cái kia dược phẩm, thêm tiểu hòa tử sắc mặt cùng dấu hiệu liền biết, tiểu tử này chính là bệnh ung um thư máu thời kỳ cuối. Tiểu hòa tử gọi là Trần Thần. La Quân tìm thật sự là mệt mỏi, hắn không muốn khó có thể tiếp tục tìm kiếm. Hắn bước kế tiếp muốn làm là lấy thần niệm câu thông tên tiểu tử này. Sau đó đạt được tiến vào bình hành thế giới thông đạo. Đêm như vậy mực, nơi này là tới gần biển một cái tam tuyến thành thị, gọi là Tây Lâm thành phố. Thời gian là năm 2040, ngày 18 tháng 10, muộn 11 điểm. Tây Lâm Bệnh viện ung thư đèn đuốc sáng trưng. Tại một gian trọng chứng gia hộ trong phòng bệnh, tuổi trẻ trần thần vô luận như thế nào cũng ngủ không được, ốm đau thời thời khắc khắc tại giày vò lấy hắn. Vừa mới y tá cho hắn đánh một châm giảm đau châm, hắn lúc này mới cảm giác dễ chịu một số. Trong phòng bệnh rất an tính, chiếu cố muội muội của hắn Trần Tiểu Dung tại cạnh giường ngủ. Trần Thần cùng Trần Tiểu Dung sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ phụ mẫu rất sớm xảy ra tai nạn xe cộ đi. Chỉ còn lại có nãi nãi chiếu cố bọn họ, mà bây giờ, Trần Thần lại được dạng ngày bệnh bọn họ nãi nãi chịu không được, trực tiếp bị bệnh. Cái này một bị bệnh, sau một tháng đi. Lão nhân ra trước khi chế ti đều chế ti không nhắm mắt. Trần Tiểu Dung vì cứu ca ca, đã đem trong nhà duy nhất nhà đều bán. Mặc dù như thế, tiền cũng nhanh tiêu hết, nhưng Trần Thần tình huống lại càng ngày càng kém. Trần Thần cảm thấy rất khó chịu, hắn có dục vọng cầu sinh, hắn không sợ chế ti, nhưng lại sợ không ai chiếu cố muội muội. Hắn muốn muội muội từ bỏ, hắn muốn đi qua chê ti thế nhưng là hắn hai chân đã đổ xấu hắn liền hạ dường năng lực đều không có trần thần liền muốn chê ti đều làm không được hắn rất hối hận chính mình chẳng những không có chiếu cố đến muội muội hơn nữa còn liên lụy muội muội trần thần hư vô nhìn trần nhà hắn nhìn rất lâu hắn tại cảm thụ được sinh mệnh trôi qua mà tại lúc này điện thoại di động bỗng nhiên chấn động một cái lúc này điện thoại di động đã là một loại cực smartphone, rẻ nhất loại kia đều là mỏng như thấu kính, trần thần điện thoại di động là rất rẻ lão thủ máy. Mà cao cấp smartphone đã có thể tự động hấp thu sạc pin năng lượng mặt trời, đồng thời có thể dùng đến khởi động xe hơi, trí năng giọng nói nói chuyện phiếm. Đồng thời quen thuộc các loại tiếng địa phương, muốn làm gì, đều có thể trực tiếp để điện thoại di động đi hoàn thành. Cái này là cao cấp trí năng hóa thời đại xe hơi cũng cơ bản đều là thực hiện chạy bằng điện hóa, chạy bằng điện xe hơi nguồn điện cần một khối con chip, cái kia con chip có thể trong nhà nạp điện. Xung một đêm, có thể lượng pin 800 cây số. Trần thần cảm giác điện thoại di động chấn động một cái, hắn không để ý đến. Nhưng là rất nhanh, điện thoại di động lại chấn động một cái. Trần thần rốt cục nhịn không được cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Điện thoại di động xuất hiện hai chữ. Người tốt. Loại trạng thái này có chút cổ quái, Trần Thần hơi kinh hãi. Điện thoại di động làm sao lại đột nhiên nói người tốt? Cái này cũng không có thông qua bất luận cái gì phần mềm để biểu hiện. Trần Thần sợ đánh thức muội muội, hắn hạ giọng nói: Ta nghe không được người thanh âm, người tìm khung chat đưa vào chứ? Dạng này chúng ta mới có thể câu thông. Điện thoại di động mặt lại xuất hiện dạng này một đoạn văn. Nếu là thường nhân, giờ phút này chỉ sợ phản ứng đầu tiên là cảm giác có quỷ hoặc là hacker xâm nhập cái gì nhưng là trần thần lá gan rất lớn một cái sắp gặp tử vong người là không có gì có thể sợ hắn cũng không sợ bị người lừa gạt hắn đã không có bất kỳ vật gì có thể bị người lừa gạt sau đó hắn tìm ra bản ghi nhớ đưa vào chữ ngươi là ai hắn viết còn về sau bên kia cũng tại bản ghi nhớ đánh chữ ta biết người tình huống rất không ổn người sống không quá ba ngày trần thần có chút nổi nóng cũng có chút bi thương, nói ra, ngươi là đến chào phúng ta sao? Không phải, ngươi nghe ta nói, ta là một tên tu đạo người, ta có quảng đại thần thông, giờ phút này, ta xa tại cách đất bóng 100 triệu cây số bên ngoài trùng động chi. Ta thông qua trùng động năm hạng không gian tìm được ngươi, đây là một loại thời gian khái niệm. Hạng không gian, ha ha, hiện tại tên lừa đảo đều cao minh như vậy. Năm hạng không gian vẫn chỉ đang nghiên cứu, căn bản không có cái gì tránh thức năm hạng không gian. Trần Thần lập tức nói ra. Tên lừa đảo, tiểu hòa tử, người có đồ vật gì đáng giá ta lừa gạt. Trần Thần ngốc ngẩn ngơ, hắn suy nghĩ một chút, chính mình là không có cái gì dễ bị lừa. Ngươi đến cùng là ai? Trần Thần lại hỏi. Ngươi là người sắp chết, ta không nguyện ý lừa ngươi. Nữ nhi của ta tại các ngươi thế giới bên trong khả năng ra biến cố. Ta cần thông qua thần thông tới, nhưng ta cần một bộ thể xác. Cho nên, ta muốn mượn nhờ thân thể ngươi. Ngươi không còn sống lâu nữa, ta có thể đáp ứng ngươi. Ta chiếm cứ ngươi thể xác về sau, hội đối xử tử tế người nhà ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trần Thần nhìn lấy màn hình điện thoại di động, hắn thật lâu nói không ra lời. Sau một hồi khá lâu, hắn hồi phục hai chữ, tên lừa đảo. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể đem điện thoại di động của ngươi lạc toàn bộ đóng lại. Nhìn ta có hay không còn có thể tiếp tục theo ngươi câu thông còn có, ta không có lửa ngươi tất yếu. Ngươi thời gian không nhiều, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trần thần lần nữa trầm mặc. Đời này, tại sao có thể có thần quỷ đâu? Vậy ngươi nói cho ta biết, người sau khi chết ti, sẽ đi hay không thiên đường? Vẫn là sẽ đi địa ngục. Trần thần hỏi. Bên kia lập tức nói, người sau khi chết ti, đến cùng sẽ như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng. Bởi vì ta cũng không có chết ti qua, nhưng cần phải, sau khi chết ti linh hồn tản mất, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Ngươi thật sự là thần, Trần Thần lần nữa hỏi. Bên kia nói ra, cái gì gọi là thần, ta thật là tu luyện não vực, nắm giữ phiên sơn đảo hải pháp lực. Nhưng đây là thần sao, chúng ta không xưng hô như vậy, chúng ta gọi là tu đạo người. Trần Thần nói ra, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tránh thức pháp lực, tu đạo người. Ngươi vì sao lại tại trùng động, ngươi có bản lĩnh đi thẳng tới trước mặt ta, dạng này ta tin ngươi bên kia nói ra người chỗ ở thế giới là bình hành thế giới ta chỉ có thông qua trùng động năm hạng không gian mới có thể đến đây mà lại còn cần một cái thông đạo ta cần ngươi cùng ta làm một số phối hợp hình thành một cái thông đạo đây là một loại tinh thần ý niệm đến ta bản thể là không qua được cho nên ta mới cần ngươi thể xác hiểu chưa bình hành thế giới năm hạng không gian đa nguyên vũ trụ Người đây là tại cùng ta chơi khoa huyễn phim lớn a những thứ này đều chẳng qua là một loại khái niệm, là không tồn tại. Trần thần có chút kích động nói ra. Bên kia nói ra, người tin hay không, không trọng yếu. Trọng yếu là, người chiếu ta nói làm, cùng ngươi có không có chỗ tốt. Dạng này đầy đủ, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như không được, ta lại đi câu thông người khác, tin tưởng chắc chắn sẽ có người nguyện ý. Ngươi, Trần Thần Lâm vào suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn đáp ứng bên kia. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Trần thần sau cùng làm quyết định, hắn lại hỏi, người hy vọng ta làm thế nào? Bên kia lập tức nói ra, người chăm chú nhìn điện thoại di động, điện thoại di động sẽ xuất hiện một hình ảnh, đó là ta hiện tại vị trí địa phương. Người phải nhớ kỹ, không thể phân tâm, đây là tinh thần thông đạo, là tín hiệu liên tiếp. Ta muốn nhờ cái thông đạo này tới, người không thể để cho tuyến đoạn, hiểu chưa? Trần thần trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó hơi nghi hoặc một chút, nói ra dạng này có thể chứ cái này quá bất khả tư Nghị A à. bên kia nói ra người chiếu vào làm có thể vũ trụ to lớn người không tưởng được sự tình quá nhiều Trần thần nói ra tốt sau đó về sau điện thoại kia bắt đầu xuất hiện hình ảnh trong tấm hình xuất hiện một tên nam tử trẻ tuổi nam tử chân trần đứng tại một mảnh đủ mọi màu sắc tinh Bích trong phòng bốn phía đều là con chip nam tử ngũ Quan Thanh thú, trầm ồn ngón tay hắn chạm đến một mảnh tinh Bích trần thần con người phóng đại hắn thấy rõ ràng đây hết thảy lúc hô hấp rồn rập hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị ngươi ngươi trần thần liên tục ấn điện thoại di động vài cái rốt cuộc đem bản ghi nhớ nhấn ra tới ngươi thật sự là thần vậy ngươi có thể hay không mau cứu ta ngươi là thần ngươi nhất định có thể cứu ta đúng hay không trần thần lòng sinh ra mãnh liệt cầu sinh ý chí tới nếu như có thể không chế ti hắn thật không muốn chết ti a à bên kia lập tức cũng bắt đầu đánh chữ. Ta vốn có thể lừa gạt ngươi, nói ta qua đến về sau, có thể giúp ngươi. Nhưng là, lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chế ti, ta làm không được. Ta tới, muốn chiếm cứ linh hồn ngươi, thể xác. Sau đó bằng vào ta cường đại huyết mạch lực lượng tới sửa bổ thân thể ngươi, nhưng ta một khi tới, ngươi đem không còn tồn tại. Mà ta không đến, ta cũng không có biện pháp giúp đến ngươi. Trần thần lập tức nói ra, Vậy ngươi có thể phụ thân đến người khác thân thể tới, sau đó cứu ta, không phải sao? Hắn phàn nàn nói ra, ta còn trẻ a, à, ta không muốn chết đi a. À. Thần tiên, thần tiên, ta cầu ngài. Bên kia trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, bên kia nói ra, các ngươi bên này ngăn chặn pháp lực tồn tại, ta nhất định phải chiếm cứ thân thể ngươi mới có thể chậm rãi chữa trị. Nếu ta chiếm cứ hắn thân thể ngươi, ta là cứu chữa không thân thể ngươi. Sau đó bên kia ngừng dừng một chút tiếp tục nói người xác thực còn rất trẻ nếu có thể ta cũng nguyện ý cứu ngươi nhưng rất xin lỗi bất lực ta như mượn nhờ thân thể ngươi tới về sau duy nhất có thể vì ngươi làm là tận khả năng đối xử tử tế ngươi muội muội mà lại cái này còn có phong hiểm ta cũng có cực lớn khả năng đoạt thân thể ngươi linh hồn thất bại nói như vậy ta phái đi nguyên thần hội tiêu tán đương nhiên ta bản thân là không có việc gì chân thần ngọn lửa hy vọng vốn là đã cháy hừng hực nhưng lúc này thời điểm rất nhanh lại dập tắt hắn lần nữa trở lại đẫm máu tàn khốc hiện thực chi mặc dù có thần cũng cứu vãn không hắn số mệnh thật không có cách nào sao vì cái gì vì cái gì ta phải thừa nhận dạng này vận mệnh ta cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu không có hại qua người vì cái gì có người sinh ra tới thân thể rất cường tráng có phụ mẫu yêu mến ta lại phụ mẫu ra chuyện chính mình còn phải dạng này bệnh nan y. Ngươi nói cho ta biết, thần tiên, vì cái gì trời xanh muốn đối ta như thế bất công? Ta đến cùng làm gì sai? Trần Thần từng tiếng đẫm máu và nước mắt lên án. Bên kia qua nửa ngày về sau, hồi đáp, vận mệnh không có công bình, giống một con lợn sinh ra tới muốn trở thành bàn bữa ăn một dạng. Bọn họ cũng vô pháp chất vấn, có người tốt, cũng có người thảm hại hơn. Như người trong thiên hạ người đều như thế. Vậy thế giới này lại không phải thế giới? Trần Thần ngốc ngẩn ngơ. Rất rất lâu về sau, Trần Thần rốt cục lần nữa tiếp nhận hiện thực. Mỗi người, tại tuyệt vọng thời điểm, nhìn đến thân tích, đều sẽ nhịn không được bốc cháy lên hy vọng tới. Trần Thần cũng không ngoại lệ, nhưng hắn hiện tại không thể không tiếp nhận hiện thực. Ngươi thực sẽ đối xử tử tế muội muội ta. Ta sẽ ta tận hết khả năng, ta cũng không nhất định có thể trị hết thân thể ngươi, nếu như trị không hết Ta không cách nào đi vì ngươi muội muội làm một ít gì." Trần Thần nói ra, "Tốt, ngươi là rất thẳng thắn người, ta tin ngươi." Bên kia nói ra, "Có lẽ ta cần phải lừa gạt một chút ngươi, cho ngươi một số hy vọng để ngươi hảo hảo mà chịu đựng một số. Nhưng là thật có lỗi, ta thực sự không đành lòng lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết ti. "Ngươi đừng nói, ta đáp ứng ngươi, chúng ta bắt đầu đi." Trần Thần thống khổ vạn phần nói ra. "Tốt." Làm bộ kia hình ảnh xuất hiện lần nữa về sau, Trần Thần chăm chú nhìn bộ kia hình ảnh, hắn bắt đầu tâm lý có tạp niệm, có rất nhiều ý nghĩ, bởi vậy, bên kia tín hiệu ngọn nguồn thủy chung không cách nào cùng bên này sinh ra liên tiếp. Nhưng sau cùng, giữa hai bên rốt cục vẫn là liên tiếp. Trong khoảnh khắc đó, Trần Thần não hải chấn động mạnh một cái, não hải bộ kia tinh bích hình ảnh thế mà sinh động, hắn thế mà cảm giác được hàn khí bức người. Cái kia một cái chớp mắt, Tinh thần cùng thế giới tinh thần rốt cục liên hệ tới. Đây là rất là khéo một màn. Trong nháy mắt này, bên kia rốt cục cùng Trần Thần bên này thông đạo thành lập. Là như vậy một giây đồng hồ thời gian, bên kia tinh thần lực đến Trần Thần não vực chi. Mà phía bên kia, liền chính là La Quân. La Quân ngừng tụ nguyên thần tinh thần lực đến Trần Thần não vực chi. La Quân lúc này hưng phấn dị thường, thế mà thật tới. Đồng thời hắn cấp tốc đem chuẩn bị tốt huyền hoàng dịch nhập trần thần não vực chi. Trần thần não vực tinh thần lực vốn là yếu kém, cũng khó có thể chịu đựng la quân nguyên thần. La quân nhất định phải nhanh chiếm cứ trần thần thân thể. Hắn nguyên thần còn không thể ly thể, bởi vì thế giới này không có có pháp lực sinh tồn điều kiện. Mà đến lúc đó, La Quân muốn thế nào trở về đâu? Vấn đề này thực cũng không là vấn đề, bởi vì La Quân tới chính là một bộ phận tinh thần lực pháp lực, những thứ này tinh thần lực hình thành nguyên thần. Nguyên thần chế ti, không quan trọng. Là quân bản thể cũng sẽ không nhận thương tổn, bản thể hắn sẽ còn tiếp tục tại trùng động bên trong tu luyện. Bản thể còn cần tại trùng động bên trong đối nguyên thần làm ra rất nhiều phán đoán cùng chỉ huy. Tôn này nguyên thần là vội vàng ngưng tụ, trí tuệ có hạn. Là quân nhất định phải dựa vào trùng động tinh bích không gian đến tiến hành xem xét cùng chỉ huy. Mà nếu như là quân bản thể hồi tới địa cầu, lấy bình hành thế giới cùng thế giới bao la ở giữa huyền diệu, là quân đem về mất đi đối nguyên thần quyền khống chế. Như vậy, nguyên thần tại bình hành thế giới bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều muốn lại không biết. Đây không phải là quân muốn kết quả, vạn nhất cái kia nguyên thần đến lúc đó sinh ra tự mình ý thức, không thèm quan tâm nữ nhi, đó cũng là rất có thể lo sự tình. Cho nên, là quân sẽ ở trùng động bên trong một bên tu luyện, một bên trưởng khống nguyên thần. Bệnh viện trong phòng bệnh, cái kia Trần Tiểu Dung Tiểu cô nương vẫn còn ngủ say chi, nhưng lại không biết ca ca thân thể chính tại phát sinh dị biến hóa. Có lẽ, vận mệnh đối nàng ca ca là tàn khốc, nhưng vận mệnh lại đối nàng rỗi ra thân mật chi thủ. Vận mệnh, là quân lựa chọn nàng ca ca. Cái kia huyền hoàng dịch đem Trần Thần đáng thương thân thể cùng linh hồn cấp tốc hột rửa. Cùng nhà khách giường bị rửa sạch sẽ, không có vi khuẩn, thích hợp người khác vào ở một dạng. Là quân nguyên thần bắt đầu hòa tan vào, bắt đầu dung nhập tôn này thân thể, vào ở tôn này thân thể. Tuy nói linh tuệ hòa thượng nói, muốn La Quân tiếp nhận Trần Thần trí nhớ. Nhưng là La Quân lại phát hiện, đi qua huyền hoàng dịch gột rửa về sau, Trần Thần tất cả trí nhớ đều không. La Quân vào ở sau khi đi vào, cảm thấy vừa người không. Huyền hoàng dịch chẳng khác gì là đem một kiện không vừa vặn y phục cải tạo đến vừa người. La Quân nhắm mắt, hắn cảm giác được chính mình cùng thân thể này không có bất kỳ cái gì bài xích mà lại, tất cả trí nhớ đều là mình. Nếu như không phải trong lòng của hắn rõ ràng, hắn sẽ không cảm thấy thân thể này không phải hắn. Huyền hoàng dịch quả nhiên thần, là quân nói thầm, khó trách lúc trước cái kia cướp đoạt hạt giống thiên tôn muốn dùng huyền hoàng dịch đến bột rửa ta linh hồn, quả nhiên là có tác dụng kỳ diệu như thế. Cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ hạt giống tuy nhiên mang đến cho ta không ít phiền phức, nhưng cũng mang đến cho ta qua không chỗ tốt. Sau đó, là quân bắt đầu cảm thụ tình trạng cơ thể. Rất nhanh, là quân tâm lý tuôn ra hai chữ tê liệt. Nguyên lai, like, hắn phát hiện thân thể này hai cái đùi đã không có bất luận cái gì chi giác, chính là trạng thái tê liệt. Chỗ lấy không có cắt chi cũng là bởi vì trần thần vốn là không cứu sống, cho nên người ta không cần thiết đến để hắn tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Là quân phiền muộn không? Đồng thời, hắn còn rõ ràng cảm giác được thân thể hỏng bét trạng thái. Tế bào ung thư, bệnh khuẩn tế bào lít nha lít nhít thời đều có thể cướp đi tôn này yếu đuối thân thể hư đã ta tới phải nghĩ biện pháp để ngươi sống sót trong cái thế giới này không có có pháp lực đây là quy tắc hạn chế là quân nguyên thần giờ phút này cũng là một tôn bình thường linh hồn cũng là nói là quân hiện tại là không có bất kỳ cái gì thần thông như vậy hắn muốn làm thế nào sống sót đâu là quân cũng không e ngại lúc trước hắn bị nhanh nhạy làm hại thân thể toàn bộ đồ xấu sau cùng đều như cũ sống sót. Hiện tại, hắn y nguyên có cái này nắm chắc. Ngay sau đó, là quân hít sâu một hơi, hắn đang chuẩn bị đánh thức bên người nữ hài. Cũng là trần thần muội muội Nhưng là lúc này, ốm đau tra tấn vào tới. Hắn cảm nhận được thể nội tế bào tại xé rách, biến dị, đau đầu như nứt, thân thể nhiệt lượng cấp tốc thăng. Đáng chế ti, là quân thầm mắng một tiếng. Hắn bản tôn thân thể, đó là cường đại vô cùng, đặt ở chảo dầu chi đều không sợ tồn tại. Hiện tại thế mà chúa tể như thế yếu đuối thân thể, cái này khiến hắn rất là không quen. Hắn cảm nhận được suy yếu, đồng thời tinh thần khó có thể tập hợp. Thân thể rất nhanh càng ngày càng nóng hổi. Lúc này thời điểm, bên người dụng cụ điện tử bắt đầu báo động lên. Trần thần nguội muội Trần Tiểu Dung rốt cuộc giật mình tỉnh lại, tiểu cô nương khuôn mặt rất thanh tú mà ngại ngùng, nàng nhìn thấy cái kia dụng cụ điện tử đường cong cực tốc chập trùng không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt. Nàng lại nhìn về phía giường bệnh ca ca, ca ca lúc này khuôn mặt cực ngon lành nhuận, giống không thở nổi một dạng. Trần Tiểu Dung nhất thời nước mắt rơi như mưa, nàng cuống quýt vọt ra phòng bệnh, gấp giọng hô to thầy thuốc, thầy thuốc, mau tới, người tới đây mau. Trần Tiểu Dung đã nói năng lộn xộn. Rất nhanh, cấp cứu thầy thuốc cùng y tá tới, cấp tốc cho La Quân tiến hành biện giật trị liệu. La Quân trong não vực, hắn cảm giác được những vi khuẩn kia vi khuẩn, tế bào ung thư giống như là vô số ác ma tại tiến công. Nhưng là hắn tay vô bệnh không tướng, thật sự là khó có thể ngăn cản. Nhưng tại lúc này, hai đạo lôi điện hàng lâm xuống, rốt cục đem những cái kia ác ma đánh lui. Kể từ đó, là quân cũng mới thở nổi. Ta, nguy hiểm thật, tại cái kia hư không chi trùng động bên trong, là quân thở vào một hơi, lão tử nguyên thần, kém chút nín chết đi tại cái kia trần thần trong thân thể thánh quang bao bọc bên trong, băng lãnh Linh Nhi lần nữa đi ra chủ trì đại cục. Nàng và Linh Tuệ hòa thượng một mực chú ý La Quân, cũng không quấy rầy La Quân. Dương bệnh, La Quân tỉnh táo lại. Sau đó, lại có y tá cho hắn thay thuốc nước. Hắn cảm giác được rất nhiều dược dịch tiến nhập trong thân thể. Những thuốc này dịch dược lý hắn cảm giác được rõ ràng. Những thứ này dược thủy toàn bộ là sát trùng, nhưng là sẽ có hại vi khuẩn giết chế ti đồng thời, thân thể ta kháng thể cũng cơ bản bị suy yếu đến không có. Là quân tâm nhất thanh nhị sở, đây là hắn tinh thần ý thức viên mãn chỗ tốt, đối tình huống thân thể quá rõ ràng. Là tỉ mỉ khống chế, bất luận cái gì chi tiết nhỏ hắn đều biết. Không được, quang dựa vào dược thủy là chế ti chắc, là quân ám đạo. Ta phải đi một chuyến thái sơn, sớm thái sơn, hít một hơi tinh khiết tiên thiên chi khí tiến nhập thể nội đến chống cự. Là quân tâm rất rõ ràng. Nhưng là, muốn làm sao đi đâu, La Quân cảm thấy đó là cái vấn đề lớn. Hắn suy nghĩ một chút, nói chút quái lực loạn thần lời nói đều không phổ, cũng tiêu phí thời gian. Hắn thân thể này, nói chuyện đều tốn sức. Sau đó, La Quân mở to mắt. Hắn nhìn đến xinh đẹp cô y tá, còn có chủ trị bác sĩ đều ở trước mặt hắn. Trần Tiểu Dung ở một bên nước mắt như mưa. Cái kia chủ trị bác sĩ khoảng 40 tuổi, họ Hoàng. Hoàng thầy thuốc khe khẽ thở dài, Cô hạn thở dài. Ca, người thế nào? Trần Tiểu Dung bi thiết hỏi. La Quân cười khổ, hắn nói ra, chỉ sợ, ca ca là không thể cùng ngươi. Hắn mặc dù không có trần thần trí nhớ, nhưng cũng biết cái này tiểu muội muội là trần thần muội muội. Ca, ta không muốn ngươi đi, không muốn. Trần Tiểu Dung nghe vậy lần nữa nước mắt rơi như mưa. Cô y tá kia gọi là Triệu Vũ vui mừng, Triệu Vũ vui mừng ở một bên cũng là ảm đạm rơi lệ. Hai huynh muội này tao mộ thật sự là quá đáng thương. La Quân biết không có thể tiếp tục trì hoãn, hắn lập tức nói ra, "Tiểu muội, ta còn có cái cuối cùng nguyện vọng, ngươi có thể hay không đáp ứng ta?" Trần Tiểu Dung lập tức bắt lấy La Quân tay, nói ra, "Ngươi nói, ca, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi." Trong vòng hai canh giờ, đưa ta đến Thái Sơn đỉnh núi, ta muốn nhìn thấy hôm nay mặt trời mọc. "Đời này, ta nếu không một lần nhìn Thái Sơn mặt trời mọc, ta chết đi không nhắm mắt." La Quân nói ra, "2 giờ, Trần Tiểu Dung ngốc ngẩn ngơ. Một bên Hoàng Thầy Thuốc khẽ nhíu mày, nói ra, "Ly Thiên Sáng còn có tiếp cận 3 giờ, nhưng từ nơi này đến Thái Sơn, trừ phi là lập tức xuất động máy bay tư nhân mới có thể 2 giờ đến Thái Sơn đỉnh núi." Trình tự này rất phiền phức, chính phủ đối máy bay tư nhân quản khống rất nghiêm ngặt. Trần Tiểu Dung nghe vậy cũng không biết nên như thế nào đến thỏa mãn Kaka, nhưng nàng thật rất muốn thỏa mãn Kaka sau cùng nguyện vọng. Một bên Triệu Vũ vui mừng nói ra, Hoàng Thầy Thuốc, sát phách hài y không phải có cấp cứu máy bay trực thăng sao. Xuất động một lần, muốn một trăm ngàn người dân tệ. Hoàng Thầy Thuốc nói ra, Trần Tiểu Dung ngây người, ta không có nhiều tiền như vậy. Triệu Vũ vui mừng liền nói với La Quân, muốn không, tính toán. Người thân thể này, không thích hợp. Ta đều sắp muốn chế ti, còn có cái gì thích hợp không thích hợp. La Quân im lặng nói ra. Thế nhưng là người muốn đem người muội muội bước đến mắc nợ từng đống cấp độ sao. Triệu Vũ vui mừng thuyết phục. La Quân nói ra, nàng sinh mệnh, các người sinh mệnh cũng còn có vô hạn khả năng, ta sinh mệnh, tướng này muốn chung kết. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hỏi Trần Tiểu Dung, Tiểu muội chúng ta còn có bao nhiêu tiền? 30 ngàn, Trần Tiểu Dung sợ hãi nói. Còn có thể mượn đến tiền sao? La Quân lại hỏi. Trần Tiểu Dung vẻ mặt cầu xin nói ra, các thân thích đều sợ nhìn thấy chúng ta, đều bị chúng ta mượn sợ. Là quần cái này im lặng a. À. Hiện tại cũng khoảng cách lúc trước hắn lúc rời đi qua tiếp cận 19 năm. Hắn có thể người liên hệ, đoán chừng đều sớm không liên lạc được. Thật đúng là, ba phần tiền làm khó anh hùng hắn a. À. Là quần nhìn về phía triệu vũ vui mừng, có chút bất đắc dĩ nói ra, người có thể mượn 70 ngàn cho chúng ta sao? Về sau để muội muội ta từ từ trả ngươi. Triệu Vũ vui mừng nghe vậy cái này tức giận a, à, người hoàn toàn không thay người muội muội cân nhắc sao? Ta đều phải chế ti, ta còn cân nhắc cái gì? La Quân nói ra. Trần Tiểu Dung lập tức hướng Triệu Vũ vui mừng quỳ xuống, nói: "Vũ Hân tỷ tỷ, ta cầu ngươi, ngươi cho ta mượn có được hay không? Ta cam đoan với ngươi, về sau ta nhất định sẽ trả tiền cho ngươi. Ta đi làm thuê, ta nhất định có thể còn cho ngươi." 70 ngàn khối tiền cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Ở thời đại này bên trong, phổ biến tiền lương đều là 8.000 cất bước. Triệu Vũ vui mừng cắn răng một cái, nói ra, tốt. Nàng cũng cảm thấy mình đi trách móc nặng nề la quân cũng không có đạo lý gì, một kẻ hấp hối sắp chết ti sau cùng nguyện vọng, cho dù muội muội của hắn tương lai còn không, vậy mình cũng coi là tích đức. Một bên hoàng thầy thuốc trầm giọng nói ra, tính toán, vũ hân, tiền này ta đến mượn đi. Hắn đón đến, nói ra, ta cái này đi liên hệ sát phách cảm ơn ngài cảm ơn ngài trần tiểu dung không ngừng cho hoàng thầy thuốc dập đầu hoàng thầy thuốc quay người ra ngoài trần tiểu dung lập tức đến la quân trước giường nước mắt vừa nói nói ca chúng ta rất nhanh có thể đi xem đến thái sơn la quân hướng trần tiểu dung mỉm cười hắn sau đó nhẹ nói nói tiểu nha đầu đừng khóc người có tin hay không đời này có dấu vết phát sinh dấu vết một bên triệu vũ vui mừng khẽ nhíu mày trần tiểu dung cũng nghi hoặc nhìn về phía la quân ca người đang nói cái gì trần tiểu dung hỏi la quân nói ra về sau ca sẽ cho ngươi may nhất phúc tin tưởng ca ca ngươi đừng dọa ta ngươi không cần nói mê sảng có được hay không trần tiểu dung nghe về sau sợ hơn triệu vũ vui mừng thì là sờ sờ la quân cái chán nói sốt hồ đồ la quân nhịn không được trợn mắt chừng một cái bên kia máy bay trực thăng rất nhanh liên hệ tốt Muốn đến xem như bệnh viện cũng không phải lợi ích đến, cũng có nhân đức chi tâm. Một bệnh nhân sắp chết đi nguyện vọng, làm sao cũng muốn thỏa mãn. Hai y bên kia trực tiếp phái máy bay trực thăng tới. Dừng ở Hai Y quảng trường. Sau đó, La Quân bị đặt ở xe lăn, một đoàn người đẩy La Quân đến quảng trường, về sau, Trần Tiểu Dung, Triệu Vũ vui mừng, còn có Hoàng Thầy thuốc cùng đi máy bay trực thăng. Đón lấy, máy bay trực thăng hướng Thái Sơn phương hướng bay đi bình minh sắp tới. Đoạn đường này đi, bầu không khí đều lộ ra rất một ngạt. La Quân vốn còn muốn làm dịu phía dưới bầu không khí, nhưng về sau suy nghĩ một chút giống như có chút không tốt lắm. Tốt xấu người ta áp lực, nặng nề là bởi vì hắn sắp treo. Kết quả người ở chỗ này đùa, cái kia người khác sẽ cảm thấy là lạ. Làm không tốt còn muốn đem tất cả mọi người làm khóc. Hơn 2 giờ về sau, Thái Sơn còn thật đến. Thái Sơn đỉnh, gió lạnh lạnh thấu xương chân trời đã phát ra ngân bạch sắc gió thật to trần tiểu dung rất không yên lòng bọn họ cho la quân quấn rất dày quân áo khoác sau đó đẩy đến một chỗ cao điểm dừng lại trần tiểu dung ở một bên yên lặng rơi lệ nàng cả đời này nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy khô triệu vũ vui mừng cùng hoàng thầy thuốc cũng sắc mặt nặng nề la quân lại là không không tưởng những thứ này lung ta lung tung đồ vật hắn cảm giác được thân thể là càng ngày càng không được sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng những cái kia tế bào ung thư giống sẵn sàng chiến đấu thiết kỵ đại quân, tùy thời muốn đem la quân nghiền thành vỡ nát. Mà lúc này, la quân là muốn viện binh. Hắn muốn trưởng cứu chính mình thân thể. Tại cái kia một cái chớp mắt, hắn nhắm mắt. Ca, tại lúc này, Trần Tiểu Dung khóc lớn tiếng đi ra. Tiếng khóc thê lương bi ai, tê tâm liệt phế, làm cho người nghe ngóng lá trả trực khóc. Triệu Vũ vui mừng cũng hốc mắt hồng hồng hoàng thầy thuốc còn có cùng đi đến phi công đều là ánh mắt nặng nề khẽ thở dài một cái khụ khụ tại lúc này là quân xấu hổ mở mắt ra hắn vốn là chỉ là muốn nhắm mắt ngưng thần vận công từ nơi nào biết cái này giống như làm ra hiểu lầm ta còn chưa có chê ti là quân xấu hổ cười một chút vậy ngươi bế cái gì mắt triệu vũ vui mừng ở một bên giờ khóc giờ cười trần tiểu dung thì là vui đến phát khóc hoàng thầy thuốc cùng cái kia phi công cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười nhưng trung quy đây là một kiện nặng nề sự tình la quân liền nói ra mọi người không được ầm ý ta hiện tại cần an tĩnh ngốc một hồi tuyệt đối đừng nhao nhao sau đó hắn lần nữa nhắm mắt lúc này thời điểm tất cả mọi người cảm thấy la quân có chút cổ quái không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì nhưng mọi người cũng đều không nhao nhao hắn sau đó la quân bỗng nhiên há mồm hít sâu một cái thở dài đây là mắt thường chỗ không gặp được nhưng la quân lại là đem một miệng tinh khiết tiên thiên chi khí cho nuốt vào bụng cái này giọng điệu ở trong cơ thể hắn không rời toàn thân nhấp nhô di chuyển cơn giận này đem sẽ trở thành la quân chân khí chi ngọn nguồn hút vào cơn giận này la quân trực tiếp hô muốn đi cái gì mặt trời mọc không mặt trời mọc hắn đều chẳng muốn nhìn thời gian khẩn cấp cũng không có gì hư không ở chỗ này nhớ chuyện xưa. Cái này yếu đuối thân thể cũng không chịu được cái này Thái Sơn đại phong. Không nhìn mặt trời mọc, Triệu Vũ vui mừng kinh ngạc không? Không nhìn, lập tức đi, La Quân nói ra. Triệu Vũ vui mừng cái này tức giận a, à, nhưng là hiện tại La Quân người sắp chết, là lão đại. Cho nên nàng cũng không tiện nói gì. Một đoàn người rất mau rời đi Thái Sơn. Về sau chính là Trần Tiểu Dung đều đã chuẩn bị tốt cho La Quân làm thân hậu sự chuẩn bị. Bên ngoài đều có một ít quản linh cứu và mai táng tiêu thụ nhân viên đến đây hiệp nói chuyện làm ăn. Như quản linh cứu và mai táng một con rồng A chờ một chút, chuyên môn chân chạy, bên này trả thù lao có thể. Nhưng là, quái là, La, La Quân không chỉ có không chế ti, tinh thần còn càng ngày càng tốt. La Quân ở giường nằm nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn ngày đêm thối luyện khẩu này chân khí, đồng thời không ngừng muốn Trần Tiểu Dung mua đến các loại thuốc bổ. Không có tiền vay tiền, mặc kệ Trần Tiểu Dung dùng biện pháp gì. La Quân hấp thu dinh dưỡng, lại dùng chân khí gột rửa thân thể, tiếp lấy nắm giữ tiến hóa chi đạo. Hắn tự tuyệt bất luận cái gì dược vật tiêm vào, bắt đầu để khỏe mạnh tế bào lớn mạnh. Chân khí tại thể nội cuồn cuộn chảy xuôi, tế bào không ngừng tiến hóa, lớn mạnh, diệt sát những cái kia tế bào ung thư. Một tháng sau, La Quân hai chân khôi phục bình thường khí huyết hoàn toàn lan lộn như thường thân thể của hắn dần dần cường đại lên làm ngươi tin tưởng có thần linh lúc thần linh sẽ xuất hiện la quân nắm giữ thân thể thần linh sau đó tế bào ung thư mỗi lần một nảy sinh đi ra bị hắn cấp tốc diệt sát hắn chân khí trong cơ thể cuồn cuộn cái này giọng điệu hấp thu ngoại giới khí càng ngày càng lớn mạnh sau ba tháng la quân chính thức xuất viện khôi phục xuất viện có thể xương y học giới dấu vết trong thời gian này không biết bao nhiêu y học tiến sĩ đến thăm qua La Quân. Cái kia hoàng thầy thuốc, triệu vũ vui mừng cũng không biết phát ra qua bao nhiêu sợ hãi thán phục. Còn có Trần Tiểu Dung nhà bên này cũng tới rất nhiều thân thích thăm viếng. La Quân cũng giải không ít liên quan tới Trần Thần ra sự tình. Hắn cùng Trần Tiểu Dung nói thẳng, rất nhiều trí nhớ đều hỗn loạn. Dù sao hắn là mắc bệnh nặng người, cũng không phải do Trần Tiểu Dung sinh ra cái gì hoài nghi. Trần Tiểu Dung nói đến một số thân thích lúc, tức giận bất bình. Trần Tiểu Dung trách cứ các thân thích không có người tình điệu. Vân vân, là quân lập tức giáo dục Trần Tiểu Dung, nói ra, không thể nói như thế, tiểu muội Đổi lại là ngươi, ngươi cái nào đó thân thích đến bệnh nặng, lại không có trả khoản năng lực. Ngươi mượn một lần về sau, còn muốn mượn lần thứ hai sao? Người ta giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bản phận. Đã giúp, muốn cảm kích, về sau không giúp, một dạng phải nhớ có thể trước tình cảm đoạn không có người nào lần thứ hai không giúp ngươi, ngươi cảm thấy người khác quả tình bạc nghĩa đạo lý. Làm người không phải làm như thế, biết không? Trần Tiểu Dung sướng sờ, theo rồi nói ra, ca, người trước kia ta còn chán ghét bọn họ. La Quân mỉm cười, nói ra, lão ca người ta là chê ti qua một lần người, còn có cái gì nghĩ quần? Tới thăm thân thích, đại bộ phận thực vẫn là muốn kiến thức phía dưới cái này dấu vết. Phần lớn cũng không quá tin tưởng, nhưng người ta đến, vẫn là mang hồng bao xuất viện ngày ấy triệu vũ vui mừng lái xe đưa la quân cùng trần tiểu dung còn có một số thân thích cũng tới nói là muốn mời la quân cùng trần tiểu dung ăn cơm la quân nói thắc hơi mệt chút muốn muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen các loại qua mấy ngày lại cùng nhau tụ tập chúng thân thích cũng không nói gì thêm nữa trước mắt la quân cùng trần tiểu dung chỗ ở địa phương là thuê thuê giá rẻ phòng một phòng ngủ một phòng khách bất quá ba mươi mấy mét vuông ở lại hoàn cảnh 10 phần hỏng bét. Triệu Vũ vui mừng đem hai người đưa về nhà về sau, cũng không nhiều đợi, sau đó đi. Đây là tháng 2 thiên, âm lịch đại niên sắp tới. Bên ngoài trời đã tối, thuê trong phòng vắng ngắt, là quân đứng tại cửa ra vào, Trần Tiểu Dung tại thu thập phòng. Tây lâm mùa đông cũng không cung cấp ấm, cho nên đặc biệt lạnh giá. La quân mặc lấy một đầu tẩy trắng bạch quần bò, thân thể là một kiện tiện nghi áo lông. Hắn tóc rối bời vốn là, đi qua trị bệnh bằng hóa chất về sau, đầu là sạch sẽ bóng bẩy. Nhưng ba tháng này thời gian bên trong, hắn vừa dài ra tóc đen thui. Là quân đứng tại phòng trước, nơi này nhà đều là cũ kỹ tàn phá, cùng nội thành có khoảng cách rất xa. Nơi xa có cái phố hàng rong, gió lạnh lạnh thấu xương. Ban đêm ánh đèn một chút. Là quân lâm vào trầm tư. Hắn tới nơi này, không phải đến hưởng thụ. Hắn quan tâm nhất, đương nhiên là nữ nhi hạ lạc cùng an nguy hắn thực hận không thể lập tức bay đi Yến Kinh, nhưng là không có đầu mối. Hắn không biết Yến Kinh đến cùng phát sinh tình huống gì. Cho nên, hắn không thể đánh rắn động cỏ. Ca, người trước chờ lấy, ta cho người trước nấu bát mì tôm. Trần Tiểu Dung nói ra, ngày mai, ta đi mua đồ ăn, làm cho người ăn ngon. Nàng là nhìn đến la quân tại cửa ra vào ngẩn người, cho là hắn là đối trước mắt tình cảnh cảm thấy khổ sở, cho nên tận khả năng an ủi la quân. Cái này tiểu cô nương, thật sự là làm khó nàng." La Quân quay người lại, hỏi Trần Tiểu Dung, trong nhà còn có tiền sao? Trần Tiểu Dung ngốc ngẩn ngơ, nàng có vẻ hơi ngượng ngùng cùng khó xử, còn có 300 khối tiền. "300 khối, không đủ a." À. La Quân thì thào nói ra. "Ca, ngươi muốn làm gì?" Trần Tiểu Dung hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, "Ta muốn ra ngoài một chuyến." "Ngươi muốn đi nơi đó?" Trần Tiểu Dung không hiểu la quân mỉm cười nói ra tiểu muội ngươi còn nhớ rõ sao nhớ đến cái gì trần tiểu dung không biết la quân chỉ là cái gì la quân nói ra ta tại đi thái sơn thời điểm là không phải đã hỏi ngươi một câu ca hỏi ngươi ngươi tin tưởng dấu vết sao trần tiểu dung nhất thời giật mình nàng một mực không nghĩ tới vấn đề này lúc này nhớ tới lại cảm thấy có chút dùng mình ca ngươi thật cho ta một cái dấu vết trần tiểu dung hưng phấn nói ra La Quân mỉm cười, nói ra, sống sót, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hiện tại, ca muốn ra ngoài một chuyến, nhiều nhất 10 ngày trở về, coi ta lúc trở về, ca sẽ cho ngươi một cái càng lớn dấu vết. Từ nay về sau, ca sẽ không để cho ngươi lại vì tiền khó xử. Ngươi hội ở xinh đẹp căn phòng lớn, ngươi sẽ tiếp tục đi trường học sách, từ nay về sau, không ai còn dám xem nhẹ ngươi, khi dễ ngươi. Ca, ngươi, Trần Tiểu Dung có chút mộng, ca, ta. Nàng cảm thấy ca tại nói ăn nói khủng điên, nhưng là, ca ca xác thực đã làm đến một cái dấu vết. Nàng cảm giác trước mắt ca ca có chút lạ lẫm, nhưng lại làm cho nàng không hiểu tin cậy. "Ta tin tưởng ngươi, ca." Trần Tiểu Dung sau đó khẳng định nói ra. "Thật sự là ta hảo muội muội." La Quân mỉm cười. Sau đó, hắn nói ra, trong nhà ở lại, nhiều nhất 10 ngày, ca hội trở về. Trần Tiểu Dung nói ra, "Cái kia ca ngươi muốn đi nơi đó nha." La Quân nói ra, trở về sau sẽ nói cho người biết. Sau đó, La Quân ra ngoài, hắn rất nhanh biến mất tại cảnh ban đêm chi. Giờ này khắc này, La Quân là thân thể không phân. Hắn bây giờ nghĩ đến là muốn đi tìm Đồng Giai Văn. Đồng Giai Văn hẳn là đặt mình vào tại mưa gió bên ngoài. Hy vọng có thể tìm tới Đồng Giai Văn, nếu như tìm không thấy, lại nghĩ mặt khác biện pháp. Bất quá, La Quân hiện tại vấn đề lớn nhất là tiền không có tiền nửa bước khó đi a à. hắn hiện tại đằng không được phân điều khiển không được sương mù tuy nhiên trong thân thể có chân khí nhưng thân thể này muốn tránh thức cường đại lên còn cần thời gian rất lâu la quân hiện tại cảm thấy cấp bách nhất là thời gian la quân về sau dùng di động cho triệu vũ vui mừng gọi điện thoại điện thoại rất nhanh thông uy triệu vũ vui mừng ở bên kia giọng nói thanh thúy la quân nói ra ta là trần thần Triệu Vũ vui mừng nao nao, nói ra, Trần Thần, thân thể ngươi. La Quân nói ra, thân thể ta rất tốt, bất quá ta muốn tìm ngươi vay tiền, trong vòng 10 ngày trả lại. Triệu Vũ vui mừng sướng sờ sướng sờ, sau đó nói, mượn bao nhiêu? 20 ngàn đi, La Quân nói ra. Triệu Vũ vui mừng cũng không do dự, nói ra, tốt. Sau đó, Triệu Vũ vui mừng trực tiếp thông qua điện thoại di động chuyển khoản cho La Quân 20 ngàn khối cái này triệu vũ vui mừng cũng là hào sảng cô nương sau đó là quân nói tiếng cảm ơn sau đó cúp điện thoại triệu vũ vui mừng sướng sờ nàng luôn luôn cảm thấy cái này trần thần có chút khác biệt trước kia tiểu tử này tự ti nhu nhược hiện tại tiểu tử này thân thể có loại dị khí chất mà lại vô cùng quả quyết kiên quyết không nói ra mị lực a à. là quân sau đó đi chạm xe lửa mua đi đông giang bên kia vé xe đối với cái thế giới này đối ở hiện tại vị trí thời đại la quân có rất sâu dài dù sao lạc thời đại hắn theo điện thoại di động có thể biết rất nhiều lạm phát đạt được khống chế giá phòng đạt được ổn định khoa học kỹ thuật là càng phát ra tiên tiến nhưng la quân biết rõ cũng là thể hiện tại dân dụng còn cấp quốc gia những bí mật kia hắn là tiếp xúc không đến còn cùng quân thần cùng tư đồ công quán những tài liệu kia là nửa điểm tra không được vậy cũng là độ cao bí mật La Quân ngồi một đêm xe lửa, sau đó đến Đông Giang. Hắn thực thử qua gọi đồng giai văn trước kia dãy số, quả nếu không thì, căn bản tìm không thấy. Thời gian khoảng cách quá dài. Đến Đông Giang lúc, vừa lúc là sớm 8 giờ. Đông Giang tòa thành thị này đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, La Quân đối với cái này thành thị có rất thâm hậu cảm tình. Hắn biết đại bá, phụ mẫu đều là tại trong cái thành phố này sinh hoạt thời gian rất lâu bao quát tiểu la quân trí nhớ cũng ở trong thành phố này. Hắn cùng ôn nhu linh nhi ở chỗ này cũng vượt qua học sinh nhai. Khắp nơi đều là nhà cao tầng, la quân phát hiện năm 2040 không khí cũng không tiếp tục trở nên kém, mà lại thành thị xanh sạch hóa làm càng tốt hơn. Cứ việc không ít khoa học gia, hoặc họa sĩ truyện tranh, tiểu thuyết gia nhóm đang tưởng tượng vẽ phát thảo qua không ít tương lai thành thị cảnh tượng. Nhưng la quân lại phát hiện, năm 2040, nơi này biến hóa cũng không có quá lớn giống thân thể tu vi tới trình độ nhất định sẽ có cái cực hạn nhưng là não vực chi lại là vô hạn la quân biết nhìn thấy trước mắt là cực hạn nhưng quốc gia bí mật phát triển nghiên cứu một ít gì đó như đối vũ trụ thăm dò đối vũ khí thăng cấp chờ một chút này sẽ là một cái mới lĩnh vực la quân cảm giác là mọi người sinh hoạt càng thêm tiện lợi ở lại hoàn cảnh càng thêm đạt được cải thiện bất kể nói thế nào sinh hoạt điều kiện là càng tốt hơn nhưng giàu và nghèo tranh lệch cũng càng phát ra to lớn hóa câu kia nhà nghèo khó lại ra quý tử khẩu hiệu tựa hồ càng ngày càng được chứng thực không phải là không thể ra là nhà nghèo muốn lại ra quý tử càng thêm gian nan tầng cánh cửa càng ngày càng cao nắm giữ tốt điều kiện tốt tư nguyên người ở phía trước càng chạy càng nhanh người phía sau càng đuổi càng mệt mỏi la quân không muốn đi cảm khái nhưng trở lại đông giang lúc hắn vẫn là không nhịn được tâm cảm thấy bùi ngùi mãi thôi cái này thành thị, rất khó lại tìm đến La Quân trước kia quen thuộc trí nhớ. La Quân một đường đi qua, hắn bài trước quay về nguyên lai like chỗ trong nhà. Hắn tại Đông Giang về sau có giúp phụ mẫu một lần nữa mua tiểu khu phòng. Hắn tới đó lúc, phát hiện tiểu khu phòng lại là vẫn còn ở đó. La Quân tâm nhi táo động, hắn liền muốn tiến tiểu khu. Tiểu khu đó nhân viên bảo an ngăn lại La Quân, tiên sinh, người tìm ai? Mời đăng ký nhân viên bảo an khách khí nói ra. Ta tìm 2509 Trần Thiên Nhai, La Quân lập tức nói ra. 2509 không có Trần Thiên Nhai, nhân viên bảo an sướng sở sướng sở, nói ra. La Quân tâm siết chặt, nói ra, làm sao lại không có. 2509 là một đôi tuổi trẻ phu phụ, ta biết bọn hắn. Không gọi Trần Thiên Nhai, nhân viên bảo an rất khẳng định nói ra. Ta có thể đi xem một chút sao, La Quân nói ra. Nhân viên bảo an nói ra, thật có lỗi, nếu như ngươi không biết bọn hắn, vậy ngươi không thể đi. Đây là chúng ta chỗ chức trách. La Quân nói ra, tốt, hắn sẽ không đi khó xử một tên nhân viên bảo an. Ngay sau đó quay người đi. Nhưng La Quân sẽ không buông tha cho, hắn đi đến một bên khác, thừa dịp người không chú ý, cấp tốc sách một hơi, trợ lực chạy mấy bước, đi thẳng đến cao 3 mét tường viện. Sau đó, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất thoải mái thản nhiên đi hướng số 2 lầu. Số 2 lầu dưới lầu cũng có một đạo điện tử cửa lớn cách trở. La Quân nhắm chuẩn một tên hộ gia đình ngay tại đi vào, hắn theo ở phía sau đi vào. Cái này tại trong tiểu khu là nhìn lắm thành quen sự tình. Cho nên tên kia hộ gia đình cũng không nhiều chú ý. Thành thị hóa tiến trình, để hàng xóm lẫn nhau ở giữa càng thêm lạ lẫm. Ở mấy chục năm, đều có thể không biết đối diện ở là ai. Cho nên trong tiểu khu nhiều cái la quân, cái này cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. La quân ngồi thang máy, rất nhanh tới tầng 25. Hắn đi vào 2509 trước, cái kia cửa chính đã sớm thay đổi. Thay đổi thành tròng đen phân biệt khóa. La quân hít sâu một hơi, nhấc tay gõ cửa. Bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm, thanh âm nam tử mà lại rất là cảnh giác. Hiển nhiên, từ trong nhà là có thể nhìn đi ra bên ngoài người. Ngươi là ai, muốn làm gì? Nam tử kia hỏi La Quân. La Quân nói ra, xin hỏi, trong này nguyên lai hộ gia đình Trần Thiên Nhai đến đó. Nguyên trụ hộ, bên trong Nam tử lập tức nói ra, chúng ta không biết cái gì Trần Thiên Nhai, bán cho chúng ta nhà cũng không phải Trần Thiên Nhai. Đó là ai? La Quân lập tức truy vấn. Tựa như là gọi triệu tùng đào. Nam tử nói ra, mấy năm trước mua, các ngươi. La Quân vội hỏi. Nam tử nói ra, 5 năm trước a à. Tốt, cảm ơn, là quân quay người đi. Liền nơi này đều phát sinh biến cố, là quân tâm dự cảm không hay càng phát ra mãnh liệt. Hắn vẫn là chỉ có thể hướng chỗ tốt nghĩ, có lẽ là phụ mẫu bọn họ bán nhà cửa, đi nơi khác đâu. Là quân cấp thiết nghĩ muốn đi gặp đến trước kia đồng lão sư, đồng giai văn. Là quân nói thầm, lần thứ nhất gặp đồng giai văn lúc, nàng mới 25 tuổi, hào hoa phong nhã. Ta rời đi thời điểm, nàng 37 tuổi, hiện tại, không sai biệt lắm sắp 60 tuổi đi. Ta thế mà, dạng này đi qua nàng cả đời, thấy được nàng phương hoa chê ti đi. Thế sự chi diệu, để La Quân cảm thấy đời này quả nhiên là tuyệt không thể tả. La Quân đi theo sau tìm đồng giai văn trước kia ở biệt thự, cảm ơn trời đất là, ngồi biệt thự kia vẫn còn ở đó. Lúc này thời điểm là buổi trưa 10 giờ. Ánh nắng tươi sáng tới cực điểm. Không khí còn có hàn ý, nhưng cái này ánh sáng mặt trời làm cho lòng người ấm áp. La Quân đi vào trong viện thời điểm, nhìn đến sân vườn bên trong có hai cái tiểu nữ hài, một đứa bé trai, ước chừng đều 6-7 tuổi bộ dáng, ngay tại chơi đùa chơi đùa. Mà tại biệt thự trước cửa, một cặp nam nữ, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Bọn họ chính tại cửa ra vào phơi nắng. Hiển nhiên, nữ tử này cũng không phải là đồng giai văn. Người tìm ai, La Quân đi tới về sau, tên nam tử kia cảnh giác hỏi. Nam tử này mặc màu đen vải nỉ áo khoác, thân hình cao to, rất có mị lực. Nam tử ánh mắt rất có thần, mà nữ tử kia mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác, cũng vô cùng có khí chất. Hai người này đều đứng người lên, nhìn về phía La Quân. Ba tên tiểu hài tử nhìn đến người xa lạ, cũng ngừng chân tốt giò xét. La Quân trầm giọng nói ra, ta tìm đồng giai văn. Người tìm ta mẹ, nữ tử kia bị kinh ngạc người tìm ta mẹ làm cái gì? Ngươi là ai? Ta là đồng giai văn cố nhân, La Quân nói ra. Cố nhân, nữ tử kia không khỏi buồn cười, nói ra, ngươi lý do này biên đến cũng quá không để ý đi, cố nhân, mẹ ta đều sắp 60. Ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi có 20 sao? La Quân nói ra, có phải hay không cố nhân, để mụ mụ ngươi đi ra gặp một lần ta, cái kia không biết. "Tốt, nữ tử kia nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì." Nữ tử lập tức quay người tiến biệt thự. Lúc này Đồng Giai Văn đã tóc hoa dâm, có điều nàng tinh thần rất tốt, đang dùng đại bình phong hình chiếu nhìn một số tin tức. Màu đỏ vải nỉ áo khoác nữ tử là nàng tiểu nữ nhi, gọi là Lôi Văn Văn. Lôi Văn Văn sau khi đi vào, hô một tiếng mẹ. Đồng Giai Văn không ngẩng đầu, nói ra, "Làm sao rồi, Vân Đồng lại tinh nghịch hả à nha?" Lôi Văn Văn nói ra, ngài lời nói này, nữ nhi của ta tinh nghịch ta tìm ngài làm vung, ta trực tiếp tay không tốt. Nàng sau đó cười hắc hắc, đến đồng giai văn bên người, kéo lại nàng cánh tay, nói ra, đặc biệt chơi vui một chuyện, bên ngoài có người tìm ngài, có người tìm ta không phải rất bình thường sao? Có cái gì tốt chơi? Đồng giai văn nói ra, Lôi Văn Văn nói ra, hắn nói là ngài cố nhân, cố nhân cố nhân a, à, mẹ ngươi bằng hữu của ta trải rộng tứ hải có cái gì tốt quái đồng giai văn đứng dậy muốn đi nhìn người ở bên ngoài sao còn không mau mời tiến đến mẹ mấu chốt là hắn chỉ có mười mấy tuổi mà lại nếu là quen biết đã lâu vì cái gì không có ngài điện thoại lôi văn văn nói ra mười mấy tuổi cố nhân đồng giai văn nói ra như thế có chút lạ bình thường tới nói mười mấy tuổi đều là vãn bối sẽ không xưng là cái gì cố nhân a à? lôi văn văn nói ra cho nên ta mới nói có chút lạ a à. đồng giai văn nói ra mặc kệ đã người ta đã môn đó còn là đi xem một chút đi lôi văn văn nói ra tốt đi đồng giai văn đứng dậy cùng lôi văn văn cùng đi lôi văn văn muốn tới vịn đồng giai văn đồng giai văn một thanh hất ra lôi văn văn tay nói ra tránh ra thật coi mẹ ngươi ta đã lão a à. đồng văn văn hì hì cười một tiếng nói ra cái này gọi phong phạm mẹ ngài lúc nào mới có thể hiểu a à? Ngài loại này thái quân cấp bậc, đến có người ở bên cạnh vịn vừa đỡ. Cốt, đồng giai văn nói ra, không thích người cái này hư đầu ba não giả phong phạm. Trong đình viện, lôi văn văn lão công chu Minh cũng không có mời La Quân vào trong nhà. Cái này La Quân xem ra tuổi còn rất trẻ, đến mức chu Minh cũng không có đem hắn làm thành một cái tránh thức khách nhân. Mấy cái tiểu hài tử thì là về trong phòng đi chơi lúc này thời điểm đồng giai văn cùng lôi văn văn đi ra la quân nhìn về phía đồng giai văn hắn cơ hồ là muốn không nhận ra đi ra nhưng hắn vẫn là rất nhanh xác định ngay tại đi tới lão thái thái là lúc trước đồng giai văn đây là mẹ ta lôi văn văn cùng đồng giai văn đi vào la quân trước mặt lôi văn văn vinh váo hung hăng nói với la quân mẹ ta nói không biết ngươi ngươi còn có cái gì dễ nói sao đồng giai văn cũng tại tỉ mỉ dò xét la quân sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, tiểu ca nhi, ta xác thực không biết ngươi. Ngươi, có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Là quân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng thật lão. Đây là người bình thường cả đời sao. Là quân hít sâu một hơi, hắn nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó nói, đồng lão sư, người còn nhớ rõ, cái kia tiên hạc báo ân cố sự sao. Ta trở về. Tiên hạc báo ân, cái này một cái chớp mắt, đồng dai văn thân thể kịch chấn, trong chấp nhoáng này, nàng suy nghĩ xuyên sơn Việt lĩnh, xuyên qua vô số năm tháng, tựa hồ lại trở lại cái kia ánh nắng tươi sáng thời đại bên trong. Cái kia long lanh thiếu niên nói với nàng một cái tiên hạc báo ân cố sự. Mà sau đó, thiếu niên kia trưởng cứu gia tộc các nàng sinh mệnh. Cái kia chống trời thiếu niên. Cái kia trong lòng nàng vĩnh viễn cũng vùng đi không được trí nhớ, thậm chí, nàng yêu cả một đời, nhưng từ không dám nói ra. Cái này, cái này sao có thể? Đồng giai văn hốc mắt đỏ, nàng không thể tin, thật không thể tin nhìn về phía La Quân, điều đó không có khả năng, hắn đã đi nhanh 20 năm. La Quân nói ra, đồng lão sư, thuận tiện đơn độc nói chuyện sao. Lôi văn văn lập tức nói ra, không được, người mưa tưởng lừa gạt mẹ ta. Đồng giai văn lần nữa nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, người thật sự là hắn. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta lần này trở về là bởi vì nhìn đến bên này phát sinh không nhỏ biến cố. Ta lo lắng hứa một lời ra chuyện. Ta vẫn là không có cách nào tin tưởng, cái này quá bất khả tư nghị. Ta hỏi ngươi, ta tại trước khi kết hôn đêm, cùng hắn nói lời gì? Đồng Giai Văn hỏi. Là quân trầm giọng nói ra, thật lâu sự tình, đêm hôm ấy, ngươi cùng ta, Linh San, Linh Nhi uống rượu với nhau. Ngươi uống nhiều, ngươi khóc nói, ngươi là nhu nhược người, bởi vì ngươi thoát không thể rời bỏ thế tục ánh mắt, cho nên ngươi mới đem chính mình gả. Thật là ngươi, đồng giai văn đột nhiên trước một bước, nàng nắm chắc là quân tay. Là quân nói ra, là ta, đồng lão sư, ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện. Đồng giai văn nói ra, tốt. Mẹ, hắn là lường gạt đi, lôi văn văn nói ra. Đồng giai văn lập tức nghiêm khắc đối lôi văn văn nói ra, ngươi cầm miệng cho ta, thiên hạ này, ai cũng có thể là tên lừa đảo. Duy chỉ có hắn sẽ không, không có hắn sớm không có các ngươi mẹ ngươi nói nói gì vậy ta con mẹ nó đại mười mấy tuổi còn có thể không có hắn không có ta đây là cái gì logic mà lôi văn văn bất mãn tới cực điểm đồng giai văn bắt la quân tay cũng không để ý tới nữ nhi con rể sau đó kéo la quân tiến trong biệt thự về sau đến lầu hai trong phòng ngủ đồng thời khóa cửa đồng giai văn nữ nhi lôi văn văn cùng chu minh hai mặt nhìn nhau mẹ đây là cái gì ta lôi văn văn nói ra chu minh trầm giọng nói ra cha đã không tại chúng ta không thể để cho mẹ bị lừa ngươi nhanh thông báo đại tỷ nhị tỷ trở về đi lôi văn văn nói ra không sai trong phòng ngủ đồng giai văn hai mắt đẫm lệ hồng hồng nàng nói ra ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn trở về ta coi là kiếp này sẽ không lại nhìn thấy ngươi la quân nói ra ta cũng không nghĩ tới ta thế mà còn biết có trở về một ngày đồng giai văn nói ra người thân thể này la quân nói ra ta trước kia thân thể đã không thân thể này là một cái đến bệnh ung thư máu thời kỳ cuối tiểu hòa tử ta cùng hắn câu thông ta giúp hắn chiếu cố muội muội của hắn thân thể của hắn cho ta mượn cái này quá thần đồng giai văn nói ra sau đó nàng cười một tiếng nói ra bất quá lại thần sự tình phát sinh ở thân người ta đều cảm thấy là chuyện đương nhiên nàng tiếp lấy lại có chút lòng chua sót nói ra, người nhìn, ta đều lão. La quân nói ra, người thời gian, rất hạnh phúc. Đồng giai văn nao nao, sau đó nói, đúng vậy a, à, ta cả đời này, cũng coi là cái kia thỏa mãn. La quân nói ra, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết Yến Kinh bên kia chuyện gì phát sinh sao? Ta đi từ đồ công quán một chuyến, còn có trước kia ta ở biệt thự bên trong, toàn bộ đều bị phong. Ta cũng chỉ thấy nữ nhi của ta hứa một lời đến bảy tuổi ảnh chụp cái này đồng giai văn nói ra thật rất xin lỗi la quân người biết yến kinh bên kia thế giới cùng ta không phải cùng một cái thế giới cho nên ta rất sớm cùng bên kia đoạn liên hệ bao quát con gái của ngươi ta cũng chỉ tại nàng năm tuổi thời gian gặp một lần về sau lại chưa thấy qua thì ra là thế la quân nói ra không có gì tốt thật có lỗi ta có thể hiểu được hắn thoáng có chút thất vọng nhưng thực hắn trong tiềm thức biết đây đều là dự kiến chi sau đó, La Quân nói ra, "Đồng lão sư, ta hiện tại vừa đến bên này, tay không có tư nguyên, cũng không có tiền, hiện tại người thuận tiện có thể cho ta bao nhiêu? Chờ qua chút thời gian, ta sẽ cả gốc lẫn lãi còn cho ngươi." La Quân, Đồng Giai Văn nghiêm nghị quát lớn, nàng nước mắt bỗng nhiên đổ rào rào rơi xuống, "Ta là cùng ngươi thế giới khác biệt, nhưng theo bắt đầu nhận biết ngươi lúc, ta có làm qua phụ bằng hữu sự tình sao? Ta có có lỗi với bằng hữu sao? Ngươi nói đòi tiền?" đừng nói là tiền ta toàn bộ thân ra cho ngươi mệnh cho ngươi đều có thể có thể ngươi đừng nói cái gì cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta lời nói đây là đối với ta lớn nhất thương tổn ngươi có biết hay không la quân ngơ ngẩn hắn sau đó cười khổ nói ra đồng lão sư ta minh bạch ta thật minh bạch chỉ bất quá chúng ta là bằng hiếu ta không muốn để cho bằng hiếu khó xử bởi vì ngươi bây giờ không phải là một người ngươi có con gái cái nhà này vẫn là ta lo liệu việc nhà. Đồng Giai Văn nói ra. La Quân liền nói ra, tốt ga, à? đồng lão sư, cảm ơn ngươi. Ngươi thuận tiện lời nói, trước cho ta 20 triệu đi. Đồng Giai Văn nói ra, không có vấn đề, ngươi cho ta cái tài khoản. La Quân lấy điện thoại di động ra, nói ra, ngươi chuyển tới số điện thoại di động này. Bây giờ điện thoại di động cùng chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng chờ một chút đều trở thành một thể. Đồng Giai Văn nói ra, tốt nàng rất trực tiếp, tại trong vòng 3 phút cho La Quân chuyển 20 triệu NDT. Sau đó, La Quân đứng dậy, nói ra, đồng lão sư, ta muốn đi trước. Chờ ta làm xong tay sự tình, lại đến cùng ngươi gặp nhau. Đồng Giai Văn nhất thời không muốn, nói ra, nhanh như vậy đi. La Quân nói ra, thiên đầu vạn tự, Yến Kinh bên kia phát sinh đại sự. Ta hiện tại rất lo lắng hứa một lời. Có gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng chỉ cần ta có thể làm được, đồng giai văn nói ra. la quân nói ra, tốt. hứa một lời nhất định không có việc gì. đồng giai văn nói tiếp. la quân trầm giọng nói ra, ta không nguyện ý nhấc lên một số không tất yếu máu tươi, nhưng là người nào nếu như dám làm tổn thương nữ nhi của ta, ta sẽ để hắn hối hận vì cái gì còn sống. ánh mắt của hắn kiên nghị, giọng nói kiên quyết. cái này một cái chớp mắt, đồng giai văn nhìn lấy la quân. Nàng cảm thấy, trước mắt là Quân tuy nhiên hình dạng đã khác biệt, nhưng khí chất cùng năm đó lại là không có cái gì khác biệt. "Mẹ, ta nghe được." Tại La Quân mở cửa trong nháy mắt, Lôi Văn Văn cùng Chu Minh đứng tại cửa ra vào. "Ngươi cho người này 20 triệu, đúng hay không?" Lôi Văn Văn tức giận nói ra, "Chúng ta là có tiền, có thể tiền cũng không thể như thế cho a." À? La Quân nhìn về phía Lôi Văn Văn, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là hắn cũng không muốn giải thích cái gì đồng lão sư nếu như ngươi không tiện tiền ta còn cho ngươi la quân nói thẳng đồng giai văn hít sâu một hơi nói ra văn văn chu minh cho tới nay ta rất sủng các ngươi nhưng đây là có cái phòng tuyến cuối cùng ta còn chưa già lẩm cẩm biết mình đang làm cái gì nếu như các ngươi hiện tại không hướng hắn nói xin lỗi như vậy ta cam đoan ta sẽ đem danh nghĩa tất cả tài sản toàn bộ quyên ra ngoài ta nói được thì làm được, những năm này, ta tính cách, các người cần phải rõ ràng. Nhiều lời một chữ, các người về sau một mao tiền đều lấy không được, xin lỗi. Mẹ, ngươi, lôi văn văn nhất thời gấp. Đồng giai văn nói ra, ta đếm một đến ba, ba chữ vừa dứt, không xin lỗi, vậy ta quyết định lập tức có hiệu lực. Một, hai, thật xin lỗi, lôi văn văn cùng Chu Minh lập tức mềm đi xuống. Hai người hướng la quân cúc không người, nói ra, thật xin lỗi, là ta ngôn ngữ lỗ máng, đắc tội ngươi, xin ngươi đừng trách tội. đây là Lôi Văn Văn nói, Chu Minh cũng nói theo xin lỗi. La Quân không có nhiều lời, chỉ nói là nói vậy ta có thể đi sao? hai người này lập tức tránh đường ra. sau đó La Quân rời đi. cùng ngày La Quân trở lại Tây Lâm thành phố, đồng thời hắn cho triệu vũ vui mừng một trăm ngàn, cũng phụ một câu Thủy tri ân, suối tuôn tương báo, nhiều tính toán lợi tức đón lấy, là quân lại cho cái kia hoàng thầy thuốc một triệu. Cũng là thủy tri ân, suối tuôn tương báo, nhiều tính toán lợi tức. Audio điện tử võ tấn bền Triệu Vũ vui mừng rất nhanh cho La Quân gọi điện thoại tới. Ngươi ở đâu tới tiền? La Quân từ tốn nói, tiền bất quá là con số mà thôi, ngươi yên tâm, ta không trộm không đoạt, cũng sẽ chiếu cố thật tốt muội muội ta. Như vậy đi. Sau đó, hắn tắt điện thoại triệu vũ vui mừng bên kia lại đem nhiều mấy chục ngàn y nguyên trả lại la quân nàng tin nhắn nói ra nhiều ta không muốn la quân cũng không có lại kiên trì hoàng thầy thuốc cũng cho la quân gọi điện thoại la quân hàn huyên vài câu để hoàng thầy thuốc yên tâm lấy tiền hoàng thầy thuốc sau cùng cũng nhận lấy không có nói thêm cái gì hoàng thầy thuốc cùng triệu vũ vui mừng cái kia dù sao khác biệt triệu vũ vui mừng là người trẻ tuổi hành động theo cảm tính mà hoàng thầy thuốc lại là người trưởng thành, có chính mình suy tính. La Quân trở lại Tây Lâm thành phố về sau, hắn cho muội muội số điện thoại di động chuyển đi qua 18 triệu. Tây Lâm gian hàng tử, 10 triệu hai bên có thể mua một bộ rất không tệ năm thứ ba đại học cư. Trở lại phòng cho thuê bên trong về sau, Trần Tiểu Dung lo lắng mang theo bất an, nói ra, ca, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngươi từ nơi đó đến tiền. Ngươi nhanh còn trở về a. À? La Quân mỉm cười, nói ra, muội muội ngốc, tiền là đang lúc. Hiện ở thời đại này, ta còn có thể đi cướp đoạt hay sao? Lừa đảo, cũng lừa đảo không 20 triệu a. À. Cái này tiền là, Trần Tiểu Dung chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. La Quân nói ra, đó là cái bí mật. Bí mật, Trần Tiểu Dung nói ra. La Quân thở dài, nói ra, ngày đó ta đi Thái Sơn, ta cho là mình đã chết ti chắc. Nhưng là ngày nào đó, ta dường như cảm giác được thần linh triệu hoán. Cho nên về sau thân thể ta rất là kỳ lạ tốt. Mà lại, tựa hồ còn có một số pháp lực. Cái này, Trần Tiểu Dung cảm thấy thật không thể tin, nhưng lại lại có chút tin tưởng, bởi vì ca ca có thể còn sống sót, bản thân là dấu vết bắt đầu. Là quần bây giờ thân thể còn có rất lớn thiếu hụt, bất quá tuy nhiên như thế, hắn nhục thân tu vi cũng đã rất không tệ. Chủ yếu là hắn thông tiến hóa chi đạo, thân thể tăng trưởng tốc độ nhanh không hắn chỉ cần một số thời gian có thể khôi phục năm đó đỉnh phong trạng thái. Bởi vì những cảnh giới kia đột phá, căn bản không phải vấn đề. Là Quân có cường đại lý luận tri thức, pháp lực cơ sở. Bởi vậy, tại vận dụng chân khí, hắn cái này bình hành thế giới bất luận kẻ nào đều lợi hại hơn. Lúc này, hắn đã có năm đó ở bình hành thế giới toàn thịnh thời kỳ một phần ba lực lượng. Hắn sau đó đối Trần Tiểu Dung nói ra, ngươi xem một chút. Hắn trực tiếp xòe bàn tay ra, tại cái kia mặt tường nhấn một cái. Nhất thời, vách tường xuất hiện một cái thật sâu thủ trưởng ấn. Tình cảnh này, đối với người tầm thường mà nói, vẫn có chút rung động. Đối với Trần Tiểu Dung tới nói, càng thêm rung động. Ca, người cái này. Là quân nói ra, về sau, người sinh hoạt sẽ tốt hơn, ca ca cũng sẽ biến lợi hại hơn. Biết không? Hắn đón đến, nói, ngày mai, người đem tất cả bằng hữu thân thích mời đến cùng đi, nói phải trả tiền mời mọi người ăn bữa cơm, phàm là nợ tiền, gấp bội còn trở về. Mặt khác, tìm một cái người tin được trưởng bối cùng đi với người mua phòng ốc. Nhà giá trị, không thể thấp hơn 10 triệu, đằng sau, ta sẽ lần lượt cho người chuyển tiền tới. Bất quá ca ca sẽ rất bận bịu không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Điểm này, hy vọng ngươi có thể thông cảm, ta còn có thật nhiều khác việc cần hoàn thành. Ca, ngươi gần nhất biến hóa thật lớn, ta đều nhanh có chút không biết ngươi, thế nhưng là, người đến cùng muốn đi làm cái gì đâu. Trần Tiểu Dung không hiểu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hiểu chưa? La Quân nói ra. Đây là Spider-Man bên trong lời nói, rất lão điện ảnh. Trần Tiểu Dung nói ra, nàng sau đó có chút hưng phấn, nói ra, chẳng lẽ ca ca người cũng giống như Spider-Man, biến dị. La Quân cười ha ha, nói ra, ta sẽ Spider-Man lợi hại gấp trăm lần, người tin không? Trần Tiểu Dung nói ra, cái này vậy cũng quá khoa trương đi. La Quân nói ra, về sau, người sẽ minh bạch. Chiếu ta nói đi làm đi, ngày mai ước thân thích, bữa cơm này ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chi sau sự tình, chính ngươi đi sách, mua phòng ốc, ngươi toàn bộ quan tâm. Nhưng là ngươi duy nhất không cần quan tâm, là tiền phương diện sự tình. Về sau mỗi tháng, ca ca đều sẽ cho ngươi chuyển một triệu sinh hoạt phí. Oa, Trần Tiểu Dung há to mồm. Nói thực ra, hạnh phúc đến quá đột ngột. Như vậy rất là kỳ lạ, tại bết bát nhất tuyệt vọng thời điểm, hết thảy đột nhiên biến tốt. Giống như là lấy cao tốc xe lửa, liều mạng hướng về hạnh phúc xông vào mà đi một dạng. Tại Đông Giang, là quân sau khi đi, đồng giai văn mấy cái con gái đều trở về. Nàng hết thảy ba cái nữ nhi, đời này lớn nhất tiếc nuối là không có một cái nào nhi tử. Trở về con gái nhóm đều là đem hôn phu, hai tử toàn mang về. Lôi văn văn cùng đại tỷ, nhị tỷ đem sự tình nói đại tỷ lôi đông đảo chứng chạc nhất, nàng trầm giọng nói ra, 20 triệu cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Nhị tỷ lôi đẹp đẽ nói ra, 20 triệu, tại Đông Giang có thể mua hai bộ tốt nhà. Đại tỷ, tiền này người bình thường cả một đời đều dẫy không đây. Lời này của ngươi còn thật đầy đủ hào khí, mấu chốt là, hôm nay mẹ có thể không chút do dự cho ra 20 triệu. Ngày mai có thể đưa ra 100 triệu, nhà chúng ta là cũng không tệ lắm, nhưng còn không tính hào môn A. À có mấy cái trăm triệu nha. Mỗi người bọn họ lão công cũng cảm thấy việc này trọng đại, không thể không xem ra gì. Lôi Đông Đảo đưa các nàng toàn bộ áp trở về, nàng nói ra, được rồi, mẹ làm việc luôn luôn có chừng mực. Có thể chuyện này là không có có chừng mực, Lôi Văn Văn nói ra. Mẹ hiện tại ở đâu? Lôi Đông Đảo hỏi. Lôi Văn Văn nói ra, là trong phòng ngủ, một mực không có đi ra. Lôi đẹp đẽ nói ra, đây là cái gì ta? một cái 18 tuổi tiểu hòa tử, vậy cũng không thể nào là mẹ lão tình nhân a à. Cái kia nói không chừng, là lão tình nhân nhi tử đây. Lôi văn văn nói ra, các ngươi tất cả câm miệng, lôi đông đảo quát lớn, các ngươi càng nói càng là không chắc chắn. Sau đó, lôi đông đảo nói ra, ta đi xem một chút mẹ. Nàng đứng dậy, lại bàn giao, các người đừng ở chỗ này nói lung tung, nghe được không? Đại tỷ uy nghiêm vẫn là rất đậm, các nàng cũng không dám không nghe lôi đông đảo đi vào đồng giai văn phòng ngủ trước nàng gõ gõ cửa người nào nha bên trong lập tức truyền đến đồng giai văn nổi nóng thanh âm mẹ là ta lôi đông đảo nói ra đồng giai văn nghe được là con gái lớn thanh âm nàng lửa giận mới tiêu tan đi xuống ba cái nữ nhi nàng cảm thấy con gái lớn lớn nhất thành tài hắn hai cái nữ nhi đều là bao cỏ vào đi đồng giai văn nói ra lôi đông đảo mở cửa mà vào. Đây là trạng vạng tối, tịch chiếu ánh sáng mặt trời theo chỗ cửa sổ vẩy chiếu vào. Đồng dai văn tóc hoa dâm, nàng ngồi tại bên cửa sổ ra ghế sofa. Nàng hiếm thấy mang kính lão, mà tay là mấy trương phát hoàng hình cũ. Lôi đông đảo đóng cửa, đi vào đồng dai văn bên người. Nàng nhìn thấy cái kia ảnh chụp là thái sơn đỉnh mấy người trẻ tuổi ảnh chụp, nàng còn chứng kiến lúc tuổi còn trẻ mụ mụ. Lúc tuổi còn trẻ mụ mụ, là thật xinh đẹp a. À mẹ lôi vân vân cười một tiếng nói ra ngài luôn luôn đem những hình này lật ra đến xem ta nhìn ngài đều rất ít đem tra ảnh chụp lật ra đến xem đây đồng giai văn khe khẽ thở dài nói ra hắn thế mà trở về ta không nghĩ tới đời ta còn có thể gặp lại hắn người nào lôi vân vân nhịn không được tốt hỏi đồng giai văn chỉ chỉ trong tấm ảnh thanh tú thiếu niên thiếu niên bọc lấy thái sơn đỉnh phòng gió quân áo khoác hắn nụ cười ôn hòa, ánh mắt chi lộ ra một loại cơ trí cùng kiên nghị tới. Trước kia, lôi vân vân còn không sao cả để ý, nhưng hôm nay nàng lại đột nhiên cảm thấy, thiếu niên này tựa hồ có cùng tuổi tác không tương xứng thành thục. Cô bé này thật xinh đẹp, hiện tại hẳn là cũng có 50 tuổi a à. Lôi vân vân nói ra, nàng là chị ảnh chụp tư đồ Linh Nhi. Nàng gọi tư đồ Linh Nhi, đồng giai văn nói ra, rất an tĩnh một người nữ sinh, thành thích học tập rất giỏi là học trò ta, cũng là bằng hữu ta. Còn có cái này, gọi là Tống Linh San, cũng là rất ưu tú nữ hài. Còn có cái này, gọi là Triệu Anh Tuấn. Hiện tại, lúc trước bọn nhỏ đều đã lớn lên, liền đông đảo ngươi đều lớn như vậy. Lôi vân vân nói ra, bọn họ đều là ngài học sinh. Đồng Giai Văn gật đầu. Lôi vân vân nói ra, vậy ngài nói hắn thế mà trở về, là có ý gì? Đồng Giai Văn nói ra, 18 năm trước, có người tập kích hiến kinh một cái biệt thự. Một đêm kia, Linh Nhi cùng hắn, chê ti, chỉ lưu lại một nhanh hai tuổi nữ nhi. Lôi vân vân nhất thời cảm thấy dùng mình, nói ra, mẹ, người đừng dọa ta có được hay không. Quỷ thần chi thuyết, giả dối không có thật a. À. Đồng giai văn thở dài, nói ra, người không hiểu, ta vẫn luôn biết, là quân hắn không có chê ti. Hắn gọi La Quân, ngài là nói, hôm nay tới tìm ngài, là La Quân. Lôi vân vân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, đúng. Sao lại có thể như thế đây? Lôi Vân Vân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, đông đảo, người cảm thấy mẹ là lão hồ đồ sao? Ngài không phải, Lôi Vân Vân nói ra. Đồng Giai Văn nói ra, những chuyện này, ta theo người cha đều không có nói qua. Nói ra, cũng không ai tin. Đông đảo, chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nếu như người nguyện ý tin tưởng mụ mụ, mụ mụ hôm nay nói cho người nói. Lôi vân vân nói ra, ngài nói, ta tin. Đồng Giai Văn nói ra, tốt, hết thảy muốn theo đại khái hơn 30 năm trước nói lên, khi đó mụ mụ ngươi 25 tuổi. gia cảnh ta sung túc, ta đi làm lão sư, thuần túy là một loại yêu thích. Cũng muốn tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Khi đó, Linh Nhi, Tống Linh San, còn có La Quân, Triệu Anh Tuấn đều là học trò ta. Ta là ngữ lão sư, ban, Linh Nhi cùng Tống Linh San đều là học sinh khá giỏi, Linh Nhi là lớp trưởng. Triệu Anh Tuấn hòa la quân nha, người đoán bọn họ học tập như thế nào? Lôi vân vân nói ra, bọn họ đã có thể cùng lớp trưởng làm bằng hữu, học tập nhất định sẽ không kém. Người sai, đồng giai văn vừa cười vừa nói, Triệu Anh Tuấn hòa la quân học tập đều rất kém cỏi, hai người là bạn bè không tốt, huynh đệ khó khăn. Nguyên bản, là quân bọn họ xác thực không sẽ cùng Linh Nhi các nàng sinh ra gặp nhau, nhưng là có một ngày, cái này la quân đột nhiên biến. Hắn trước kia rất nhu nhược, ném trong đám người cũng sẽ không gây cho người chú ý. Nhưng là đột nhiên có một ngày bắt đầu, hắn biến đến gan lớn, tự tin mà lại thông minh. Hắn khi đó không có tiền, tìm ta, để cho ta cho hắn mua rất nhiều thuốc bổ, đồ ăn. Mà lại, hắn trả cùng ta biểu thị một tay bổ gạch võ thuật. Ta cảm thấy rất thú vị, dù sao ta cũng không quá quan tâm tiền, giúp hắn. Về sau, hắn nói với ta cái tiền hạc báo ân cố sự lúc đó ta làm chê cười nghe, người biết không, nhưng tại có một ngày, ông ngoại ngươi sinh ý gặp phải chuyện lớn, thâm hụt 30 triệu, còn có đạo nhân tìm chúng ta phiền phức. Khi đó, ta và người ông ngoại đều tuyệt vọng, vào lúc đó, niên đại đó, là quân hắn cho ta một tấm thẻ vàng, bên trong hạn mức cao đến 30 triệu. Đông đảo, người biết khi đó 30 triệu có bao nhiêu đáng tiền sao? 300 triệu đều muốn đáng tiền A, về sau, hắn trả giúp chúng ta giải quyết nói phiền phức hắn là một cái dấu vết hắn nói với ta hắn cũng không phải là cái thế giới này người tại hắn thế giới bên trong có thần cũng có ma nhưng hắn thường xuyên hội cảm thấy mê mang không biết đến cùng thế giới kia là thật lôi vân vân nghe đến mê mẩn nàng nói ra hắn vẫn luôn có nói hắn hội rời đi nơi này hắn tới nơi này là giải quyết một cái đại phiền toái hắn đi phương thức là chết đi mất linh hồn hắn hội trở lại hắn thế giới bên trong đi ta biết linh nhi cũng không có chê ti đều đi thuộc về hắn thế giới kia thế nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới hắn hôm nay tới người biết hắn nói với ta cái gì không nói cái gì lôi vân vân cảm thấy thật không thể tin hắn nói tiên hạc báo ân đồng giai văn nói ra lôi vân vân thân thể chấn động nhưng rất nhanh lôi vân vân nói ra có thể hay không là có người cố ý giả mạo đồng giai văn nói ra ta cũng như thế hoài nghi tới nhưng ta tại trước khi kết hôn một cái muộn, cùng hắn uống qua rượu. Lúc đó chúng ta nói chuyện, hắn đều có thể thuật lại đi ra. Nhiều năm như vậy, ta xưa nay không dám biểu đạt. Hắn là học trò ta, là linh nhi trí ái, ta là lão sư, ta con mẹ nó lớn như vậy nhiều, ta sợ hãi thế tục ánh mắt. Cho nên, ta cho tới bây giờ cũng không dám để bất luận kẻ nào biết, ta là ưa thích hắn. Hắn trở về, ngài là nói, hắn thật trở về. Lôi vân vân lần nữa hỏi. Đồng Giai Văn nói ra, đúng, hắn tìm ta mượn 20 triệu. Cùng lúc trước một dạng, hắn vừa tới cái thế giới này, không có tài phú tích lũy. Hắn là vì nữ nhi của hắn mới trở về. Lôi vân vân thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đang nghe mụ mụ cái kia đoạn chuyện cũ năm xưa về sau, lôi vân vân thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng đột nhiên rất muốn đi nhận biết thiếu niên kia. Về sau, lôi vân vân rời đi đồng giai văn gian phòng, Nàng sau khi rời khỏi đây đối lôi văn văn cùng lôi đẹp đẽ đám người nói, mẹ muốn làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều muốn chống đỡ. Sự kiện này, các ngươi đừng nhắc lại, đều tán đi. Đại tỷ, người đây cũng là tà sao, lôi văn văn cùng lôi đẹp đẽ rất là không thoải mái nói ra. Lôi vân vân nói ra, người nào đều không cho đi quấy dày mẹ ta. Mẹ ta trong gió trong mưa nhiều năm như vậy, đầu không các ngươi thông minh. Sau đó, lôi vân vân nói ra, Ta muốn ra ngoài một chuyến." Lôi Vân Vân rất đi mau. Nàng đi thăm dò hôm nay sự tình, nàng muốn tra được Trần Thần người này cũng không khó. Sau đó, nàng rất nhanh lại hiểu được một cái khác sự tình. Đó là cái này Trần Thần vốn là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối, sắp gặp tử vong. Nhưng trong vòng 3 tháng, đột nhiên dấu vết khôi phục. Chiếm được tin tức này lúc, Lôi Vân Vân tinh thần cực độ phấn khởi. Nàng càng ngày càng tin tưởng, mẫu thân nói hết thảy đều là thật nàng cảm giác mình tựa hồ là đang chạm đến lịch sử một dạng. Năm đó, mẫu thân chứng kiến dấu vết, hôm nay, ta cũng muốn đi chứng kiến dạng này dấu vết. Lôi vân vân tiến lên trước hướng Tây Lâm thành phố lộ trình. Tại xa xôi hư không, cực hàn trùng động chi, là quân bản thể một mực tại hấp thu cực hàn lực lượng, trong cơ thể hắn loại này lực lượng ngay tại mạnh mẽ tăng trưởng. Phân tâm nhị dụng với hắn mà nói, là rất đơn giản sự tình. La Quân có lúc sẽ tới thánh quang bao bọc bên trong đi, hắn thi triển pháp lực đến chống lên loại này vòng bảo hộ, như thế để Linh Nhi có thể nghỉ ngơi. Còn Linh Tuệ Hòa Thượng thì đến La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đi. Về sau, La Quân nghĩ đến một việc, hắn dứt khoát để Linh Nhi chui vào đến hắn biển linh hồn chỗ sâu, lớn như thế nhà đều nhẹ lỏng một ít. Linh Nhi ngay sau đó cũng nghe. Sau đó, trung động tu sĩ luyện một mực tải tiếp tục. Mà bình hành thế giới bên trong, nguyên thần nhưng cũng tại tiếp tục trưởng thành bình hành thế giới chi la quân cũng không có tại tây lâm thành phố mỏi mòn chờ đợi hắn tại ngày thứ hai bồi trần tiểu dung cùng chúng thân thích ăn cơm về sau đem tiền toàn bộ còn sau đó qua một đêm đi mà lôi vân vân đến tây lâm thành phố bất quá là phúc cái hư không mà thôi la quân vẫn không có tiến đến yến kinh cái này thật có cận hương tình khiếp duyên cớ hắn thậm chí sợ hãi tiến về cái chỗ kia hắn sợ nghe được cái gì không tin tức tốt hắn không thể tiếp nhận nữ nhi ra chuyện đồng thời là quân cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong hắn biết lần này địch nhân trước đó chưa từng có mạnh liên đại bá thần đế đều bị giết hắn hiện tại thân thể còn suy nhược nếu như như thế tùy tiện tiến đến một khi bại lộ tung tích có thể sẽ vạn kiếp bất phục hắn nhất định phải xong công tại chiến dịch hắn thật vất vả đi đến một bước này không thể xuất hiện hắn sai lầm cho nên, là quân ngồi đi máy bay đi một địa phương khác. Trần thần chứng minh nhân dân chờ một chút đều hoàn chỉnh, mà lại không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép. Bây giờ trần thần thân phận cho hắn tốt nhất hiểm hộ. Ngọc Long Tuyết Sơn, một chỗ không phải danh lam thắng cảnh bên hồ. Đây là điều không biết tên hồ, địa thế nơi này rất là không tốt, thiếu có dấu vết người. Tuyết Sơn quanh năm không thay đổi. Cái kia mặt hồ bình tĩnh không, mặt hồ tầng băng rất dày. Hàn ý thấu xương, bức hồn phách người. Nhưng lúc này thời điểm, mặt hồ tầng băng lại đứng một cái hình thể đơn bạc thiếu niên. Thiếu niên trần trụi hai chân tại tầng băng hành tẩu, hắn thân thể cũng là toàn bộ màu đỏ, dạng này đi tới. Tại giá lạnh chi, thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ hết thảy cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Thiếu niên này không là người khác, chính là La Quân. La Quân sau đó ngồi xếp bằng. Hắn tới nơi này là bởi vì hắn muốn đi một cái đường tắt. Hắn có mệnh đại trí tuệ cùng kinh nghiệm, nhưng hắn hiện tại khiếm khuyết là thời gian. Ta tại trùng động năm hạng tinh bích trong không gian nhìn đến, xem như đại bá chân khí, liền đều là bên trong tu một hơi. Chân khí tu được càng đục dày, lực lượng càng mạnh. Chính là tên kia giết đại bá lão giả tóc trắng, chân khí của hắn cũng không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Mà tại chúng ta pháp lực thế giới bên trong, hỏa diễm chi tinh hàn băng chi phách sớm đã là nhìn lắm thành quen. Ta bây giờ tới nơi này, hấp thu hàn băng chi phách, dùng cái này thối luyện chân khí. Nếu như nói, bình hành thế giới các đại lão là truyền thống tập đoàn tài chính, lực lượng cường đại, tài lực hùng hậu. Như vậy là quân giờ này khác này là muốn nhờ lẫn nhau liền tư duy đạt tới con đường sau này vượt qua mục đích. Sau đó, là quân bỗng nhiên hít sâu một hơi, đón lấy, hắn nhất trưởng đem mặt băng đập nát. Tiếp theo trong nháy mắt, la quân cả người lẻn vào đến đáy hồ đi lúc này la quân cũng không có pháp lực như vậy hắn muốn thế nào ngưng luyện thành hàn băng chân khí đâu đây là một cái rất phức tạp thâm ảo khó khăn vấn đề tại không có đi qua pháp lực thời đại cao thủ là không thể nào minh bạch cái này nguyên lý la quân hiện tại muốn làm là để hàn khí công tâm hàn khí đánh vào người bình thường tâm mạch một con đường chế ti nhưng la quân lại là muốn để hàn khí đánh vào tâm mạch tiếp lấy lấy chân khí thu nạp quá trình này cũng có nguy hiểm rất lớn làm không tốt tôn này thân thể sẽ không chịu nổi theo mà tử vong nhưng la quân chỉ có thể đi dạng này đường tắt bí quá hóa liều la quân hướng hồ chỗ sâu kín đáo đi tới hắn cảm nhận được cực hạn lạnh lẽo bản thể hắn không sợ lạnh lẽo nhưng tôn này nguyên thần đã trở thành phổ thông linh hồn cho nên hắn vẫn là rất sợ hãi lạnh lẽo vô số hàn khí đánh vào hắn cảm giác được thân thể bắt đầu đông cứng suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn loạn mà lại tại hồ nước chi toàn bộ nhờ một hơi nhắm dạng này càng thêm không thanh tình la quân lúc này thời điểm vận chuyển chân khí trong cơ thể chân khí bắt đầu ở thể nội lưu chuyển không ngừng vận động ấm áp thân thể của hắn nhưng thân thể vẫn là càng ngày càng lạnh mà chân khí cũng càng ngày càng lạnh la quân tâm lại là vui sướng hắn biết hắn lý luận đã được đến chứng thực rất rất lâu về sau, là quân ra hổ băng, hắn ra đến thời điểm, nhất trưởng đem cái kia mặt băng phá vỡ, sau đó khoanh chân ngồi tại hồ băng. Lúc này, toàn thân hắn hàn khí lao nhanh, bên người như mây như xương. Tại pháp lực phương diện, là quân muốn đi đường còn rất dài. Tại hắn mặt còn có vô số cao thủ tồn tại, nhưng là tại thân thể phương diện tu luyện, hắn sớm đã là tinh không chi hạ đệ nhất nhân. Điểm này, chính là đại bá Trần Lăng cũng không hắn chỗ lấy giờ phút này, là quân trưởng thành là cực nhanh chóng. Tiến hóa, năm đó ta khiêu chiến nhanh nhạy lúc, chỗ lấy có thể tiến hóa thành quái vật trạng thái, là bởi vì hắn tại trong cơ thể ta lưu hắn lại gen. Mà bây giờ, thân thể này không có hắn gen, cho nên, ta chỉ có thể là thường nhân trạng thái. Năm đó tiến hóa chỗ lấy thấy hiệu quả, là xây dựng ở nhanh nhạy cơ sở. Ta hiện tại chỉ có thể là cường đại tế bào, cường đại thân thể. Tuy nhiên tiến hóa mất đi năm đó thần hiệu, nhưng y nguyên vẫn là có thật không thể tin hiệu quả quả la quân sau đó nhắm mắt hắn chân khí trong cơ thể đã hình thành hàn băng chân khí hắn không có chút nào cảm thấy nơi đây lạnh lẽo sau đó hắn lấy chân khí trong cơ thể làm bản nguyên bắt đầu hấp thu ngoại giới hàn khí đồng thời cực hàn chi khí thúc giục thể nội tế bào sinh trường tốt chân khí cuồn cuộn càng ngày càng phát hùng tráng lấy chân khí thôi động tế bào tế bào lại sinh huyết dịch cũng càng phát ra hùng hậu. La quân hàm răng cũng bắt đầu biến đến càng kiên cố hơn, tinh mịn. Như đại bá Trần Lăng cái kia bối phận lão phái cao thủ, chân khí hùng hậu là ngày qua ngày tích lũy. Mà La Quân lúc này như bật hách đồng dạng, hàn băng chi khí không ngừng tràn vào, chân khí càng phát ra hùng hậu. Chân khí cũng tạo hắn thân thể cường đại. La Quân tại cái này băng nguyên lại đợi một tháng. Một tháng sau, hắn cảm giác được chân khí đã đến một cái cực hạn giá trị mặt thân thể có hạn, chân khí cũng là có hạn, chỉ có pháp lực mới là vô hạn. La Quân nhục thân tu vi lần nữa đến đại viên mãn trạng thái. Sau đó, La Quân rời đi Ngọc Long Tuyết Sơn, hắn cho Đồng Giai Văn gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh thông. "La Quân, bên kia Đồng Giai Văn rất kích động." La Quân nói ra, lại chuyển 10 triệu đến ta điện thoại di động. Đồng Giai Văn nói ra, "Tốt." La Quân nói ra, đa tạ lời nói, "Ta không nói." ta bây giờ chuẩn bị không sai biệt lắm, ta muốn đi yến kinh bên kia. Đồng Giai Văn nói ra, tốt, nàng nhịn xuống tâm tình, không có cái gì hỏi nhiều. Sau đó, là quân cúp điện thoại. Ngày đó, là quân ngồi đi máy bay đến Yến Kinh. Yến Kinh chính là quốc tế hóa đại đô thị, chính là hoa hạ thủ đô, cũng là hoa hạ chi tượng trinh. Lúc này thời điểm, đã là Tết Nguyên Tiêu sau đó. Là quân tại 30 Tết thời điểm, cùng Trần Tiểu Dung thông qua điện thoại báo cái bình an, hắn xác thực không có thời gian trở về sang năm. Đang tìm đồng giai văn cầm 10 triệu về sau, hắn cho Trần Tiểu Dung chuyển 1 triệu. Đáp ứng một tháng 1 triệu, là quân sẽ không nuốt lời. Yến Kinh, đã sớm cảnh còn người mất. Là quân bước đầu tiên trước khi đi chỗ ở biệt thự bên trong, biệt thự cửa lớn có giấy niêm phong. Là quân trực tiếp đem giấy niêm phong xé rách ra đến, tiếp lấy nhất trưởng đem cửa lớn chấn khai. Tiến vào trong biệt thự, khắp nơi đều là cho bụi vị đạo. Lại phủ đầy tơ nhện, nơi này đã thật lâu không có bóng người. La Quân nhìn đến trong phòng khách còn có một số tiểu hài tử đồ chơi, hắn biết, cái kia hẳn là là hứa một lời đồ chơi. La Quân đi tại, lòng hắn càng phát ra trở nên nặng nề. La Quân lại đi tới quỹ bảo hiểm chỗ, hắn nhớ đến hắn viết rất nhiều tin, là cho hứa một lời. Nhưng bây giờ, cái kia quỹ bảo hiểm đã không tại. La Quân nhìn xung quanh, sở chứng kiến tình cảnh cùng tại trùng động bên trong thấy là giống như đúc. Sau đó, hắn chỉ có thể đem những hình kia tường ảnh chụp thu thập xuống tới. Hắn ngóng nhìn nữ nhi trưởng thành dấu vết, theo một tuổi đến bảy tuổi, theo bi bô tập nói đến rực rỡ đáng yêu. Nàng nụ cười, cũng không có yêu thương, là như thế ánh sáng mặt trời. Bảy tuổi hứa một lời, mặc lấy mảnh vụn váy, ôm lấy búp bê, giống như là cái hoàng gia tiểu công chúa, là xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy. La Quân nhìn đến không khỏi si. Một hồi lâu sau, hắn ở lại đây, cũng không nhúc nhích. Sắc trời dần dần ảm đi xuống, La Quân đem ảnh chụp thu đến hoài. Sau đó, hắn ra biệt thự, nơi này không có cái gì phát hiện mới, xem ra, hắn nhất định phải đi tìm tới cái thế giới này trầm mặc nùng. Chỉ mong, nàng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Là Quân mới ra biệt thự, bên kia bỗng nhiên có xe chiếc phi nhanh tới. Chỉ chốc lát về sau, lại có bốn chiếc màu đen Mercedes-Benz đem la quân trước sau trái phải vây lại. Khu biệt thự bốn phía, cư dân cấp tốc tản ra. Xe Mercedes bên trong, cộng cả lại tám tên Âu phục màu đen người trẻ tuổi. Bọn họ động tác giả dặn, sắc bén. Là quốc an đặc công, la quân xem bọn hắn tác phong, lập tức hiểu được. Giờ tay lên, cầm đầu một tên đặc công quát to. Bọn họ toàn bộ móc súng, đối la quân là trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân không có phản kháng, giơ tay lên. Sau đó lập tức có hai tên đặc công trước, cho La Quân khảo còng tay, tiếp lấy đem La Quân nhét vào xe Mercedes bên trong. Những người này, đối La Quân cũng không hỏi nhiều hơn. Xe Mercedes rất mau ra khu biệt thự. La Quân cũng một câu đều không nói. Đây là rất dị một màn. Đại ước sau một tiếng, xe Mercedes dừng ở một tòa nhà lớn trước. Cái này tòa nhà lớn là La Quân chỗ chưa quen thuộc, hắn bị đưa vào một gian sạch sẽ phòng hồ sơ bên trong. Đây là tại ba tầng lầu, hiển nhiên, quốc an bí mật địa phương cũng sẽ không trực tiếp bại lộ tại La Quân trước mắt. La Quân bị giam tại phòng hồ sơ bên trong về sau, những cái kia đặc công lui ra ngoài. Cũng không có người thẩm vấn La Quân. Ánh đèn là trắng như tuyết. Hết thảy đều rất an tính. La Quân biết, giờ này khắc này, nhất định tại một nơi nào đó, có phòng quan sát chính đang theo dõi lấy nơi này hết thảy. Tại khác trong một cái phòng, thật là có một cái phòng quan sát. Người phụ trách là cái chừng 30 tuổi thanh niên, thanh niên này đôi mắt như như chim ưng sắc bén. Hắn bên trong mặc lấy áo sơ mi trắng, bên ngoài là một kiện áo khoác màu đen. Này người hình dáng anh tuấn, mà lại khí thế nội liễm mang theo sắc bén. Hắn tu vi rất không tệ, đã là kim đan cấp bậc cao thủ, hắn cũng có thể ngự khí thành đao, cũng công pháp mượt mà. Hắn gọi là Đoạn Lãng. Đoạn Lãng bên người còn có một nữ tử cùng một tên nam tử. Nữ tử tuổi trẻ mà xinh đẹp, gọi là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng 25 tuổi, là quốc an sáu nơi đặc công. Tu vi chính là Hóa Kình đỉnh phong, thực lực rất là không tệ. Mà nam tử gọi là Trương Đường, Trương Đường cũng là Hóa Kình đỉnh phong tu vi. Hai người này tất cung tất kính đứng sau lưng Đoạn Lãng. Giờ này khắc này, Đoạn Lãng ánh mắt chăm chú nhìn cái kia giám sát bên trong phòng hồ sơ. Phượng Hoàng, người nói là, tiểu gia hỏa này trực tiếp đi ngồi biệt thự kia bên trong. Đoạn lãng hỏi. Phượng Hoàng nói ra, đúng, đoạn chỗ, chúng ta vẫn luôn có thủ đoạn giám thị ngôi biệt thự kia. Tiểu gia hỏa này thân phận chúng ta cũng tra rõ ràng, gọi là trần thần. Hắn rất cổ quái, sinh ra bình thường, đồng thời mắc bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Thầy thuốc đều đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể là một con đường chế ti, nhưng hắn đột nhiên khôi phục. Mà lại, hắn tiền tài tới lui cũng rất quái, tại Đông Giang bên kia, một tên gọi đồng giai văn nữ thương nhân cho nàng lần lượt chuyển 30 triệu. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra, Trần Thần cùng đồng giai văn trước kia chưa bao giờ nhận biết qua. Đoạn lãng nói ra, đây cũng thật là là. Một bên trương đường thì nói ra, còn có một chút, người này đi vào biệt thự về sau, thu thập Trần Nhất Nạc Tiểu Thư khi còn bé ảnh chụp. Hắn tiến biệt thự, cũng không phải là vì tài vật. Đoạn lãng nói ra, đồng giai văn đồng giai văn các ngươi không có điều tra phượng hoàng nói ra điều tra ồ đoạn lãng nói ra phượng hoàng nói ra đồng giai văn trước kia cùng chủ nhân biệt thự cũng là vì kia la quân tiên sinh đã từng là bằng hiếu la quân tiên sinh còn là đồng giai văn học sinh lẫn nhau ở giữa quan hệ không ít la quân tiên sinh đã chê ti nhanh 20 năm đi đoạn lãng nói ra phượng hoàng nói ra không sai thật đúng là cổ quái đoạn lãng nói ra một cái đồng giai văn, cũ biệt thự, là quân tiên sinh, một cái lỗ mãng thiếu niên khởi tử hồi sinh. Căn này, có liên hệ gì đâu? Trương đường nói ra, thủ lĩnh, ta cho là chúng ta có thể xem xét hỏi thiếu niên này. Đoạn lãng nói ra, thong thả, xem trước một chút. Trương đường nói ra, tốt ha, thủ lĩnh. Cái kia phòng hồ sơ bên trong, đoạn lãng nhìn đến thiếu niên kia ngồi đấy không nhúc nhích. Chỉnh một chút một giờ, thiếu niên này liền không ngẩng đầu qua liên phượng hoàng cùng trương đường ở một bên đều hơi không kiên nhẫn thiếu niên này thủ lĩnh quá cổ quái theo chúng ta bắt hắn đến nhốt vào cái này phòng hồ sơ bên trong hắn một câu chưa nói qua người bình thường chỗ đó có thể như vậy đâu trương đường nói ra ngay vào lúc này bọn họ nhìn đến phòng hồ sơ bên trong thiếu niên kia đột nhiên đứng dậy sau đó trở về phòng hồ sơ trước cửa hắn chỉ là một chân đem cái kia phòng hồ sơ cửa lớn đá bay sau đó hai tên canh dư ở cửa đặc công lập tức như lâm đại địch. Bọn họ cấp tốc móc súng, tối om hỏng súng nhắm chuẩn La Quân. Đi vào, một tên đặc công nghiêm nghị quát nói. La Quân không nói gì, cái kia hai tên đặc công trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Hai tên đặc công thấy hoa mắt, đón lấy, bọn họ cảm thấy mỗi người đầu vai bị nhấn một chút. Cái này một cái chớp mắt, hai người hoảng sợ muốn tuyệt, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân khí lực tựa hồ cũng bị trong nháy mắt rút đi một dạng. Liên ngã xuống đất. Không tốt, cái kia phòng quan sát bên trong, đoạn lãng bị kinh ngạc. Hắn lập tức nói ra, Phượng Hoàng, Trương Đường, đi. Ba người này tốc độ nhanh như thiểm điện, La Quân vừa tới hành lang, ba người bọn họ ngăn ở La Quân trước mặt. Bọn họ đều là siêu cấp cao thủ, cho nên đối mặt La Quân lúc cũng không có cái gì móc súng động tác. Đoạn lãng cầm đầu, hắn tại La Quân trước mặt 3 mét chỗ đứng nghiêm. Tiểu huynh đệ tốt thanh tú thân thủ, Đoạn Lãng cười lạnh, nói ra, tuy nhiên là quân biểu hiện rất mạnh, nhưng Đoạn Lãng cũng không e ngại, hắn là kim đan cao thủ, thân thể lực lượng cường hãn tuyệt luân. Hắn đối mặt bất luận cái gì cao thủ cũng sẽ không khiếp đảm, đây là hắn đi qua thiên truy bách luyện ra đến tự tin. Đoạn Lãng cũng càng sẽ không sợ hãi trước mắt tên tiểu tử này. Hắn cho rằng, tên tiểu tử này xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, vậy cũng không thể nào là đối thủ của hắn. La Quân nhìn về phía Đoạn Lãng, hắn biểu lộ đạm mạc sau đó hỏi các ngươi là mấy chỗ sẽ nói ngôn ngữ trong nghề đoạn lãng sắc mặt hơi đổi một chút nói xem ra ngươi đối với chúng ta có chút giải la quân nói ra trầm mặc nùng còn ở đó hay không ngươi biết nàng đoạn lãng ba người lập tức bị kinh ngạc la quân thấy một lần ba người này biểu lộ biết bọn họ nhận biết trầm mặc nùng ngay sau đó liền nói ra dẫn ta đi gặp trầm mặc nùng trầm nữ sĩ không phải là cái gì người đều có thể gặp đoạn lãng trầm giọng nói ra la quân nói ra há cái kia muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng đoạn lãng cười nhạt một tiếng nói ra người trước còn thành thật hơn cùng ta bàn giao tại thân ngươi đến cùng phát sinh biến hóa gì theo ta được biết người trước là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối không còn sống lâu nữa dùng cái gì đột nhiên khỏi hẳn lại đi tới yến kinh còn có tốt như vậy thân thủ La Quân nói ra gặp Trầm Mặc Nùng, ta tự nhiên sẽ nói cùng các ngươi, ta không lời nào để nói. Đoạn Lãng nói ra, vậy ngươi không có khả năng nhìn thấy Trầm nữ sĩ, mà lại ngươi cũng đừng hòng đi ra cái này tòa nhà lớn. La Quân từ tốn nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách lưu lại ta. Thật cuồng khẩu khí, Đoạn Lãng nghe vậy không khỏi giận quá thành cười. Trương Đường, ngươi đến nhiệm một chút hàng. Trương Đường ở một bên đã sớm vận sức chờ phát động nghe vậy liền nên một tiếng được rồi chật hẹp trong hành lang trương đường tách mọi người đi ra đi vào la quân trước mặt hắn liền ôm quyền nói ra tiểu huynh đệ mời la quân gật gật đầu cũng không có động tác gì liền ánh mắt đều một mực là bình tĩnh không lay động thật cuồng ra hỏa trương đường tâm nổi nóng không hắn tự nhận là tiền bối trước mắt tiểu tử này cũng quá mục đích không người thế mà liền ôm quyền lễ cũng không cho một cái nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem trương đường tâm hung hăng nói sau đó hắn khẽ quát một tiếng cả người đột nhiên động tĩnh như sử nữ động như lôi đình làm trương đường tĩnh thời điểm bên trong thiên địa đều là yên tĩnh khi hắn động thời điểm thiên lôi lôi đình xét đánh tia chấp cái kia một cái chớp mắt trương đường giống như mãnh hổ hạ sơn toàn thân khí huyết trở thành một đoàn ẩm ẩm bạo kích trương đường tập luyện là hình ý quyền lúc này hổ hình quyền xuất thủ, hình ý gồm nhiều mặt, khủng bố tới cực điểm. Xem như đoạn lãng cũng cảm thấy trương đường một chiêu này hổ hình quyền cũng thật là lợi hại. Phượng Hoàng mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Lôi đình ở giữa, nhanh như điện chấp, vân hải lao nhanh. Nhưng hết thảy, rất nhanh toàn bộ rơi vào yên tĩnh. Bởi vì trương đường quyền đầu trực tiếp bị la quân rũi tay nắm lấy, đồng thời trương đường bị ép quỷ gối la quân trước mặt. Trương đường động cũng không dám động, hết thảy đều là nhanh chóng như vậy mà lại mang theo xấu hổ, liền không khí trong nháy mắt này đều tựa hồ lâm vào băng điểm. là quân sắc mặt y nguyên nhàn nhạt, nhạt như cái gì đều làm qua một dạng. Ngươi, phượng hoàng thấy thế giận không nhịn nổi, mà đoạn lãng lại là hoảng sợ. là quân sau đó buông tay, trương đường mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn cấp tốc đứng dậy, lui lại đến đoạn lãng bên người. lúc này thời điểm trương đường xấu hổ không nói thủ lĩnh không trách ngươi, đoạn lãng sắc mặt nghiêm túc không. Hắn tự nhận, vừa mới cái kia một tay, hắn là không bằng La Quân. Ngươi xác thực có cuồng tư bản, đoạn lãng nói ra. La Quân trầm giọng nói ra, ta không phải là các người địch nhân, ta muốn gặp trầm mặc nùng. Nếu như các ngươi không tin được, có thể để cho ta cùng với nàng thông điện thoại. Đoạn lãng biểu lộ thoảng qua dữ tợn, nói ra, người muốn thông điện thoại, có thể. Đánh trước thắng ta, Tốt, là quân đáp ứng rất kiên quyết. Đoạn lãng sau đó trực tiếp xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, bỗng nhiên ngự khí. Một cỗ chân khí tại hắn trưởng ấp ủ, lăng không hướng là quân bộ mặt từng đánh chế ti tới. Trưởng phong sắc bén, chân khí tốc độ, người tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Là quân tâm minh, cái này chân khí thời đại, nếu như không nắm giữ chân khí, như vậy hóa thần cảnh cao thủ gặp phải kim đan cao thủ đều sẽ chê ti không táng sinh chi địa. Thời đại tại tiến bộ, không theo thời đại tốc độ đi, như vậy hội bị đào thải tại bãi cát. Đáng tiếc, đoạn lãng gặp phải là La Quân, La Quân sớm đi tại thời đại lời mở đầu. Hắn pháp lực thời đại nếu là dùng khoa học kỹ thuật đến dụ, như vậy hắn sớm là tinh hà thời đại khoa học kỹ thuật. Mà đoạn lãng bọn họ thuộc về vừa mới kinh lịch cách mạng công nghiệp mà thôi. Đoạn lãng một trường này rất nhiều kết quả, gọi là ba tắc trưởng đao. Kinh lực vì tam trọng, trồng chất, có hình xoắn ốc kinh lực, thốn kinh, còn có xuyên kinh. Một chút mất tập trung, sẽ chê thi tại cái này ba tắc trưởng dưới đao. Đây là đoạn lãng thành danh tuyệt chiêu. Hắn là cực kỳ coi trọng La Quân, cho nên vừa ra tay là tuyệt chiêu. Mà La Quân không dùng tiếp xúc, biết cái này ba tắc trưởng đao đủ loại ảo diệu, đây là một cái nghe công phu. Đối mặt đoạn lãng ba tắc trưởng đao, là quần khẽ quát một tiếng mở. Miệng hắn phun ra một đầu màu trắng bông tuyết sợi tơ tới. Cái này đạo bạch sắc bông tuyết sợi tơ trực tiếp đem đoạn lãng ba tắc trưởng đao bắn giết thành phấn vụn. Màu trắng bông tuyết sợi tơ sắc bén không, cái kia ba tắc trưởng đao lực lược, kinh lực trong nháy mắt bị tan giã. Ngay vào lúc này, màu trắng bông tuyết sợi tơ tiếp tục bắn giết, nhưng ở đoạn lãng trước mặt lúc, lại tự động tan giã đoạn lãng sắc mặt lần nữa đại biến, chân khí trưởng khống đến như thế tỉ mỉ cấp độ. Hắn nhìn về phía La Quân, giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình không thể nào là trước mắt người này đối thủ. Các hạ tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế. Đoạn lãng cảm thấy không thể tin. La Quân nói ra, có thể cho ta cùng trầm mặc nùng thông điện thoại sao? Đoạn lãng trầm giọng nói ra, ta muốn trước xin chỉ thị. La Quân nói ra, tốt. Đoạn lãng sau đó lấy điện thoại di động ra, quay người đã gọi đi. Không lâu sau, Đoạn lãng đến La Quân trước mặt, đưa điện thoại di động đưa cho La Quân. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, ánh mắt rốt cục có sóng chấn động. Tâm tình của hắn là phức tạp, hắn không biết là cái kia trách cứ Trầm Mặc Nùng vẫn là phải hưng phấn nhìn thấy Trầm Mặc Nùng. Đi vào bình hành thế giới về sau, hắn rốt cục muốn bắt đầu tiếp xúc đến những cái kia khăn che mặt bí ẩn. Uy, là quân đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, hắn nghe được bên kia truyền tới một thanh âm nữ nhân. Trầm thấp mang theo quen thuộc, nhưng lại cảm thấy lạ lắm. Trầm mặc nùng thanh âm, là quân nghe quá nhiều. Tại một đời kia bên trong, trầm mặc nùng là hắn thân mật cùng nhau thê tử A. Nhưng một thế này bên trong, trầm mặc nùng đã hơn 50, cho nên khó tránh khỏi sẽ có khác nhau. Ngươi là ai? Bên kia trầm mặc nùng trầm giọng hỏi. Là quân hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra ta trở về ta là la quân la quân bên kia ngữ khí nhất thời biến la quân có thể tưởng tượng trầm mặc nùng giờ phút này tâm tình kinh hãi làm sao có thể đây là trầm mặc nùng câu nói thứ hai la quân nói ra gặp mặt nói đi trầm mặc nùng không do dự nói ra tốt về sau la quân đưa điện thoại di động trả lại đoạn lãng trầm mặc nùng bên kia cũng cùng đoạn lãng bàn giao vài câu đoạn lãng tắt điện thoại về sau, đối la quân thái độ càng thêm tôn kính. Đón lấy, đoạn lãng dẫn la quân tiến vào nhà để xe. Hắn mở là một cỗ xem ra man phổ thông xe Jeep. Nhưng thực, trong chiếc xe này có vũ khí hạng nặng, mà lại phòng ngữ năng lực cực cao. Đồng thời có thể tải nước làm tàu ngầm dùng. La quân đối những vật này không có hứng thú, hắn ngồi tại chỗ ngồi phía sau, ánh mắt đạm mạc, không nói một lời. Đoạn lãng muốn hỏi cái gì, nhưng theo kính chiếu hậu bên trong nhìn đến La Quân biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mà lúc này đây, tại nào đó bí mật quân khu trong đại viện. Lầu 2 thư phòng chi, thân mang màu trắng quần áo thể thao trầm mặc nùng lộ ra phá lệ giả dặn. Năm tháng vẫn chưa tại mặt nàng lưu lại rõ ràng dấu vết, nàng thoạt nhìn vẫn là chừng 30 tuổi Mỹ thiếu phụ. Trầm mặc nùng vẫn luôn là nội gia cao thủ, bây giờ nàng tu vi cũng đã đến hóa thần cảnh cấp độ. Cho nên, nàng sẽ không giống như đồng giai văn, tóc hoa dâm. Trầm mặc nùng tại trước bàn sách, trước mặt nàng là mã hóa bàn đọc sách màn hình. Không dùng thời điểm, bàn đọc sách là tầm thường bàn đọc sách. Mở khóa phương thức là nàng hô hấp nhịp tim đập, thuộc về nàng một người hô hấp nhịp tim đập thêm tròng đen phân biệt mới có thể mở khóa. Cũng là nói, làm trầm mặc nùng bị nàng người bắt cóc về sau, nàng nhịp tim đập, hô hấp có thay đổi, như vậy cái này mở không ra. Trầm mặc nùng nếu như mình gặp phải việc gấp, rất lo lắng, không thể bình phục tâm tình, như vậy cũng mở khóa không ra. Đương nhiên, trầm mặc nùng cái này tu vi, lại chuyện lớn cũng là có thể bình phục tâm tình. Trầm mặc nùng mở ra bàn đọc sách màn hình, màn hình xuất hiện rất nhiều liên quan tới trần thần tư liệu. Thật sự là hắn, một cái ung thư thời kỳ cuối thiếu niên, vốn là bình thường, đột nhiên khỏi hẳn. Lại đi tìm đồng giai văn cầm 30 triệu, thêm hắn tu vi. Là quân, thật là người sao? nếu như là ngươi trở về vậy quá tốt trầm mặc nùng nói thầm đoạn lãng mang theo la quân rất mau tới đến quân khu đại việt trầm mặc nùng đi ra ngoài nghinh đón la quân nhìn thấy trầm mặc nùng lúc nào nào hắn nhịn không được cười lên một tiếng nói ra người biến hóa cũng không tính lớn trầm mặc nùng tâm còn có rất nhiều nghi vấn nàng cũng không nói thêm cái gì trước nói với đoạn lãng người đi về trước đi đoạn lãng nói ra nhưng là vạn nhất trầm mặc nùng nói ra không có việc gì nếu như hắn có tâm làm loạn người ở chỗ này cũng vô dụng ta có thể ứng phó không cần người trợ giúp ta không có thể ứng phó người trợ giúp cũng vô dụng đoạn lãng đối trầm mặc nùng tôn kính không bởi vì trầm mặc nùng tu vi quả thực khủng bố chỗ lấy giờ phút này hắn cũng là không nói gì phản bác ngài cẩn thận nhiều đoạn lãng sau khi nói xong quay người rời đi trầm mặc nùng sau đó nói với la quân chúng ta tiến thư phòng nói chuyện la quân nói ra tốt đêm đã thật khuya trong thư phòng trầm mặc nùng cho la quân pha một ly trà la quân cùng trầm mặc nùng ở giữa gặp mặt cũng không có giống cùng đồng giai văn gặp mặt lúc như thế hừng hực bởi vì lúc này thời điểm la quân cũng tại suy nghĩ mà trầm mặc nùng cũng tại suy nghĩ la quân muốn suy nghĩ trầm mặc nùng hiện tại đến cùng là cái gì tình cảnh tại cái kia sự kiện thần bí sau lưng nàng đến cùng vai diễn cái gì nhân vật mà trầm mặc nùng muốn suy nghĩ thiếu niên trước mắt thật sự là la quân sao ngươi thật sự là hắn trầm mặc nùng đứng tại la quân trước mặt nhìn chăm chú la quân la quân tùy ý ngồi tại một mình ghế sofa hắn uống một ngụm trà nóng sau đó nói không sai là ta ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng trầm mặc nùng trầm giọng nói ra ta đã điều tra qua trần thần bối cảnh la quân nói ra trần thần là ta tuyển hắn vốn là bệnh ung thư máu thời kỳ cuối không có thuốc nào cứu được ta chiếm cứ thân thể của hắn sau đó lấy thái sơn tiên thiên chi khí nhập thể lấy tiến hóa chi thuật cường đại tế bào như thế mới khiến cho thân thể khỏi hẳn trầm mặc nùng nói ra chúng ta tra được người thật là đi một chuyến thái sơn la quân nói ra ta sở dĩ trở về là vì nữ nhi của ta làm sao người biết nơi này sinh biến cho nên trầm mặc nùng lập tức hỏi La Quân thân thể rung động một chút. Hắn cảm giác được trước mắt có một cánh cửa, chỉ cần hắn dùng lực đẩy, có thể nhìn đến trong cửa đồ vật. Nhưng là, hắn lại sợ nhìn đến bên trong đồ vật. La Quân hô hấp dồn dập, hắn cảm giác mình có chút không thở nổi. Hắn quyền đầu siết chặt, hắn rất hít khẩn trương như vậy. Thậm chí là hoảng sợ. La Quân hít sâu một hơi, hắn sau đó mắt lóe qua hàn ý, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, "Phát sinh biến cố gì?" Ta hỏi ngươi, nữ nhi của ta, nữ nhi của ta người đâu? Hắn đứng lên, nhìn gần hướng trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng nhất thời cảm nhận được như ngục như là biển khủng bố uy áp. Nàng kim lòng không được lui lại mấy bước, nàng nhìn thấy la quân hai mắt huyết hồng. Đến cùng phát sinh biến cố gì? La quân tiến lên trước một bước, hỏi. Trầm mặc nùng hít sâu một hơi, nàng nỗ lực để cho mình chấn tĩnh lại. Sau đó, nàng nói ra, tốt, đã ngươi nói ngươi là la quân, như vậy, ta hỏi ngươi, là quân có một chương thẻ, trong thẻ có một cái đặc thù mật mã. Đó là chúng ta ước định, ngươi nói cho ta biết, mật mã là cái gì? Không có, là quân rất khẳng định nói ra, ta cùng ngươi ở giữa, chưa từng ước định, càng không mật mã. Trầm mặc nùng nói ra, ngươi cho con gái của ngươi hết thảy viết bao nhiêu phong thư. 18 phong, là quân nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, ngươi đã nói, ngươi về không được. Là quân nói ra, vốn là về không được, ta tại vũ trụ chi trùng trong động, tiến vào năm hạng không gian. Ta tại năm hạng không gian chi, nhìn đến bình hành thế giới nơi này chỗ phát sinh sự tình. Ta nhìn thấy đại bá ta, nhìn đến thần đế đều chế ti. Ta còn chứng kiến, nữ nhi của ta chỗ ở biệt thự, một mảnh hư vô. Tư đồ công quán, cũng bị niêm phong. Sau đó, ta mới mượn trần thần thân thể tới. Hắn sau đó có chút phát điên, nói, đáng chê ti, trầm mặc nùng, người nói cho ta biết, nữ nhi của ta hiện tại thế nào trầm mặc nùng tại cái này một cái chớp mắt rốt cục xác định trần thần thân phận nàng nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra thật là ngươi nàng trước một bước liền muốn ôm ấp la quân la quân lại là đưa tay ngăn cản nói nói cho ta biết nữ nhi của ta đâu nàng nàng thế nào la quân vội hỏi trầm mặc nùng hít sâu một hơi nói ra ngươi yên tâm nàng còn sống cái này một cái chớp mắt là quân rốt cục thở vào một hơi. Hắn cảm giác mình khí lực đều tựa hồ trong nháy mắt dùng hết đồng dạng. Còn tốt, còn tốt, là quân là cỡ nào sợ hãi, chỉ cần người còn sống, hết thảy cũng còn có thể vãn hồi. Nếu như người không, cái kia. Là quân sau đó lập tức hỏi trầm mặc nùng, nói, nàng hiện tại ở nơi nào? Ta muốn gặp nàng. Trầm mặc nùng nói ra, nàng, nàng trước mắt không có việc gì, nhưng là, là quân, căn này phát sinh rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết người trước hết hãy nghe ta nói hết ta mới có thể dẫn người đi gặp con gái của ngươi nàng qua có khỏe không có hay không chịu khổ có hay không bị người khi dễ la quân hỏi trầm mặc nùng nói ra nàng qua được rất vất vả nhưng khỏe mạnh phương diện không có vấn đề đây là ý gì la quân không vui trầm mặc nùng nói ra bây giờ nàng tại hồng tú liên trong nhà hồng tú liên la quân ánh mắt trầm xuống đối với hồng tú liên cái này lão yêu bà là quân quá quen thuộc tại thế giới bao la một đời kia bên trong hồng tú liên chết ti một lần không đúng sao hồng tú liên không phải là bị tư đồ lão gia tử cho đánh chết ti sao la quân lập tức nói ra trầm mặc nùng mặt hiện đắng chát nói ra thực cũng chưa chết ti hồng tú liên lúc trước cùng tư đồ lão gia tử đối quyền sau đó một hơi là bế đi qua nàng đón đến nói nhưng là về sau giáo đình người cứu nàng nàng bị vận đến nước ngoài không chỉ có không chế ti mà lại tu vi tăng nhiều tư đồ ra về sau về sau như thế nào la quân gấp giọng hỏi trầm mặc nùng mắt lóe qua hận sắc nói chuyện này muốn theo quang minh giáo đình nói lên quang minh giáo đình la quân nói thầm cái này giáo đình tại thế giới bao la thời điểm đã từng bị cha ta không đúng bị ma đế cho diệt mà cái này bình hành thế giới bên trong cha ta không còn là ma đế cho nên quang minh giáo đỉnh thế mà cường đại lên. La quân không đợi trầm mặc nùng nói xong, nhân tiện nói, người nói là, hồng tú liên đem nữ nhi của ta bắt. Trầm mặc nùng nói ra, không sai, hồng tú liên chính là quang minh giáo đỉnh trọng yếu quân cờ, được phong làm đại giáo chủ. Quang minh giáo đỉnh bên trong có hồng y chủ giáo, bạch y chủ giáo, đại giáo chủ. Đại giáo chủ cấp bậc rất cao. La quân nói ra, nữ nhi của ta bây giờ bị quan ở nơi nào, người biết không? trầm mặc nùng nói ra, là quân, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi không nên kích động. Là quân nói ra, tốt, ngươi nói. Trầm mặc nùng tiếp tục nói, ngươi còn phải đáp ứng ta, không nên khinh cử vọng động. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là liền quân thần, còn có vô vi đại sư, trầm mặc nhiên, cùng độn thiên thủ lính, bọn họ tất cả đều chết ti tại quang minh giáo Đình tay. Ngươi bây giờ xuất hiện, ta thật cao hứng, bởi vì vô vi đại sư cũng đã nói, muốn tiêu diệt quang minh giáo đình, chỉ sợ chỉ có ngươi mới có bản sự này. Hiện tại ngươi đến, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không? La Quân nói ra, ta biết, ngươi nói đi. Hắn quyền đầu siết chặt, trầm mặc nùng hơi hơi thở dài một hơi, liền biết mình lời nói cái này La Quân vẫn là cái gì đều không nghe lọt tai. Gia hỏa này, cách nhiều năm như vậy, tính cách vẫn là một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như thế quá si. Trầm mặc nùng nói ra, hồng tú liền đem tư đồ lão gia tử cùng tư đồ ra mấy cái nhi tử bao quát linh nhi phụ mẫu toàn bộ đều giết bọn họ duy chỉ có không có giết con gái của ngươi trầm mặc nùng trầm giọng nói ra lưu lại một nặc là bởi vì bọn hắn một mực tại kiêng kỵ ngươi kiêng kỵ ta là quần ánh mắt híp lại nói ra ta không phải đều đã chết đi sao không cần kiêng kỵ xem ra năm đó sự tình không ít truyền đi a à. trầm mặc nùng nói ra Hiện tại cầm quyền là quang minh giáo đình, giáo đình người cùng trùng hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói cho đúng, trùng hoàng bộ hạ cũ đều đầu nhập vào quang minh giáo đình, những thứ này bộ hạ cũ đối ngươi là kiêng kỵ nhất. Trong mắt bọn hắn, trùng hoàng chính là thiên hạ vô song. Nhưng trùng hoàng đều thua ở tay ngươi, cho nên, bọn họ cũng sợ ngươi hội ngóc đầu trở lại. Là quân nói ra, cho nên, ngươi nói là, lần này làm loạn là quang minh giáo đình cùng trùng hoàng bộ hạ cũ là theo chừng nào thì bắt đầu. Trầm mặc nùng nói ra, 13 năm trước đây. 13 năm trước đây, hứa một lời 7 tuổi, là quân trầm giọng nói ra, người nói là, đại bá ta, Phô vi đại sư, trầm mặc nhiên, độn thiên thủ lĩnh, toàn bộ đều đã chê ti. Đúng, toàn bộ chê ti bởi quang minh giáo đình chi thủ. Trầm mặc nùng nói ra, nữ nhi của ta tại Hồng Tú liên tay, Hồng Tú liên còn đem tư đồ ra toàn bộ người đều cho giết. La Quân nói ra. Không sai, trầm mặc nùng sau đó hổ thẹn nói ra, La Quân, thật xin lỗi. Ta biết con gái của ngươi đối ngươi trọng yếu bực nào, nhưng là... Quân thần đều làm không được sự tình, chúng ta cũng làm không được. Quang minh giáo đình bây giờ đã là toàn cầu đệ nhất giáo đình. Hắn thế lực trải rộng các quốc gia, là tại chúng ta hoa hạ quốc nội, các đại chủ muốn thành thị đều có bọn họ thánh điện. Hiện tại liền dân chúng cũng rất tín nhiệm quang minh giáo đình, Quang Minh giáo đình không ngừng tại đưa tay, bọn họ là muốn làm thiên hạ đệ nhất thần quyền chi quốc. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tương lai bọn họ có thể sức ảnh hưởng Liên Hợp Quốc còn muốn lớn. Hiện tại không chỉ là chúng ta đầu thương bọn họ, xem như nước, còn có quốc gia khác, đối với bọn hắn thống hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Có vài quốc gia bởi vì phản đối bọn hắn, quốc gia thủ lĩnh đều bị bọn họ giết không ít. May ra chúng ta hoa hạ bên này, bọn họ cuối cùng vẫn là có chút kiên kỵ mà lại, chúng ta cũng làm không ít thỏa hiệp. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, thỏa hiệp không có nghĩa là nhận thua, chúng ta một mực tại chờ đợi một cái cơ hội. Lần này ngươi trở về, ta cho rằng, chúng ta cơ hội tới. Cho nên, là quân, ngươi 10 triệu không nên khinh cử vọng động, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Là quân nổi nóng nói ra, ta trở về, không phải muốn giúp các ngươi làm cái đại sự gì. Tại không có đem nữ nhi của ta giải cứu ra trước đó, hắn, hết thảy đều không muốn nói. Ta nếu ngay cả nữ nhi của ta đều bảo hộ không, lại đi nói bảo hộ nhân loại hòa bình, đây là vô cùng lớn châm chọc cùng chê cười. Trầm mặc nùng mặt thoáng hiện vẻ lo lắng, nói ra, là quân, ta minh bạch ngươi tâm tình. Cũng đúng như bọn họ minh bạch ngươi làm người một dạng, bọn họ đã thiết lập tốt bẫy dập chờ ngươi dẫm đi. Chúng ta không thể làm như thế, ngươi cho ta một chút thời gian, chúng ta tới nhìn làm sao đi cứu hứa một lời hứa một lời quan ở đâu? La Quân hỏi trầm mặc nùng. Nếu như ngươi không tiện nói, cũng không cần gấp. La Quân nói ra, ta đi tự mình hỏi Hồng Tú Liên. Trầm mặc nùng nói ra, ngươi đi, không có khả năng đi ra. Hiện tại cùng trước kia đã khác biệt, ta biết, ngươi là thiên tri con cưng. Nhưng ngươi đại bá, độn thiên thủ lĩnh, bọn họ một cái kia không phải thiên tri con cưng. Bọn họ là quá mức tin tưởng mình năng lực, chỗ lấy cuối cùng mới thua chạy mạch thành chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ la quân nói ra người không hiểu ta trầm mặc nùng người nói đạo lý ta đều hiểu nhưng là ta hiểu đồ vật người không hiểu chúng ta không phải cùng một cái thế giới người minh bạch trầm mặc nùng ngốc ngẩn ngơ la quân hít sâu một hơi nói ra tốt nói mà không có bằng chứng trầm mặc nùng ta nhìn người bây giờ tu vi cũng rất tốt thế mà đạt tới hóa thần cảnh mà lại còn tập luyện thâm hậu chân khí huyền công như vậy, chúng ta đến đánh một trận, nếu như ta tại trong vòng 3 giây đánh bất bại ngươi, như vậy, ta nghe ngươi, bàn bạc kỹ hơn. Nếu như, ngươi ngay cả ta 3 giây đều không tiếp nổi, như vậy, ngươi nghe ta. Cùng đi với ta tìm nữ nhi của ta, như thế nào? 3 giây, trầm mặc nùng ngốc ngẩn ngơ, sau đó, nàng tâm ngạo khí cũng bị kích thích. Nàng mắt lóe qua tinh quang, nói, ngươi chắc chắn chứ. Là quần nói ra, ta xác định trầm mặc nùng nói ra, ta đã không phải là năm đó trầm mặc nùng. La quân nói ra, ta biết. Trầm mặc nùng nhịn không được nói ra, La quân, người không khỏi cũng quá cuồng vọng. Người cũng đã biết, từ khi 13 năm trước đây, quân thần bọn người tuần tự hy sinh, những năm gần đây, ta quản lý quốc an, trưởng khống một phương xoài ấn, bằng, cũng là tay quyền đầu. La quân nói ra, ta người này không có khác ưu điểm, là không tự đại, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Trầm mặc nùng nói ra, người trưởng khống tôn này thân thể không đủ nửa năm, ngươi lại còn nói có thể tại trong vòng 3 giây đánh bại ta, ta không tin. Tốt, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 3 giây đánh bại ta, vậy ngươi nói cái gì, là cái gì? Là Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người trong thư phòng rất nhanh đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau ở giữa bất quá cách 2 mét khoảng cách. Trầm mặc nùng lộ ra rất an tính, nói cho đúng, là ninh tĩnh, yên tĩnh lộ ra không nói ra đại khí nàng hít sâu một cái đi nói ra đến ta cái này tu vi một số mánh khóe cũng không cần thiết ta sẽ không bị ba giây đồng hồ thời hạn trói buộc la quân nói ra người cảm thấy đây là ta sách lược trầm mặc nùng nói ra chẳng lẽ không đúng sao la quân khe khẽ thở dài nói ra mặc nùng người nghĩ quá nhiều đối phó ngươi ta còn thật không cần cái gì sách lược ngươi trầm mặc nùng nói ra hừ ta sẽ không thụ kích ta muốn xuất thủ, bắt đầu tính theo thời gian. Một, ngay vào lúc này, là quân thân thể động. Là quân miệng hô lên một chữ thời điểm, hắn đồng thời miệng như nuốt chừng hút nước, một chữ ra ngoài, đồng thời phun ra ra một miệng hàn băng chân khí tới. Khẩu này hàn băng chân khí trong nháy mắt hóa thành trăm đạo hàn băng ngọc châm hướng trầm mặc nùng bắn giết mà đi. Ra bất ngờ, quỷ mị lôi đình, mà lại trực tiếp phun ra ra trăm đạo hàn băng ngọc châm đến. Chính là chiêu này tỉ mỉ chân khí công phu, La Quân liền có thể xứng đáng tuyệt thế tông cái danh xưng này. La Quân xuất thủ rất nhanh. Trầm Mặc Nùng phản ứng nhưng cũng rất nhanh, nàng sớm đã là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Nhất định sẽ không bị La Quân một chiêu chế phục. La Quân nhất động, nàng cũng theo động, nàng cũng quả nhiên là đến, không lùi mà tiến tới. Trầm Mặc Nùng lúc này đối mặt La Quân dạng này cao thủ, nếu như nàng lòng sinh ra khiếp ý cùng thoải ý, đó mới là thật ba giây đều không tiếp nổi trầm mặc nùng tâm tuôn ra mãnh liệt chiến ý đến. Nàng vốn cũng là mày liếu không nhường mày dâu. Trầm mặc nùng bạo giống một tiếng, nàng chân khí trong cơ thể lao nhanh cuồn cuộn, đối mặt la quân hàn băng ngọc trâm, lại là song trưởng liên kích. Nhất thời, trưởng phong hùng hồn, chân khí bành trướng rồi rào. Trầm mặc nùng tập luyện chân khí chính là khói báo động tinh khí, khí thế cùng lực lượng cực mạnh. Chân khí cuồn cuộn chi, là quân hàn băng ngọc châm toàn bộ bị trầm mặc nùng chân khí rảo sát thành phấn vụn. Hai giây trong nháy mắt đi qua. Thứ ba giây lúc, trầm mặc nùng đột nhiên cảm nhận được chính mình chân khí chi băng hàn một chút. Ngay sau đó, những cái kia hàn băng chân khí lần nữa ngưng tụ, đồng thời ngưng tụ thành trưởng lực hướng nàng hung hăng từng đánh chế ti tới. Trầm mặc nùng chân khí trong nháy mắt bị cái này hàn băng chân khí tan rã, nàng bị kinh ngạc, lúc này thời điểm không thể không lui lại. Nàng lui lại thời điểm, la quân đột nhiên vận trưởng chân khí bành trướng lăng không đánh giết mà ra phanh một tiếng trầm mặc nùng né tránh la quân đệ nhất trưởng nhưng là la quân thứ hai trưởng lăng không đánh giết mà đến nàng lại là khó mà chống đỡ nữa mà la quân một trưởng này hàn băng chân khí lại chỉ là tại ngực nàng chỗ lưu lại một rõ ràng trưởng ấn băng xương trưởng ấn bản thân nàng lại là lông tóc không thương rất hiển nhiên là la quân thủ hạ lưu tình nếu như ta muốn giết ngươi đệ nhất trưởng không phải là trưởng lực, mà chính là hàn băng kiếm lực. Thứ hai trưởng, lại là càng hung ác kiếm lực, người đã sớm chết ti không táng sinh chi địa. Là quân đứng tại chỗ, mây trôi nước chảy, từ tốn nói. Trầm mặc nùng mắt lóe qua kinh hãi chi sắc. Người chân khí, làm sao có thể vận chuyển tới như thế tỉ mỉ cấp độ. Giống như là đã có tinh thần, trí tuệ một dạng. Trầm mặc nùng nói ra, ta chưa thấy qua có người có thể đem vận chuyển chân khí đến nước này la quân nói ra cái này ta về sau có thể dạy ngươi nhưng là hiện tại chúng ta có hay không có thể đi tìm hồng tú liên trầm mặc nùng nao nao sau đó nói ta là đáp ứng ngươi nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi tính trước làm sau tùy tiện làm việc không tốt lắm ngươi nói nhảm quá nhiều trầm mặc nùng nếu như là con của chúng ta ra chuyện ngươi bây giờ hội ta càng cuống cuồng la quân nói ra trầm mặc nùng nhất thời khuôn mặt đỏ lên nói ra ngươi nói mò gì đâu ta theo ngươi vậy thì có cái gì nhi tử? Là quân biết mình nói lộ ra miệng, hắn nói ra, ta nói là nếu như. Trầm mặc nùng nói ra, vậy ngươi cũng có thể nói, nếu như là nhi tử ta a. À. Là quân nói ra, chúng ta hiện tại khác xoắn suýt những thứ này, các loại cứu hứa một lời về sau, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ các ngươi càng có thể chịu. Không đem nơi này phiền phức toàn bộ giải quyết hết, ta cũng không yên tâm rời đi trầm mặc nùng nói ra tốt ha. À? về sau trầm mặc nùng nói ra ta muốn chúc tể nhân tay điểm cái gì nhân thủ càng nhiều người càng phiền phức la quân nói ra trầm mặc nùng nói ra cái kia ngươi muốn vũ khí gì ta theo không dùng vũ khí la quân nói ra trầm mặc nùng nói ra người đây không biết bọn họ vận chuyển chân khí gali kiếm chờ một chút vô cùng sắc bén khó lòng phòng bị la quân nói ra ta không dùng vũ khí Trầm mặc nùng gặp La Quân kiên trì, liền nói ra, tốt a. À? Sau đó, Trầm mặc nùng còn nói thêm, đi theo ta đi, ta dẫn người đi hồng tú liên trong nhà. La Quân nói ra, đi. Trầm mặc nùng lái một xe xe, cũng là một cỗ xe jeep. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe jeep rất mau ra quân khu đại viện. Cảnh ban đêm như vậy mực, nhưng thành thị đèn neon lại chiếu sáng cảnh ban đêm. Xe, Trầm mặc nùng nói ra, chúng ta vẫn luôn có chú ý hứa một lời, nàng. Nàng như thế nào, là quân biến sắc. Trầm mặc nùng trầm giọng nói ra, nàng tại cho Hồng Tú Liên làm nha hoàn, cung cấp Hồng Tú Liên điều động. Thời gian qua rất khổ, nhưng người muốn hướng hảo phương mặt nghĩ, chỉ ít, nàng còn sống. Là quân quyền đầu siết chặt. Nha hoàn, là quân hai mắt nhịn không được đỏ, là phẫn nộ, đau lòng. Rất nhiều cảm giác phức tạp tới cực điểm, đều tuôn trong lòng ta là quần nữ nhi thế mà đi làm nha hoàn. La quân cười ha ha lên, hắn nói ra, ta tính là gì anh hùng hảo hán, ta ngay cả chính ta nữ nhi đều bảo hộ không. Trầm mặc nùng thở dài một tiếng, nói ra, ta là sợ ngươi có thể như vậy, cho nên mới không dám nói cho ngươi. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, rất tốt, rất tốt. trừ cái đó ra về sau, La quân lại không nói một câu, hắn lâm vào giống như chết ti yên lặng. Hồng Tú Liên chỗ là một tòa vùng ngoại thành nhà cũ, tạo hình phong cách cổ xưa, cảnh vật chung quanh yêu mỹ, mà lại yên tĩnh. Nơi này thủ vệ rất xâm nghiêm, người không phận sự miễn vào. Tại cái này thủ đô phụ cận, Hồng Tú Liên bọn người tồn tại là đúng hoa hạ xã hội hiện đại một loại châm trọc cùng làm nhục. Nhưng, mặt cũng không dám vì tiện đối phó Hồng Tú Liên. Bởi vì Hồng Tú Liên đại biểu là quang minh giáo đình. Ai dám hạ mệnh lệnh tới đối phó Hồng Tú Liên như vậy? về sau có khả năng lọt vào quang minh giáo đình trả thù. Giờ này khắc này, tại cái này tòa nhà nhà cũ bên trong, thời gian đã không còn sớm. Hồng Tú liên tại nàng trong phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thần, bất quá ở trước mặt nàng, có một cái nữ hài, ước chừng 20 tuổi. Nữ hài nhi này sinh được rất đúng thanh tú, mỹ lệ, nàng mặc lấy nha hoàn phục thị, cả người có loại nhu nhu nhược nhược khí chất. Nữ hài quỳ trên mặt đất, trước mặt có cái chậu gỗ, Hồng Tú Liên hai chân ngâm mình ở trong chậu gỗ, Nữ hài cẩn thận cho Hồng Tú Liên rửa chân, tẩy xong chân về sau, lại tìm đến dao cắt móng chân cho Hồng Tú Liên tỉ mỉ sửa bàn chân. Toàn bộ hành trình Nữ hài đều quỳ trên mặt đất, nàng đem đây hết thảy đều làm cẩn thận tỉ mỉ. Các loại phục thị Hồng Tú Liên tẩy xong chân về sau, Nữ hài đem chậu gỗ bưng lên, sau đó ra khỏi phòng. Nữ hài đem bên ngoài thu thập xong về sau, sau đó chuẩn bị trở về Hồng Tú Liên trong phòng. Nhưng đi một chút hành lang chỗ lúc, một tên nam tử trẻ tuổi ngăn lại nữ hài đường đi. Nam tử này là Lâm gia thiếu gia, theo bối phận tới nói, là Hồng Tú Liên chắt trai. Hắn gọi là Lâm Hoài Vũ, tuổi tác 21 tuổi. Lâm Hoài Vũ một tay lấy nữ hài cưỡng ép kéo vào trong ngực. Nữ hài bị kinh ngạc, vội vàng cả kinh kêu lên, "Hoài Vũ thiếu gia, đừng như vậy." "Đồ đĩ nhỏ, thiếu gia ta nhìn đến ngươi, là ngươi phúc khí." ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Hoài Vũ cũng có chút nổi nóng, nói ra. Nữ hài cưỡng ép giấy ruộng, Lâm Hoài Vũ cũng ngăn không được nữ hài, hắn tức giận cực, là một bàn tay vung đi. Nữ hài bị cái này Lâm Hoài Vũ đánh một bàn tay, nàng nhất thời ngốc ngẩn ngơ, sau đó đỏ mắt vành mắt. Nàng che gương mặt, không nói một lời, quay người muốn rời khỏi. Đứng lại, Lâm Hoài Vũ lạnh lùng nói ra thiếu gia ta cho phép ngươi đi sao nữ hài nói ra, hoài vũ thiếu ra, nô tỳ còn muốn đi cho lão thái quân rửa chân. Lão thái quân đang chờ nô tỳ. Nàng thực đã cho hồng tú liên tẩy qua chân, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể chuyển ra lão thái quân tới. Con mẹ nó ngươi, mỗi lần hội bắt ta tổ nãi nãi tới dọa ta. Ngươi tin hay không đem thiếu gia ta dẫn lửa, thiếu gia ta đi hướng tổ nãi nãi cầu ngươi, để ngươi cho bản thiếu gia ta làm thông phòng nha đầu. Đến lúc đó, thiếu gia ta tìm thêm mấy cái người cùng sở thích cùng đi đùa với ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất thức thời một chút, thiếu gia ta kiên nhẫn muốn bị ngươi dùng hết. Hoài vũ thiếu gia, nô tỳ chỉ là một cái thân phận đê tiện nha đầu, ngài có thể buông tha nô tỳ sao? Nữ hài thê thống khổ sở. Lâm hoài vũ nói ra, bản thiếu gia để mắt ngươi, là ngươi vinh hạnh, là ngươi thiên đại phúc khí. Tối nay, ngươi phục thị hết ta tổ nãi nãi về sau, đến trong phòng ta về sau, tự nhiên có người ngày sống dễ chịu. Nếu như người hôm nay còn dám thả bản thiếu ra bồ câu, đừng trách bản thiếu ra không khách khí. Hắn đã vì khổ sở nữ hài rất nhiều lần. May ra, mỗi lần còn có hồng tú liên đè ép hắn. Lâm Hoài Vũ cũng không nguyện ý ở tại nơi này nhà cũ bên trong, hắn rất ít đến nhà cũ, lần này cũng là sự tình có trùng hợp tới. Vừa tốt lại nhìn đến cô gái nhỏ này, cô gái nhỏ đã dài đến càng phát ra xinh đẹp. Lên hắn ở bên ngoài chơi những cái kia người mẫu trẻ bên trong, hoàn toàn là khác biệt phong tình A. Nữ Hải Châu lệ muốn, khiến người ta nhìn chi dầu dĩ. Nàng lắc đầu, nói ra, không, không. Thế mà, vào lúc này, cái kia trong đình viện, không biết lúc nào nhiều hai người. Một nam một nữ, nam xem ra mới 18 tuổi, nữ ung dung cao quý, khí chất xuất chúng, xem ra chừng 30 tuổi. 18 tuổi thiếu niên mặc lấy đơn giản áo khoác màu đen hắn tuy nhiên bộ dạng non nớt, nhưng là ánh mắt chi lại có loại như vực sâu nhạc thâm trầm. Các ngươi là ai? Lâm Hoài vỗ quay người nhìn đến thiếu niên cùng nữ tử, hắn bị kinh ngạc. Hai người này xuất hiện đến cùng U Linh giống như. Nữ hài cũng nhìn về phía người đến, nàng mắt lóe qua vẻ nghi hoặc. Người đến tự nhiên là La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Nàng là nữ nhi của ta, La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Cho dù gặp lại nên không biết, nước mắt đầy mặt. La Quân nhìn đến nữ hài bị khi phụ, thấy được nàng sống được cầu thả gian khổ, hắn cho dù kiên cường như sắt, giờ phút này lại cũng không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Trầm mặc nùng gật gật đầu, nói ra, vâng, nàng ánh mắt lóe qua một tia giấy rụa cùng phức tạp. La Quân cảm thấy chỗ đó có chút không đúng, nhưng cụ thể, hắn không hợp ý nhau. Hắn đi hướng nữ hài, nữ hài thì sợ hãi nhìn về phía La Quân. Lâm Hoài vô ở một bên lại là mặc kệ, con mẹ nó người ai vậy? có ai không tại cái này tòa nhà nhà cũ bên trong có thể có không ít cao thủ thủ hộ trong chớp mắt bóng người chớp động một giây sau bốn tên giống như u linh áo đen lão giả như thiểm điện lấp lóe đến lâm hoài vũ trước mặt bọn họ ngăn trở la quân đường đi lăn đi la quân hai mắt huyết hồng cái này một cái chớp mắt sát khí tỏa ra bốn tên lão giả bị kinh ngạc bọn họ cũng không nhiều lời lập tức xuất thủ bốn tên áo đen lão giả toàn bộ đều là đi qua quang minh giáo đỉnh sinh mệnh chi nguyên tăng lên, chân khí lợi hại vô cùng, tu vi càng là đến kim đan đỉnh phong chi cảnh. Cái này bốn tên lão giả phối hợp cực ăn ý, danh xương áo đen tứ sát, theo thứ tự là huyết sát, hận rất, độc sát, ma sát. Huyết sát am hiểu huyết hồn chân khí chi thuật, như ảo tưởng như thật, giết người vô hình. Hận rất chính là có vô cùng oán khí, chân khí ăn mòn hàn cốt. Độc sát, chính là là chân khí cùng cổ độc kết hợp, càng là khủng bố. Ma sát thì là mê hoặc lòng người phách. Bốn người này là hồng tú liên dùng sức bồi dưỡng được đến, tứ sát tồn tại, chính là nàng tường đồng vách sát. Thậm chí có thể nói, tứ sát là chuẩn bị tốt, tới đối phó La Quân. Hồng Tú Liên biết La Quân có khả năng hội ngóc đầu trở lại. Lúc trước chống trời thiếu niên từ trên trời giáng xuống, cho nàng cả đời khủng bố cùng bóng mờ. Nàng còn sống, là vì chờ đợi La Quân, nàng muốn nhục nhã La Quân, nàng nhục nhã la quân nữ nhi là một loại biến thái giống như trả thù, thế mà, chỉ có tránh thức đánh bại la quân, nội tâm của nàng mới có thể tránh thức cảm thấy thỏa mãn, đời này mới có thể không tiếc. Áo đen tứ sát trong nháy mắt đem la quân vây quanh ở ở giữa, bọn họ đồng loạt ra tay. La quân là bi phấn, hắn nhìn đến nữ nhi ở chỗ này nhận hết khi dễ, hắn thống hận hồng tú liên, đau hơn hận chính mình. Tiểu thuyết giờ phút này, lòng hắn giết hại đã không cách nào ức chế, hắn muốn giết giết sạch hết thảy nhưng là hắn rất nhanh lại chuyển biến tâm tư cho dù là lại nổi giận hắn cũng không muốn để nữ nhi nhìn thấy giết hại máu tươi áo đen tứ sát đồng loạt ra tay trong nháy mắt cuồng phong bạo vũ cái kia huyết sát cuồng hít một hơi trong bụng lập tức như con cóc trống kêu đồng dạng sau đó hắn cuồng phún ra một miệng sắc bén chân khí khẩu này chân khí chứa huyết sát chi lực hóa thành vô số miệng huyết sát thần châm hướng la quân chán kích xạ mà đến. Đồng thời, độc sát lăng không nhất trưởng cũng đánh giết hướng la quân. Hắn trưởng chân khí tràn ngập độc sát, tới đánh giết lời nói, độc kia rất chân khí bảnh trướng mãnh liệt, người còn không có nhiễm, liền sẽ trước có độc cảm giác. Hận rất song trưởng liên tiếp đánh giết, phát ra ô kêu thanh âm, thanh âm này khiến người ta nghe sợ nổi ra gà. Hận rất chân khí có loạn tâm trí tác dụng, mà ma sát ở một bên lại là không có xuất thủ hắn ở một bên đi thiên cương bát quái bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ áo đen tứ sát đối địch luôn luôn đều là đồng loạt ra tay tuyệt không vô lễ trầm mặc nùng ở một bên siết chặt quyền đầu nàng cũng không có tùy tiện xuất thủ mà lại nàng tu vi tuy nhiên rất không tệ nhưng là đôi áo đen tứ sát nàng tự nhận sống không qua một giây đồng hồ xem như đơn đả độc đấu trầm mặc nùng cũng đấu không lại bởi vì vì hắc y tứ sát chân khí quá cổ quái, quả thực là giết người ở vô hình. Mà bây giờ, La Quân có thể đối phó áo đen tứ sát sao? Trầm Mặc Nùng trong lòng là rất không nhất định, nàng còn muốn giữ lấy hữu dụng chi thân, nếu là La Quân bị bắt bị đánh bại, nàng còn muốn lấy tay quyền lực đến cùng Hồng Tú Liên Hòa Giải, cứ việc Trầm Mặc Nùng biết cái này rất khó, nhưng nàng lại nhất định phải làm. "Giống, ngay vào lúc này, La Quân phẫn nộ, bạo giống một tiếng." bạo giống điều kiện tiên quyết là trước hấp khí bụng trong nháy mắt trống như đại bóng cao su đón lấy một tiếng bạo giống phát ra vận chuyển chân khí có thể từ miệng phát ra đây là lớn nhất tập hợp cũng có thể theo toàn thân phía dưới trong lỗ chân lông phát ra la quân lần này là động thật giận cũng là tuyệt không nương tay vả lại cũng không có nương tay tư cách cái này áo đen tứ sát chân khí cổ quái tuyệt đối không thể khinh thường hiện đang chém giết đã vượt qua thân thể chém giết phạm vi. La quân miệng phun phun ra một miệng hùng hồn vô cùng hàn băng chân khí, khẩu này hàn băng chân khí hóa thành một miệng băng kiếm. Băng kiếm như một đạo kinh hồng chi hàn quang hướng cái kia huyết sát nơi cổ họng chém giết mà đi. Ra bất ngờ, nhanh đến để người không thể lý giải cấp độ. Cái kia huyết sát chính là tứ đại rất đứng đầu, công lực thâm hậu. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, khẩu này băng kiếm đem huyết sát đánh giết chảy máu sát thần châm toàn bộ đóng băng thành phấn vụn, đồng thời, huyết sát còn chưa kịp làm rõ ràng hết thảy, cái kia băng kiếm đã bắn thủng hắn vị trí hiểm yếu. Nhưng là, huyết sát cũng không có phun máu đi ra. Đầu hắn trong nháy mắt bị đá lạnh đông thành tượng băng. Huyết sát đứng thẳng địa phương, bị chê ti không có dấu hiệu nào. Là quân càng mau ra hơn tay, toàn thân hắn chân khí bành trướng phồng lên, đón lấy, tay trái ngưng tụ chân khí, hàn băng chân khí tại hắn trưởng vận chuyển, chỉ một chảo. Độc kia rất phát ra độc trưởng bị hắn cho chộp vào tay. Lấy hàn băng chi khí đem độc sát độc trưởng đóng băng, đây là thần diệu chi công, cũng là la quân cường hãn biến thái mới có thể bày ra. La quân đem độc kia chân khí ngưng tụ thành một cái độc bóng, tiếp lấy trở tay nhất trưởng hướng cái kia độc sát đánh giết tới. Oanh! Độc bóng như thiên quân chi lực, ở trên không xé rách ra khủng bố sóng lửa đến. Lần này lực lượng, cường đại đến để không khí đều muốn bốc cháy lên. Độc sát không khỏi hoảng sợ, cấp tốc lui lại, một cái lại lư đả cồn, cấp tốc tránh đi. Đón lấy, hận rất xong trưởng chân khí đã công sát đến la quân bụng. La quân ngực bụng lại khẽ hấp, đoạt 10% giây dừng lại công phu, quả nhiên là để hận rất trưởng lực kém một ly. Cao thủ quyết đấu, sai một ly đi nhìn rằng. Là cái này một ly, la quân ngực bụng cổ động, tiếp lấy bắn ngược mà ra toàn thân hắn chân khí hùng hậu tuyệt luân, cái này bắn ra, chân khí theo lỗ chân lông bộc phát mà ra, trực tiếp đem hận rất chân khí trưởng lực toàn bộ chém giết thành phấn vụn. Ma sát ở một bên du tẩu, lúc này thời điểm bắt chuẩn cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Hỏng bét, trầm mặc nùng nhìn thấy ma sát xuất thủ, không khỏi hoảng sợ. Nàng nhìn thấy ma sát chân khí vô cùng cổ quái, trong khoảnh khắc đó, thế mà ngưng tụ ra một cái giả ma sát. Ngoại nhân thấy không rõ lắm, bởi vì ma sát quá nhanh. Mà ở bên trong La Quân, hắn căn bản không kịp phân biệt thật giả. Vô ý thức hội công giết giả ma sát, cái kia giả ma sát là một miệng cường đại chân khí ngưng tụ mà thành. Chuyện này ma sát hung mãnh công sát hướng La Quân, khí thế vô cùng sắc bén, nhưng đây đều là giả tượng. La Quân trực tiếp nhất trưởng lăng không đánh giết hướng giả ma sát. Ầm, um, giả ma sát trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, sau cùng hóa thành hư vô. Nhưng lúc này chân ma rất lại xuất hiện sau lưng la quân hắn mặt lóe qua một vệt nhe răng cười chi sắc tay xuất hiện một miệng bạch cốt kiếm một kiếm hướng la quân đầu đâm giết đi qua la quân đầu liền bị đâm trầm mặc nùng tại nguy cơ chi nhìn đến bóng người lấp lóe càng tại nhìn thoáng qua trông thấy la quân đầu bị đâm không trầm mặc nùng nhất thời lệ rơi đầy mặt nhưng vào lúc này ma sát cũng phát hiện không đúng hắn một kiếm đâm vào đi lúc phát hiện không đúng Trước mắt La Quân, cũng là giả. Thật là Quân xuất hiện sau lưng ma sát. La Quân ánh mắt lạnh lùng, một trường vỗ tại ma sát đầu. Ma sát đầu lập tức đá lạnh đông thành tượng băng, cả người cấp tốc tử vong. Trong chấp nhoáng này biến hóa là cực nhanh. Chân khí biến hóa, chính là cao thâm mà chắc chân khí thần công. Nhưng cái này không thể gạt được La Quân. La Quân bố cục giữa thiên địa, bốn phía hết thảy khí tràng biến hóa đều không thể gạt được hắn cảm giác cùng thần niệm ma sát ở một bên du khi đi là tại làm biến hóa chuẩn bị cái gì gọi là biến hóa tựa như một người đem một cái bóng ném ra đi nhưng lực đạo nắm chắc tốt bóng còn có thể trở lại trong tay như có người khạc khói vòng có thể phun ra hình người đến ma sát chân khí biến hóa là muốn đem hình thần toàn bộ dùng chân khí ngưng tụ ra ra bất ngờ công không phòng bị hắn còn cần còn lại tam sát phối hợp che giấu tai mắt người hắn một chiêu này là phối hợp với sử dụng chính là có điêu luyện sắc xảo chi thần hiệu. Đáng tiếc, hắn cần như thế tốn sức biến hóa, là quân lại là trong nháy mắt hóa hình ra tới. Chân khí phồng lên, toàn thân phía dưới bộc phát mà ra. Người khác cấp tốc đi ra, chân khí ở trên không lưu lại một người hình bộ dáng tới. Một chiêu này, là quân di hình hoán ảnh, lấy khí biến hóa, chính là là chân chính tuyệt đỉnh tông sư mới làm được. Là quân nếu không phải muốn ở trước mặt con gái có chỗ cố kỵ, sớm đem mấy tên này đầu đánh thành thịt vụn lần này biến hóa để cái kia trầm mặc nùng vui mừng không thôi hắn thật trở về thật trở về vẫn là giống như trước đây đánh đâu thắng đó không người có thể thắng trầm mặc nùng vui sướng không thôi mà sau cùng độc sát cùng hận rất cái này thời điểm đã lạnh gan bọn họ không ngừng lui về phía sau lại là cũng không dám nữa ngăn cản la quân cái kia lâm hoài vỗ quay người muốn chạy la quần chỗ đó làm cho hắn đi La Quân bấm tay ở trên không trước một chảo, chân khí ngưng tụ ra một hạt băng đạn, tiếp lấy cong ngón búng ra, cái này băng đạn lập tức bắn Lâm Hoài Vũ đầu gối. Lâm Hoài Vũ kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất. Nữ hài nhi kia nhìn trước mắt hết thảy biến hóa, lại là đã ngây ra như phỗng. La Quân rốt cục thuận lợi đi vào nữ hài trước mặt, nữ hài nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt tràn ngập e ngại. La Quân muốn thân thủ, nữ hài cấp tốc lui về phía sau là quần tâm chua chua hắn muốn đem nữ nhi ôm vào hoài nhưng đừng sợ là quần ánh mắt ôn nhu hắn nhìn về phía nữ hài nói ra tiểu nặc theo thời điểm này không ai có thể lại khi dễ ngươi ngươi là ai nữ hài sợ hãi hỏi làm sao ngươi biết tên của ta là quần nói ra ta hắn luôn cảm thấy mình bây giờ nói đến cũng không thể để nàng thủ tín hắn hít sâu một hơi nói ra ta là tới cứu ngươi đi Chờ chúng ta rời đi nơi này về sau, ta sẽ đem hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho ngươi, được không? Không, ta không dùng ngươi cứu." Nữ hài lắc đầu, nàng nói ra, "Ta phục tùng vì tùng lão thái quân, ta là lão thái quân nha đầu." "Ngươi không phải, ngươi là bất luận kẻ nào nha đầu, ngươi cũng là cha mẹ ngươi tâm thịt, ngươi bọn họ cũng cao hơn quý." "Về sau, ngươi là ai đều không cần phục thị, ai cũng không thể cao ngươi nhất đẳng." La Quân kích động nói ra ta không biết ngươi đang nói cái gì ta phụ mẫu đã sớm không tại nữ hải tiếp tục lui lại theo sau đó xoay người muốn chạy hướng hồng tú liên trong phòng đi la quân hít sâu một hơi thân hình hắn lóe lên ngăn ở nữ hải trước mặt đón lấy hắn không đợi nữ hải nói chuyện liền dùng thủ pháp đặc biệt tại nữ hải cái cổ một nhấn nữ hải nhi này lập tức mắt tối sầm lại ngất đi la quân đem nữ hải ôm sau đó đối sau lưng trầm mặc nùng ngoắc Trầm Mặc Nùng lập tức đi tới. "Chiếu cố tốt nàng, hắn sao cho ta?" La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói ra, "Tốt." Nàng đem nữ hài tiếp nhận, cũng kéo. La Quân tiếp lấy đi vào Lâm Hoài Vũ trước mặt. Lâm Hoài Vũ hoảng sợ nhìn về phía La Quân. "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không, ta tổ nãi nãi?" Lâm Hoài Vũ âm thanh run rẩy không thôi. Hắn đã lớn như vậy, chưa bao giờ có một khắc giống trước mắt như vậy sợ hãi, sợ hãi. La Quân nhạt đóng băng xem Lâm Hoài Vũ, hắn theo rồi nói ra, ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi có thể nhìn nữ nhi của ta, là nàng Vinh Hạnh, đúng hay không? Nàng là con gái của ngươi, ngươi lầm không có. Lâm Hoài Vũ giống nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn La Quân, ngươi mới bao nhiêu lớn, nàng ngươi còn lớn hơn có được hay không? Lâm Hoài Vũ cảm thấy mình quả thực là gặp phải người điên cái này không trọng yếu người biết không la quân nhẹ nói nói kia cái gì mới trọng yếu lâm hoài vũ không kiên nhẫn la quân bắt lấy lâm hoài vỗ tay đột nhiên xinh xinh đem hắn một ngón tay hướng phương hướng ngược bẻ gãy khớp xương phát ra đứt gãy lúc giòn vang lâm hoài vũ lần nữa hét thảm lên im miệng la quân lại một bà tai vung đi qua lâm hoài vũ nhất thời nửa bên mặt trứng xương đỏ lên hắn mộng bức hắn hoảng sợ nhìn về phía la quân Trọng yếu là, ta nói cái gì, người nghe cái gì. Ta muốn người trả lời cái gì, người trả lời cái gì, biết không? La quân từng chữ, lạnh lùng nói ra. Lâm Hoài vũ đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Độc kia rất cùng hận rất ở một bên lòng có e ngại, hai người này im lặng biến mất tại cảnh ban đêm chi. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn đi tìm Hồng Tú Liên. Nhưng là La Quân nhưng cũng không ngăn cản. Trả lời ta lời nói, ngươi có phải hay không nói, nữ nhi của ta có thể bị ngươi nhìn, là ngươi vinh hạnh. La quân hỏi, là, là miệng ta tiện, ngươi, tha ta đi, lâm hoài vũ thật sự là sợ hãi đến không được, sau cùng thế mà hoa hoa khóc lớn lên, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Gia hỏa này, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, quả thực là không có gì cốt khí. La quân gật gật đầu, nói ra, tốt, tốt. Cái kia ta hôm nay nói cho ngươi, người dám chọc nữ nhi của ta không cao hứng, đây là người cả một đời làm sai lầm nhất một việc. Người biết ta sẽ làm sao đối ngươi sao? Không muốn, Lâm Hoài Vũ phàn nàn nói. Ta sẽ móc xuống người trong mắt, ta sẽ đưa người hai tay hai chân toàn bộ phế bỏ, từ nay về sau, người đều hội vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối, không thể động đậy. Đây là người gây nữ nhi của ta không cao hứng xuống chàng. La Quân từng chữ nói ra hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như hận qua một người. Cho nên, La Quân cũng thể hiện ra lớn nhất tàn nhẫn. Đối một người tàn nhẫn nhất là cái gì? Không là tử vong, mà chính là để hắn triệt để tuyệt vọng, nhưng lại không cho hắn chết đi máy sẽ. Không muốn, không muốn, ta cầu ngươi, ta sai, Lâm Hoài Vũ nghe sợ nổi da gà. Liền cũng tại lúc này, bên kia hành lang chỗ chuyển đến tiếng bước chân. Hồng Tú liên mặc lấy màu đỏ túi y, chống lão đầu quải trưởng tại độc sát cùng hận rất nâng đỡ chậm rãi đi tới hồng tú liên biểu lộ đạm mạc giống hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng nàng nhìn như đi rất chậm nhưng lại nhanh chóng đi vào la quân hòa lâm hoài vũ trước mặt tổ nãi nãi cứu ta cứu ta a à. lâm hoài vũ khóc tang hô to hắn giống như là nhìn thấy cứu thế chủ đồng dạng la quân cũng đứng lên hắn một chân dẫm tại lâm hoài vũ lồng ngực hồng tú liên la quân nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng nói ra chúng ta lại gặp mặt lại gặp mặt hồng tú liên mắt lóe qua một vệt hàn quang ngươi là ngươi không phải đã đoán được sao la quân cười lạnh một tiếng hồng tú liên nói ra ngươi quả nhiên là la quân cái kia tiểu xúc sinh la quân mắt lóe qua một vệt hàn ý nói ra lúc trước ta là ngươi ác mộng sau này ta càng biết là ngươi ác mộng một tiếng này tiểu xúc sinh ta cho ngươi ghi lấy ha 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 Hồng Tú Liên chợt cười to lên, tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng giờ này ngày này còn lúc trước sao? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Hồng Tú Liên, vô luận là trước kia còn là hiện tại, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, ta cũng sẽ là người vĩnh viễn ác mộng, khắc tinh. Nói khoác mà không biết ngượng, Hồng Tú Liên cười lạnh một tiếng. La Quân cười một tiếng, nói ra, thật sao? Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại đánh cược. Vừa mới ta nói muốn đoạn người chắt chai hai tay hai chân, người nói ngươi là không có thể ngăn cản. Lão thân chắc trai muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn bất quá là bất tranh khí một cái. Hắn chê ti sống, cùng lão thân có quan hệ gì, hồng tú liên chẳng hề để ý, nàng đón đến, lại cười lạnh, nói ra, có điều, người tiểu xúc sinh này đã trở về, như vậy, người vẫn là phải biết, lão thân đến cùng chuẩn bị cho người cái gì đại lễ. Người cho rằng, người có thể nắm giữ quyền chủ động sao? Người cho rằng, ngươi có thể cứu đi con gái của ngươi sao? Bao quát cha mẹ ngươi, đều tại lão thân tay, con gái của ngươi sống 20 năm, cho lão thân quỳ làm 13 năm nô tỳ. Hiện tại, trong cơ thể nàng còn có lão thân cho nàng gieo xuống cắn âm cổ. Lão thân chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất động, nàng hội lập tức chế ti. Ngươi nếu là dám động lão thân cái này bất tranh khí chắt chai một cọng tóc gáy, lão thân lập tức để con gái của ngươi thất khiếu chảy máu mà chế ti. Tin tức này nói ra, trầm mặc nùng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Nàng cảm giác được không khó giải quyết. Nhưng là, là quần mặt lại không có biến hóa chút nào. Hắn đạm mặc nhìn về phía Hồng Tú Liên, sau đó nói, nói xong. Hồng Tú Liên nói ra, như thế nào? Là quần nói ra, ngươi cho rằng, ngươi những thủ đoạn này có thể làm cho ta phong cách. Hồng Tú Liên cười lạnh liên tục, nói ra, mặc cho ngươi ngụy trang đến lại chấn định, nhưng ngươi lại không gạt được lão thân pháp nhãn. La quân đột nhiên dưới chân nhất động, một chút đem lâm hoài vũ xương đùi cho dẫm thành phấn vụn. Lâm hoài vũ nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, tiếng kêu thảm kia, vang vọng bầu trời đêm. Ai nha, không cẩn thận, dẫm. La quân hướng hồng tú liên mỉm cười, nói ra, ta đã động, ngươi nhưng muốn tuần giữ uy tín nha. Ngươi, ta cái gì ta, hồng tú liên, ngươi cái này lão yêu bà uổng sống nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng, ngươi có thể lừa qua ta. La quân cười lạnh, nói ra, người bất quá là một con chó mà thôi, nữ nhi của ta tức thời tánh mạng thụ mang, cũng sẽ không thụ mang tại tay ngươi. Trọng yếu như vậy quân cờ, người chỗ đó có tư cách trưởng khống. Hồng Tú liên sắc mặt âm trầm không, nàng nói ra, tốt, tốt, người quả nhiên thông minh. Trầm mặc nùng ôm nữ hài nhi kia, nàng nghe vậy không khỏi thở phào một hơi. Nàng vốn là coi là, bởi vì hứa một lời bị khống chế, cục này lâm vào từ cục. Nhưng lại không nghĩ rằng, La Quân ở thời điểm này đầu não vẫn là như thế thanh tịnh. La Quân mãi mãi cũng là La Quân, hắn là cái kia vĩnh viễn lóa mắt trống trời thiếu niên. La Quân nhìn về phía Hồng Tú Liên, hắn nói ra: đã ta trở về, tất cả thiếu nợ hôm nay đều phải trả. Hồng Tú Liên, ta phải thừa nhận, lúc trước ta phạm sai lầm, ta cần phải sớm đem bọn ngươi lâm ra chém tận giết tuyệt. Hồng Tú Liên nói ra: người cho rằng người có thể? La Quân nói ra ta có thể hay không, người lập tức sẽ biết. Hắn đón đến, còn nói thêm, lúc trước, chúng ta lưu người nhất mệnh, người lại lấy oán báo ân. Các người mắc phải sai lầm, chúng ta sao lại tái phạm? Hồng Tú Liên nói ra. Là Quân nói ra, lần này, ta muốn người lâm ra cả nhà chôn cùng. Hồng Tú Liên cười lạnh một tiếng, nói, động thủ đi, lão thân hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, người tiểu xúc sinh này đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, dám khoa trương phía dưới dạng này cửa biển. Còn có, cha mẹ ngươi thế nhưng là tại tay ta, đây chính là vì ngươi giữ lấy. Giết ngươi, ta tự sẽ cứu bọn họ đi ra, La Quân căn bản không nhận uy. Đây là La Quân. Đến La Quân bực này tu vi, thế gian đã có rất ít có thể uy được hắn đồ, vật. Cái gì mỗi lần bị uy, võ lâm cao thủ hội bó tay cầm, sau đó bị ngược. Vậy cũng là não tàn phim truyền hình mới có thể diễn xuất đến nội dung cốt truyện. La Quân tiến lên trước một bước, độc kia rất cùng hận rất nhìn về phía Hồng Tú Liên. Độc sát nói ra, Lão Thái Quân, chúng ta đã thông báo người bên kia, lúc này, chúng ta cùng ngài cùng tiến thối. Không cần đến, Hồng Tú Liên lạnh hừ một tiếng, nói ra, Lão Thân sao lại sợ tiểu xúc sinh này, vì hôm nay, Lão Thân đã nghỉ ngơi dưỡng sức hơn 20 năm. Thân thể già nua về sau, bình thường cơ năng đều sẽ dần dần thoái hóa. Cái gọi là quyền sợ trẻ chung là đạo lý này. Đây cũng là thiên đạo tuần hoàn. Nhưng Hồng Tú Liên lại là khác biệt, bởi vì Hồng Tú Liên tập luyện chân khí, thêm nàng một mực đem toàn thân hạ cơ có thể đều cấp dưỡng ở. Như ngủ đông một dạng. Thêm quang minh giáo đình sinh mệnh chi nguyên, bây giờ Hồng Tú Liên chiến đấu lực thủy chung đều là tại đỉnh phong trạng thái. Vị này lão thái thái theo quốc gia bấp binh bắt đầu đã tồn tại. Một đường đi tới, kinh lịch vô số mưa gió được chứng kiến vô số người chuyện lạ, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cũng từng giết vô số cao thủ nhân vật. Nàng Long đầu quải trượng là nàng cả đời quyền uy biểu tượng. Nàng ngang dọc cả đời, sau cùng lại làm cho một thiếu niên cho chiếm cứ nàng tuổi già ám ảnh trong lòng. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tại cái kia dạng một cái ban đêm, cái kia chống trời thiếu niên xuất hiện, dùng siêu tuyệt khủng bố tu vi đem nàng tất cả hùng tâm tráng trí toàn bộ đánh thành phấn vụn. Đời này, nếu không thể đánh bại thiếu niên kia, nàng nhân sinh mãi mãi cũng không biết viên mãn. Hồng Tú Liên chống quải trượng, vốn là còng lưng, nhưng giờ phút này, nàng lại ngồi thẳng lên. Nàng thẳng tắp như cọc tiêu một dạng. Vị này lão thái thái, xưa nay xem ra tuổi già sức yếu, hấp hối, tựa hồ một trận gió nhi đều có thể đem thổi ngã. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia lại là 10 phần sai. Hồng Tú Liên thân thể phóng xuất ra một cỗ cường đại hoảng sợ khí tức đến giống tại cái này trong đình viện tất cả mọi thứ đều chẳng qua là tùy tùng là bài trí mà hắn mới là tuyệt đối nhân vật chính trầm mặc nùng ở một bên nàng mắt lóe qua thật sâu vẻ kiên rè nàng vẫn luôn biết hồng tú liên khó đối phó nhưng là không nghĩ tới lão thái bà này vẫn là như vậy cường đại như vậy la quân tùy ý đứng đấy hắn buông ra lâm hoài vũ nhưng lâm hoài vũ cũng đã bất lực đào tẩu la quân trước khi đi mấy bước đứng tại Hồng Tú Liên đối diện 3 mét chỗ. Hai người đứng đối mặt nhau. Hồng Tú Liên, ta lại cho ngươi cơ hội tu mấy chục năm. Hôm nay ta đến xem, ngươi đến cùng lớn lên vào bao nhiêu. La Quân cười lạnh nói. Ngươi sẽ thấy, Hồng Tú Liên cắn răng. Nàng mắt lóe qua ánh mắt oán độc. La Quân cũng không dài dòng, hắn hét lớn một tiếng, nói, tiếp chiêu. Cái kia một cái chớp mắt, một đạo lạnh ảnh đột nhiên hướng Hồng Tú Liên xông tới giết nhanh như thiểm điện, khí thế sắc bén, nhưng là hồng tú liên mắt sáng như đuốc, lại là thấy rõ ràng. Công giết tới bất quá là cái hư ảnh, chính là là chân khí biến hóa công phu. Hồng tú liên không dám khinh thường, nàng lui về phía sau một bước, cổ vũ sĩ khí, phun ra. Nhất thời, một đạo xích viêm chân khí hình thành kiếm khí, chảm giết ra ngoài, trong nháy mắt đem cái kia hư ảnh chém giết thành phấn vụn. Là quân chân khí biến hóa công sát một nửa, Tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, cái kia bị đánh giết thành phấn vụn chân khí cấp tốc ngưng tụ. Ngưng tụ thành một đạo hàn băng chi kiếm hướng Hồng Tú Liên vị trí hiểm yếu chảm giết tới. Ngươi, Hồng Tú Liên con người phóng đại, không nghĩ tới là quân chân khí lại có thể khống chế tỉ mỉ đến nước này. Tàn mất về sau, còn có thể đoàn tụ. Thiếu niên này, đến cùng phải hay không người? Hồng Tú Liên tay lòng đầu quả trượng phủ đầu dựng lên, liền ngăn trở hàn băng chi kiếm. Đãng một tiếng tiếng sắt thép va chạm nặng nề không, tia lửa kích bắn ra. Hồng Tú Liên cũng làm thực sự, một chút ngăn trở la quân hàn băng chi kiếm, nàng đứng tại chỗ, vững như bàn thạch. Liên cũng tại lúc này, la quân thân hình lóe lên, đã đoạt giết tới. Hồng Tú Liên sớm có phòng bị, nàng đem lòng đầu quải trượng lại bãi xuống, cái kia quải trượng mũi nhọn hướng la quân trái tim hung hăng đánh giết tới. Lòng đầu quải trượng như phi nhanh mũi tên hướng la quân hung hăng từng đánh chê thi đến, cái kia mũi nhọn lực lượng đủ đem một mét dày sắt đá xuyên thùng. Nhưng là la quân lại chỉ là đại thủ cào thành một cái ướt ức quyền, bỗng nhiên một chảo, đem cái kia mũi nhọn chộp vào tay. Hồng Tú liên lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt đó, nàng chất chứa tại long đầu quải trượng bên trong long hình chân khí bộc phát ra. Nàng lần này có niềm tin cực lớn. Nàng đem lần này chiến đấu đã trong đầu diễn thử qua vô số lần. Nhưng là, tại nàng long hình chân khí bạo phát đi ra thời điểm, là quân hàn băng chân khí cũng bạo phát đi ra. Là quân bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ kinh khủng cự đại hàn băng chân khí sôi trào mãnh liệt mà đến, thế mà đem Hồng Tú Liên tất cả chân khí bước cho trở về. Hồng Tú Liên không chịu nổi, liên tiếp lui ra ba bước, cái này mới miễn cưỡng đứng vững cước bộ. Là quân cũng không có nóng lòng tiến công, hắn giữ tợn cười một tiếng, nói ra, đã nhiều năm như vậy, xem ra người tiến bộ vẫn là không lớn a hồng tú liên mắt lóe qua vẻ sợ hãi cái này ác mộng mãi mãi cũng là ác mộng chẳng lẽ hắn thật sự là không thể vượt qua đại sơn hắn mới bao lớn tuổi tác vì cái gì chính mình như lúc này khổ nhưng vẫn là xa kém xa hắn hồng tú liên cho tới nay xuôi gió xuôi nước cũng tự nhận chính mình chính là thiên phú dị bẩm nàng rõ ràng đã là cùng thế hệ người nổi bật nhưng là trầm mặc nùng ở một bên nhìn vui mừng không thôi la quân là hồng tú liên ác mộng hồng tú liên làm sao không là trầm mặc nùng ác mộng a à? lúc này la quân trạng thái nhẹ nhóm hắn tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước hồng tú liên nhịn không được lui lại một bước chờ một chút hồng tú liên mở miệng la quân nói ra thế nào ngươi yêu cầu tha cho hồng tú liên nói ra lão thân có thể thả cha mẹ ngươi hiện tại thả há thật sao la quân nói ra hồng tú liên nói ra ngươi cho lão thân ba ngày thời gian, ba ngày sau đó, lão thân cùng ngươi tái chiến. Sợ là ngươi muốn đi liên lạc ngươi chủ tử A, trầm mặc nùng ở một bên lạnh lùng nói ra. Hồng Tú Liên nói ra, ba ngày sau, lão thân nhất định thủ ước cùng ngươi công bình nhất chiến, như có nuốt lời, nguyện bị trời đánh ngũ lôi. Được, là Quân nói ra, lời thế ngươi, bất quá là cái đau răng chú A. Ngươi muốn ba ngày, ta có thể cho ngươi, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là, một, thả ta phụ mẫu. Hai, ngươi làm nhục nữ nhi của ta nhiều năm như vậy, ta muốn ngươi thân thủ giết ngươi một đứa con trai. Lâm chiến thiên đi, ba, cho ta dập đầu, đập đủ ba cái khấu đầu, đầu rơi máu chảy. Nếu như ngươi mặc kệ, ta hiện tại giết ngươi, ta không tin, giết ngươi ta cứu không ra ta phụ mẫu. Ngươi, Hồng Tú Liên giận dữ. Là Quân nói ra, đây bất quá là mới bắt đầu, ta mặc kệ sau lưng ngươi là ai, ba ngày sau, chính là ta đại khai sát giới thời điểm. Ngươi làm sao đối phó từ đồ ra, ta làm sao đối phó ngươi. Các ngươi lâm ra chắc trai bối phận, cũng muốn toàn bộ đi làm nô tỳ, nhận hết thế gian cực hạn khổ sở. Ngươi đã dám làm, ta làm sao có thể không cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên đạo có luân hồi đâu. Hồng Tú Liên nói ra, ngươi khinh người quá đáng. La Quân nói ra, ngươi lại muốn cùng ta rông dài đi xuống, không phải đơn giản như vậy điều kiện. Tốt, Lão thân đáp ứng ngươi, Hồng Tú Liên quả nhiên là có quyết đoán, thế mà rất nhanh đáp ứng. Sau đó, Hồng Tú Liên để độc sát liên hệ Lâm Chiến Thiên. Đón lấy, Hồng Tú Liên cho La Quân Quỷ đi xuống, dập đầu ba cái, quả nhiên là đập đến đầu rơi máu chảy. La Quân ánh mắt đạm mạc, một chân đá đi, đem Hồng Tú Liên đá ngã xuống đất. Hồng Tú Liên thế mà cũng là không có tránh né. Tại cái này một cái chớp mắt, trầm mặc nùng lệ nóng doanh tròng chỗ có nhận đến khuất nhục, tại thời khắc này tựa hồ cũng đạt được phóng thích. Mà về sau, Lâm Chiến Thiên mang 10 tên áo đen thủ hạ, cũng áp tải Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp tới. Trần Thiên Nhai Hòa Lâm xinh đẹp bị giam vài chục năm, nhưng cũng còn tốt, bọn họ lẫn nhau ở giữa sống nương tựa lẫn nhau, tinh thần cũng không có quá mức đổi phế. Bọn họ xuất hiện tại trong đình viện lúc, nhìn đến trầm mặc nùng, nhìn đến hồng tú liên bọn người. Bọn họ cũng không nhận ra la quân. Bọn họ ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, nhưng là trầm mặc nùng ở chỗ này, bọn họ ánh mắt cuối cùng có một tia chấn động. Bọn họ, đã lão. Bây giờ, Trần Thiên Nhai đã tóc trắng xóa, Lâm Thiến cũng là hai tóc mai hoa dâm. Đồng Giai Văn cũng đã gần 60 tuổi, bọn họ nhưng đều là hơn 70 tuổi lão nhân gia. Bọn họ ánh mắt cũng không hiệu nghiệp, lỗ tai cũng không dễ dùng lắm. Trần Thiên Nhai đều đã có rất nhỏ người già si ngốc. Là quần hai mắt chua sót, hắn nhắm mắt, quay lưng đi. Hắn không biết muốn như thế nào đến bình phục tâm tình. Hắn thậm chí đi hận cái kia tối tăm chi ông trời, hận cái kia tối tăm chi mệnh vận. Các ngươi muốn ta la quân làm, ta đều làm. Nhưng vì cái gì, các ngươi muốn đối xử với ta như thế chí thân. La quân sau đó hít sâu một hơi, đi vào Trần Thiên Nhai phu thê trước mặt. Cha, mẹ, ta trở về. Ta là La quân, nhi tử bất hiếu. Hắn quỳ đi xuống la quân cái kia lâm chiến thiên bị kinh ngạc hắn đã đến hồng tú liên bên người hắn nhìn đến hồng tú liên tình huống liền biết không ổn trần bá bá lâm a di trầm mặc nùng ôm nữ hải đến trước mặt hai người đây là hứa một lời mà hắn là la quân hắn là la quân cái này làm sao có thể lâm thiến âm thanh run rẩy lên nàng kích động lên trần thiên nhai ngốc ngẩn ngơ ánh mắt của hắn có vẻ hơi mờ mịt nhưng là rất nhanh hắn cũng kích động lên. Mẹ, thật sự là ta, ta là người nhi tử A. Là quân đứng dậy, ôm ấp ở lâm thiến, ta chỉ là mượn nhờ hắn thân thể người trở về, bởi vì ta thân thể đã không có. Ta xem lại các ngươi chịu khổ, ta là tới cứu các ngươi. Hai tử của ta, lâm thiến nước mắt chảy ra tới. Trần Thiên Nhai ở một bên, hắn mắt chảy ra đục ngầu nước mắt, hắn lại là nhìn về phía trầm mặc nùng hoài nữ hài. Là ta hứa một lời tiểu cháu ngoan, đều lớn như vậy sao? Trần Thiên Nhai nước mắt tuôn đầy mặt. Mà ở thời điểm này, bên kia truyền đến kêu đau một tiếng. Hồng Tú liên ra bất ngờ, nhất trưởng đánh giết tại Lâm Chiến Thiên đầu. Lâm Chiến Thiên thất khiếu chảy máu, đều không có giấy ruộng, tại chỗ tử vong. Cái kia theo tới 10 tên áo đen thủ hạ không khỏi ngốc, bọn họ không làm rõ ràng được trước mắt tình huống. Hồng Tú liên ánh mắt lạnh lùng, lại là không để ý đây hết thảy già mà không chết ti là vì tặc. Hồng Tú Liên đã từng cũng là hiền lành mẫu thân, nhưng nàng bây giờ đã sống đến số tuổi này, tại nàng tâm, dần dần chỉ có chính mình. Nàng đến càng thật cao hơn độ, kiến thức đến sinh mệnh chân lý, sau đó tất cả thân tình, chờ một chút cảm tình cũng bắt đầu thoái hóa. Một người, đến quyền lực chỗ cao, cũng sẽ đạm mạc thân tình. Mà Hồng Tú Liên là đến lực lượng chỗ cao, mà lại nàng cũng đến số tuổi này. Nàng bắt đầu cảm giác được, Tại thời gian trường Hà Chi, hết thảy đều là giả, chỉ có chính mình còn sống mới là thật. Cho nên, nàng giết Lâm Chiến Thiên cũng không có rất dễ dụa. Về sau, là quân bọn người rời đi. Đều trầm mặc nùng xe. Trước khi rời đi, là quân đoạn Lâm Hoài Vũ hai tay hai chân, đào hắn trong mắt. Hắn đã lời nói nói ra, đương nhiên là muốn nói được thì làm được. Mà tại là quân bọn người sau khi đi, Hồng Tú Liên trực tiếp để độc sát đem Lâm Hoài Vũ cho giết. Chuyện hôm nay, Hồng Tú lên đương nhiên sẽ không để truyền đi. Trở về đường, nữ hài tại Lâm Thiến trong ngực, là quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trầm mặc nùng nói ra, là quân, ba ngày nay, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Người không nên cho Hồng Tú liên ba ngày thời gian. Là quân nói ra, ta biết, nàng càng là chịu nhục, chứng minh nàng càng có nắm chắc. Bất quá, cũng không đáng kể, ta đã dám cho nàng ba ngày thời gian, ta có nắm chắc chân áp nàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, người không thể quá vô lễ a. À. La Quân nói ra, trước khi đi, người cũng nói ta vô lễ. Nhưng sự thật chứng minh, ta cũng không có vô lễ, không phải sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt a. À. Trầm Mặc Nùng đem người toàn bộ mang về quân khu đại viện, cũng để cảnh vệ đến an bài bọn họ vấn đề chỗ ở. Trần Thiên Nhai phu phụ cùng Nữ Hải Nhi kia cùng một chỗ chiếu cố. La Quân cũng ở một bên bồi tiếp. La Quân Thủy Trung đều ở giường nhìn đằng trước lấy nữ hải nhi kia, hắn không nói một lời, người nào cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trầm Mặc Nùng đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau, liền nói với La Quân: Ta ở tại nơi này sát phách, có vấn đề ngươi tìm đến ta. La Quân gật đầu. Trầm Mặc Nùng rất mau trở lại đến gian phòng của mình, trong phòng kia là hắc ám. Trầm Mặc Nùng tiến đến thời điểm, liền cảm giác được bên trong có người. Trầm mặc nùng cũng không kinh ngạc, nàng đựng làm cái gì đều không phát sinh. Sau đó, nàng mở đèn lên. Đây là quân khu đại viện nhà khách, trầm mặc nùng ở chỗ này cũng có chính mình chuyên trúc phòng ngủ. Phòng ngủ rất là rộng rãi, tại ghế sofa, ngồi một tên người áo bảo trắng. Cái này người áo bảo trắng chính là quang minh giáo đình bạch y chủ giáo, bạch y chủ giáo cấp bậc rất cao. Cái này bạch y chủ giáo là cái người da trắng nam tử, thân hình cao lớn, hắn khí tức nhu hòa, nhuận vật im ắng. Người da trắng nam tử có một đôi hoàng kim đồng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng cung kính nói ra, đại nhân. Người da trắng nam tử gật gật đầu, sau đó nói, ngồi. Trầm mặc nùng tại người da trắng nam tử bên cạnh ngồi xuống. Người da trắng nam tử nói ra, nơi này, người có thể yên tâm nói chuyện, chúng ta bố trí xuống phong thủy vận chuyển trận pháp, cũng làm che đậy khí. Cái kia la quân nghe không được chúng ta trò chuyện trầm mặc nùng nhỏ khẽ thở vào một cái, nói ra, cái kia tốt. Có thể xác định, hắn là chúng ta muốn trở la quân. Người da trắng nam tử hỏi. Trầm mặc nùng nói ra, có thể xác định. Như thế nào chắc chắn chứ? Người da trắng nam tử hỏi. Trầm mặc nùng nói ra, chúng ta tra hắn lai lịch, trước đó rất phổ thông, gần như bệnh nan y, lập tức muốn chê ti. Trước đó đột nhiên khỏi hẳn, mà lại, hôm nay hắn đi lâm ra, hội hồng tú liên không tú liên đều không phải là đối thủ của hắn đời này trẻ tuổi như vậy cao minh như thế trừ la quân còn ai vào đây người da trắng nam tử nói ra ừm um, nữ hài nhi kia đã vị lâu như vậy cũng nên có tác dụng chúng ta một mực không yên lòng là la quân hắn hiện tại xuất hiện cũng tốt các loại giải quyết hắn chúng ta liền có thể gối cao không lo cái này người da trắng nam tử nói đến cực hàng ngũ lợi trầm mặc nùng nói ra không sai Đại nhân cần ta làm cái gì, cứ việc phân phó. Audio điện tử võ tấn bền. Người da trắng nam tử liền nói ra, nữ hài nhi kia là thuốc thể, ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa xuất ra một cái cùng loại bình dầu thơm nhỏ. Sau đó phun ra tại Trầm Mặc Nùng thân thể. Trầm Mặc Nùng lập tức nghe thấy được nhàn nhạt nhã hương. Đây là, Trầm Mặc Nùng hơi kinh hãi. Người da trắng nam tử nói ra, là bạch nước hoa hồng tránh thức nước hoa. Loại nước hoa này cùng thuốc kia thể hỗn hợp lại cùng nhau, sẽ hữu hiệu. Người cái này trong vòng 3 ngày, tận lực bồi tiếp hắn là. Hắn hội tại bất chi bất giác trong quá trình độc, đến lúc đó, hắn vận chuyển chân khí đến càng mạnh mẽ, độc hội càng sâu. Trầm mặc nùng nhất thời đại hỉ, nói ra, thật là diệu kế, xem ra lần này la quân là tai kiếp khó thoát. Người da trắng nam tử cười lạnh, nói ra, cứ việc, chúng ta đều biết, là quân trở về khả năng cực nhỏ. Nhưng năm đó, đi qua chúng ta cao tầng nghiên cứu, thương lượng, vẫn là quyết định lưu lại thủ đoạn, thuốc này thể nữ hài, là vì La Quân mà chuẩn bị. Hắn không trở lại là tốt nhất, nếu là trở về, cũng cho hắn có đến mà không có về. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Bội phục." Người da trắng nam tử cười nhạt một tiếng, theo rồi nói ra, "Lần này, chỉ cần ngươi giúp chúng ta xử lý La Quân." Như vậy, Trầm Mặc Nùng, từ nay về sau chúng ta giáo đình sẽ không lại đến khống chế ngươi. Thân ngươi cổ độc, chúng ta sẽ cho ngươi giải hết. Còn có, ngươi thu dưỡng cái kia bé trai, hiện tại cũng 16 tuổi. Chúng ta cũng sẽ còn cho ngươi, hết thảy, nhìn ngươi lần này phối hợp. Trầm mặc nùng vui mừng quá đỗi, nói ra, quá tốt, đa tạ đại nhân. Nên như thế nào lấy hay bỏ, trong lòng ta rất rõ ràng. Mời đại nhân cần phải yên tâm. Người da trắng nam tử nói ra, cái kia tốt trầm mặc nùng theo rồi nói ra có điều đại nhân ta còn có một ít chuyện không hiểu người da trắng nam tử nói ra sự tình gì trầm mặc nùng nói ra dậy cao thủ như mây đã là quân đã xuất hiện sao không trực tiếp tiêu diệt vì sao còn muốn như thế đại phí khổ tâm người da trắng nam tử nói ra người đây không hiểu năm đó trùng hoàng nhân vật bậc nào lại sau cùng cũng là thua ở hắn tay chúng ta sở chứng kiến chính như năm đó trùng hoàng sở chứng kiến xem ra, tựa hồ là có thể làm được, nhưng tránh thức động thủ thời điểm, sẽ có sai lầm. Lúc này chúng ta ở trong tối, là quân ở ngoài sáng, chúng ta phải tất yếu nhất kích tức. Đem tất cả sự không chắc chắn đều bài trừ rơi, đây mới là cao tầng mục quan trọng. Lúc này giải quyết, có thể tùy tiện giải quyết, là quân là giao long, giao long một khi vào biển, muốn lại đối phó hắn, cái kia khó. Trầm mặc nùng nói ra, ta minh bạch, bất quá, ta còn có một chuyện, Người da trắng nam tử khẽ nhíu mày, nói ra, còn có chuyện gì? Trầm mặc nùng nói ra, quân thần trần người nhà họ lăng. Bọn họ đều rất tốt, chỉ cần la quân chế ti, những người này đều sẽ trở về. Người da trắng nam tử nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, như thế, đa tạ. Người da trắng nam tử giống như cười mà không phải cười, nói ra, xem ra, người đối quân thần vẫn là có cảm tình. Trầm mặc nùng nghiêm mặt nói ra, quân thần Trần Lăng là ta tôn trọng tiền bối. Nhưng hắn chê ti tại chúng ta chi thủ, người há không căm hận. Người da trắng nam tử nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, chuyện cũ đã qua đi, ta đã tiếp nhận hiện thực. Người da trắng nam tử nói ra, người lời nói, ngược lại là trước sau mâu thuẫn. Trầm mặc nùng nói ra, thực cũng không mâu thuẫn, ta chẳng qua là thức thời mà thôi. Một cái là quân, cải biến không cái gì nhưng ta thực tình muốn nói có bao nhiêu ưa thích giáo đình, nói ra, đại nhân sẽ tin sao? Không tin, người da trắng nam tử nói ra, người có thể còn sống, cái này cũng thật là người thức thời biểu hiện. Trầm mặc nùng nói ra, có ta ở đây, các người mới tốt cùng lãnh đạo câu thông. Người da trắng nam tử nói ra, không sai, người có người giá trị. Trầm mặc nùng nói tiếp, đại nhân, ta có thể hay không lại mạo muội hỏi một câu. Người da trắng nam tử nói ra, người hỏi đi. Trầm mặc nùng nói ra, là quần nữ nhi, Trần Nhất Nặc đến cùng đi nơi nào. Người da trắng nam tử mắt lóe qua một vệt tinh quang, hắn nhìn về phía trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng biểu hiện được rất là thản nhiên. Người da trắng nam tử nói ra, người muốn làm cái gì? Trầm mặc nùng nói ra, không làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy la quân cũng có đáng thương chỗ. Nếu là hắn sắp muốn chê ti, ta dù sao cũng nên nói cho hắn biết một ít gì đó người da trắng nam tử nói ra người cũng không phải là không có thể thay thế cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi người muốn tâm lý nắm chắc trầm mặc nùng nói ra đúng đại nhân người da trắng nam tử nói ra sự kiện này làm không xong tự gánh lấy hậu quả hắn sau khi nói xong liền trực tiếp mở cửa mà đi thân hình lại là cực nhanh cùng ngày nửa đêm thuốc kia thể nữ hài tỉnh lại trầm mặc nùng cũng chạy tới thuốc thể nữ hài rất là kích động sau cùng tại trầm mặc nùng giải thích xuống, bao quát một hệ liệt làm chứng. Vân vân, thuốc thể nữ hài dần dần tin tưởng, trước mắt là quân là phụ thân nàng. Là quân lộ ra rất kích động, cũng rất đau lòng. Một đêm này, là quân đều không sao cả ngủ. Mà thuốc thể nữ hài hồi lâu sau, lại là ngủ thật say. Ngày thứ hai sớm, là quân thân thủ cho phụ mẫu làm điểm tâm, cũng cho thuốc thể nữ hài làm ái tâm bữa sáng. Vân vân, hết thảy đều lộ ra hòa thuận vui vẻ, tựa hồ hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng đi đến. Khí trời rất không tệ, buổi trưa 10 giờ, là quân bồi phụ thân Trần Thiên Nhai tại trong đại viện đi tới. Trần Thiên Nhai lộ ra rất trầm mặc, hắn đầu óc có lúc rất hồ đồ, có lúc lại rất thanh tình. Mà giờ khắc này, tại dưới một cây đại thụ, hắn đầu óc rất thanh tình. Ta tránh thức nhi tử, sớm tại ba mươi mấy năm trước, người lần đầu tiên tới thời điểm không có. Trần Thiên Nhai thanh âm có chút thê lương. La Quân trầm giọng nói ra, ta là hắn, hắn trí nhớ, toàn bộ đều tại ta trong đầu. Ta nhớ được ngày tại ta khi còn bé sinh bệnh lúc, nửa đêm cõng ta đi bệnh viện. Khi đó, ta sốt cao không lùi. Ngươi không phải hắn, Trần Thiên Nhai nói ra, vấn đề này, cha tấn ta hòa lâm xinh đẹp thật lâu. Con của chúng ta, là người bình thường, mà ngươi không phải. Ta, La Quân không khỏi cảm thấy đắng chát, hắn nói ra, thị thị phi phi, rất khó nói rõ ràng. Con trai của ngài là người bình thường, phụ thân ta cũng gọi Trần Thiên Nhai, nhưng hắn cũng không phải là một cái kỹ sư. Mà chính là uy trấn thiên hạ ma đế, như bây giờ quang minh giáo đình, ngài biết cái này giáo đình tại chúng ta thế giới bên trong, sau cùng làm sao sao? Trần Thiên Nhai lập tức hỏi, làm sao? Là quân nói ra, bị ngài cho thu tại dưới trướng, giáo đình giáo hoàng đều bị ngài cho giết. Trần Thiên Nhai sắc mặt nhất thời cổ quái la quân nói ra một thế này bên trong ngài biến thành người bình thường cho nên giáo đình không người ngăn chặn ngược lại như thế hung hăng ngang ngược ngài nói cho ta biết đến cùng cái gì mới là chân thực lại cái gì mới là hư huyễn ngài đến cùng là ma đế vẫn là trần thiên nhai đến cùng có hay không ma đế đến cùng có hay không ta đến cùng có hay không có nhiều như vậy hư huyễn không gian thế giới trần thiên nhai nói không ra lời hắn trầm mặc đi xuống Hồi lâu sau, Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi đã trở về, vậy ngươi nhất định muốn giúp ta làm một ít chuyện. Ngài nói, là quân cung kính không? Trần Thiên Nhai nói ra, người đại bá, hắn người nhà, rượu dai, còn có đồng đồng, còn có các nàng con gái, chỉ cần là còn sống, nhất định muốn đem bọn hắn cứu ra. Người đại bá cả đời vì nước, hắn không phải là kết cục này. Ta cái này làm đệ đệ, cũng đau lòng a. À. Là quân nói ra, ta nhất định, dốc hết toàn lực. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, nói ra, "Tốt, tốt. Ta tuổi tác lớn, có thể sống thời gian không nhiều, có thể thanh tỉnh nói chuyện cùng ngươi thời gian cũng không nhiều." La Quân nói ra, "Ngài hận ta sao?" Trần Thiên Nhai trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hắn nói ra, "Ngươi đại bá đã nói với ta, nếu như không có ngươi, có lẽ thế giới đã đại loạn. Có lẽ nhi tử ta vẫn là không sống, ta không có hận ngươi lý do. Nhưng, ta muốn nói một chút không hận, đó là giả." cho ta cảm giác là ngươi mưu sát nhi tử ta la quân thân thể chấn động hắn cảm thấy vô nan thụ cái kia hứa một lời lại là ngài cháu gái ruột la quân nói ra nàng là ngươi thân nữ nhi trần thiên nhai nói ra ta nghĩ nhi tử ta không có bản sự kia cưới được linh nhi tốt như vậy cô nương đi sau đó trần thiên nhai quay người rời đi la quân đứng ngay tại chỗ ngây người thật lâu đại khái đây mới là đẫm máu hiện thực cùng người tâm đi trần thiên nhai phu thê sẽ không đối với hắn mang ơn mà bọn họ cũng cuối cùng không phải mình tránh thức phụ mẫu cha mình là ma đế trần thiên nhai mẫu thân mình là cái kia đáng thương chế ti sớm lâm thiến la quân đứng thật lâu ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào hắn thân thể hắn mặc lấy màu đen áo khoác ra hạ thân là quần bò hắn dáng người có vẻ hơi đơn bạc lúc này thời điểm Trầm Mặc Nùng theo hắn phía sau đi tới, sau đó cùng La Quân đứng sóng vai. đang suy nghĩ gì đấy, Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân mỉm cười, theo rồi nói ra, vẩy nước hoa. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó nói, người cái này cái mũi, tiểu cầu còn linh a. La Quân cũng không để ý, nói ra, ta vô luận làm cái gì đều đền bù không bọn họ. Bọn họ, hứa một lời, Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, đúng. Còn có ta phụ mẫu. Đã từng xảy ra sự tình, người nào cũng vô lực cải biến." Trầm Mặc Nùng nói ra. Là Quân nói ra, không phải là không thể cải biến, mà chính là ông trời có để hay không cho ngươi cải biến." "Ta lần thứ nhất lúc đến, ta ngăn cản trùng hoàng âm mưu." Trầm Mặc Nùng nói ra, "cũng đúng, ngươi có hay không có thể trở lại sớm hơn một chút thời gian, dạng này ngươi đại bá sẽ không xảy ra chuyện." "Thử qua, không được." Là Quân nói ra ta có thể cảm nhận được thời gian chỉ có hiện tại một đoạn này, ta chỉ có thể hồi tới nơi này." Trầm Mặc Nùng nói ra, huyền diệu khó giải thích, chi lại, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả?" La Quân nói ra, trước mắt hết thảy phát sinh, đối tại chúng ta mà nói là thật. "Hắn muốn đến cũng không có ý nghĩa." Trầm Mặc Nùng nói ra, sâu sắc. Sau đó, La Quân nói ra, ta muốn đi nhìn hứa một lời." Trầm Mặc Nùng nói ra Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi." La Quân nói ra, "Tốt." Hai người sóng vai mà quay về, vừa đi, La Quân một bên hỏi, "Nhiều năm như vậy, ngươi một mực một người sao?" Trầm Mặc Nùng thân thể khẽ run lên, nàng suy nghĩ một chút, nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Làm sao không có tìm một cái?" "Không gặp được phù hợp." Trầm Mặc Nùng chầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cẩn thận suy nghĩ. Nàng nói tiếp, "Thật đúng là một mực không có gặp phải tâm động. La Quân nói ra, cũng thế, có thể nhập ngươi pháp nhãn quả thực không nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy ngươi trong cái thế giới kia, ta là dạng gì? La Quân nói ra, cùng ngươi bây giờ một dạng, Quốc An tổng cục người phụ trách. Mà lại, cầm giữ không có cách nào lực, thế giới Bao La bên trong, có thể chiến thắng ngươi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra ta không bằng nàng rất nhiều la quân nói ra đó là bởi vì nàng có ta trợ giúp hiện tại ta tới nơi này người cũng sẽ đến nàng độ cao thật trầm mặc nùng lộ ra rất là tâm động la quân nói ra đương nhiên là thật trầm mặc nùng nghĩ đến cái gì còn nói thêm ở bên kia ta cũng không có kết hôn sao la quân ngốc ngẩn ngơ sau đó nói đúng trầm mặc nùng nói ra ai xem ra đây là mệnh ta la quân nói ra xem ra nữ nhân quá ưu tú cũng không là một chuyện tốt, ánh mắt cao, thiếu có nam nhân có thể vào các người pháp nhãn. Trầm mặc nùng nói ra, ta cũng không muốn đem, người sống, sinh sôi đời sau không phải duy nhất thực hiện giá trị biện pháp. Ta cũng không nhìn nặng những cái kia. La Quân nói ra, người nói không sai. Hồng Tú Liên chỗ nhà cũ bên trong, phòng ngủ, Hồng Tú Liên ngồi xếp bằng, nàng nhắm mắt lại, cả người đều là một loại trạng thái nhập định. Lúc này thời điểm, cửa bị đẩy ra ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào, trước cửa thì đứng một lão giả. Hồng giáo chủ, lão giả từ tốn nói. Hồng Tú Liên mở mắt ra, nàng lập tức đứng lên, lại quỳ đi xuống, nói, thuộc hạ tham kiến Long trưởng lão. Người đến gọi là Long Cát An. Chính là quang minh giáo đình trưởng lão, tu vi thâm bất khả chắc. Hồng giáo chủ, người hướng mặt báo cáo, chúng ta đều đã biết được. Long Cát An nói là tiếng hoa, hắn nói tiếp, đến mức bên kia, chúng ta hành động đã triển khai. Nhưng là người bên này, cũng muốn toàn lực ứng phó. Chỉ cần ngươi tận lực điều động lên hắn khí huyết đến, hắn hội cách tử vong càng gần một bước. Hồng Tú Liên nói ra, thuộc hạ minh bạch, chỉ là, tiểu tử kia thực sự cổ quái, thuộc hạ đã dốc hết toàn lực, vẫn không phải đối thủ của hắn. Hôm qua cùng hắn giao thủ, ngắn ngủi hai chiêu, thuộc hạ đã kinh hồn bạt vía. Long Cát An nói ra, ngươi nếu không được, ta có thể cho ngươi an bài hắn nhân thủ. Không, trưởng lão, Hồng Tú Liên nói ra, thuộc hạ biết, mình đã ngày giờ không nhiều. Đời này nếu không thể đánh bại hắn, huyết tẩy phần này sỉ nhục, thuộc hạ chết ti không nhắm mắt. Thuộc hạ muốn, sinh mệnh bản nguyên kim thủy. Ngươi muốn bản nguyên kim thủy, Long cắt an mắt lóe qua một vệt kinh ngạc, bản nguyên kim thủy, ngươi cũng đã biết ăn là hậu quả gì. Hồng Tú Liên nói ra, thuộc hạ sao lại không biết, bản nguyên kim thủy cực chân quý, phục dụng về sau, thân thể cơ hồ vô địch, lực lượng tăng vọt gấp ba, vô cùng vô tận đồng dạng. nhưng một khi kiệt lực, qua dược hiệu, chính là đại la kim tiên cũng không thể cứu giúp. long cát an nói ra, người nếu biết hậu quả, người còn muốn? hồng tú liên nói ra, thuộc hạ không còn hắn cầu. long cát an khen ngợi gật gật đầu, nói ra, tốt tốt, hồng giáo chủ, người thế mà có thể có dạng này hướng đạo chi tâm đây là bản trưởng lão cũng không nghĩ tới. Người công lao, bản trưởng lão hội hướng giáo hoàng bệ hạ bẩm báo. Người con cháu, sẽ nhận được chúng ta hậu đái. Hồng Tú Liên nói ra, đa tạ trưởng lão. Long Cát An sau đó cầm một cái bình nhỏ dược thủy đi ra, cái kia cái bình là trong suốt, bên trong là chất lỏng màu vàng óng. Quyết chiến trước 10 phút đồng hồ ăn vào, Long Cát An nói ra, nhớ kỹ, cũng chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Thuộc hạ nhớ kỹ. Hồng Tú liên tiếp nhận cái kia kim thủy, nàng mắt có tàn nhẫn cùng kiên nghị. Nàng là đáng sợ, là độc ác, nhưng tương tự, cũng là thật đáng kính. Bởi vì nàng không chỉ có đối người khác hung ác, nàng đối với mình cũng có thể ác hơn. Cho nên nói, Hồng Tú Liên có thể lấy được hôm nay thành không phải là không có đạo lý. Đến đón lấy ba ngày nay bên trong, là quân không có làm khác sự tình, hắn là bồi tiếp nữ hải nhi kia, bồi tiếp Trần Thiên Nhai Phu Thê trầm mặc nùng cũng ở một bên bồi tiếp la quân bảo trì cảnh giác cũng hỏi qua hồng tú liên bên kia sự tình cũng nghe ngóng nhà đại bá nhân sự tình trầm mặc nùng liền nói đều tại bắt đầu thẩm tra la quân cũng hỏi quang minh giáo đình phản ứng trầm mặc nùng cũng nói không rõ ràng lắm bởi vì giáo đình bên kia quá bí ẩn quốc an hiện tại tình báo đều bại lộ tại dưới mí mắt bọn hắn cho nên trầm mặc nùng cũng cho không ra hài lòng đáp án tới trong ba ngày này là quân đối nữ hải nhi kia chiếu cố đến từng ly từng tí cũng nói rất nhiều thứ nữ hải dần dần tiếp nhận là quân cái này cái trẻ tuổi phụ thân ba ngày sau đó là quân cùng trầm mặc nùng cùng lúc xuất phát tiến về hồng tú liên nhà cũ ánh sáng mặt trời rất tốt đã bắt đầu xuân về hoa nở nhưng không khí còn có hàn ý nhà cũ trong đình viện là quân mặc lấy sạch sẽ một bộ mộ tư quần áo thể thao dưới chân là một đôi màu trắng giày thể thao mà trầm mặc nùng hôm nay mặc áo khoác màu đen, cũng đeo một bộ cực kỳ đen kính dâm. Nàng lộ ra lãnh khốc, sắc bén. Nàng thân thể cái kia cỗ nhàn nhạt, nhạt hoa hồng mùi thơm, cũng là vùng đi không được. Tại nhà cũ bên trong, hồng tú liên mặc lấy màu đỏ tú y, nàng giống như là một cái bình thường lão thái thái, đứng ở đằng kia, chống long đầu quải trường. Nàng lưng còng xuống lấy. Tại bên người nàng còn có độc sát cùng hận rất. Trừ cái đó ra, không có người nào nữa, chính là liền nha hoàn đều bị Hồng Tú Liên cho đuổi đi. Hồng Tú Liên ánh mắt trầm thấp. La Quân cùng trầm mặc nùng đi tới, La Quân trước đem dưới chân giày thể thao cởi xuống, sau đó để chân trần đi vào Hồng Tú Liên trước mặt 2 mét chỗ đứng nghiêm. Xem ra, người đã chuẩn bị tốt nhận lấy cái chê ti. La Quân từ tốn nói. Hồng Tú Liên cũng nhìn về phía La Quân, nàng có nàng tình báo, tại La Quân nhanh đến đạt thời điểm, nàng đã ăn phía dưới bản nguyên kim thủy. Hiện tại đã qua 7 phút, tiếp qua 3 phút, dược hiệu hội triệt để thúc phát ra tới. Lúc này, Hồng Tú Liên đã cảm giác được thể nội nhiệt lưu lao nhanh, tế bào đều tại nảy mầm, phân liệt, cường đại. Đây là một loại rất là khéo cảm giác. La Quân lời nói, hời hợt, lại đem Hồng Tú Liên lửa dẫn nhen nhóm. La Quân là nàng chấp nhất, nàng ma trướng. Hồng Tú Liên chống đỡ đứng người dậy, nàng khí thế lại lần nữa phóng xuất ra. Người thật tự tin như vậy. Hồng Tú Liên cắn răng, hỏi. La Quân nói ra, không sai. Hồng Tú Liên trầm giọng nói ra, người cho rằng, vô luận lão thân dùng biện pháp gì, đều chỉ có thất bại một đường. Không sai, La Quân nói ra. Như vậy xem ra, người với cái thế giới này, giải đến còn chưa đủ. Hồng Tú Liên nói ra, người cuối cùng rồi sẽ sẽ chê ti người tự đại phía dưới. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chưa chắc sẽ chê ti bởi tự đại phía dưới, nhưng ngươi nhất định sẽ chê ti không nhắm mắt. Đây là ta tặng cho ngươi kiếp này sau cùng một kiện lễ vật, hôm nay sau đó, người ta sẽ không đi gặp nhau. Không gặp nhau nữa, không sai, tuyệt sẽ không gặp lại, Hồng Tú Liên nói ra. Là quân bỗng nhiên lại nói ra, nhìn ngươi trạng thái, chắc là ăn cái gì quái dược vật. Ngươi nội lực, siêu việt thể năng cực hạn, ân, xác thực rất mạnh. Ngươi cái này cũng nhìn ra được, Hồng Tú Liên bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta chờ ngươi, chờ ngươi đến đỉnh phong về sau, lại đánh với ngươi một trận. Hồng Tú liên hít sâu một hơi, nói ra, tốt. Sau đó, nàng nhắm mắt. Trầm mặc nùng ở một bên, không nói lời nào, nàng yên lặng lui qua một bên. La Quân cũng nhắm mắt. Trong viện, có kim sắc ánh sáng mặt trời. Ngọn cây có chim chóc đang líu díu, nhưng lại cho người ta một loại da an tĩnh cảm giác. Thời gian đang trôi qua, mọi người đã có thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Thiếu niên áo trắng, tĩnh như tranh thủy mặc quyển. Cúi xuống lão thái, cảm ngộ tử vong. Mà khi gió nổi lên thời điểm, mọi người tâm hồ nước đột nhiên nổ lên, là như thế không có dấu hiệu nào, hồng tú liên đột nhiên xuất thủ. Nàng bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, hồng tú liên trợn mắt như kim cương, nàng ẩn núp quá lâu, hôm nay là mãnh hổ hạ sơn, nàng chưa từng có giống bây giờ cường đại như vậy qua. Thế gian hết thảy, lịch sử dòng nước lũ, toàn bộ đều muốn dẫm tại dưới chân. Tiếng giống to này, sóng âm chấn động, cây kia chim chóc ào ào nổ ra một đoàn xương máu, tại chỗ tử vong. Độc sát, hận rất, còn có trầm mặc nùng ở một bên vội vàng không kịp chuẩn bị, liền đều lộ ra thống khổ thần sắc tới. Cái kia ma âm như ma trướng một dạng, vội vàng không kịp chuẩn bị công sát hướng bọn họ não vực đau nhức không thể đỡ. Mà La Quân thì là kẻ cầm đầu tiếp nhận dạng này sóng âm công sát, La Quân vốn là từ từ nhắm hai mắt, tại hồng tú liên bạo giống trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên mở mắt, mắt hàn quang bùng lên, miệng phun ra ra một miệng tinh khí màu trắng tới. Khẩu này tinh khí màu trắng trong nháy mắt đem hồng tú liên sóng âm đông lạnh thành phấn vụn. Hồng tú liên thân thể vọt tới, lôi đình như tia chớp, nàng giống như là cổ đại đại tướng, cưỡi ngựa trùng phong, tay long đầu quải trượng chính là trượng bát trường mâu, oanh. Khí lãng nóng hổi, vẫn là hướng là quân trái tim chỗ hung hăng đánh giết tới. Nhanh, nhanh, nhanh đến cực điểm. Thân thể lực lượng đạt đến nước này, quá kinh khủng. Đây là trầm mặc nùng tại cái này một cái chớp mắt y nghĩ. Không có thể ngăn cản. Là quân lúc này thời điểm cũng động, hư lui một bước, sau đó đại thủ cầm ra đi. Hắn năm cái móng vuốt xảo diệu vô song, trực tiếp bắt lấy cái kia long đầu quải trượng cuối cùng. Lần này không phải đầu móng vuốt đầu. Hồng Tú Liên biến hóa càng nhanh, lực lượng không giảm, mạnh mẽ ném. Đơn giản nhất chiêu thức, hoành tảo thiên quân. Oanh! Là quân một chút bắt nắm không được, trước mắt khí thế hung hãn, quải trượng ngang quét tới. Khí lãng lăn lộn, là quần ánh mắt bình tĩnh, hắn khẽ quát một tiếng, trưởng đao chém ra. Hắn tay hàn băng chân khí ngưng tụ, chân khí ngưng tụ thành một miệng lạnh đao, lần này chém giết đi ra răng rắc một tiếng liền trực tiếp đem hồng tú liên quải trượng cho chặt đứt hồng tú liên tay cầm đứt gãy quải trượng bạo giống một tiếng cái kia đứt gãy quải trượng mãnh liệt mà tuôn ra long hình chân khí chân long gào thét long hình chân khí hóa thành một đạo quyền đầu hướng về la quân trái tim đánh giết tới đây là hồng tú liên liên chiêu hồng tú liên dự liệu được la quân biến hóa nàng biết la quân sẽ chém đoạn nàng quải trượng lúc này, ngừng tụ chân khí là sát chiêu. La quân vừa mới trưởng đao thi triển, chính là một cái kiệt lực thời điểm. Trầm mặc nùng nhìn rõ ràng, thấy thế không khỏi hoảng sợ. Tại minh mông vũ trụ chi, địa cầu tại nhỏ bé, hèn mọn, không chút nào thu hút. Mà tại địa cầu chi, lại có một ít nhân loại một mình tôn lớn, cho là mình là vũ trụ mạnh nhất. Cái này giống như là mọi người nhìn lấy một cái phách lối con kiến một dạng. Người thông minh, vĩnh viễn cảm thấy mình không đủ thông minh. Mà ngu xuẩn người xưa nay không cảm thấy mình ngu xuẩn. Biết được thiên địa cuồn cuộn, mới biết chính mình nhỏ bé. Mà giờ khắc này, tại cái kia vũ trụ hư không chi cực lạnh trùng động chỗ, cực hàn trùng động tại không gian biến hóa vô cùng, không có định luật cùng định lý, nó tại thời không chi xuyên thẳng qua, như thời gian qua nhanh, khiến người ta khó có thể suy nghĩ. Mà tại cực hàn trùng trong động, là quân bản thể như cũ tại khắc khổ tu luyện hắn thời khắc còn muốn chú ý tại bình hành thế giới nguyên thần, người khác cùng nguyên thần câu thông về sau, liền không thể tiếp tục chế tạo ra tinh bích không gian. Không có tinh bích không gian, cũng không thể lại điều tra chuyện nhân gian. Trừ phi hắn chặt đứt cùng nguyên thần ở giữa liên hệ, nếu không lời nói, hắn không thể chế tạo lần nữa ra tinh bích không gian. Nhưng là, một khi cùng nguyên thần chặt đứt liên hệ, là quân không biết tôn này nguyên thần tình huống cụ thể. Tôn này nguyên thần có lẽ sẽ sinh ra tự mình ý thức, từ đó đi làm thật không thể tin sự tình. Bởi vậy, La Quân không thể chặt đứt cùng nguyên thần liên hệ. La Quân liền cùng mi tâm chi linh tuệ hòa thượng câu thông, nói ra, này thiên đạo, khắp nơi cản tay tại ta. Ta như chém ra cùng nguyên thần liên hệ, liền lại khó cùng cái kia nguyên thần câu thông. Nếu là không có cái này một mối liên hệ, ta liền tạo cái mười tôn nguyên thần đi qua, vậy cũng đúng bất việc. Người khống chế đến mười tôn nguyên thần, linh tuệ hòa thượng hỏi là quần nào nào, sau đó nói, khống chế không. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đây không phải, nếu thật hạ xuống người tôn, vậy rốt cuộc hội xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám khẳng định. Mà lại chưa chắc có thể thành công, thực ngươi bây giờ làm sự tình, lý luận vốn là không được. Nhưng ngươi sở dĩ có thể đi, hay là bởi vì, ngươi có ngày đạo chỉ ý. Cái chỗ kia tình huống bây giờ, quá không ổn, thiên đạo cũng không nguyện ý tiếp tục phát triển tiếp, thiên hạ phân phân hợp hợp, hưng vong giao thế, đều là thiên số. La Quân nói ra, bây giờ còn có cái vấn đề, người bộ hạ cũ. Cái này thật giống như ta hiện tại gặp phải rất nhiều phiền phức, đều là đến từ người bộ hạ cũ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này, Bần Tăng cũng không có cách nào. Lúc trước Bần Tăng là mời chào một số người, cũng cho bọn hắn một số Bần Tăng gen. La Quân nói ra, nếu như ta đi nói, ta và người hiện tại là huynh đệ, là anh em. Để bọn hắn nghe ta, ngươi nói bọn họ sẽ nghe a. À. Linh Tuệ Hòa thượng không khỏi cười khổ, nói ra, vậy ngươi cảm thấy thế nào? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, rất không có khả năng. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, hiện tại bọn hắn đã lông cánh đầy đủ, đoán chừng Bần Tăng trở về, bọn họ cái thứ nhất muốn giết chết ti là Bần Tăng. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, đáng tiếc a, à, Bần Tăng điểm này gen đã mất đi xong đời, hiện tại đi cũng là vướng víu có pháp lực thế giới, bần tăng còn có kinh nghiệm ứng đối. Tại cái kia bình hành thế giới, đó còn là đạo hữu người chơi địa phương A. La Quân nói ra, người bộ hạ cũ bên trong, có những người kia. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói với La Quân rất nhiều, La Quân toàn bộ đều nhớ kỹ. Tại bình hành thế giới bên trong, Yến Kinh, Hồng Tú Liên chỗ ở nhà cũ bên trong, Đình Viện Chi, thiếu niên La Quân cùng Hồng Tú Liên chiến đấu đã đến gai cấn trạng thái xem như trùng động bên trong bản thể La Quân cũng tại hết sức chăm chú, ứng đối cùng Hồng Tú Liên chiến đấu. Làm La Quân lấy trưởng đao đem Hồng Tú Liên long đầu quải trượng chặt đứt, cái kia đoạn long đầu quải trượng tuôn ra long hình chân khí. Long hình chân khí hóa thành quyền đầu, hung mãnh tuyệt luân, công sát hướng La Quân. La Quân vừa tốt kiệt lực, trầm mặc nùng ở một bên thấy thế hoảng sợ. Tại lúc này, La Quân đột nhiên trở tay một bổ, cái kia đoạn một cái khác chặn long đầu quải trượng bị La Quân bổ. Cái này một nửa long đầu quả trượng như mũi tên, trực tiếp đem cái kia long hình quyền đầu chạm thành phấn vụn. Đồng thời, cái này một nửa long đầu quải trượng y nguyên mạnh mẽ tuyệt luân hướng Hồng Tú Liên uy tâm kích xạ chém giết tới. Hồng Tú Liên kinh hãi giật mình, nàng là trăm phương ngàn kế bố trí xuống như thế tuyệt sát chi chiêu. Nhưng La Quân lại là nắm thời cơ ứng biến, tiện tay phản kích. Tiện tay phản kích lại là bén nhọn như vậy, cái này một cái chớp mắt Hồng Tú liên lòng sinh ra một loại không cách nào nói nói cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này giống như là người ngày đêm chịu khổ mới thi 90 điểm, nhưng sát phách hoa hoa mỗi ngày chơi game, trốn học, sau cùng dễ dàng thi 100 điểm cảm giác. Hồng Tú Liên bất đắc dĩ thân thể lệch ra, đem cái kia một nửa long đầu quả trượng tránh đi. Cái kia một nửa long đầu quả trượng sau cùng bắn vào đến hành lang cột trụ hành lang, trực tiếp toàn bộ chui vào trong, liền một chút manh mối đều không nhìn thấy là quân cái này tiện tay quăng ra lực lượng, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Hừ, Hồng Tú liên tâm thầm nghĩ, tiểu xúc sinh, mặc cho ngươi thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng ngươi như thế tự phụ, nhất định tráng niên mất sớm. Ngươi vận công càng mạnh mẽ, tiện độc tính phát tác càng nhanh. Là quân cũng không tiếp tục tiến công, hắn như đi bộ nhàn nhã, lạnh nhạt tự nhiên. Hồng Tú liên lúc này thời điểm lại lần nữa ra tay, nàng lần nữa lui trước một bước, một cái bước xa đến La quân trước mặt quả nhiên là thân thể như cung, quyền như sụp đổ. Song quyền liên tục mở cung, như vạn quân cung tiến cùng một chỗ bắn giết, không khí chuyển ra lốp ba lốp bốp nổ tung thanh âm. Hồng Tú liên giờ phút này bị bản nguyên kim thủy ảnh hưởng, thể nội tế bào đang không ngừng phân liệt, nàng lực lượng giống như vô cùng vô tận đồng dạng, cho nên nàng dứt khoát triển khai tấn công mạnh. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đến được tốt. Sau đó, hắn song quyền đều xuất hiện. ầm ầm, trong nháy mắt, hai người đụng nhau hơn trăm quyền, quyền phong kịch liệt, chân khí nổ tung. Hồng Tú Liên, ta biết ngươi kiên trì không bao lâu thời gian, ta hiện tại chỉ cần lấy thân pháp tránh đi, ngươi không thể làm gì, chờ ngươi dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi là một con đường chế ti. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không tránh, không tránh, chiêu chiêu đón đỡ. Ta muốn để ngươi biết, tính ngươi phục dụng dược hủy, mặc kệ là đấu pháp, vẫn là lực lượng, ngươi xem như đến chế ti, người đều vĩnh vĩnh viễn xa muốn bị ta trấn áp. Lúc này thời điểm, chân khí cương phong nổ tung, hai người dưới chân mặt đất xi măng cũng từng khúc dạn nứt. La quân càng đánh càng hăng, chân khí của hắn bành trướng rồi rào, như lũ quét mãnh liệt, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, hắn quyền quyền đón đỡ, thế mà đem Hồng Tú Liên làm cho từng bước lui lại. Hồng Tú Liên lực lượng vô cùng tận, mà La quân lực lượng cũng tựa hồ vô cùng tận đồng dạng. Mười phút sau, hết thảy yên lặng lại, La Quân đứng tại chỗ, hắn ánh mắt đạm mạc. Hồng Tú Liên thì là run run rẩy rẩy, thất khiếu chảy máu, nàng mắt tràn đầy không cam lòng, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì lão thân không cách nào chiến thắng ngươi? Không phải ngươi không cách nào chiến thắng ta, mà chính là thiên hạ này không ai có thể chiến thắng ta. La Quân lạnh lùng nói ra, uống thuốc cũng không được. Ha ha ha, Hồng Tú Liên nói ra, tốt, tốt, tiểu súc sinh, người quả nhiên lợi hại, lão thái bà ta là báo không cừu, thế nhưng là, người cho rằng, người nắm vững thắng lợi sao? Người võ công thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Người giống nhau là ngu xuẩn như heo, bên cạnh người trầm mặc nùng, bất quá là chúng ta quân cờ, người cứu trở về đi nữ nhi, cũng căn bản không phải con gái của ngươi đó bất quá là thuốc thể. Hiện tại, người đã thân thể kịch độc, không còn sống lâu nữa. Ha ha, lão thân như thế cao tuổi rồi, chết đi, không quan trọng. Có thể ngươi, người lại vĩnh viễn cũng cứu không người tránh thức nữ nhi người có ra sức hơn nữ lược lại như thế nào ha 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 hồng tú lên cười như điên về sau tiếng cười dừng lại nàng hai mắt tuôn ra cả người ngã về phía sau nàng đã kiệt lực mà chế ti là quân thân thể lay động một chút hắn đột nhiên quỳ đi xuống hắn sắc mặt kịch biến nhìn về phía trầm mặc nùng nàng nói là thật thật có lỗi trầm mặc nùng sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi có ngươi lập trường, ta có ta lập trường. Ngươi nói ta tự tư cũng tốt, vô tình cũng được. Ta xác thực làm không được như vậy nghĩa vô phản cố đi chết, cho nên càng nghĩ vẫn là ngươi đi chết thì tốt. Ta sai nhìn ngươi, La Quân bạo giống một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp ngã xuống đất. Độc kia rất cùng hận rất thấy thế, liền muốn đến bắt La Quân. Các ngươi làm cái gì? Trầm mặc nùng lạnh hừ một tiếng, nói ra, hắn là ta bắt lấy các ngươi muốn lập công. Độc sát cùng hận rất cười hắc hắc, hai người này cũng là quang minh giáo đình người. Trầm mặc nùng, người giá trị lợi dụng đã xong, độc sát cười lạnh một tiếng, nói ra. Hận rất nói ra, hiện tại, chúng ta giết ngươi, lại đem tiểu tử này giao đi, là một cái công lớn. Còn đối mặt với ngươi hứa hẹn, cái kia lại không phải chúng ta hứa hẹn. Mà chúng ta giết ngươi, mặt sẽ chỉ cao hứng, bởi vì bọn hắn không cần lại thực hiện lời hứa. Trầm Mặc Nùng sắc mặt nhất thời tức giận đến tái nhợt. Rất tốt, Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, hôm nay, ta liền giết các ngươi. Bằng ngươi, ngươi có thể chứ? Độc sát cười lạnh. Trầm Mặc Nùng xuất ra một hạt viên thuốc, nói ra, độc sát, ta nghiên cứu ngươi thật lâu. Viên thuốc này ăn vào, ta có thể kiên trì 5 phút đồng hồ không nhận ngươi độc chân khí quấy nhiễu. Trong vòng 5 phút đồng hồ, ta tất lấy hai người các ngươi mạng chó độc sát cùng hận rất mắt lập tức kinh nghi bất định lên. Hai người này nhìn nhau, sau đó Euro, độc sát oán hận nói ra, xem như người lợi hại. Hai người này quay người, cấp tốc rời đi, nhưng là đúng hồng tú liên không có nửa điểm cảm tình. Trầm mặc nùng, người làm rất tốt, tại lúc này, cái kia trong đình viện xuất hiện ba người. Cầm đầu chính là trước kia người da trắng nam tử, cũng là quang minh giáo đình bên trong bạch y chủ giáo. Hắn gọi là O'Donnell sau lưng Odono là hai tên lạnh lùng hồng y chủ giáo. Trầm mặc nùng mã hành lễ, nói ra, tham kiến đại nhân. Odono gật gật đầu, hắn nói với trầm mặc nùng, xác định hắn độc. Trầm mặc nùng nói ra, ta cũng còn không xác định, không bằng, ta đến điều tra một chút. Odono nói ra, không cần, ta tự mình điều tra. Lúc này, Odono đương nhiên sẽ không tin tưởng trầm mặc nùng. Là quân mắt bốc lửa, hắn nhìn về phía Odono, lạnh giọng nói ra, người dám đến đây, ta bóp nát người cổ. Odono mỉm cười, nói ra, là quân tiên sinh, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Không nghĩ tới, người thật trở về, người uy danh, vẫn luôn để cho chúng ta như sấm bên tai. Cho nên, chúng ta rất tôn kính ngươi, cũng rất tôn trọng ngươi. Không phải vậy, chúng ta sẽ không bày xuống dạng này chiến trận. Odono nói tiếp, huống chi, nếu là La Quân Tiên sinh ngươi bây giờ còn có năng lực bóp nát ta cổ, nào như vậy không trực tiếp xuất thủ đâu. La Quân nói ra, ta cần ngươi gần một chút, nhất kích thu tay lại. Các ngươi thận trọng, ta càng phải thận trọng. O'Dono mỉm cười nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi lời nói quá ngây thơ. Nếu là thận trọng, vì sao muốn nói ra? La Quân nói ra, ta đã lời hay khuyên bảo, ngươi nếu muốn đi tìm cái chết ti, ta không ngăn trở. O'Dono cười ha ha một tiếng, nói ra tốt hắn sau đó tay cầm ra một cái nhỏ bé ống chích, đây là ta dạy bản nguyên chi lực, ngươi không phải ta dạy người, một khi tiêm vào đến thân ngươi. Ngươi sẽ bị ta bản nguyên chi lực khống chế, sinh tử từ đó, đều không ở đây ngươi tay. Hắn nói xong đi vào la quân trước mặt, sau đó hướng la quân chỗ cánh tay đâm tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, độ cao đề phòng. Việc này, hắn vốn có thể để đằng sau hồng y chủ giáo làm thay, nhưng là hắn nhất định phải 100% xác định cho nên còn là chính hắn xuất thủ nhưng cũng tại lúc này vô cùng quỷ dị là quân vươn tay lạng yên không một tiếng động quỷ mị khủng bố Là quân trắng thuần sạch sẽ tay nắm ở odono cổ cái này biến cố cái kia hai tên hồng y chủ giáo cũng không phát hiện odono sắc mặt cấp biến hắn mắt lóe qua vẻ kinh ngạc Là quân cười tủm tỉm hắn nói ra ta nhắc nhở qua ngươi không nên tới gần ta không phải vậy ta sẽ bóp nát ngươi cổ Ngươi không có độc, oDonno hoảng sợ nói. La quân cấp tốc đứng dậy, hắn tiếp lấy một chỉ điểm tại O'Donnell bên hông, một sợi nhu hòa chân khí xuyên vào đến O'Donnell thận bộ. O'Donnell tiên sinh, chỉ cần ngươi dám tự ý động, ta liền dẫn bạo ta hàn băng chân khí, khẩu này hàn băng chân khí, ta có thể dưỡng ở 10 phút đồng hồ. La quân cười tủm tỉm nói ra. Còn có các ngươi, đồng thời, là quân động. O'Donnell đứng tại chỗ, động cũng không dám động mà la quân mục tiêu là cái kia hai tên hồng y chủ giáo la quân thân hình gì nhanh chóng như di hình hoán ảnh đồng dạng xuất hiện tại hai tên hồng y chủ giáo trước mặt cái kia hai tên hồng y chủ giáo liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên tiếp lấy đỉnh đầu như thái sơn sụp đổ đồng dạng hai người này hoảng sợ muốn tuyệt vô ý thức muốn rút đi la quân cho bọn hắn uy lực thật sự là quá mạnh bọn họ vừa lui la quân trở tay chém ra hai đạo sắc bén hàn băng chi kiếm tới hàn quang lấp lóe la quân vận đủ lực lượng hai cái lợi kiếm lập tức đâm xuyên bọn họ vị trí hiểm yếu cái kia hai tên hồng y chủ giáo toàn bộ đầu lâu đều bị chia ti cóng liền máu tươi đều không có chảy ra bọn họ biểu lộ ngưng kết như vậy kinh dị tử vong la quân lóe lên ở giữa chu sát hai tên hồng y chủ giáo cái này hai tên hồng y chủ giáo hợp lực chính là trầm mặc nùng đều cảm thấy khó có thể ứng phó nhưng bọn hắn trong tay la quân lại là một đám ô hợp đương nhiên đây cũng là la quân gia bất ngờ chiếm một bộ phận nguyên nhân còn có la quân đè lực quá lớn đến mức để bọn hắn đệ nhất lựa chọn là trốn tránh không phải vậy lời nói la quân cũng không có dễ dàng như vậy giết bọn hắn la quân lúc này thời điểm mới thản nhiên đứng vững o'donnell kinh sợ không thôi hắn hướng trầm mặc nùng nghiêm nghị nói trầm mặc nùng người dám phản bội chúng ta trầm mặc nùng từ tốn nói không tính phản bội đi theo ta đáp ứng hợp tác với các ngươi ngay từ đầu, ta tại chờ đợi ngày này. Ta chỗ các loại, bất quá là một cái cơ hội. O'Donnell nói ra, người cái kia con nuôi, còn có người tánh mạng, người đừng quên, đều tại chúng ta tay. Hắn sau đó lại nghiêm nghị nói với La Quân, còn có ngươi, con gái của ngươi cũng tại chúng ta tay. Cảm tạ ngươi nhắc nhở, La Quân nói ra, ta đây đều biết, nhưng ta cũng không cho rằng, ta bó tay cầm, hoặc trầm mặc nùng ngoan ngoãn nghe các ngươi lời nói, liền có thể vì chúng ta đổi lấy hòa bình thỏa hiệp sẽ không trở thành thẻ đánh bạc mà giết hại có thể trở thành đàm phán thẻ đánh bạc hiện tại ta muốn theo ngươi làm một cái giao dịch giao dịch gì odono hỏi la quân nói ra dùng mạng ngươi đổi trầm mặc nùng mệnh odono mốc ngẩn ngơ la quân nói ra đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt như vậy ta sẽ tra tấn ngươi tra tấn đến ngươi nói ra phương án giải quyết đến đến nếu như ngươi nói không nên lời, cái kia cũng có thể. Ta đem ngươi hành hạ chế ti, sau đó ta lại nghĩ mặt khác biện pháp. Điều kiện tiên quyết là, ngươi trải qua chịu được ta tra tấn. Tất cả mọi người là người thông minh, làm thế nào quyết đoán, ngươi mau nói đi. Không muốn lãng phí người ta lẫn nhau thời gian, ta biết, các ngươi một mực tại giám thị trầm mặc nùng, thân ngươi cũng có thể bị giám thị. Odono mắt kinh nghi bất định la quân biểu hiện ra ngoài khí chàng để hắn cảm thấy khó có thể trưởng khống odono hít sâu một hơi nói ra tốt hợp tác hắn theo rồi nói ra trầm mặc nùng thân thể có chúng ta cỡ nhỏ máy theo dõi là cắm vào đến trong cơ thể nàng cũng có thể là một quả bom nhưng loại này bom chốt mở là nắm giữ tại tay ta la quân nói ra làm sao giải trừ rơi trầm mặc nùng thì nói ra người thì sao người có hay không bị cấp giám thị Odono nói ra, cái kia hai tên hồng y chủ giáo là tương đương giám thị mắt của ta tuyến, nhưng bây giờ, bọn họ đã chê ti. Ta cần tại trong vòng một giờ hướng Long trưởng lão báo cáo. Long trưởng lão một mực phụ trách hiến kinh khu vực, chúng ta không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, ở lâu, sẽ để cho Long trưởng lão bên kia sinh ra lòng nghi ngờ. Trầm mặc nùng nói ra, ODonno trong ngôi nhà này có hay không dám sát thiết bị? ODonno nói ra, cái này không, áo đen tứ sát là một mực giám thị hồng tú liên. Vừa mới chúng ta tới lúc, độc sát cùng hận rất đã rời đi, bọn họ biết, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội lập công. Công lao này, bọn họ đừng nghĩ đoạt, bọn họ cũng đã trở về cùng long trưởng lão báo cáo. Hắn đón đến, nói ra, trầm mặc nùng thể nội độc cổ trưởng khống tại long trưởng lão tay. Long trưởng lão có rất lớn quyết đoán quyền lực. Là quân nói ra, tốt, người trước đem trầm mặc nùng thể nội bom lấy rơi. Odono nói ra, trước không thể lấy, loại này bom tại Long trưởng lão chỗ đó có báo cáo chuẩn bị ngọn nguồn số, một khi lấy rơi, Long trưởng lão bên kia hội tiếp thụ lấy tín hiệu. Chúng ta nhất định phải ra bất ngờ, Odono nói tiếp, bởi vì ta có quyền hạn trưởng khống trầm mặc nùng, nhưng mặt cũng có thể tước đoạt ta loại này quyền hạn, một lần nữa trưởng khống trầm mặc nùng. La Quân nói ra, tốt, đã như vậy, dẫn ta đi gặp Long trưởng lão. Odono nói ra, có thể. La Quân nói ra, ngươi lần này bán long trưởng lão, cho dù ta buông tha ngươi, chỉ sợ các người giáo đình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? La Quân suy nghĩ rất là rõ ràng. O'Donnell trầm giọng nói ra, không biết, nhưng tổng lập tức chế ti muốn tốt. Ta lựa chọn được sao? Ngươi xác thực không có. La Quân lãnh đạm nói ra. Sau đó, từ trầm mặc nùng lái xe, La Quân cùng O'Donnell xe, hai người ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Odono nói địa điểm, Trầm Mặc Nùng liền hướng Odono chỗ nói địa điểm lái đi. Đường, Trầm Mặc Nùng không yên lòng, nói, La Quân, ra hỏa này rảo hoạt không, ta luôn luôn không quá yên tâm. La Quân nói ra, không có cái gì không yên lòng, có ta ở đây đây. Hắn đón đến, nói ra, ta và người xã hội này khoa học kỹ thuật phát triển có chút tách rời, ta biết hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỗ nào cũng có. Có lẽ, chúng ta bây giờ hết thảy đều đã bại lộ tại cái kia long trưởng lão dưới mí mắt. Nhưng tất cả những thứ này đều không muốn gấp, trọng yếu là. Là quân nói đến đây, đối Odono mỉm cười, nói ra, người biết trọng yếu nhất là cái gì không? Odono tâm càng phát giác là quân cao thâm mà chắc, hắn hỏi, là cái gì? Là quân từ tốn nói, trọng yếu là, các người phải thận trọng. Riêng là tại ta chưa chế ti trước đó, các người không nên tùy tiện giết người riêng là ta thân cận người, bởi vì cái kia đều là các ngươi còn sống thẻ đánh bạc. Khi các ngươi không có thẻ đánh bạc về sau, vậy các ngươi sẽ chê ti càng nhanh. O'Donnell cùng trầm mặc nùng thân thể đồng thời chấn động. La quân lời nói, phổ phổ thông thông, vô cùng đơn giản, nhưng lại lộ ra một loại bế nghĩa thiên hạ, không cuồng ngạo tự tin đến. Giống thiên hạ chúng sinh đánh mạng đều đã giữ tại hắn tay một dạng. Mặc cho ngươi lớn bao nhiêu quyền thế, lực lượng, nhưng khi ta muốn giết người thời điểm, đó chính là gần trong gang tắc, người tận địch quốc. Các hạ, quá cuồng vọng, Odono sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn nói ra. Là quân nói ra, ta gặp qua thiên địa, gặp qua chúng sinh, càng thấy qua chính ta. Nhưng các ngươi chưa từng gặp qua ta bộ mặt thật sự, cho nên, cuồng vọng không phải ta. Một người, chỉ có không biết kính sợ mới có thể cuồng vọng, mà ta, biết kính sợ. Cũng biết các ngươi. Odono nói ra, cái này thế, người cuối cùng chỉ có một người. Một con mãnh hổ mạnh hơn, cũng đánh không lại đàn sói. Mãnh hổ chưa hẳn chỉ có một đầu A, à. La Quân cười cười, nói ra. Odono ngốc ngẩn ngơ, hắn cảm giác có chút rất là kỳ lạ, nói ra, có ý tứ gì. La Quân nói ra, tốt, chúng ta đừng nói nhảm. Hiện tại 10 phút đồng hồ cũng đi qua, ta tại trong cơ thể ngươi lưu chân khí cũng biến mất. Thế nào, muốn không ngươi đến thử xem, nhìn ngươi có thể hay không theo tay ta chạy đi. O'Dono tinh thần chấn động, hắn dò xét bốn phía một cái chớp mắt, một cái kế hoạch cấp tốc trong lòng bốc lên đi ra. Một chân trước đá ra đi, đem phía trước trầm mặc nùng trọng thương. Trầm mặc nùng bị chỗ ngồi hạn chế, lại phải lái xe, khó có thể tránh né. Trầm mặc nùng thụ thương, xe mất khống chế, như vậy hắn cơ hội tới. Thế nhưng là O'Dono cuối cùng vẫn là không dám động thủ. La Quân giống như là một tòa nguy nga đại sơn một dạng, tại lòng hắn lưu lại thật sâu bóng mờ. Nếu như bên cạnh hắn ngồi không phải La Quân, chính là bất luận cái gì cao thủ, hắn cũng dám toàn lực đánh cược một lần. Odono tâm thiên nhân giao chiến, sau một hồi khá lâu, hắn rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ này. La Quân tiên sinh, người nói đùa, tại người thuộc hạ, ta chạy không thoát, Odono nói ra. La Quân nói ra, người kế hoạch, vốn là trước một chân đá ngã lăn phía trước trầm mặc nùng, đúng hay không? Odono nhất thời cảm giác mình tâm tư bị toàn bộ nhìn thấu. Hắn cũng không giấu giếm, liền nói ra, vâng. La quân cười tủm tỉm nói ra, làm thân thể ngươi động trong nháy mắt, chân ngươi còn không có ra ngoài, ta hàn băng chân khí hội trước đem ngũ tạng lục phủ ngươi cho đông lạnh nát. Chúng ta gần trong gang tấc, ta không phải động thủ, ta chân khí có thể trực tiếp chém giết ngươi. Cho nên, Odono, ngươi mới tại con đường tử vong đi một lần, may mắn đi. Odono nghe vậy, trong lòng bàn tay nhất thời nắm một vệt mồ hôi lạnh. La Quân theo rồi nói ra, nhìn thấy Long trưởng lão, ta xác định Long trưởng lão cùng như lời ngươi nói không có có không đồng dạng, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi dở trò gian, ta sẽ lập tức giết ngươi. Ngươi có thể lừa gạt ta, nhưng ngươi tuyệt đối không nên bị ta phát hiện. La Quân khí chàng mạnh đến để Odono cảm thấy hắn là không gì làm không được, không gì không biết. Tại dạng này một tên cường giả trước mặt nói láo, Odono cảm thấy mình không có can đảm này. Odono hít sâu một hơi, hắn bình phục tâm tình mình, sau đó nói, là quân tiên sinh, ta có một vấn đề rất tốt. Là quân nói ra, tốt ta cùng trầm mặc nùng ở giữa, lúc nào hình thành ăn ý. Tốt ta lúc nào biết, nữ hài kia không phải nữ nhi của ta. Odono nói ra, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Trầm mặc nùng một mực tại ta giám thị phía dưới la quân cười ha ha nói ra ngươi không biết có chút truyền thống phương pháp cũng có thể truyền lại tin tức sao như nàng giữ chặt tay ta tại tay ta viết chữ Odono sắc mặt hơi đổi một chút hắn nói ra tốt ha à, thì ra là thế ta một mực nghe các ngươi trò chuyện đều rất bình thường nhưng các ngươi cũng không có thời khắc đang theo dõi phía dưới cho nên các ngươi lấy tay viết la quân nói ra thực cũng không nói thêm gì trầm mặc nùng chỉ là nói cho ta biết nữ hài nhi kia là giả, hết thảy đều là mà tính toán. Nhưng nàng sẽ giải quyết hết thảy, đơn giản như vậy mà thôi. Ta làm ra, là phối hợp với đi xuống. O'Donnell lạnh giọng nói ra, nếu thật sự là như thế, ngày đó ta đi tìm trầm mặc nùng thời điểm, các ngươi liền có thể làm khó dễ. Trầm mặc nùng lúc này thời điểm mở miệng, nàng vừa lái xe, vừa nói, O'Donnell, người câu nói này hỏi thật không có có IQ. Lúc đó ngươi xuất hiện, chúng ta còn không biết ngươi âm mưu. Ngươi nói ngươi kế hoạch về sau, ta còn muốn nghiệm chứng ngươi nói là thật hay không? Nếu là tùy tiện xuất thủ, chẳng phải là độc cũng không biết. Ngươi cho nước hoa hồng, ta trực tiếp khiến người ta lặng lẽ đi xét nghiệm. Kết quả cũng lớn nhất mau ra đây, cái kia nước hoa hồng bên trong còn có khác thành phần. Bao quát nữ hài nhi kia, chúng ta cũng có chuyên gia nghiên cứu. La Quân nói ra, cái kia độc xác thực rất là khéo, nếu như ta không chú ý một số, thật đúng là tính cũng không biết bất quá tính toán mặc nùng không nói các ngươi liền cho rằng này có thể bắt ta đó cũng là ý nghĩ hão huyền odono sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn nói ra há thật sao loại độc này vô ảnh vô hình bất chi bất giác cũng không có cảm giác nguy hiểm chẳng lẽ là quân tiên sinh ngươi cũng khó phát giác ra được la quân nói ra thấy rõ tỉ mỉ tuy nhiên loại độc này vô ảnh vô hình nhưng lại y nguyên sẽ để cho ta khí chàng sinh ra không hài hòa ta cảnh giới các ngươi không hiểu, cho nên cũng không thể nói các ngươi thiết kế có vấn đề." Odonno trầm giọng nói ra, "Chúng ta đã đem La quân tiên sinh ngươi liệt kê làm lợi hại nhất địch nhân, nhưng chúng ta vẫn là nhỏ nhìn ngươi." La quân nói ra, "Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng biết ta át chủ bài." Odonno nói ra, "Nhưng chúng ta có át chủ bài." La quân Từ Tốn nói, "Đúng." nữ nhi của ta là các ngươi át chủ bài, cho nên cũng làm phiền các ngươi cực kỳ đợi nàng. Bởi vì các ngươi nếu như mất đi lá vương bài này như vậy, toàn bộ các ngươi đều phải chết ti. Ta cam đoan các ngươi đều sẽ chết ti. O'Donnell nói ra là quân tiên sinh, người tuy nhiên rất khủng bố, nhưng là người chỉ sợ cũng còn không hiểu chúng ta tránh thức át chủ bài. Chúng ta giáo hoàng bệ hạ còn có sức mạnh, người cũng không tính hoàn toàn giải. La Quân nói ra, có lẽ đi, nhưng chúng ta bây giờ tranh luận những thứ này, không có chút ý nghĩa nào, không phải sao. Odonol nói ra, cái kia ngược lại là, xe một đường chạy ra ngoài. Chính là buổi trưa 10 giờ, ánh nắng tươi sáng. Rất nhanh, xe đi vào một chỗ rừng rậm đường nhỏ. Mà phía trước là một tòa độc môn độc viện biệt thự. Biệt thự cửa lớn là tinh sáng nano kim hợp thành, biệt thự này nhìn kỹ, giống như là một tòa lô cốt một dạng, không thể phá vỡ. Vũ trang lực lượng, là quân nhìn Odono liếc một chút, hắn giống như cười mà không phải cười, nói ra, ta dám đánh cược, xưa nay long trưởng lão không ở chỗ này chỗ. Đại ẩn ẩn tại thành thị, đạo lý này hắn không biết không hiểu. Nơi này, là các người đối lãnh đạo một cái nho nhỏ chấn nhiếp. Nhưng là, chỉ cần long trưởng lão không ở nơi này, lãnh đạo cũng không dám đối nơi này nói bừa động thủ lung tung. Đương nhiên, tính toán long trưởng lão ở bên trong, lãnh đạo cũng sẽ không động thủ. Hoa hạ hiện đang phát triển đến nước này, ổn định sự tất yếu là lớn hơn hết thảy. Hôm nay, Odono ngươi dẫn ta tới nơi này, là nghĩ đến cho dù nổ nơi này, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chê ti, đúng hay không? Odono nhất thời cảm thấy kinh hồn bạt vía, hắn nói ra, là quân tiên sinh. Ngươi khác giải thích, là quân nói ra, thu hồi ngươi vụng về diễn kỹ, muốn muốn gạt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Odono nhất thời nói không ra lời. Trầm mặc nùng lập tức nói ra, trong này có vô số công nghệ cao, là quân, loại này long đàm hổ huyệt, đi vào bao nhiêu người đều là một con đường chế ti. Hắn dẫn người tới nơi này, là muốn đưa ngươi vào chỗ chế ti. Là quân cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc nùng, người chờ ở bên ngoài lấy. Ta muốn đi vào gặp một lần cái này long đàm hổ huyệt. Trầm mặc nùng nói ra, là quân. Là quân trầm giọng nói ra, không cần nhiều lời trầm mặc nùng gặp la quân khăng khăng ngay sau đó cũng không tiện nói thêm gì nữa la quân cùng odono xuống xe sau đó la quân ra hiệu odono dẫn đường gặp được long trưởng lão người sống không gặp được người chết ti la quân nói ra lời này ta sẽ không lại lặp lại còn có tại ta chưa chê ti trước đó không muốn phái người đến bắt trầm mặc nùng các người biệt thự này bên trong người toàn bộ đã tại ta khóa chặt phía dưới dám làm loạn ta để cho các người một cái đều không sống được. Odono thân thể chấn động, nói ra, thần thông như thế. La Quân mỉm cười, nói ra, nói đùa mà thôi, ta khoác lác. Odono nghe vậy, liền càng thêm kinh nghi bất định. Sau đó, hai người tới cái kia nano hợp kim trước cổng chính. Odono liền muốn đi thông qua tròng đen phân biệt, dùng cái này đến mở ra cửa lớn. Đợi một chút, La Quân nói ra, cái này không có bẫy dập. Odono lập tức nói ra, ta có thể thề với trời. Ta tin tưởng không có bẫy dập, La Quân nói ra. Vậy ngài, Odono nhất thời không hiểu. Lúc này, trầm mặc nùng một mực tại trong xe nhìn lấy La Quân cùng Odono. La Quân nói với Odono, cái này cửa, phòng ngự lực thế nào? Odono lập tức nói ra, dùng xong môn hỏa tiến cũng oanh không ra, trừ phi dùng tên lửa. La Quân nói ra, thật sao? Muốn không ta thử một chút, nhìn đá không bị đá mở. O'Dono nói ra, cái kia không có khả năng, vũ lực là có cực hạn, cái này cửa, không ai có thể đánh cho mở. há, là như vậy a? À? La quân mỉm cười, sau đó hắn mắt tinh quang lóe qua, một giây sau, La quân xuất thủ, hắn hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước, sau đó song quyền liền cung, trong nháy mắt đánh ra thập quyền, còn thật chỉ là trong nháy mắt, sau cùng lại đá ra một chân mỗi một quyền chi độ ẩn chứa khủng bố hàn băng chân khí, chân khí bành trướng, cái kia toàn bộ nano hợp kim cửa lớn đều phủ đầy băng xương. Mỗi một quyền đi xuống, cái kia nano hợp kim cửa lớn xuất hiện một tầng quyền đầu dạn nứt phân tới. Thứ 10 quyền đi xuống, mặt tràn đầy băng xương dạn nứt phân. Đón lấy, là quân một chân đi xuống, toàn bộ hợp kim cửa lớn bay ra ngoài. Bên trong nhất thời truyền đến ô ô ô anh minh tiếng cảnh báo. Đừng nhìn La Quân dùng thập quyền thêm một chân, nhưng La Quân tốc độ là cực nhanh. Cơ hồ là một giây đồng hồ thời gian, cũng cơ hồ là La Quân vừa mới nói xong, cái kia nano hợp kim đại môn bị La Quân một chân đá bay ra ngoài. Odonno nhất thời trợn mắt hốc mồm. La Quân thở dài, nói ra, "Ai nha, người già, khí lực không bằng lúc trước. Cái này phá cửa còn dùng một giây thời gian." Odonno không khỏi cảm giác đến khóe miệng đắng chát, nói, "La Quân tiên sinh, ngài đến cùng có còn hay không là nhân loại a?" La Quân nói ra, ta đương nhiên là nhân loại, bất quá là năm đó, cái kia trùng hoàng không tính là nhân loại. Hắn nho nhỏ gen có thể tạo vô số cao thủ đi ra. Nhưng là về sau, trùng hoàng làm tiểu đệ của ta. Hiện tại đối với ta ngoan ngoãn, đáng tiếc, hắn không trong cái thế giới này. Odono nói ra, cái này. Dẫn đường đi, La Quân nói ra. Cũng là tại lúc này, cái kia trong biệt thự bóng người cấp tốc chấp động, sau đó, có 10 tên vũ trang đầy đủ áo đen giáo đồ xuyên phòng ngừa bạo lực phục, tay toàn bộ đều là trọng hình. Loại này trọng hình, cực kỳ vừa tay, lực sát thương cũng là cực lớn, có thể liên phát, mỗi một mai viên đạn đều có thể xuyên thủng kim ngọc. Xem như xuyên áo chống đạn, cũng là ngăn cản không nổi. Một cái viên đạn có thể đem con voi nội tạng đánh thành nhão nhuệt. Cái này 10 tên áo đen giáo đồ cùng một chỗ nổ súng, trong nháy mắt bắn phá trăm viên đạn tới, là đại la kim tiên cũng phải liều chết ti cặn bã. Bất quá, những thứ này áo đen giáo đổ mới ra đến, bọn họ còn không thấy rõ ràng, trước mắt có bóng người lóe qua. Một giây sau, một đám người kêu thảm, chu lên. Mà la quân thì trở lại Odono trước mặt, Odono cũng còn không thấy rõ ràng, la quân tay thì là ôm người thật nặng hình. Vũ khí tốt ra, la quân nhịn không được đối Odono tán thưởng, nói ra, năm đó ta tại châu Phi thời điểm, còn không tiếp xúc qua loại này. Trọng lượng trước kia nặng gấp đôi, hẳn không phải là kỹ thuật không cách nào đột phá, mà là thuần túy vì lực sát thương phục vụ. Các ngươi những giáo đồ này, lực lượng còn có thể. Cho nên, nặng một số không sao, đúng không? O'Donnell nhìn lấy bên trong người ngã ngựa đổ giáo đồ, hắn nhất thời đầy miệng đắng chát. Là quân tiên sinh, O'Donnell cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Là quân thì đưa tay toàn bộ dùng chân khí đóng băng, một giây sau, tay chấn động, những thứ này toàn bộ thành toái phiến, viên đạn khắp nơi vẩy xuống. Hắn thì là bắt một nắm đạn nơi tay. O'Donnell nhìn kinh hồn bạt vía. Dẫn đường đi, La Quân nói với O'Donnell. O'Donnell gật gật đầu. Sau đó, hai người thuận lợi tiến biệt thự. Biệt thự này cùng phổ thông biệt thự sang trọng xem ra cũng không có cái gì khác biệt. O'Donnell tại phía trước đi được kinh hồn bạt vía, La Quân chậm rãi theo ở phía sau. Ngay vào lúc này, phi thường đột nhiên biến cố phát sinh, ô đô nổ thân pháp triển khai, như điện chớp hướng phía trước vào tới. Cùng lúc đó, là quân dưới chân không còn, cái kia dưới chân địa mà thế mà biến mất, là cái treo lơ lửng giữa trời bẫy dập. Hôm nay một chương A, nếu như cảm thấy chưa đủ nghiền, cũng có thể chú ý ta uy chat công chúng số thiên đạo minh, bên trong có thật nhiều chuyển động cùng nhau cùng nội dung cốt truyện phân tích nha. Là quân lập tức rớt xuống đi, cái kia phía dưới tràn đầy chừng 30 mét, chính là là một người tạo bẫy dập. Cao 30 mét độ, tự nhiên quăng không chê ti là quân. Nhưng là, nếu như nấu mì còn có, lít nha lít nhít gai nhọn chi đau đâu. Là quân người ở trên không, hướng xuống tật rơi. Mà lúc này, đang theo dõi thất long trưởng lão bọn người toàn bộ đều thở phào một hơi. Cái này là quân, một khi tiến vào cái này bẫy dập, chính là chê ti chắc. Cái kia long trưởng lão lập tức nói với thủ hạ, lập tức trước đi bắt trầm mặc nùng. Sau đó, hai tên áo đen lão giả nhanh chóng nhanh rời đi phòng quan sát. Cùng lúc đó, Odono cũng tới đến phòng quan sát bên trong. Lúc này, Long trưởng lão ngay tại chăm chú nhìn cái kia bẫy dập chi. Cảm bẫy này gọi là tuyệt sát trận. Ý là, rơi vào người, tuyệt sẽ không có còn sống đi ra. Bên trong kinh nghỉ nhiều nữa đây. Mà lúc này, là quân rơi xuống. Cái kia phía dưới lít nha lít nhít gai nhọn đao hiện ra màu xanh thăm thẳm độc mang mà la quân mắt thấy muốn bị đâm thành thịt vụn hắn đột nhiên huy động hai tay nhất thời chân khí bảnh trướng bạo phát đi ra cái kia phía dưới gai nhọn đao cấp tốc ngưng kết ra băng khối bốn phía băng khối ngưng kết đi ra giống như là chuyên môn đến để la quân đứng thẳng la quân nhẹ nhàng rơi vào cái kia băng khối phương trận mặt hắn trước khi rơi xuống đất trưởng lực huy động liên tục vừa tốt triệt tiêu hạ xuống chi lực ra hỏa này như thế rơi xuống thế mà không chết ti O'Donnell thấy cảnh này, lần nữa thất sắc. Long trưởng lão, mau thả lết trận, người này không thể lưu, không thể lưu a. À. Hắn là thật bị la quân cho sợ mất mật. Hừ, Long trưởng lão lạnh giọng nói ra, người thì sợ gì? Hắn còn có thể nhảy cao 30 mét hay sao? O'Donnell hơi hơi ngẩn ngơ. La quân đứng tại chỗ, hắn nhìn về phía trước vách tường chỗ. Hắn cũng không có một chút kinh hoàng, mà chính là giống như cười mà không phải cười nói ra, O'Donnell, ta đã cảnh cáo ngươi vô số lần. Đáng tiếc, ngươi không nghe lời A, à. ta cam đoan với ngươi, sau 5 phút, ta sẽ lấy ngươi mạng chó. O'Donnell nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đầy đủ, các hạ, ngay vào lúc này, Long trưởng lão thanh âm truyền lại tiến đến. Hắn lạnh lùng nói ra, cái này tuyệt sát trận có lít nha lít nhít ba vạn sáu ngàn nói lết tuyến, hiện tại bốn phía đều đã phủ đầy điện lực, mà lại, nơi này là sâu trong lòng đất, vách tường dày có vô hạn dày, sâu có vô hạn sâu, đường ra duy nhất tại đỉnh đầu, nhưng đỉnh đầu có cao 30 mét, mà lại, khung đắp chi, cũng có gai nhọn chi đao. Người làm sao đi ra? Khác con Việt chế ti mạnh miệng. Tuyệt đối tuyệt sát chi trận. Thiên không đường, xuống đất không cửa. Sau đó, Long trưởng lão muốn nhấn cơ quan, đem cái kia lết tuyến phóng xuất ra. Một khi phóng xuất ra, ba vạn sáu ngàn nói lết tuyến tựa như ba vạn sáu ngàn nói kiếm lết, lít nha lít nhít chảm giết tới vậy thật đúng là một con đường chế ti ngay vào lúc này là quân cũng xuất thủ hắn tay có một nắm đạn lúc này thời điểm hắn mạnh mẽ ném bắn ba cái viên đạn oanh giết ra ngoài bất luận cái gì súng máy lực lượng đều muốn mãnh liệt viên đạn trực tiếp chìm ngập vào trong vách tường đem les tuyến tuyến đường cho đóng binh hết thảy ba loại dự bị dây điện đường là quân tinh chuẩn không les tự nhiên là lợi hại nhưng les nơi phát ra là điện mạch điện bị phá hư tự nhiên cái gì đều không cần nói sau đó long trưởng lão một trưởng vỗ đi xuống cái kia cơ quan lại tịt ngòi sau đó la quân thân hình nhảy lên như đại bằng triển xí một dạng hắn hướng cái kia vách tường một chân thực sự đi nhưng một hạt viên đạn bắn ở phía trước đầu viên đạn bắn vào vách tường la quân là đi chân trần hắn nhẹ nhàng điểm tại viên đạn cuối cùng cả người lại hướng nhảy lên đi thủ giữ vững mặt súng máy không ngừng bắn phá, nhìn hắn làm sao đi ra. Long trưởng lão bạo giống liên tục, cái này hắn là thật gấp. Là quân liên hệ bắn ra năm hạt viên đạn, người liền cũng tới đến cuối cùng. Cái kia không đắp cẩn trọng không, là quân không cách nào mượn lực, vẫn là rất khó mà đem sốc lên. Đồng thời, bốn tên áo đen giáo đồ tay cầm súng máy, ở trên không hình thành hỏa lực giao nhau. Ngọn lửa phun ra, đi ra ngoài là một con đường chế ti. Long trưởng lão vì đối phó La Quân, không thể bảo là không dụng tâm lương khổ. La Quân cười ha ha, hắn không để ý đến cái kia khung đắp, mà chính là hướng bên cạnh vách tường mãnh liệt đập tới. Hắn một tay sử dụng chân khí khảm tiến vách tường chi, tay kia đem tới gần khung đắp vách tường đập mạnh một trận. Khung Jerry còn có gai nhọn đau đây. La Quân liên tục đập mạnh, lực lớn vô cùng, chân khí nổ bắn ra. Sau đó, khung đắp bên cạnh lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. La Quân lật bàn tay một cái, lập tức chém ra ba đạo hàn băng chi kiếm. Cái kia hàn băng chi kiếm như có linh tính đồng dạng, lại như phi kiếm, nổ bắn ra đi, trực tiếp đem ba tên áo đen giáo đổ tại chỗ chém giết. Một tên sau cùng giáo đổ thấy thế, lập tức nhanh chóng lui lại. La Quân lần nữa đập mạnh, chỉ chốc lát về sau, nện một cái hố đi ra. Sau đó, hắn liền thuận lợi ra cái này bẫy dập. Cái kia bốn phương tám hướng vách tường, xác thực vô hạn dày. Nhưng là, mặt khung đắp cùng khung đắp chung quanh, chính là tiếp cận mặt đất, muốn dày đều không có cách nào dày. La quân là như thế cho trốn tới. Bất luận cái gì tinh diệu thiết kế, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Lúc này, phòng quan sát bên trong, Odono ngây ra như phỗng. Mà Long trưởng lão Long cắt an, hắn lại trầm tĩnh đi xuống. Lúc này, giờ phút này, không thể không chiến. Sau đó, Long trưởng lão mang theo Odono ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự, Trầm Mặc Nùng đã bị độc sát, hận rất còn có hai gã khác áo đen lão giả khống chế. Mà Long trưởng lão cùng Odono thì đứng tại trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người nhìn lấy trong biệt thự. Là quân toàn thân áo trắng, chân trụi hai chân, thản nhiên đi tới. Thiếu niên áo trắng, đơn bạc chi lộ ra thanh tú, tựa hồ không nhuốm bụi trần, như Mỹ lệ tranh thủy mặc quyển. Lại như cây anh đào phía dưới Mỹ lệ thiếu niên, là quân dạng này đi vào trước mặt mọi người, mà trầm mặc nùng là hổ thẹn không. là quân ta, là quân đối trầm mặc nùng bị bắt cũng không có cái gì ngoài ý muốn. hắn tính toán phía dưới thời gian, nói ra. O'Dono lập tức 4 phút, cũng là nói người còn có một phút đồng hồ mệnh, người còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao? O'Dono hãi hùng khiếp phía hắn lui về phía sau một bước, một thanh bóp lấy trầm mặc nùng vị trí hiểm yếu, người muốn giết ta, ta trước hết giết nàng đến nha, có bản lĩnh người động thủ A. Trầm mặc nùng trở thành trở thịt cá. Nàng cái gì đều làm không? Long trưởng lão, ta cho ngươi hứa hẹn, ngươi trong vòng một phút giết Odono, ta hôm nay không giết ngươi. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, ngươi có muốn hay không? La quân tử tốn nói. Long cắt hàn án ánh mắt híp lại, hắn nói ra, bổn tỏa. Sao lại thủ ngươi dùng thế lực bắt ép? Tốt ra, đường sống ngươi không chọn, tính toán. La Quân nói ra. Sau đó, La Quân nhìn về phía Odono, Odono độ cao đề phòng. Cha, La Quân đột nhiên há mồm phun ra ra một miệng hàn băng chân khí. Lần này chính là hai trọng công sát, đệ nhất trọng, âm sát. La Quân một tiếng này cha, liền chỉ tinh chuẩn truyền đến Odono trong lỗ tai, cái kia một cái chớp mắt, Odono chỉ cảm thấy não vực có cái thanh âm nổ tung. Trong đầu nhất thời ong ong, giống như là có địa ngục quần ma tại chấn động một dạng tê tâm liệt phế đau nhức không thể đỡ đồng thời tầng thứ hai hàn băng chi kiếm trực tiếp chảm giết tới mà lại là quân còn đồng thời bắn ra một cái viên đạn odono cả người tránh sau lưng trầm mặc nùng nhưng trầm mặc nùng có thể còn chưa chết ti đâu đầu nàng lập tức nghiêng một cái cái viên kia viên đạn cùng hàn băng chi kiếm đồng thời bắn tới odono bằng vào trực giác né tránh hàn băng chi kiếm mà cái viên kia viên đạn thì bắn tại hắn nghi tâm chi viên đạn tải odono trong não vực nổ tung odono lập tức máu thịt be bét nửa cái đầu đều không trầm mặc nùng liền được từ từ độc kia rất hận rất còn có còn lại hai tên áo đen lão giả sửng sốt không có một cái dám động thủ nữa đến bắt trầm mặc nùng liền long Cát an đều không có xuất thủ trầm mặc nùng dạng này an ổn không ngại đi vào la quân bên người la quân tính toán phía dưới thời gian đối long Cát an nói ra còn tốt không có vượt qua 5 phút đồng hồ a Long Cát An vẻ mặt cứng nở như gỗ nói ra, vừa phặn Là quân nói ra, ta lời nói, các ngươi luôn luôn không quá nguyện ý tin tưởng. Cũng được, ta trước tiên đem người cái này mấy tên thủ hạ giết, ta lại đến theo ngươi nói, ngươi nhìn như thế nào. Chúng ta đi, độc sát, hận rất, còn có hai tên lão giả kia dọa đến hãi hùng khiếp vía, nghe vậy về sau, quan sát lẫn nhau liếc một chút, quay người chạy. Bọn họ phân tán đào tàu. Không đầy nghĩa khí A. À la quân thở dài một tiếng nhưng lại như cũ xuất thủ tại độc sát còn không có cất bước trong nháy mắt la quân đã như ma thần hàng lâm đại thủ một nhấn đem độc sát nhấn nằm sấp trên mặt đất đồng thời một đạo hàn băng chân khí kích xạ đến độc sát thể nội độc sát tại chỗ tử vong đón lấy la quân giơ tay bắn ra một cái viên đạn lại là bắn về phía hận rất hận rất chật vật tránh thoát nhưng la quân bắn ra là hai cái hắn chỉ né tránh một cái một cái khác mai viên đạn đem đầu hắn xuyên thủng tại chỗ tử vong. Đến mức sau cùng hai tên lão giả, lại là hai bên chạy trốn, đã mỗi người chạy trốn ra ngoài trăm thước. Là quân thân thể lao nhanh ngang dọc lên, nhanh như điện như gió. Ước chừng 10 giây đồng hồ thời gian, là quân truy một lão giả, ban thưởng một đạo hàn băng chi kiếm, đem chém giết. Là quân sách tên lão giả này, sau đó trở về long trước mặt trưởng lão, cũng ném cho long trưởng lão. Sau đó, là quân lại đối long trưởng lão nói ra chờ ta một phút đồng hồ đón lấy hắn chạy long cắt an đứng ngay tại chỗ không nói một lời trầm mặc nùng cũng nhìn lấy long cắt an long trưởng lão người bây giờ không phải là bắt giữ ở ta sau đó lập tức rời đi sao long cắt an thở dài nói ra vô dụng hắn muốn là đàm phán cái kia đàm phán đi hắn người này ta nhìn ra sẽ không nhận bất cứ uy gì vẫn là thật tốt đàm phán đi trầm mặc nùng mỉm cười nói ra trưởng lão đến cùng là trưởng lão odonu muốn thông minh nhiều long cắt an nhạt vừa nói nói các ngươi đừng cao hứng quá sớm đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi trầm mặc nùng nói ra nhưng ít ra là tốt bắt đầu không phải sao long cắt an nói ra tốt bắt đầu chưa chắc có kết quả tốt trầm mặc nùng nói ra cũng chưa chắc có xấu kết quả mà lúc này ngắn ngủi một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh Nơi xa bóng người lấp lóe. một giây sau, là quân phụ cận, đem ông lão mặc áo đen kia thi thể ném đến Long Cát An trước mặt. Long trưởng lão, không có vượt qua một phút đồng hồ A. Là quân nhạt lạnh hỏi Long Cát An. Long Cát An nói ra, không có. Là quân nói tiếp, người còn muốn đánh sao? Long Cát An nói ra, không đánh. Cái kia tốt, là quân cũng rất trực tiếp, nói ra, hiện tại hắn người đều chê ti, người muốn phải sống sót cái kia xuất ra thẻ đánh bạc tới. Tiểu thuyết, đây là một cái giao dịch, người cho thẻ đánh bạc để cho ta hài lòng, người có thể sống sót. Long Cát An nói ra, ta có thể giải trừ trầm mặc nùng thân thể cổ độc, còn có cái viên kia giám sát bom cũng có thể giải trừ. La Quân nói ra, chưa đủ. Long Cát An sầm mặt lại, ta mặc dù là giáo trưởng lão, nhưng mặt cũng sẽ có lấy hay bỏ. La Quân nói ra, ta biết, ta sẽ không làm người khó xử. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." Long Cát An nói ra, "Có nhiều thứ ta không thể nói. Nói là chế ti." La Quân nói ra, "Thân người cần phải có chút có thể bị giám sát đồ vật, cái gì có thể nói, không thể nói. Chính ngươi cân nhắc đi, nhưng ngươi tổng phải bỏ ra một ít gì đó." "Còn có, nói láo không có ý nghĩa, Ô đô nồ cái kia một bộ, không phải ta không nhìn ra được. Ta sở dĩ hội tiến các ngươi cái cạm bẫy kia, là bởi vì ta biết cái cảm bẫy kia không làm gì được ta. Ta cũng là muốn để ngươi biết, các ngươi hết thảy chăm chú chuẩn bị ở trước mặt ta, bất quá là một đám ô hợp. Cho nên, ta hy vọng ngươi bây giờ có thể chân thành. Long Cát An nói ra, "Tốt, ngươi hỏi đi." La Quân nói ra, "Nữ nhi của ta hiện tại hoàn hảo sao?" Long Cát An nao nao, sau đó nói, "Rất tốt." La Quân ánh mắt siết chặt, nói, "Làm sao tốt pháp?" Long Cát An nói ra địa vị không dưới ta. La quân cùng trầm mặc nùng tất cả giật mình, La quân nói ra, có ý tứ gì? Long Cát An nói ra, thật có lỗi, ta chỉ có thể nói đến thế thôi. La quân hít sâu một hơi, nói ra, tốt, nàng còn có trí nhớ sao? Long Cát An nói ra, người đoán không tệ, 7 tuổi trước trí nhớ đều không, là chúng ta một lần nữa trồng trọt, đồng thời, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Con gái của ngươi, chính là trời sinh linh thể, võ học thiên phú cực độ cao. Nàng tiền đồ, bất khả hạn lượng, không thể tưởng tượng. Là, là cái gì, là quân khẩn cấp truy vấn. Long Cát An nói ra, là, là giáo hoàng bệ hạ thích nhất chi đồ. Là quân trầm mặc đi xuống. Tin tức này biết được, hắn vui buồn lẫn lộn. Vui là nữ nhi không có chuyện gì, buồn là, nàng kinh lịch long đong, bây giờ lại là liền chính mình cái này phụ thân cũng sẽ không nhận. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai tử không có việc gì tốt. Không có có nhận đến làm nhục, đây đã là bất hạnh đại hạnh. Tốt, cái kia đại bá ta Trần Lăng, hắn thân nhân đều như thế nào? La Quân hỏi. Long Cát An nói ra, hứa tình 10 năm trước chết ti bệnh. La Quân thân thể chấn động. Long Cát An tiếp tục nói, đến mức Trần Diệu Giai, còn có hứa đồng, còn có trầm mặc nùng con nuôi, các nàng một mực bị giam giữ tại một cái ẩn nấp hải đảo. Tại sao muốn giam giữ các nàng? La Quân hỏi. Đây là vì kiềm chế trầm mặc nùng, Long Cát An nói ra. La Quân nói ra, hiện tại cần phải có thể thả A. Long Cát An nói ra, ta cũng không có cái quyền lợi này. La Quân nói ra, vậy thì tốt, giữ liên lạc. Người trở về cùng các người mặt thật tốt nói một chút, nói ta hy vọng bọn họ có thể mau chóng thả người. Nếu như không thả, ta sẽ tự mình đi cứu. Đương nhiên, hải đảo ta sẽ không đi, ta cũng lười tìm. Ta sẽ giết người, giết tới các người nguyện ý thả đến. Long Cát An nói ra, người lời nói, ta nhất định sẽ đưa đến. Làm Long Cát An rời đi về sau, là quân cũng cùng trầm mặc nùng xe. Trầm mặc nùng thân thể uy toàn bộ tuyên cáo giải trừ, nàng đạt được tự do thân. Trầm mặc nùng lái xe, nàng lúc này thời điểm lộ ra rất nhẹ nhàng. Lâu như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất cảm giác được nhẹ nhõm cảm giác. Cứ việc, nàng biết phía sau còn sẽ có càng mạnh cuồng phong bạo vũ, nhưng là có la quân tại nàng cũng không sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ trầm mặc nùng vừa lái xe vừa nói la quân từ tốn nói chẳng lẽ ta sẽ này bỏ qua sao trầm mặc nùng nói ra nhưng ngươi lấy lực lượng một người muốn lay động đến bọn hắn rất khó khăn la quân nói ra như thế nào là lực lượng một người ta không phải còn có ngươi còn có chỉnh quốc gia tại ta đằng sau làm hậu thuẫn sao trầm mặc nùng nao nao sau đó khẳng định nói ra đương nhiên ngươi chừng nào thì có cái con nuôi là quân hỏi trầm mặc nùng nói ra ước chừng cũng là ra chuyện trước một năm đi lúc đó hải tử đã có hai tuổi hải tử ba ba là chúng ta quốc an người về sau vì nước hy sinh hải tử mụ mụ sớm vứt xuống hải tử chạy mà hải tử nãi nãi cũng đã cao tuổi không được sau cùng bọn họ thương lượng nói muốn đem hải tử đưa đến quân nhân quả phụ trong viện mồ côi đi ta nhất thời không đành lòng Đem cái đứa bé kia thu ở bên người. Ta mang 3 năm, 5 tuổi lúc hài tử bị bọn họ lấy đi. Hiện tại, đoán chừng cái đứa bé kia cũng không biết ta. La Quân nói ra, cái kia cũng vẫn là đến cầm trở về. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây là đương nhiên, nhưng ta có chút bận tâm, bọn họ có thể hay không đem hài tử cũng cho ăn mòn. Mang về trước quan sát đi, anh hùng đời sau, chúng ta lẽ ra chiếu cố nhiều hơn. La Quân nói ra trầm mặc nùng nói ra thực ta thật hối hận nếu như ta không nhiều chuyện cái đứa bé kia cũng không đến mức bị bắt đi cái kia để hắn đi phúc lợi viện dạng này cũng không có nhiều năm như vậy khổ sở la quân nói ra ngươi cũng đừng tự trách trách không được ngươi ngươi thu dưỡng hắn lúc quang minh giáo đình còn không có lộ ra manh mối đây sau đó la quân lại thở dài nói ra ngươi là cao quý bề tôi còn muốn bị những thứ này kẻ xấu dùng thế lực bắt ép người bình thường há không càng là không thể làm gì. Trầm mặc nùng nghe vậy bỗng cảm giác lòng chua xót, nói ra, những trong năm này, ta có thể làm cũng là cực lực thăng bằng, duy trì đại cục diện ổn định. Vô luận như thế nào, nước nhà không thể loạn. La Quân nói ra, ta hiểu ngươi nỗ lực cùng ẩn nhẫn. Thực có chuyện, mặc nùng, ta cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi. La Quân nói tiếp. Trầm mặc nùng nói ra, ừm. Lần, chúng ta lúc nói chuyện bị nghe lén, cho nên ta không nói người cùng ta tại ta thế giới kia sự tình. La Quân nói ra, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đây minh bạch. La Quân nói ra, người không phải một mực tốt, vì cái gì ta lần này đến, tín nhiệm ngươi như vậy sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, bởi vì tại ngươi thế giới bên trong, chúng ta cùng một chỗ. Ngươi trước đây thật lâu nói qua. Về sau, chúng ta còn kết hôn, cử hành một trận long trọng bầu trời hôn lễ ta để ta bằng hữu lấy đại pháp lực tại bầu trời bên trong chế tạo một tòa trời cao cung, phổ biến mời tiên ra bằng hữu La quân nói ra, trầm mặc nùng nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh hãi, nói ra, thật đúng là giống nghe thiên thư một dạng, không thể tin. La quân nói ra, mà lại, chúng ta còn có con trai, gọi trần niệm từ, dài đến rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn. Trầm mặc nùng vui vẻ nói, thật. La quân nói ra, đương nhiên, cho nên, ta sao lại không tín nhiệm ngươi? Trầm mặc nùng hoan hỉ sau đó, lại cảm giác hiu quạnh, cái kia thực cũng không phải ta, thực chất, cùng ta không có quan hệ gì. Giống, Trần Thiên Nhai phu phụ cũng vĩnh viễn không có cách nào đưa ngươi xem như là bọn họ thân sinh nhi tử. là quân thở dài, nói ra, đúng vậy a à. Có lúc, ta cảm thấy ngươi nói thế giới kia trầm mặc nùng là ta, nhưng tránh thức ổn định lại tâm thần, nàng căn bản không phải ta. Ta là ta, nàng là nàng, cho tới bây giờ cũng không thể nói nhập làm một. Nàng hạnh phúc, ta thống khổ, đều là lẫn nhau không cách nào cảm động lây. Coi là rất gần, gần trong gang tấc, thực xa, xa tới như đời này ta giống như người xa lạ. Là quân cùng trầm mặc nùng nói rất nhiều, về sau, hai người trở lại quân khu trong đại viện. Đón lấy, phải thương lượng đến đón lấy sự tình. Cái kia thuốc thể nữ hài, thân thể nàng cũng không có trở ngại. Trầm mặc nùng nói ra, người có nghĩ qua, nên xử lý như thế nào nàng sao la quân nói ra nàng là thật cái gì cũng không biết sao trầm mặc nùng nói ra thật là cái gì cũng không biết bởi vì nàng là dùng đến lửa gạt ngươi cho nên nàng không thích hợp biết càng nhiều đồ vật la quân nói ra cũng là đáng thương cô nương đưa nàng đi sách đi cho nàng học bù tìm khôi phục sư tận lực để cho nàng khôi phục người bình thường sinh hoạt nàng tuy nhiên không phải nữ nhi của ta nhưng ai là cha mẹ của nàng đều sẽ đau lòng. Trầm mặc nùng nói ra, tốt, ta đến an bài. La quân cười một tiếng, nói ra, điểm này ngươi cùng ta thê tử rất giống, ta ở bên kia, ta cũng là có cái gì dườm già sự tình đều ném cho nàng đi làm. Nàng cũng xưa nay không ngại phiền. Giết không địch lại, nhưng cũng nên rửa đến bát đi. Trầm mặc nùng cười một tiếng, nói ra. La quân nói ra, tiếp đó, muốn tránh thức thành lập được chính mình phòng ngự. Chỉ ít, Yến Kinh không thể có bất luận cái gì liên quan tới giáo đình tồn tại. Cái này là danh giới cuối cùng vấn đề. Ta muốn đầu tiên đem Yến Kinh chế tạo phòng thủ kiên cố, giáo đình một tia lực lượng cũng đừng nghĩ chảy vào, tiến đến phải chế ti. Trầm mặc nùng nghe vậy chính là hưng phấn, nói ra, quá tốt, đây là mặt lãnh đạo rất muốn nhất. Ta hiện tại đi trước hồi báo một chút. Tốt, La Quân nói ra. Trầm mặc nùng rất mau rời đi, La Quân thì đi trước gặp Trần Thiên Nhai phu phụ, hai phu phụ đều đã là phong nến tàn, không có bao nhiêu thời gian. La Quân cảm thấy thương cảm, mà Trần Thiên Nhai đã hồ đồ, lại không biết La Quân. Lâm Thiến nói với La Quân, muốn trở lại Đông Giang đi, lá dụng về cội. La Quân đáp ứng tới, nhưng là, hắn không có thời gian cùng đi, hắn muốn làm sự tình quá nhiều. La Quân nói cho Lâm Thiến, hắn an bài trước người đem Đông Giang bên kia thu xếp tốt, sau đó lại đưa bọn họ tới. Lâm Thiến cũng gật gật đầu. Sau đó, là quân hòa lâm xinh đẹp nói hứa tiếng đồng hồ hơn đợi chuyện lý thú, lâm thiến cười cười, sau cùng lại là khóc lên. Ai cũng không biết, nàng đến cùng khóc là cái gì. Là khóc cái kia tráng niên mất sớm nhi tử, vẫn là khóc phương hoa đã mất, hoặc là khóc chính mình tình cảnh. Là quân cũng không thể nào biết được. Hắn nhìn đến lâm thiến khóc, liền nhớ tới mẫu thân mình. Hắn nhớ tới mẫu thân, mẫu thân nếu như còn sống, lại nhìn gặp cháu mình, trông thấy con trai của nàng như vậy không chịu thua kém, nàng nhất định rất vui vẻ. Hắn nghĩ, trầm mặc nùng nói không sai. Nàng không phải thế giới kia mặc nùng, mà chính mình cũng không phải trước mắt Lâm Thiến Nhi Tử. Đồng dạng, cái này Lâm Thiến cũng không phải mình tránh thức mẫu thân. Mẫu thân, nàng chê ti sớm tại cái kia vĩnh viễn mùa đông bên trong. Là quân sau đó lại đi xem cái kia thuốc thể nữ hài, thuốc thể nữ hài tại sát vách trong phòng ngủ, nàng đang ngẩn người. La Quân sau khi đi vào, nàng lập tức có vẻ hơi câu nệ, lập tức đứng lên. Nữ hài còn không rõ ràng lắm hết thảy âm mưu, nàng thế giới là cẩn thận chặt chẽ, là không có tôn nghiêm. Ba ba, nàng sợ hãi hô một tiếng. La Quân nhìn về phía nữ hài, hắn muốn giải thích cái gì, nhưng sau cùng trong lòng vẫn là khẽ thở dài một tiếng. Ngồi đi, ngốc nha đầu." La Quân đối nàng cười một tiếng, sau đó nói. Nữ hài liền ngồi xuống. Về sau người gọi trần di thà có được hay không la quân nói ra chúng ta quên mất đi qua bắt đầu lại từ đầu tốt nữ hài không do dự la quân mỉm cười nói ra thật là một cái hiểu chuyện tiểu nha đầu cái kia ba ba về sau còn có rất nhiều chuyện phải làm khả năng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi la quân tiếp tục nói ừm um, vậy ngươi có ý kiến gì hay không có cái gì là ngươi muốn làm nữ hài ngốc ngẩn ngơ sau đó lắc đầu ba ba muốn ta làm cái gì ta làm cái gì nàng tính cách đã vặn vẹo bị đè nén đến một loại khó mà diễn tả bằng lời cấp độ la quân liền càng phát ra đáng thương cô nương này cái kia ngươi thật tốt sách dụng công sách la quân nói ra nữ hài gật gật đầu la quân còn nói thêm ngươi về sau phải từ từ học kiên cường ngươi phải nhớ kỹ ngươi không bất luận kẻ nào thấp nhất đẳng bởi vì ngươi là nữ nhi của ta ngươi muốn ưỡn ngực nếu ai khi dễ ngươi Ba ba đều sẽ quay trở về. Nữ hải hốc mắt nhất thời đỏ, nàng trọng trọng gật đầu, nói ra, ta đều nghe ba ba ngài. Là quân mỉm cười, hắn theo rồi nói ra, là ba ba không có chiếu cố tốt ngươi. Nữ hải nói ra, không trách ngài. Là quân bồi nữ hải trò chuyện rất lâu, đón lấy, điện thoại vang. Là quân ngay sau đó ra ngoài tiếp điện thoại. Gọi điện thoại người tới lại là đồng giai văn con gái lớn, lôi vân vân bên kia giọng nói thanh thúy mà êm tai tự giới thiệu la quân mỉm cười nói ra người tốt nói đến ngươi là cháu gái ta lôi vân vân nói ra ta hy vọng có thể cùng ngài gặp một lần há có chuyện gì sao la quân khẽ nhíu mày lôi vân vân nói ra ngài là truyền ta muốn thấy một lần ngài phong thái la quân trầm ngâm lôi vân vân lập tức nói ra ngài không tiện sao la quân nói ra ngươi cụ thể ý tứ, ta còn không biết rõ. Nếu như ngươi là lo lắng mẫu thân ngươi cho ta mượn tiền, ta có thể lập tức còn đi qua. Ngài hiểu lầm, ta tuyệt không có ý tứ này, lôi vân vân vội vàng nói. Là quân nói ra, tốt ha, vậy xem ra ngươi là thật muốn gặp ta. Nhưng là ta gần đây xác thực không tiện lắm, ta lần này đến, không phải du sơn ngoạn thủy, mà chính là có chính chuyện bận rộn. Ta tại Yến Kinh, đã lâm vào nguy hiểm vòng xoáy các người tốt nhất vẫn là không muốn liên lụy vào cho thỏa đáng. Lôi vân vân ngốc ngẩn ngơ. Các loại có cơ hội, chúng ta gặp lại, được không? Sau đó, La Quân nói ra. Lôi vân vân bất đắc dĩ, nói ra, tốt, chúng ta một lời đã định, Trần Thúc Thúc. La Quân cười một tiếng, nói ra, một lời đã định. Hắn đón đến, còn nói thêm, đúng, ta nhớ được mụ mụ ngươi ban đầu là có cái tiểu nhi tử. Lôi vân vân giọng nói trầm xuống, nói ra, cái kia là ca ca của ta, năm tuổi năm đó, xảy ra ngoài ý muốn, đi rất gấp. Là quân cảm thấy nặng nề, vô luận nguyên nhân gì, mất con thống khổ đều là đại thống, cái kia mẫu thân người năm đó, chắc hẳn không dễ dàng đi tới. Người cả đời này, chắc chắn sẽ có ngăn trở, lôi vân vân nói ra. Cũng đúng, là quân nói ra. Trò chuyện sau khi, là quân kết thúc cùng lôi vân vân trò chuyện. Trần Thiên Nhai phu thê, là quân cũng không lo lắng bởi vì bọn hắn đã cao tuổi giáo đình bên kia biết không nhiều đến sử dụng bọn họ la quân lần này tới cũng một mực tải cho giáo đình bên kia một loại cảm giác đó là hắn không thỏa hiệp không nhận uy cái này ngược lại là một loại bảo hộ người bên cạnh biện pháp tốt đây cũng là la quân không có cách nào biện pháp hắn hiện tại một người chỗ đó bảo hộ đến bên người nhiều người như vậy a à. đêm đến đợi trầm mặc nùng tìm đến la quân đại lãnh đạo muốn muốn gặp ngươi một mặt Trầm mặc nùng có chút hưng phấn nói với La Quân. La Quân nói ra, cái kia đại lãnh đạo. Trầm mặc nùng nói ra, Lý Lão, còn có Tống Lão. La Quân có chút mờ mịt, nói ra, ta giống như không biết cái nào. Trầm mặc nùng nói ra, người không biết cũng bình thường, nhưng hai vị lão nhân đều là bây giờ nhân vật thực quyền. Năm đó, bọn họ cùng quân thần cũng là bạn tốt. Hiện tại chúng ta muốn đối phó quang minh giáo đình, còn cần bọn họ cho phép và viện trợ. La Quân gật đầu, nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia gặp gỡ đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, hiện tại, hai người tại Đỏ Viện, chờ ngươi. Đỏ Viện là một cái thần thánh địa phương, La Quân nghiêm nghị nói ra, tốt. Tiếp đó, từ Trầm Mặc Nùng lái xe. La Quân vẫn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, từ đồ ra, thật không còn một mống sao. Hắn nhịn không được hỏi. Trầm mặc nùng ánh mắt chìm xuống, nàng nói ra, hồng tú liên đối từ đồ ra hận thấu xương, nàng ra tay tàn nhẫn song chính từ đồ ra thật là không còn một mống liên tiểu hai tử đều chưa thả qua nhưng là la quân đây hết thảy đều là bắt nguồn từ hồng tú liên bây giờ hồng tú liên đã chê ti nàng một người chê ti tiêu trừ chỗ có cửu hận sao la Quân ánh mắt lạnh đi xuống cái kia là thê tử của ta người nhà là nữ nhi của ta thân nhân cũng là ta thân nhân ngươi muốn như thế nào trầm mặc nùng hỏi la quân nói ra tính toán, không nói cho ngươi. Không thích hợp, ngươi dù sao cũng là quốc gia chức vị quan trọng nhân viên, việc này, ta đến xử lý đi. Ta luôn luôn không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội, nhưng là nợ máu còn phải trả bằng máu. Trầm mặc nùng nói ra, ngược lại cũng không phải ta nhân từ nương tay, ta đã từng đối với lâm gia cũng là hận thấu xương. Nhưng hồng tú liên cái này kẻ cầm đầu sau khi chế ti, ta lại cảm thấy, hết thảy cừu hận, đều cần phải dừng ở đây lúc trước nếu không phải nhất niệm chi nhân cũng sẽ không để tư đồ ra bị này vận rủi tuy nhiên hồng tú liên cũng là thủ quang minh giáo đình sai sử nhưng là đem người toàn bộ giết chế ti vậy khẳng định là hồng tú liên chính mình chủ ý giáo đình sẽ không để ý những cái kia hắn dâu riêng không đáng kể người là quân nói ra trầm mặc nùng nói ra lời này của ngươi xác thực không sai là quân nói ra ta không làm sát kẻ vô tội nhưng ta tin tưởng nhân quả báo ứng Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ha, à, người thật muốn làm, chúng ta cũng ngăn không được ngươi. Đỏ Viện rất nhanh tới, nơi này là một mảnh Lâm Viên, vườn trong rừng có một đầu hồ nước. Bên cạnh hồ một bên là một cái viện, trong sân chính là đỏ Viện. Nơi đây để phòng xâm nghiêm, lâu dài có cao cấp cảnh vệ thay phiên trông coi. Mà lại bên trong còn có lòng bàn hồ cứ phong thủy đại trận, cùng một số ẩn tàng cao thủ trông coi nơi đây. La Quân đi vào ám khuy thị lực lượng liền đều tại lòng hắn hiển hiện. Hắn tu vi đến thấy rõ tỉ mỉ cấp độ, bốn phía vạn sự vạn vật đều không thể gạt được hắn tâm linh. La Quân cũng không nhịn được giật mình, bởi vì hắn cảm nhận được nơi đây lực lượng phòng vệ, cực kỳ cường hãn. Chính là hắn muốn xông tới, cũng không dễ dàng như vậy. Quốc gia, không có khả năng không có có sức mạnh nơi tay, chỉ là có chỗ cân nhắc mà thôi. La Quân đi vào trong sân mặt, đây là tứ hợp viện. Trong một gian phòng mặt, ánh đèn sáng tỏ. Bên ngoài có cảnh vệ trông coi, Trầm Mặc Nùng cùng cảnh vệ nói vài lời. Cảnh vệ liền vào đi bẩm báo, chỉ chốc lát về sau, liền đi ra mời La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào. Trong phòng, cái kia Lý lão cùng Tống lão chính vừa hút khói, một bên trò chuyện thiên. Hai vị lão nhân xem ra đã tuổi già sức yếu, nhưng lại từ có một loại không nói ra quý khí cùng uy nghiêm tại. Thường nhân gặp bọn họ, tự nhiên muốn theo tâm kính sợ chính là trầm mặc nùng tại trước mặt bọn hắn cũng là tất cung tất kính đây là người đại biểu ở giữa quyền thế bất quá la quân là nhìn quen đại nhân vật cho nên hắn không có bất kỳ cái gì luống cuống hắn vào phòng không kiêu ngạo không tự ti đương nhiên càng sẽ không cao ngạo hắn nhìn về phía hai vị lão nhân sau đó hơi hơi cúi đầu nói ra vãn bối la quân may mắn nhìn thấy hai vị thủ trưởng kinh sợ lý lão cùng tống lão ngẩng đầu hai vị lão thủ trưởng mặt đã tràn đầy nếp nhăn nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn sắc bén tiểu trần lý lão mỉm cười nói ra ta nghe mặc nùng nói rõ chi tiết ngươi sự tình bắt đầu ta còn không tin hiện tại thấy một lần ngươi lại là tin lão già ta gặp qua rất cỡ nào xuất sắc người trẻ tuổi nhưng giống người trẻ tuổi như vậy lại có khí độ như thế còn thật là lần đầu tiên gặp cái kia tống lão thì nói ra tuổi còn trẻ lại là ngồi ngay ngắn từ kim sen tám gió thổi bất động Tốt, tốt, quốc gia chúng ta tương lai hy vọng a." À. La Quân lập tức nói ra, hai vị thủ trưởng quá khen. Ngồi một chút ngồi, Lý lão theo rồi nói ra, La Quân cùng trầm mặc nùng ngồi tại hai vị lão nhân dưới tay. Lý lão nói ra, "La Quân, ngươi là quân thần cháu trai, đúng không?" La Quân nói ra, "Không sai." Lý lão nói ra, "Chúng ta tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trước kia ta nghe nói qua ngươi. Ngươi đại bá đối ngươi" khen ngợi có thừa nói đến đây hắn thở dài nói đáng tiếc đáng tiếc ngươi đại bá bây giờ không có ở đây hắn như vẫn còn lần này cùng ngươi hợp tác chúng ta cũng có thể gối cao không lo la quân cũng là khổ sở hắn nói ra ngày mai ta muốn đi lễ tế một chút đại bá ta lý lão nói ra đây là cần phải sau đó một bên tống lão nói ra la quân hiện tại cục thế ngươi cần phải có chỗ giải đúng không la quân nói ra còn không có hoàn toàn giải tống lão nói ra là quân ngươi hãy thành thật nói với ta ngươi có nắm chắc làm đến tình trạng kia là quân nào nào sau đó nói hồi thủ trưởng lời nói có thể làm được tình trạng kia ta hiện tại còn thật không dám phía dưới cái này kết luận chỉ có thể nói toàn lực ứng phó lý lão ở một bên nói ra cũng thế đối thủ quá lợi hại tiểu trần ngươi cuối cùng là một người hắn đón đến nói nhưng chúng ta có thể cho ngươi toàn lực ủng hộ ta nghe mặc nùng nói, người muốn đem yến trong kinh thành, quang minh giáo đỉnh thế lực toàn bộ nhổ, điểm này rất tốt. Người cần gì dạng chống đỡ? La quân nói ra, tình báo. Lý lão nói ra, cái này đương nhiên không có vấn đề. La quân nói ra, như thế đầy đủ. Lý lão nói ra, chúng ta còn có một cái khác dự định. La quân nói ra, xin mời ngài nói. Lý lão nói ra, từ người tổ kiến một cái đội ngũ đi ra, chúng ta hy vọng Quốc gia ta có đầy đủ vũ lực, có thể bảo vệ nước nhà bình an cùng ổn định. Người cần phải hiểu, chúng ta cần là cái kia một loại đội ngũ, đúng không? La Quân nói ra, ta hiểu. Sau này, Mặc Nùng tới làm người trợ thủ, người có gì cần đều có thể để Mặc Nùng tới làm. Lý Lão tiếp tục nói. La Quân nói ra, lão thủ trưởng yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực vì nước dọn sạch nhiệt chướng, còn nước nhà một mảnh thanh bình. Lý Lão cùng tống lão bèn nhìn nhau cười sau đó lý lão nói ra tiểu trần chúng ta tuổi tác cũng lớn tại đời này thời gian sẽ không quá lâu dài người có thể hay không còn nhiều cho chúng ta một số lòng tin là quân nào nào sau đó minh bạch lão thủ trưởng ý tứ bởi vì lão thủ trưởng nhóm vẫn luôn chỉ nghe nói là quân quang huy sự tích nhưng vẫn chưa chân thực kiến thức đến là quân bản sự là quân cảm thấy lão thủ trưởng yêu cầu cũng không quá phận ngay sau đó nói ra đương nhiên có thể bất quá có thể hay không phiền phức nơi này cảnh vệ đồng chí giúp ta đánh một chậu nước tới. Lý lão cùng tống lão cười ha ha một tiếng, tống lão nói ra, đương nhiên có thể. Lý lão nói ra, nước lạnh vẫn là nước nóng. La quân nói ra, chỉ cần là nước đều có thể. Trầm mặc nùng cũng rất chờ đợi, nàng đứng người lên, nói ra, ở đây ta giành tất, ta đi múc nước đi. Lý lão nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng rất nhanh dùng đồng dạng chậu rửa mặt đánh hơn phân nửa chậu nước tới. La Quân để Trầm Mặc Nùng đi đóng cửa. Chuyện hôm nay không tiện truyền ra ngoài, La Quân đối với cái này giải thích. Lý lão nói ra, chúng ta hiểu. Trầm Mặc Nùng lập tức đi đem cửa đóng. Lúc này thời điểm, Lý lão cùng Tống lão hai vị lão thủ trưởng nét mặt sáng sủa không sai, cũng có chút giống trẻ em, chờ đợi nhìn lấy La Quân đến thi triển thần thông. La Quân cũng không nhiều lời hắn đứng tại chỗ cách mặt kia bồn có một mét khoảng cách hắn chỉ là bỗng nhiên há miệng phun ra một miệng hàn khí khẩu này hàn khí trong nháy mắt phun ra đến mặt kia bồn chi chậu rửa mặt chi những cái kia thủy dịch cấp tốc tung tóe bay ra ngoài thủy dịch ở trên không thế mà trực tiếp hình thành ngàn đầu màu trắng sợi bạc là quân thủ thế xoay chuyển lấy chân khí ngự chi ngàn đầu màu trắng sợi bạc như kiểu long xoay chuyển tình cảnh này hùng vĩ tới cực điểm chính là trầm mặc nùng, giờ phút này cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng thì thào nói ra, thật sự là thần kỳ kỹ, thần kỳ kỹ. Trầm mặc nùng có thể cảm giác được, cái này ngàn đầu sợi bạc đều có linh tính, cũng đều là sát nhân chi kiếm. Lúc này thời điểm, là quân lại một vận chuyển tay ấn. Cái kia ngàn đầu sợi bạc trực tiếp khép lại, sau cùng hình thành một đầu hàn băng thần long, thần long thế mà còn phát ra tiếng long ngâm. Là quân tiến lên trước một bước, mắt tinh quang lóe lên, hắn mở miệng ngâm nói, lưu lập tức mới vượt bạch ngọc yên chiến thôi xa trường ánh trăng lạnh, đầu tường chống sát âm thanh còn chấn trong hộp kim đao máu chưa khô, tốt tốt lý lão vỗ tay nói tốt một đầu băng long tốt một bài biên cương xa xôi quốc gia chúng ta có giống nhiều một ít tiểu trần tiểu trầm các ngươi còn trẻ như vậy người cái kia quốc gia chúng ta hy vọng vĩnh viễn không biết diệt làm trầm mặc nùng hòa la quân rời đi đỏ viện về sau trầm mặc nùng trong đầu vẫn luôn quanh quẩn la quân cái kia hai câu thơ. Đầu tường chống sắt âm thanh còn chấn, trong hộp kim đao máu chưa khô. Nàng cảm nhận được la quân bừng bừng sát ý, chính là giết địch chi ý. Chính vào quần ma loạn vũ, này kim đao vừa ra, nhất định vì nước dọn sạch ở trong gầm trời. Đúng, người muốn ở tại nơi này, trầm mặc nùng hỏi. La quân nói ra, giúp ta đem ta nguyên lai ở biệt thự thu một cái đi. Trầm mặc nùng ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, tốt. Ngày thứ hai, là quân đi bái tế chê thi đi đại bá. Đại bá nhập táng bát bảo sơn. Đồng thời, là quân cũng đi bái tế hứa một lời ông ngoại, bà ngoại, bao quát từ đổ lão gia tử. Vân vân, một ngày này, hắn đều tại bái tế. Mà cái kia nguyên lai biệt thự cũng rất nhanh thu đi ra. Bên trong mùi vị chờ một chút, cũng đều bị toàn bộ rõ ràng. Bao quát một số cần tu bổ địa phương, cũng nhanh chóng tu bổ lại, Đồng thời không có chút nào mùi vị. Bảo vệ môi trường sơn phương diện này đã sớm thành thục đến không cần phơi khô cấp độ. Dương chiếu, đệm chăn, toàn bộ thay mới. Trầm Mặc Nùng còn tìm mấy cái bảo mẫu đi phục thị La quần áo cơm sinh hoạt thường ngày. Mà tại Đông Giang bên kia, Trầm Mặc Nùng cũng tìm người đem Trần Thiên Nhai phu thê nguyên lai nhà đưa ra tới. Trải qua phí phương diện, Trầm Mặc Nùng cơ hồ là chính nàng xuất tiền. Bọn họ trầm ra nội tình cũng là rất thâm hậu. Ba ngày sau đó, Trần Thiên Nhai phu thê được đưa về Đông Giang sinh hoạt. Cũng tìm đáng tin bảo mẫu phục thị nhị lão. Mà Trần Di Thà cũng đi so sánh không tệ thành người trường học. La Quân cũng không có lập tức đối với Lâm Gia triển khai trả thù, hắn không có ý định mềm tay, nhưng cũng không có ý định chính mình đi giết người. Hắn không thích đi nhiễm những cái kia máu tươi. Ta viết cho ta nữ nhi những cái kia tin đâu. La Quân ở tại biệt thự bên trong, hắn cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại hỏi tin không thấy trầm mặc nùng nói ra là quân thở dài nói ra tốt đa à, đoán chừng là bị giáo đình người lấy đi trầm mặc nùng nói ra cha con các người nhất định sẽ nhận nhau là quân nói ra có lẽ nhận nhau cũng không phải trọng yếu như thế nhưng ta nhất định phải làm cho nàng hạnh phúc trầm mặc nùng nói ra vậy cũng nhất định sẽ là quân nói ra còn có ta cần một khoản kinh phí những thứ này kinh phí thuần túy là cá nhân ta sử dụng, các người bên này có thể phê xuống tới sao? Trầm mặc nùng nói ra, đương nhiên có thể, lý lão bọn họ đã đặc phê. Người có thể vận dụng 11 tỷ tiền tài, không cần có bất kỳ báo cáo. La Quân nói ra, cái kia tốt. Bây giờ thời đại này, 11 tỷ tiền tài đã tính toán không quá lớn con số. Nhưng là đối với quốc gia hướng cá nhân đặc phê, đã là thiên số chữ. La Quân cũng không cần 11 tỷ, hắn nói ra, trước cho ta sổ sách chuyển 100 triệu đi. Mặt khác, mỗi tháng cho một cái điện thoại di động số chuyển 1 triệu. Đó là Trần Thần muội muội, ta đã đáp ứng Trần Thần, phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội của hắn. Tốt, Trầm Mặc Nùng đáp ứng. La Quân còn nói thêm, lão thủ trưởng nói muốn tổ kiến một chi bộ đội, ta cho rằng tại bên trong thể chế không phải là không thể được tìm. Nhưng muốn ngắn hạn ra hiệu quả, rất khó khăn, thời gian của ta không có như vậy dư giả, cho nên người giúp ta tìm một số người ẩn sĩ người ẩn sĩ phần lớn tính tình cổ quái chỉ sợ không dễ dàng mời đi ra trầm mặc nùng nghe vậy khó khăn la quân nói ra mời không ra cầm ra đến lại nói nhưng bên trong thể chế một số căn hồng miêu chính cũng muốn bồi dưỡng dạng này độ trung thành cao hai bên chia ra đồng tiến đi trầm mặc nùng nói ra chủ ý này hay la quân cười một tiếng nói ra ta đến huấn luyện người phụ trách tìm người, tốt a. À. Trầm mặc nùng nói ra, người cũng có thể trước huấn huấn ta. Đến lúc đó có cơ hội, La Quân nói ra. Kết thúc trò chuyện về sau, La Quân rất nhanh thu đến một khoản chuyển khoản, là 100 triệu người dân tệ. La Quân lập tức cho đồng giai văn chuyển đi qua. Bên kia thu đến về sau, lập tức gọi điện thoại cho La Quân. Làm gì muốn gấp gáp như vậy hoảng hốt trả lại cho ta đồng giai văn tại điện thoại bên kia có vẻ hơi không cao hứng có phải hay không nữ nhi của ta nhóm tìm ngươi la quân cười một tiếng nói ra không có chuyện ta hiện tại trong tay xa xỉ còn chứ sao ngươi không nên suy nghĩ nhiều đồng giai văn trầm mặc một lát sau mới nói la quân ngươi có thể tìm ta vay tiền ta rất vui vẻ đến chúng ta cái tuổi này tiền tài sớm đã là vật ngoài thân ngươi dạng này nhanh như vậy trả lại cho ta Ta cảm thấy là một loại xa lạ cùng khách khí." La Quân nói ra, "Đồng lão sư, ta hiểu ý ngươi, nhưng ngươi cũng không là một người, chúng ta là bằng hữu, bằng hữu cái kia quan tâm bằng hữu cảm thụ cùng tình cảnh. Ta cũng không muốn bị cháu gái nhỏ nhóm cho là ta là lường gạt." Đồng giai Văn nói ra, "Tốt a." À. Nàng đón đến, lại nói, "Cái gì cháu gái nhỏ, ngươi gọi ta một tiếng lão sư, vậy các nàng cùng ngươi là cùng thế hệ." La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hả. Đồng Giai Văn tiếp lấy nghiêm mặt nói ra, chỉ cần ngươi có cần ta giúp đỡ địa phương, tuyệt đối không nên cùng ta khách khí, được không? Ta hy vọng nhiều, thời gian có thể dừng lại tại cái kia Thái Sơn đỉnh chóp, chúng ta đều không có lão, chúng ta cũng đều không có phiền não, phương hoa còn tại. Là quân suy nghĩ cũng lâm vào nhớ lại, đó là tính mạng hắn duy nhất có nhan sắc thanh xuân trí như A. Đúng vậy A, la là quân lớn nhất rồi nói ra. Về sau, La Quân cùng đồng giai văn kết thúc trò chuyện. Khí trời trời trong xanh tốt, năm tháng im ắng. La Quân tại biệt thự bên trong ở, hắn cũng không có đắm chìm trong qua đi hồi ức bên trong. Mỗi ngày, hắn là ngồi xếp bằng, yên tĩnh cảm ngộ thiên địa. Ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng tự mình đến gặp La Quân. Vừa vào cửa, Trầm Mặc Nùng nói ra: Chúng ta bên này tạm thời liệt kê ra một số bảng danh sách. Là ngươi nói loại kia ẩn sĩ cao nhân? chúng ta bây giờ quốc an có vô số điều tình báo tuyến, minh tuyến cùng ám tuyến. Tránh thức ám tuyến là nắm giữ tại chính chúng ta tay. Toàn cục theo chỉnh hợp, cơ hồ không có để lọt chi cá. Cũng là giáo đình bên kia không có khả năng ngấp nghé đến. Là quân nói ra, đúng thế, xã tắc thần khí, há có thể để kẻ xấu nhiễm chi. Trầm mặc nùng nói ra, mặt khác, lựa chọn bên trong thể chế căn hồng miêu chính, cũng đang nhanh chóng thi hành. Ngươi nói muốn đem giáo đình người đều đuổi ra Yến Kinh, lúc nào động thủ, bọn họ nhân viên chúng ta đều đã nắm giữ. Trước thông thả, trước chiêu binh mãi mã đi, không phải vậy lời nói đuổi đi lại tới, sẽ đem ta mệt chế ti. La Quân nói ra, Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, có những cái kia cao nhân nói cho ta nghe một chút đi đi. Trầm Mặc Nùng hòa La Quân tại trước sofa ngồi xuống, những cái kia bảo mẫu đều bị vung lui ra ngoài. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái thứ nhất gọi là Lôi Lăng. Người xưng Lôi Đại sư là ở nước ngoài Hồng Môn lãnh tụ. Vậy cũng là ẩn thế cao nhân, La Quân không khỏi nhịn không được cười lên. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng coi như cao nhân a. À. Hồng Môn thủ hạ còn có không ít cao thủ đây, một khi thu phục, hiệu quả vô cùng. La Quân nói ra, giáo đình không có đối bọn hắn động thủ. Trầm Mặc Nùng nói ra, giáo đình đã từng mời qua Lôi Lăng, nhưng bị Lôi Lăng cự tuyệt la quân nói ra giáo đình dừng tay đây không phải bọn họ tính cách đi trầm mặc nùng nói ra lôi lăng cùng giáo đình cao thủ thử một trận thắng giáo đình liền này dừng tay lúc ấy có quân tử hiệp định lại nói lôi lăng sức ảnh hưởng rất lớn mà lại tại giáo đình tới nói không phải nhất định phải đánh hạ pháo đài la quân nói ra vậy thì thật là tốt cơ hội trời cho chúng ta lập tức đi tìm lôi lăng đi trầm mặc nùng nói ra có điều hắn cũng không tốt thu phục. Hắn tại ở nước ngoài, thế lực cùng ảnh hưởng đều rất lớn. Tùy tiện muốn hắn về nước hiệu lực, chỉ sợ hắn không biết nguyện ý. La quân từ tốn nói, không phải do hắn. La quân tâm vô cùng quan tâm nữ nhi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp chạy đi tìm nữ nhi. Mà chính là đâu vào đấy làm lấy việc của mình. Tình huống bây giờ là như thế, giáo đình thế lực rắc rối phức tạp, La quân tuy nhiên lưng nhờ vào quốc gia đại thụ, nhưng là chân chính có thể giúp đỡ cao thủ cũng không nhiều la quân tùy tiện chạy đi tìm nữ nhi nữ nhi đầu tiên là không biết nhận nhau mà lại chính mình cũng sẽ lâm vào vô cùng truy sát chi như vậy hắn hội biến rất bị động đây là một trận đánh cược lôi lăng trước mắt tại san francisco bên kia trầm mặc nùng đặt trước xong đi san francisco vé máy bay nói với la quân đi máy bay đi la quân khẽ nhíu mày nói ra một khi bị oanh nổ người ở trên không chẳng phải là chết ti không táng sinh chi địa. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ nói ra là đạo lý này. Nhưng muốn đi San Francisco đi máy bay là nhanh nhất. vượt qua hải dương vậy cần chuyển mấy lần vận tải đường biển đoán chừng đến San Francisco vậy cũng là chỉ ít hơn một tuần lễ sau sự tình. người hao tổn được tốt hay sao hả? La Quân nói thực ra nói hao không nổi. Trầm Mặc Nùng nói ra cho nên làm sao bây giờ? la quân nói ra làm máy bay tư nhân đi qua đi chuẩn bị tốt nhảy dù công cụ cho dù là bị oanh nổ ta cũng có thể sớm cảm ứng sớm nhảy dù trầm mặc nùng ánh mắt sáng lên nói ra ta lập tức an bài la quân còn nói thêm đi san francisco bên cạnh ta đến có người phụ một tay người an bài cho ta cá nhân đi trầm mặc nùng mỉm cười nói ra an bài đoạn lãng cùng phượng hoàng làm ngươi trợ thủ như thế nào Ta biết, La Quân nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, ngày đầu tiên bắt người cái kia hai cái. La Quân nhớ tới, nói ra, há, tốt, cuối cùng có thể lăn lộn cái quen mặt. Trầm mặc nùng rất nhanh đi an bài tốt máy bay tư nhân, đoạn lãng cùng cái kia Phượng Hoàng lái xe tới đón La Quân. Đoạn lãng âu phục dày ra, Phượng Hoàng thì là xuyên tử sắc áo khoác, tư thế hiên ngang. Hai người tới La Quân trước mặt. Bọn họ sắc mặt cung kính có thừa, đoạn lãng đầu tiên nói ra, là quân tiên sinh chúng ta tới vì ngài hiệu mệnh phượng hoàng cũng cười làm lành la là quân nhàn nhạt gật đầu nói ra đi thôi đoạn lãng lái xe phượng hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế la quân ngồi ở phía sau xe jeep lái vào cảnh ban đêm chi la quân nhắm mắt dưỡng thần cũng không nói lời nào cái kia đoạn lãng cùng phượng hoàng đến vì la quân hiệu mệnh vốn đang rất hưng phấn lúc này thấy la quân lời nói rất ít liền cũng có chút thoảng qua xấu hổ cùng thất vọng. Bộ kia máy bay tư nhân ở một tòa cao ốc nóc nhà, cao ốc có 300 m sông vào bình đài. Máy bay tư nhân nội bộ xa hoa, là quân bọn người máy bay. Máy bay rất nhanh khởi động, vẻn vẹn sông vào trăm mét không đến, đã bay vào đến bầu trời chi. Nói như vậy, khoảng cách ngắn lời nói máy bay trực thăng có thể đảm nhiệm. Loại này đường dài, máy bay trực thăng tốc độ vẫn là cùng không. Máy bay kỹ thuật đã cực thành thục, Loại này máy bay tư nhân vẫn là thuộc về dân dụng. Tránh thức quân sự máy bay, rất nhiều đều đã đến cung điện cấp bậc, thậm chí là phim khoa học viễn tưởng cấp bậc. Trừng 6 giờ, liền đã đạt tới San Francisco. San Francisco chính là trừng 3 giờ chiều, dương quang sáng lạn. Bên này khí hậu rất là ấm áp, hoàn toàn không giống yến kinh loại kia khô lạnh trạng thái. Trời xanh mây trắng, dòng xe cộ xuyên thẳng qua. San Francisco bên này Hết thầy đều đã chuẩn bị tốt Xuống phi cơ về sau Có xe riêng ra hiệu lực Là quân bọn người trước vào Ở địa phương một nhà cấp 5 sao đại khách sạn Là quân đơn độc ở một gian phòng Trong phòng xa hoa sạch sẽ Khiến người ta rất là dễ chịu Đoạn lãng cùng phượng hoàng Cũng vào ở mỗi người gian phòng Bất quá bọn hắn rất mau tới gõ cửa Là quân mở cửa đem Hai người nginh tiến đến Là quân tiên sinh Tiếp đó ngài có phân phó sao đoạn lãng hỏi la quân nói ra hạ cái bái thiếp cho lôi lăng nói ta muốn gặp hắn đoạn lãng cùng phượng hoàng nhìn nhau đoạn lãng cười khổ nói ra bái thiếp muốn làm sao nói la quân hơi hơi kinh ngạc nói ra muốn làm sao nói nói đại sư la quân muốn gặp hắn để hắn làm tốt chiêu đãi công tác phượng hoàng nói ra căn này chỉ sợ còn cần cái có danh vọng ở giữa người la tiên sinh ngài tuy nhiên có thực lực này nhưng thế nhân còn không biết được a à. la quân nói ra vậy quá phiền phức tùy tiện viết cái bài thiếp sau đó tìm đúng địa điểm ta trực tiếp đi gặp hắn tốt đoạn lãng nói ra dạng này chỉ sợ không hợp lễ nghĩa la quân cười nhạt một tiếng nói ra cho dù tốt lễ nghĩa cũng không có khả năng để một tên đại sư đến thuận theo chúng ta cho nên vẫn là dựa vào quyền đầu đi đoạn lãng cùng phượng hoàng nao nao cảm thấy la quân nói như vậy lại cũng vẫn là có đạo lý. Ngay sau đó, đoạn lãng thật đi viết bái thiếp. Đoạn lãng cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ viết bái thiếp, đoạn lãng viết xong về sau, hướng Phượng Hoàng cười khổ, nói ra, còn thật không biết cái này bái thiếp có thể hay không truyền đến lôi đại sư tay. Phượng Hoàng cũng thay đổi không quan trọng, nói ra, dù sao chúng ta là quân đồng chí cũng không thèm để ý á. Đoạn lãng cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, năm đó giáo đình bên trong là Gandap trưởng lão cùng lôi đại sư đối chiến. Gandap giáo đình có thể nói là đệ nhất chiến tướng lợi hại vô song. Nghe nói Gandap cùng đã từng cùng quân thần nổi danh trầm mặc nhiên đối chiến qua, lại không rơi vào thế hạ phong. Gandap tại ba năm sau mới cùng lôi lăng đối chiến, lúc đó Gandap tu vi đã càng tầng lầu, y nguyên thua ở lôi lăng thủ hạ. Bây giờ lôi lăng đại sư tu vi chỉ sợ là đã không thể đo lường. người nói cái này là quân tiên sinh thật có thể chiến thắng lôi đại sư sao? phượng hoàng nói ra, ta đây nhưng không biết là quân tiên sinh cùng ngày xuất thủ, ngươi là lĩnh giáo qua, mà lại cái kia hồng tú liên có bao nhiêu lợi hại cùng phách lối, ngươi cũng là biết, cũng chết ti tại la tiên sinh tay, còn có giáo đình cái kia long cắt an, nghe nói cũng là ngoan ngoãn tại la tiên sinh trước mặt nhận thua, đoạn lãng cười cười nói ra, loại này cấp bậc chiến đấu chúng ta có thể gặp một lần. Cái kia là bình sinh đại hạnh. Bất quá ta nhìn la tiên sinh giống như không quá coi là chuyện đáng kể a. À. Thật đúng là quái, cho dù là tiên sinh tu vi chắc tuyệt, nhưng đối mặt lôi đại sư nhân vật như vậy, cũng cần phải rất là ngưng trọng mới đúng a. À. Phượng Hoàng nói ra, là quân tiên sinh cảnh giới, không phải hai ta có thể phòng. Chớ nhìn hắn xem ra mới 17, 18 tuổi, phải biết, 20 năm trước, hắn là mờ mờ ảo ảo siêu việt quân thần tồn tại. Đoạn Lãng nhất thời nghiêm nghị, nói ra, vậy cũng đúng, ta kém chút quên cái này gốc giả. Tại bây giờ San Francisco bên trong, bình thường người là không biết lôi lăng này loại nhân vật. Chỉ có đến nhất định tầng thứ người mới biết, lôi lăng lôi đại sư danh hào. Lôi đại sư là thần, ở nước ngoài người Hoa cảm nhận thần. Hắn ra lệnh một tiếng, vô số người Hoa đều muốn thụ khu trì. Cho nên, cho dù là giáo đình đối lôi đại sư, cũng bảo trì nhất định dễ dàng tha thứ. Giờ này khắc này, Tại San Francisco một chỗ vắng vẻ hội trong quán. Lôi Lăng Lôi Đại sư ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Này lại quán là hồng môn một chỗ sản nghiệp, phục vụ nhân viên đều là người hoa, cũng không thế nào đối ngoại làm ăn. Phần lớn là Lôi Đại sư vài bằng hữu đến đây bái phỏng. Lôi Đại sư bây giờ đã 90 tuổi, nhưng hắn xem ra lại rất trẻ trung, khoảng 40 tuổi bộ dáng. Xuyên sơn đựng, ôn nhuận, nho nhã, khí độ bất phàm hắn là nhẹ nhàng quân tử cũng là ở nước ngoài chi thần càng là đại sư tránh thức đại sư lôi lăng dạng này khoanh chân ngồi tĩnh tỏa đã ba ngày ba đêm không người nào dám tới quấy rầy tại lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiếng bước chân nhẹ nhàng không lại đi thẳng đến trước cửa người tới cũng không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào lôi lăng mở mắt ra hắn vung tay lên một đạo chân khí liền đem cửa lớn một lần nữa quan cái này trong phòng đàn hương từng trận. Người tới chính là một tên hòa thượng, thanh niên hòa thượng, mặc đồ trắng tăng y, thanh tú, tuấn giật không. Thanh niên này hòa thượng phảng phất là không dính vào giữa trần thế một tia khói lửa. Thanh niên hòa thượng chính là lôi lăng bằng hữu Đừng nhìn hòa thượng xem ra mới hơn 20 tuổi, thực tế, số tuổi đã có 150 đến tuổi. Hòa thượng pháp danh thiện nhẫn, thiện nhẫn hòa thượng. Lôi lăng mỉm cười, nói ra, bạn cũng mời ngồi thiện nhẫn hòa thượng cũng rất vì tiện, ngồi trên mặt đất. Hắn cũng cười một tiếng, nói ra, hôm trước thu đến người truyền tin, lập tức chạy tới. Làm sao, lại chuyện gì phát sinh, cái kia giáo đình năm đó cùng ngươi một đấu về sau, hơn 10 năm qua, đều chưa từng lại động tâm. Chẳng lẽ bây giờ, lôi lăng nói ra, giáo đình phát triển, cái này hơn 10 năm qua là như nhật thiên A. Năm đó không tranh, bây giờ chúng ta muốn lại tranh giành, đã không có khả năng. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, chiếu bần tăng xem ra, đều là ngoài thân sự tình, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Lôi lăng nhất cười, nói ra, người có thể tứ đại giai không, nhưng ta không được. Ta thủ hạ còn có bao nhiêu người phải dựa vào ta ăn cơm. Người đời này, không có thống khoái qua, thiện nhẫn hòa thượng nói ra. Lôi lăng nói ra, đúng vậy a, à, cả đời thụ danh tiếng chỗ mệt mỏi. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, danh tiếng, cái kia độn thiên thủ lĩnh, Quân thần La Lăng còn có Tu La Thần Trầm Mặc Nhiên, làm sao không phải đều làm lúc chắc tuyệt nhân vật? Cũng không phải vì danh tiếng chỗ mệt mỏi, sau cùng chết ti thảm giáo đình chi thủ. Lôi Lăng nói ra, độn Thiên Thủ Lĩnh Trầm Mặc Nhiên cùng Quân Thần La Lăng quan hệ không ít. La Lăng tại giáo đình đông sâm nửa bước khó đi, cho nên Quân Thần chết ti chính là tất nhiên. Đáng tiếc ta đối cái kia Quân Thần hướng tới đã lâu, lại là vô duyên gặp nhau. Thiện Nhẫn Hòa thượng nói ra chuyện cũ đã qua, chúng ta không cần nghĩ nhiều như vậy. Đúng, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, người vội vã hồ bần tăng đến, vì chuyện gì? Lôi lăng nói ra, cụ thể chuyện gì, ta cũng không hợp ý nhau. Gần đây, ta cảm thấy vô cùng không bình tĩnh, linh đài chi, nhảy lên lợi hại. Chỉ sợ là có chuyện muốn phát sinh, ta có lo lắng, liền đưa ngươi gọi qua. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, ngươi chính là ở nước ngoài chi thần, thế mà còn có để ngươi lo lắng sự tình xem ra giáo đình là thật muốn kìm nén không được hắn đón đến nói ra nhưng nếu giáo đình thật muốn xuất thủ người ta liên thủ cũng là ngăn cản không nổi lôi lăng nói ra đại quy mô động thủ người ta tự nhiên ngăn cản không nổi chỉ là ta muốn cái kia giáo đình cũng không nguyện ý đại quy mô động thủ đi cái này tại bất luận kẻ nào đều là không có chỗ tốt sự tình thiện nhẫn hòa thượng nói ra người cảm giác luôn luôn sẽ không ra sai Lôi lăng nói ra, chúng ta cũng sống lâu như thế, cả một đời, sóng gió gì đều trải qua. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem, là sóng gió gì đến thổi ta bộ xương già này. Hắn nói đến đây lúc, mắt chuồn quá mãnh liệt tinh quang. Audio điện tử võ tấn bền này cũng coi là thật chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lôi lăng một lòng chỉ muốn theo đuổi chính mình đại đạo, nhưng ngoại giới phân tranh nhưng lại nhắm chuẩn hắn. Lôi Lăng Hiền Lành nhẫn hòa thượng đang trong tính thất trò chuyện ngay sau đó tình thế, cũng là lại đang lúc hoàng hôn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Người đến lại là Lôi Lăng nhỏ nhất một tên quan môn đệ tử, gọi là Lục Hoa. Lục Hoa đã 26 tuổi, tu vi cũng là đăng phong tạo cực. Lôi Lăng thu đệ tử, chính là là phi thường nghiêm ngặt. Có thể trở thành hắn đệ tử, bản thân là Nhân Long Phượng. Lục Hoa đi vào trước cửa, cách lấy cánh cửa cung kính không nói ra, sư phụ, có người đưa tới bái thiếp lôi lăng nào nào nói ra người nào lục hoa nói ra tựa như là giáo đình người lôi lăng sầm mặt lại nói ra quả nhiên là bọn họ đưa vào đi lục hoa nói ra vâng hắn đẩy cửa ra sau đó liền vào đến trong phòng lục hoa mặc lấy màu trắng quần áo luyện công cả người lộ ra sạch sẽ sạch sẽ không tì vết nhất cử nhất động ở giữa có loại mây bay nước chảy phiêu giật xem xét liền biết rất là bất phàm hắn sau khi đi vào nhìn đến thiện nhẫn hòa thượng, sau đó thật sâu vái chào, nói ra, đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến đại sư. Thiện nhẫn hòa thượng mỉm cười, hắn đối lục hoa là rất yêu thích. Ngay sau đó nói ra, tiểu hoa, mấy năm không thấy, người đã có tông sư khí độ, không tệ không tệ. Lục hoa nói gấp, đa tạ đại sư khích lệ, vãn bối không dám nhận. Sau đó, hắn lại đưa tay bái thiếp cung kính hiện lên đến lôi lăng trước mặt. Lôi lăng tiếp nhận, cũng hỏi, đến đưa thiếp người ở đâu? Lục Hoa nói ra, hồi sư phụ, đưa thiếp người đã đi. Xem ra, là cái phổ thông giáo đồ, rất lễ phép, cũng rất khách khí. Tu vi không cao, lôi lăng gật gật đầu, hắn mở ra cái kia bái thiếp. Bái thiếp viết, lôi đại sư bí mật, ta dạy bệ hạ làm văn đại sư bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, địa thế cao mà rét tự xử, cũng kính chi, trọng chi, tôn chi. Nay nghe nói có giang hồ kẻ xấu, muốn thỉnh đại sư rời núi, ta dậy để tránh đại sư thụ nhiếu, nguyện hứa giáo trưởng lần trước chức vu đại sư. Vì biểu thành ý, vãn bối tại muộn 8 giờ, muốn tự mình bái phỏng, mong rằng đại sư lại mở sơn môn, chớ cử vãn bối tại ngoài cửa. Tại lạc khoản chỗ, viết cao tấn bái. Bạn cũ mời xem, lôi lăng đem bái thiếp đưa cho thiện nhẫn hòa thượng, cái kia bái thiếp cách không bay đi, thiện nhẫn hòa thượng tiện tay chảo một cái, liền chộp vào tay. Thiện nhẫn hòa thượng nhìn nửa ngày, liền để xuống bái thiếp, nói ra, cái này cao tấn, là nhân vật ra sao, người nhưng có biết. Lôi lăng nói ra, ta còn thật không biết, hắn lại hỏi lục hoa, nói, người cũng đã biết. Lục hoa nói ra, hồi sư phụ, cao tấn là giáo hoàng nhị đệ tử, thân truyền. Bây giờ là đại hồng nhân, chạm tay có thể bỏng, hắn là thiên tài tu luyện, bây giờ mặc dù mới 22 tuổi, nhưng đã vì giáo hoàng lập xuống qua vô số công lao hãn mã. Bao nhiêu cao thủ thành danh, đều thua ở hắn thủ hạ. Lôi lăng nói ra, Giang Sơn đời nào cũng có người tài A. À. Vốn cho rằng, công nghệ cao thời đại đến, võ thuật muốn dần dần điêu linh. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thế mà đi đến mạnh như vậy đựng cấp độ. Cái này trẻ tuổi các tiểu tử, nguyên một đám xuất sắc đến làm cho ngươi đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chúng ta năm đó cùng bọn hắn hiện tại lên, kém xa A. À. Thiện nhẫn hòa thượng mỉm cười, nói ra, này cũng cũng không trách. Hiện tại thời đại khác biệt, điều kiện biến, trước kia mọi người tin tức không thông, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Có chút sở trường công phu, liên quan môn đệ tử cũng không chịu truyền. Nhưng bây giờ, dinh dưỡng phong phú, tu luyện lý luận không ngừng phát triển, giao lưu, sau đó tạo cái này hiếm thấy công phu thịnh thế. Lôi Lăng nói ra, Cao Tấn là người hoa. Lục Hoa nói ra, thật là người hoa. Lôi Lăng nói ra, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái kia giáo hoàng còn có cái tiểu đệ tử, là người nữ đệ tử đi. Gọi là tô gặp tuyết, chính là ngàn năm khó gặp mới, bất luận võ công gì, một học hội. Nàng tập luyện băng xương chân khí, quỷ quyệt không, mà lại thâm hậu khó dò. Lục Hoa nói ra, không sai, sư phụ, tô gặp tuyết bây giờ tại quang minh giáo đỉnh danh tiếng cực vang, ẩn ẩn có che lại giáo hoàng đại đệ tử Eri, ngả thụy tuyết nghĩ dấu hiệu. Lôi lăng nói ra, cái kia giáo hoàng một mực không ai thấy qua hắn bộ mặt thật sự. Nhưng là thiên hạ này, hơn phân nửa lại là hắn mấy cái này đệ tử cho hắn đánh xuống. Năm đó Eri, ngả thụy, tuyết nghĩ có thể cùng cái kia độn thiên thủ lĩnh chiến cái không tướng xuống. Bây giờ, cũng không biết đến mức nào. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, lần này giáo đình đột nhiên đến đây, nhìn bộ dạng này, tựa hồ là bởi vì có mặt khác thế lực chầm chầm bạn cũng ngươi. Bọn họ không nguyện ý người bị người đào đi, cho nên mới sẽ đi trước một bước này. Lôi lăng nói ra, hứa ta trưởng lão chi chức, bất quá là hư chức. Bọn họ là không muốn ta đi vì người khác hiệu lực, nếu như ta thật muốn đi, chỉ sợ giáo đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lục Hoa nói ra, đúng, sư phụ, giáo đình bây giờ phát triển như nhật thiên, bọn họ có thể cho phép ngài bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nhưng quả quyết không biết cho phép ngài hiệu chung người khác. Lôi lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, vì sư ta đều từng này tuổi, sẽ còn làm người hiệu chung sao? cái kia giáo hoàng bệ hạ cũng không thể để cho ta khuất phục. Người khác, càng không dùng nói. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, tựa hồ cũng không nghe nói qua có cái gì hắn thế lực quật khởi, giáo đình muốn phòng bị đến cùng là cái kia một thế lực đâu. Lôi lăng nói ra, cái này ta cũng không biết. Hắn hỏi tiếp lục hoa, nói ra, người nhưng có nghe nói, hôm nay thiên hạ có cái gì mới quật khởi thế lực sao? Lục hoa lắc đầu, nói ra, hồi sư phụ, quốc tế cục thế gần nhất vẫn luôn rất bình tĩnh, vẫn chưa nghe nói qua có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng nhìn nhau, lôi lăng nói ra, như thế. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Là hội quán công tác nhân viên, là tên nữ tử, nữ tử kia cước bộ nhẹ nhàng, đến trước cửa, cách lấy cánh cửa nhẹ nói nói, đại sư, lục tiên sinh, có người đưa hiện lên đến bái tiếp, không biết các người bên này, phải chăng muốn tiếp. Nếu như không tiếp, ta liền ra ngoài từ chối tiếp khách. Lại là bái thiếp, ba người đồng nói. Chẳng lẽ, đây là giáo đình lo lắng một cỗ thế lực khác? Thiện nhẫn hòa thượng nói ra. Lục hoa liền nói ra, sư phụ, muốn đi tiếp sao? Lôi lăng nói ra, nếu là xưa nay, ta cũng lười ý. Hàng năm tổng có một ít vô tri tiểu bối muốn tới khiêu chiến ta, dùng cái này thành danh. Bất quá hôm nay, vấn đề này quá khéo. Ngươi đi nhận lấy đi. Đúng, sư phụ. Lục Hoa nói ra. Ngay sau đó, Lục Hoa ra ngoài. Lục Hoa tại hội quán bên ngoài nhìn thấy đoạn lãng. Hắn quét mắt đoạn lãng, biết đoạn lãng tu vi không tệ. Các hạ là, Lục Hoa rất khách khí, hỏi. Đoạn lãng lập tức nói ra, tại hạ là là hoa hạ quốc an chỗ, đoạn lãng. Hắn nhất định phải tự giới thiệu, loại này đại sư ở giữa bái kiến, còn từ ẩn thân phần, chính là cực lớn không tôn kính. Mà lại, lần này hợp nhất, cũng không có muốn che giấu tung tích tất yếu, còn có đoạn lãng vốn không phải bí mật biên chế, nói ra cũng không đại phương. đương nhiên, đoạn lãng cũng chỉ lại ở chỗ này nói, tại địa phương khác là không biết tiết lộ thân phận. Hoa Hạ Quốc An, Lục Hoa nghe vậy không khỏi cảm thấy quái. Chúng ta sống ở nước ngoài, từ tôn tiên sinh về sau lại không có cùng trong nước từng có liên hệ. Hôm nay Hoa Hạ quốc An muốn đưa cái gì bái thiếp, như thế rất quái lạ. Đoạn lãng nói ra, nhà ta tiên sinh, có ý muốn bái kiến lôi đại sư, cũng là nghe qua lôi đại sư uy danh. Nhà ngươi tiên sinh, lục hoa nói ra, nhà ngươi tiên sinh lại là người phương nào. Quốc an chi, không phải đều phân chức vụ lớn nhỏ, vậy đến cái gì tiên sinh? Đoạn lãng nói ra, thật là tiên sinh, tiên sinh cũng không có chức vụ. Nhưng thụ chúng ta kính trọng. Lục hoa nhíu mày, nói ra, tốt ha, bái thiếp cho ta đi. Ta sẽ chuyển giao cho ta sư phụ, đến mức sư phụ ta có gặp ngươi hay không nhà tiên sinh, cái kia khác nói. Đoạn lãng không khỏi cười khổ, nói ra, tốt, làm phiền. Sau đó, đoạn lãng hiện lên bái thiếp. Lục hoa mang theo bái thiếp đi gặp sư phụ lôi lăng còn có thiện nhẫn hòa thượng. Tại tĩnh thất chi, lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng nhìn bái thiếp. Cái kia bái thiếp cũng không nhiều chỗ đặc biệt, đại khai ý là đại sư la quân kính đã lâu lôi đại sư tên, hôm nay muộn, đến đây bái kiến đại sư, là quân, lôi lăng có chút đau đầu, hỏi thiện nhẫn hòa thượng nói, bạn cũng có thể nghe qua vị đại sư này tên. Thiện nhẫn hòa thượng không khỏi cười khổ, nói ra, chưa từng nghe qua. Lôi lăng nói ra, hiện tại đại sư, không đáng tiền. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, có lẽ vẫn là đáng tiền đi, người này đã dám đến bái kiến, chắc là có chút bản sự. Có lẽ, giáo đình là vì người nọ mà đến đâu. Lôi lăng nói ra, quốc an cũng cuốn vào, chỗ này kịch ngược lại là càng ngày càng đặc sắc. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, người lão hiếu kia ngươi dự định tiếp nhận giáo đình sắc phong sao. Lôi lăng nói ra, đương nhiên không, giáo đình bất quá là sợ ta bị người khác đào đi, ta cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần là được. Chúng ta đều cái này số tuổi, cái này giang hồ phân tranh, thật sự là không muốn nhiễm chi. Nhưng bọn hắn nếu thật là muốn khi dễ đến chúng ta đầu. Chúng ta số tuổi này, lại có sợ gì quá thay. Hiện nhẫn hòa thượng nói ra, không sai. Lôi lăng cười ha ha một tiếng. Màn đêm buông xuống, ban đêm San Francisco Mỹ lệ không, cái kia Golden Gate Bridge bao nhiêu năm, lại như cũ sừng sững mà huy hoàng. Dòng xe cộ xuyên thẳng qua, toàn bộ thế giới là ồn ào. Mà tại đại khách sạn cái nào đó buồm trong bên trong lại là một mảnh tĩnh mịch, cảnh ban đêm chi, là quân nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn không có phát ra một chút tiếng vang đến, tại hắn thế giới bên trong, phảng phất là một mảnh tĩnh mịch. Hắn không có mở đèn, khiến người ta cảm thấy bên trong người tựa hồ là ngủ. Cũng là ở thời điểm này, đoạn lãng cùng Phượng Hoàng đi vào ngoài cửa. Tiên sinh, đoạn lãng hô. Chuyện gì, cảnh ban đêm chi, giường la quân vốn là khoanh chân, hắn bỗng nhiên mở ra yến kinh. Cái kia một cái chớp mắt, trong phòng có một vệt tinh quang làm người ta kinh ngạc run sợ. Đoạn lãng trầm giọng nói ra, tiên sinh, chúng ta cái kia xuất phát. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, tốt, các ngươi đến dưới lầu chờ ta. Tốt, tiên sinh, đoạn lãng nói ra. Đoạn lãng sau đó cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ ngồi thang máy xuống lầu, cùng tiên sinh thời gian chỗ càng dài, ta đối với hắn càng phát ra kính sợ. Phượng Hoàng nhịn không được nói ra. Đoạn lãng cũng tràn đầy đồng cảm, hắn nghĩ đến cái gì, nói ra, người nói, tiên sinh hội sẽ không quên. Quên cái gì, Phượng Hoàng nói ra. Đoạn Lãng nói ra, quên cùng lôi đại sư ước. "Thiên, cái kia không thể nào, trọng đại như vậy ước, làm sao có thể quên, nếu như là ta, ta đoán chừng hội một mực phát run đi." Phượng Hoàng nói ra. Đoạn Lãng nói ra, "Chúng ta lại có thể cùng tiên sinh đánh đồng." Phượng Hoàng nói ra, "Vậy cũng đúng." Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng dưới lầu không có đợi bao lâu liền nhìn đến bên kia La Quân đi ra, La Quân mặc lấy quần áo luyện công màu đen, dưới chân là bao dài hắn cách ăn mặc rất phiêu giật, cũng hoàn toàn không giống người trẻ tuổi. Tuy nhiên hắn xem ra non nớt không, nhưng là hắn cho người ta cảm giác lại là như sơn nhạc trầm ổn, nếu như không nhìn hắn mặt, ở bên cạnh hắn sẽ phi thường có áp lực. Cảm thấy không dám chút nào lỗ mãng. Tiên sinh, đoạn lãng cùng Phượng Hoàng gặp La Quân, tôn kính hô. La Quân gật gật đầu. Đoạn lãng lái xe, Phượng Hoàng cho La Quân mở cửa xe. Về sau, vẫn là La Quân ngồi ở hàng sau, Phượng Hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đoạn lãng nổ máy xe. Một đường lái đi ra ngoài, địa điểm vẫn là nhà kia ẩn nấp hội quán. Đoạn lãng nói với La Quân, tiên sinh, chúng ta đạt được một số tình báo. Há, nói, La Quân nói ra. Đoạn lãng vừa lái xe, một bên cũng không quay đầu lại nói ra, quang minh giáo đình bên kia cũng phái người đến, bọn họ biết chúng ta hành động. Chúng ta tới bên này, mục tiêu quá lớn. Không có khả năng giấu giếm được giáo đình, giáo đình tình báo tuyến, cũng phi thường cường đại. Điểm này, tiên sinh, xin ngươi thứ cho. Là quân mỉm cười, nói ra, không sao, vốn là cũng không nghĩ tới hội giấu giếm được bọn họ. Đoạn lãng nói ra, chúng ta lo lắng, giáo đình sau đó tay, có lẽ là xuống tay với lôi lăng. Có lẽ là xuống tay với chúng ta. Là quân nói ra, rất đơn giản, bọn họ xuống tay với lôi lăng tốt nhất, vậy ta cứu lôi lăng nếu như bọn hắn xuống tay với ta, ta giết bọn họ. Khủ khủ, Phượng Hoàng là ưa thích La Quân loại này mê chi tự tin, nhưng nàng vẫn là nói, ngài cảm thấy còn sẽ có hắn khả năng sao? Cái làm sao có thể? La Quân quái hỏi. Phượng Hoàng nói ra, ngài sẽ bị thua. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, vấn đề này rất đáng giá suy nghĩ. Ta đúng là các ngươi trong thế giới này còn không có bại qua hy vọng có dạng này người xuất hiện đi. Đoạn lãng cùng phượng hoàng nhất thời im miệng không nói. Bọn họ cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy la quân đựng. Mà lại mấu chốt nhất là người ta có vốn liếng này đựng a. Như năm đó rách lập tức nói hắn đối tiền không hứng thú. Lôi lăng chỗ hội quán gọi là thính đào hội quán. Thính đào hội quán hôm nay ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Tại hội quán chung quanh trồng trọt rất nhiều cây cối. Hội quán gần nhất đều không gặp khách lạ mà lúc này lục hoa cùng mấy tên khác hồng môn cao thủ đứng tại cửa ra vào chờ đợi bọn họ tự nhiên là tới đón tiếp quang minh giáo đình sứ giả rất nhanh hai chiếc màu đen nhỏ xe con hướng bên này lái qua sau khi xe dừng lại có hai tên giáo đổ trước xuống xe cấp tốc mở cửa xe theo trong xe xuống tới một tên thanh niên cái này thanh niên mặc lấy một thân màu đỏ tây phục xem ra mang theo một tia mùi khai mùi khai lại có một loại quý khí thanh niên chính là Cao Tấn, 22 tuổi, chính là nhân vật thiên tài. Cao Tấn sau lưng cùng bốn tên hồng y chủ giáo. Đoàn người này đi vào hội quán trước, Lục Hoa cũng là đương đại Tuấn Kiệt, mắt cao hơn đầu. Nhưng khi hắn cùng Cao Tấn ánh mắt tiếp xúc lúc, lại là không khỏi dùng mình một cái. Hắn cảm thấy Cao Tấn ánh mắt giống như là lạnh điện, cho hắn một loại khó mà diễn tả bằng lời áp lực. Ta không phải đối thủ của hắn, cái này một cái chớp mắt, Lục Hoa tâm ám đạo, lục hoa ngay sau đó ôm quyền nói ra tại hạ lục hoa cao tấn nhưng cũng không sĩ diện cũng liền ôm quyền nói ra tại hạ cao tấn đến đây bái kiến lôi đại sư lục hoa nói ra gia sư đã ở bên trong thiết hiến mời cao tấn gật gật đầu sau đó lục hoa để bên người một tên hồng môn cao thủ dẫn đường cao tấn đi ra hai bộ lại quái hỏi lục hoa nói ra lục huynh tựa hồ còn đang chờ người chẳng lẽ hôm nay chưa tại hạ đến bái kiến, còn có người khác. lục hoa cũng không giấu giếm, nói ra, hôm nay quý giáo đưa tới bái thiếp về sau, lại có hoa hạ quốc an người đưa tới bái thiếp. lục huynh, có thể hay không cáo chi, quốc an đến đây bái kiến người là người nào? cao tấn lập tức hỏi. lục hoa nói ra, gọi là la quân. cao tấn sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, quả nhiên là hắn. lục hoa lập tức nói ra, cao huynh nhận biết. cao tấn cười lạnh một tiếng nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá. Hừ hừ, hôm nay ta đổ muốn lĩnh giáo một chút. Lục hoa nao nao, trong đầu hắn trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, nói, Cao Huynh, mau mời. Cao Tấn gật gật đầu, sau đó mang theo bốn tên hồng y chủ giáo đi vào. Tại hội quán phòng tiếp khách, hết thảy Kim Bích Huy Hoàng. Kim Bích Huy Hoàng lại lộ ra thanh tịnh, lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng ngồi tại bài. Cao Tấn dẫn người sau khi đi vào, vô cùng có lễ nghĩa ôm quyền thở dài, nói, vãn bối gặp qua lôi đại sư. Cái kia bốn tên hồng y chủ giáo cũng theo thở dài. Cao Tấn còn nói thêm, lôi đại sư, vị này là. Lôi lăng cũng huyền lành nhẫn hòa thượng đứng lên, lôi lăng liền giới thiệu thiện nhẫn hòa thượng, nói ra, vị này chính là ta bạn thân thiết, pháp danh thiện nhẫn. Thiện nhẫn hòa thượng nhân tiện nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, bần tăng hữu lễ. Cao Tấn mỉm cười, nói ra, đại sư khách khí, vãn bối hôm nay có may mắn được gặp, cũng là vãn bối vinh hạnh. Cao Tấn tuy nhiên cao ngạo không, nhưng là tại cái này các vị tiền bối đại sư trước mặt, nhưng vẫn là bảo trì lễ nghĩa. Cao tiên sinh, còn có chư vị khách quý, nhanh mời ngồi vào." Lôi Lăng nói ra. Cao Tấn liền dẫn mấy vị giáo chủ ngồi xuống, Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng cũng ngồi xuống lần nữa. "Lôi đại sư, hôm nay mạo muội đến đây bái kiến." thứ nhất là vãn bối đối đại sư phong tư một mực hướng tới thứ hai cũng là phụng gia sư mệnh khiến đến đây như có chỗ mạo phạm còn mời lôi đại sư đừng nên trách cao tấn theo rồi nói ra lôi lăng mỉm cười nói ra cao tiên sinh người quá khách khí người chính là đương đại ít có thanh niên tài tuấn ta có thể cùng các người những thứ này thanh niên tài tuấn lần nữa tụ tập dưới một mái nhà cũng là phi thường vui sướng sự tình ta hôm nay cho các ngươi chuẩn bị một số tốt nguyên liệu nấu ăn, còn mời cao tiên sinh đánh giá. cao tấn cũng cười một tiếng, nói ra, đa tạ đại sư. bên này là trò chuyện với nhau thật vui, mà bên ngoài, là quân cũng mang theo đoạn lãng cùng phượng hoàng tới cửa. đoạn lãng trước cùng lục hoa nói ra, đây là nhà ta tiên sinh, là quân, hắn lần này đến là trước kia hạ bái thiếp. lục hoa gật gật đầu, nói ra, gia sư đã ở bên trong xin đợi sau đó, lục hoa tự mình dẫn đường. Một đoàn người rất nhanh tới phòng tiếp khách bên ngoài, bên trong ngay tại trò chuyện với nhau thật vui, lục hoa liền bên ngoài cách lấy cánh cửa bẩm báo, sư phụ, là quân tiên sinh tới. Mau mời tiến, lôi lăng ngay sau đó nói ra. Cái kia cao tấn vốn đang là vẻ mặt tươi cười, nghe nói là quân đến đây, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Có điều hắn trở mặt rất nhanh, lập tức đựng làm sự tình gì đều không có. Lục hoa đẩy cửa, La Quân liền dẫn Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng đi vào. Một hàng ba người đi vào. La Quân cầm đầu, hắn đi vào chàng, ánh mắt liếc nhìn Cao Tấn liếc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng cùng sau lưng La Quân, bọn họ coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế cao thủ cùng đại sư tại chỗ. Hai người không khỏi cảm giác được tự thân đơn bạc, phía trước tất cả đều là cao sơn ngưỡng chỉ. Loại cảm giác này rất là khéo cũng có loại thiếu niên tiểu tử lần đầu nhìn thấy đại thành thị phồn hoa cảm giác. Cao Tấn lúc này thời điểm lại là lòng sinh tức giận, bởi vì cái này La Quân cư nhiên như thế không nhìn hắn. Mà La Quân đâu? La Quân đi vào trong sân, hắn đối mặt Lôi Lăng còn có thiện nhẫn hòa thượng, ôm quyền nói, tại hạ La Quân, hôm nay đến đây bái kiến. Lôi đại sư, cửu ngưỡng đại danh, không biết ngài bên người vị đại sư này là. Lôi Lăng lần nữa giới thiệu nói ra, đây là ta bạn cũ, thiện nhẫn. La Quân cười một tiếng, nói ra, nguyên lai là thiện nhẫn đại sư, kính đã lâu, kính đã lâu. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng đều đang quan sát La Quân, hai người lúc này tâm là khiếp sợ không thôi. Bởi vì trước mắt La Quân, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Một người, có thể dưỡng ở dung mạo, nhưng số tuổi thật sự tại trong mắt cao thủ là có thể thấy được. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng chấn kinh là, là quân cư nhiên như thế tuổi trẻ, tuổi trẻ đến chỉ có 18 tuổi. Lôi lăng lúc này thời điểm mỉm cười, nói ra, tiểu huynh đệ, trước hết mời ngồi xuống. Là quân nhàn nhạt gật đầu, sau đó mang theo đoạn lãng cùng phượng hoàng ngồi xuống. Cao Tấn đầu tiên mở miệng, nói ra, là quân tiên sinh, không biết người lần này đến đây bái kiến lôi đại sư, là có gì thâm ý. Là quân nhấc lông mày, hắn quét mắt Cao Tấn, sau đó nói, người là ai? Cao Tấn nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn vẫn là nén giận, nói ra, tại hạ là là quang minh giáo đình, giáo hoàng bệ hạ nhị đệ tử Cao Tấn là vậy. Là quân cười ha ha, nói ra, các người giáo hoàng bệ hạ cũng không phải là người Hoa, lại phá lệ ưa thích thu người Hoa làm đệ tử. Bất quá, người cùng các người bệ hạ là học không đến cái gì tránh thức đồ vật. Không bằng ngươi đến bái ta làm thầy, chỉ cần ngươi chịu thành tâm bái sư, tại chúng ta trước quỷ cái 10 ngày nửa tháng, ta đổ không keo kiệt chỉ điểm ngươi tránh thức đại đạo. Ha 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 ha, Cao Tấn cười to lên. Lôi Lăng Hiền Lành Nhẫn Hòa Thượng cũng là có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cảm thấy trước mắt La Quân tựa hồ là quá mức tuổi trẻ khinh cuồng. Bọn họ cũng không dám tùy ý như vậy chỉ điểm cùng nhục nhã Cao Tấn a. Tiểu gia hỏa này, thứ nhất là như thế không khách khí. Lôi Lăng Hiền Lành Nhẫn Hòa Thượng tâm lắc đầu, liền biết kẻ này không thể thành đại khí. Cho dù kinh tài tuyệt diễm nhưng như thế hiển lộ ra tài năng, tất trở lại chết tiểu xếp. Nên biết, vừa không thể lâu, đây là trí lý danh môn A. Là quân sờ mũi một cái, hắn vội ho một tiếng, sau đó nói, ta giống như không có nói chê cười, người như thế nào cười đến như thế vui vẻ. Chớ không phải người ngu một cái. Cao tấn vốn là nổi giận phừng phừng, hắn là lấy cười đến bình phục tâm tình. Nào biết, tâm tình còn không có bình phục tốt, là quân lại tới câu ngu ngốc cao tấn tại thời khắc này chỉ kém không có phun ra một miệng lão huyết đến nhóc con cản rỡ, cao tấn vỗ bàn đứng dậy giận chỉ la quân la quân sau lưng đoạn lãng cùng phượng hoàng cũng không nhịn được cười khổ chúng ta cái này tiểu la quân tiên sinh xem ra tuổi tác không lớn cái miệng này thật là là chọc người chán ghét ga sao thế cuồng vọng như vậy đâu la quân cười ha ha nói ra cuồng vọng sao tốt ga cuồng là cuồng điểm bất quá ai kêu mình có cái này cuồng tư bản đây. Muốn là các hạ có thể đem ta đánh ngã trên mặt đất, ta cam đoan không cuồng, còn quản ngươi gọi ra ra. Nếu như ngươi không thể, vậy ngươi chỉ nhìn cho kỹ ta cuồng vọng, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi muốn đánh nhau đúng hay không? Cao tấn giận, hắn là bực nào tâm cao khí ngạo người. Lập tức muốn nhảy ra, cùng la quân chiến cái 300 hiệp. Đương nhiên, 300 hiệp là chính hắn cảm thấy. Hiển nhiên, La Quân không có ý định cùng hắn chiến 300 hiệp. Vượt qua 10 cái hội hợp, vậy cũng là mất mặt. Mà lôi lang hiền lành nhẫn hòa thượng cũng không ngăn cản, bọn họ cũng muốn để Cao Tấn đi thử một chút La Quân sâu cạn. Bọn họ thủy chung không quá có thể tin tưởng La Quân là cái gì không được đại sư. Chỗ đó có thể có nhiều thiên tài như vậy, có một cái tô gặp tuyết đã đầy đủ đầy đủ. Hiện tại lại tới cái 18 tuổi La Quân, đây là muốn xấu hổ chết ti bọn họ cái này thế hệ trước đại sư sao bất quá vào lúc này cao tấn thần hậu một tên hồng y chủ giáo tằng hắng một cái cao tấn toàn thân run lên lập tức cũng ý thức được chính mình thụ kích xem như muốn động thủ lúc này cũng tuyệt không phải động thủ thời điểm huống chi trước mắt là quân hung danh bên ngoài chính mình tuyệt không thể lỗ mãng cao tấn nói cho cùng cũng không phải là không có đầu não người hắn hít sâu một hơi sau đó hướng lôi lăng ôm quyền nói ra đây là lôi đại sư địa bàn lúc này ta tôn trọng lôi đại sư, trước không tính toán với ngươi. Sau đó, tự sẽ cùng ngươi gặp cao thấp. Tùy tiện, là quân ngược lại là không quan trọng, uể oải nói ra. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng, bao quát tiến đến lục hoa bọn người, mắt đều lóe qua vẻ thất vọng. Sau đó, lục hoa phân phó hạ nhân đồ ăn. Sau đó, rất nhanh, trong bữa tiệc liền ăn uống linh đình. Đến đều là mỹ tử, mỹ thực. Thiện nhẫn hòa thượng lại là cũng ăn thịt la quân cười một tiếng nói ra nghĩ không ra thiện nhẫn đại sư cũng ăn thịt uống rượu thiện nhẫn hòa thượng nghe vậy mỉm cười nói ra rượu thịt xuyên ruột qua phật tổ tâm ngồi la quân nói ra nhưng đằng sau còn có hai câu thế nhân như học ta giống như đọa ma đạo thiện nhẫn hòa thượng nói ra đó là nói tu hành không đủ người bần tăng không thuộc về cái trước la quân nói ra nói như vậy lên đại sư tự nhận tu hành đã đầy đủ là quân chuyện sắc bén, tựa hồ nói chuyện với người nào đều có muốn làm khung xu thế. Đoạn lãng cùng Phượng Hoàng ngồi ở phía sau, cũng là lòng sinh sợ, e sợ cho bị người hợp nhau tấn công. Lôi lăng lúc này thời điểm đã lòng sinh không vui, mà cao tấn tại đầu dưới mắt lộ ra xem kịch vui thần sắc. Thiện nhẫn hòa thượng thì là mặt không đổi sắc, hắn mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ tiểu thí chủ muốn chỉ điểm bần tăng tu hành. Là quân cười ha ha, nói ra, bởi vì cái gọi là, học không tuần tự, người thành đạt phi tôn. Nếu bàn về tuổi tác, hôm nay ở đây, ta từ cái kia xưng đại sư là tôn giả, vì tiền bối. Thiện nhẫn hòa thượng cười to ba tiếng, nói ra, hôm nay ở chỗ này, chúng ta tự nhiên không phải ai số tuổi lớn. Nếu là số tuổi, tự nhiên cũng không cần. Tiểu thí chủ nói người thành đạt phi tôn, như vậy, tiểu thí chủ cho rằng, là bần tăng vi tôn, vẫn là nhỏ thí chủ vi tôn đâu. Là quân nói ra, vạn sự vạn vật, nói cho cùng, đều là cái một chữ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cho nên, ta cùng đại sư ở giữa, chỉ cần không số tuổi, địa phương khác, tự nhiên là ta vi tôn. Tiểu thí chủ thật cuồng khẩu khí, thiện nhẫn hòa thượng mắt nhất thời lóe qua một sợi hàn quang. La quân nói ra, chúng ta đều là chúng sinh, chúng sinh không thấy đại đạo trước đó, tự nhiên cho là ta miệng nói tới chính là cuồng vọng hai chữ. Nhưng nếu gặp đại đạo, liền sẽ biết ta miệng nói, bất quá là ngàn vạn một trong chân lý. Cuồng vọng, có lẽ cũng không phải là cuồng vọng, mà là chân lý vốn tàn khốc như vậy. Thiện nhẫn hòa thượng cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên vươn tay nắm lên một hạt đậu phộng. Viên này đậu phộng, chính là vốn là như ta khuôn mặt. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, tiểu thí chủ, người đã dám hạ như thế cửa biển, có dám ăn. La quân lập tức nói ra, có gì không dám. Tốt, thiện nhẫn hòa thượng đột nhiên giơ tay, chân khí của hắn hùng hậu đến không thể tưởng tượng cấp độ. Cái này dương một tay lên, viên kia đậu phộng tia chớp bắn ra. Viên này đậu phộng ẩn chứa thiện nhẫn hòa thượng cường đại chân khí. Một khi bộc phát ra, bạo tạc lực có thể đem một đầu hao tổn châu nổ thành phấn vụn. Thiện nhẫn hòa thượng đây cũng là động thật giận. Lôi lăng, cao tấn, lục hoa bọn người nhìn ra cái này một hạt đậu phộng lợi hại cùng khủng bố. Mà lúc này, là quân chỉ là một cái miệng, hắn thế mà há mồm đi đón cái này khiến mọi người không khỏi hoảng sợ la quân há mồm trực tiếp đem viên kia đậu phộng bao lấy trong nháy mắt đó đậu phộng chân khí còn chưa kịp nổ tung lên la quân hàn băng chân khí đã trước đem đậu phộng triệt để bao lấy cái kia thật khí chợt nổ tung trong nháy mắt la quân đã một miệng đem cắn nát tiếp lấy thuận lợi nuốt vào bụng chiêu này vô cùng vi diệu đầu tiên là lấy hàn băng chân khí đóng băng sau đó đem triệt để chấn vỡ, sau cùng nuốt bụng. Một mạch mà thành, ngoại nhân thoạt nhìn là la quân đơn giản ăn một hạt đậu phộng. Đại sư cho ăn đậu phộng, vị đạo quả thật không tầm thường. La quân sau khi ăn xong mỉm cười. Lôi lăng, thiện nhẫn hòa thượng, còn có cao tấn, lục hoa thấy thế nhất thời thất sắc. Tiểu tử này, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân cũng tại chính mình trước khay trà dùng hai ngón tay vê lên một hạt đậu phộng thiện nhẫn đại sư, bởi vì cái gọi là, đến mà không trả lễ thì không hay. La quân cười tủm tỉm nói ra, ta đáp lễ một hạt, ngươi có dám tiếp. Thiện nhẫn hòa thượng sắc mặt hơi đổi, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu thí chủ trọng thường, bần tăng sao dám cự tuyệt. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt. Hắn sau khi nói xong, cũng dương một tay lên. Viên này đậu phộng lại không phải bắn ra, mà chính là mềm nhún, giống như là người bình thường ném ra bên ngoài ở trên không còn hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nhưng lúc này, mọi người nào dám khinh thường. Thiện nhẫn hòa thượng càng là hết sức chăm chú, hắn không biết cái này nho nhỏ một hạt đậu phộng đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Hắn há mồm, cái kia đậu phộng đến hắn miệng. Thiện nhẫn hòa thượng chân khí mạnh mẽ vận chuyển, phồng lên tại mồm miệng ở giữa, hắn đóng chặt bờ môi, toàn bộ khoang miệng nâng lên, giống như khí cầu đồng dạng thiện nhẫn hòa thượng chuẩn bị tốt chém giết viên này đậu phộng. Nói như vậy, tiện tay công kích cũng không đáng sợ, nhưng cũng sợ là muốn đem nuốt vào đến miệng đến tiêu trừ. Hơi không cẩn thận, là tai họa ngập đầu. Có điều rất nhanh, thiện nhẫn hòa thượng cảm giác được dị dạng. Hắn đột nhiên phát hiện, viên này đậu phộng tựa hồ không có bất kỳ cái gì chân khí. Ừm, trêu đùa bần tăng, thiện nhẫn hòa thượng giận tím mặt, hắn cắn một cái nát cái kia đậu phộng ngay vào lúc này, một cỗ không băng hàn thẩm thấu ra. đáng giận, thiện nhẫn hòa thượng giật nảy cả mình, chân khí của hắn đã không kịp vận chuyển, mà lại hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm a. À. nhưng vào lúc này, viên kia đậu phộng băng hàn chi lực cấp tốc tản ra, tại hắn toàn bộ não vực chi sinh ra hàn ý. thiện nhẫn hòa thượng kinh hồn bạt vía, hắn nhắm mắt, đột nhiên cảm nhận được trùng trùng điệp điệp băng tuyết thế giới. cuồn cuộn, rồi rào băng tuyết chi vạn vật dần dần điêu linh, điêu linh chi, mầm non dài ra. Tựa hồ là đang hướng thiện nhẫn hòa thượng kể rõ đại đạo chân đế đồng dạng. Cái này, thiện nhẫn hòa thượng chấn kinh không nhìn về phía la quân. Tiểu thuyết, hắn não vực băng hàn chi ý đã biến mất, hắn biết, cái kia cũng không phải huyễn cảnh. Trong thiên hạ, còn có cái gì huyễn cảnh có thể mê hoặc đến hắn đâu. Tiểu thí chủ, người quả nhiên là người thành đạt, bần tăng, mặc cảm, chỉ là bần tăng không hiểu, đến cùng tiểu thí chủ ngươi là như thế nào làm đến. Thiện nhẫn hòa thượng nói tiếp. Lôi lăng, cao tấn, lục hoa, đoạn lãng bọn người nghi hoặc nhìn về phía thiện nhẫn hòa thượng. Bọn họ cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Chỉ là, bọn họ nhìn thiện nhẫn hòa thượng khiếp sợ như vậy, liền biết một vòng này giao phong, chính là la quân chiếm phong. La quân lời nói nói năng có khí phách, tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ. Thiện nhẫn hòa thượng chắp tay trước ngực, nói ra, A-di-đà-phật, Bần Tăng thuở nhỏ du lịch ngũ hồ tứ hải, cũng đi qua chưa nhiều nước ngoài địa phương. Tự nhận không phải ếch ngồi đáy giếng, chỉ là Bần Tăng hôm nay gặp tiểu thí chủ vận khí pháp môn, cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Thế gian chi khí, sao có thể vận dụng đến như thế tùy tâm sở dục, tâm theo theo động địa bước. Là quân ha 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 cười ba tiếng, sau đó nói, người du lịch địa cầu mỗi một góc lại như thế nào. Người quen nhị thập tứ sử, nhìn khắp phía dưới năm ngàn năm, lại như thế nào. Địa cầu lớn bao nhiêu, tại vũ trụ bất quá là một hạt bụi, phía dưới 5.000 năm dài bao nhiêu, bất quá là một cái kỷ nguyên ngắn ngủi đàm hoa mà thôi. Ta cùng đại sư ngươi ở giữa khác biệt là, ngươi tự nhận là đã nhảy ra giếng, mà ta lại biết, chúng ta vĩnh viễn nhảy không ra giếng. Ta biết ta thấy biết là giọt nước trong biển cả, ngươi lại cho là ngươi đã nhìn thấy tất cả. Thiện nhẫn hòa thượng sắc mặt đại biến, tiểu thí chủ, ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có như thế kiến thức, bần tăng bần tăng bội phục là quân cười ha ha một tiếng nói ra bội phục để làm gì thiện nhẫn đại sư người biết thiên mệnh còn không phải chân chính thiên mệnh ngươi là muốn làm cả một đời ếch ngồi đáy giếng vẫn là muốn theo ta đi kiến thức cái này vĩ mô vũ trụ thiện nhẫn hòa thượng thân thể chấn động là quân nói ra ta bất quá là đến thiên chi hạnh đi ở phía trước mấy bước nhưng ta biết các ngươi đã bị trước mắt mê chướng sở khốn nhiễu nếu như đại sư nguyện ý theo ta hồi hoa hạ, ta nguyện vì đại sư đẩy ra trước mắt mê chướng tới kiến thức tránh thức thế giới. Thiện nhẫn hòa thượng thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn lại là không có trả lời, hiển nhiên cũng là lâm vào trầm tư. Lôi lăng ánh mắt cũng đã là hàm ẩn sát cơ, La Quân tiểu hiếu, người đừng lại yêu môn hoặc chúng. Người lần này đến đây, ý muốn như thế nào? La Quân nhìn về phía lôi lăng, nói ra, hôm nay đến đây, vốn là vì lôi đại sư ngươi mà đến bất quá gặp thiện nhẫn đại sư, liền muốn lấy mời đại sư cùng ngươi cùng một chỗ, theo ta tiến về hoa hạ. Vì ta, ra sức vì nước. Điều đó không có khả năng, lôi lăng trực tiếp cự tuyệt la quân, thiên hạ này, còn không người làm cho ta vì hắn hiệu lực. Lôi mỗ cho dù bất tài, nhưng cũng không muốn làm cúi đầu nghe lệnh nô tài. Ngay vào lúc này, cái kia cao tấn lập tức mở miệng, nói ra, lôi đại sư, chúng ta giáo đình việt không một chút muốn khu chỉ ngươi ý tứ. Hôm nay đến, cũng là nguyện hứa dạy cao vị vu đại sư, ngày sau, cũng không cần đại sư làm gì. Mà giáo đình lại nguyện ý vì đại sư dọn sạch hết thảy ưu phiền. Còn mời đại sư không muốn cự tuyệt ta dạy hảo ý. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía cái kia thiện nhẫn hòa thượng, nói ra, bao quát thiện nhẫn đại sư, ta dạy cũng nguyện hứa cùng trưởng lão chi chức. Lôi lăng lập tức nói ra, cao tiên sinh, ta cùng thiện nhẫn bạn của cả một đời tự tại quen. Cửa nhà tuyết, cũng sẽ tự mình quét sạch. Chúng ta sẽ không đáp ứng vị này là quân tiểu hữu bất luận cái gì mời, cũng sẽ không tiếp nhận giáo đình mời. Hôm nay, ta ở đây thiết yến, xem chư vị vì khách quý. Cũng mời chư vị khách quý không nên làm khó chủ nhân. Lôi Mỗ không muốn sinh thêm sự cố, nhưng cũng không phải khiếp nhược người, có thể vì ý chư vị khi nhục. Cao Tấn mắt nhìn La Quân. La Quân lại là cầm lấy bàn trà nước trà tỉ mỉ phẩm lên. Cao Tấn hít sâu một hơi, nói ra, Lôi đại sư ta hôm nay đến đây chính là phụng sư phụ ta mệnh lệnh cũng mời đại sư đừng để ta khó xử ta dạy đã hứa hẹn hứa lấy trưởng lão tri chức nhưng không có bất luận cái gì khu trì đại sư sự tình phát sinh đây là ta dạy phòng tuyến cuối cùng ngài có ngài phòng tuyến cuối cùng nhưng đại sư cho rằng ở nước ngoài hồng môn thật có thể chống lại ta dạy sao lôi lăng trầm giọng nói ra đây là ép buộc giang hồ phân tranh ta tuyệt không nguyện dính vào nữa ta đã là cao tuổi rồi chỉ nghĩ tới chút thanh tịnh thời gian. Lúc trước là như thế, hiện tại là như thế, tương lai cũng chỉ sẽ như thế. Cao Tấn nói ra, lôi đại sư, người ý đã quyết sao? Lôi lăng nói ra, ý ta đã quyết. Cao Tấn nói ra, như vậy, người thật chuẩn bị tốt tiếp nhận giáo đình lửa giận. Lôi lăng nói ra, thiện nhẫn hòa thượng đang một bên mở miệng, hắn nói ra, Cao Tấn tiểu thí chủ, bần tăng cần cùng lôi lăng bạn cố thương lượng một phen. Chuyện này, không có nhanh như vậy làm quyết định. Cao Tấn nói ra, cần phải bao lâu? Thiện Nhẫn Hòa Thượng nói ra, ba ngày, ba ngày như thế nào? Cao Tấn hít sâu một hơi, nói ra, ba ngày, có thể. Nhưng là hai vị đại sư đầu tiên muốn đem la quân người này đuổi đi, không lại thấy người này. Thiện Nhẫn Hòa Thượng bỗng cảm giác khó xử. Lôi lăng mắt lấp lóe không yên, hắn biết, trước mắt hết thảy đều là bởi vì cái này la quân mà lên lôi lăng ngay sau đó nói với la quân các hạ người muốn ta tùy ngươi về nước tuyệt không có cái này khả năng ngươi mời đi la quân nói ra chẳng lẽ lôi đại sư phải đáp ứng thêm vào giáo đình lôi lăng nói ra lôi mỗ tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào hiệu lực cái này là danh giới cuối cùng la quân cười ha ha một tiếng nói ra ý tứ này ta đại khái hiểu cho dù bất đắc dĩ thêm vào giáo đình cũng sẽ không ra tay nhưng đại sư phòng tuyến cuối cùng lại đang từ từ nới lỏng a à. bởi vậy có thể thấy được lôi đại sư tâm còn có hoảng sợ đã còn có hoảng sợ lại nói thế nào phòng tuyến cuối cùng thời khắc sinh tử đại khủng bố không bước qua được hết thảy phòng tuyến cuối cùng đều thất hứa hắn sau đó đứng lên nói ra vị này cao tấn tiểu tiên sinh dễ nói chuyện có thể cho ba ngày kỳ hạn mà ta thời gian rất vội vàng một phút đồng hồ cũng không muốn chờ lâu hai vị theo ta đi thôi trước theo ta về nước sau này các người đường chỉ có hai đầu một là vì ta hiệu lực hai là lựa chọn tử vong lẽ nào lại như vậy lôi lăng nghe vậy giận tím mặt nói cuồng vọng tiểu tử ta nhiều lần đối ngươi nhường nhịn ngươi lại là cuồng vọng vô biên giết ta ngươi có bản lãnh này sao hắn sau đó trực tiếp nhảy ra mắt sát cơ vô cùng tỏa ra lôi lăng rất ít như thế tức giận trước mắt là quân lại là nhiều lần khiêu khích rốt cục để lôi lăng bạo phát Hắn cái này một vụ nổ phát, nhất thời uy nghiêm cuồn cuộn. Bốn phía không khí nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng, khiến người ta rất cảm thấy áp lực. Cái này tiểu phòng khách nhỏ đột nhiên khiến người ta cảm thấy nơi đây như địa ngục sâm la đồng dạng, cực kỳ khó chịu, áp lực. Lôi lăng giờ phút này giống như là nắm trưởng thiên hạ đế vương, hắn ánh mắt, đao kiếm còn muốn sắc bén. Để hắn nhìn một chút, liền cảm giác không rét mà run. Cái kia đoạn lãng cùng phượng hoàng cảm thấy hô hấp khó chịu căn bản không chịu nổi lôi lăng lửa giận. Thiện nhẫn hòa thượng cũng đứng lên, nói ra, là quân tiểu thí chủ, chúng ta ra người ta, sợ phía dưới lời nói dối. Hôm nay, người ngôn ngữ, thực sự quá cuồng vọng. Không thể nói được, bần tăng cùng lôi lăng bản cũ sẽ phải hội ngươi, nhìn xem tiểu thí chủ ngươi thiên địa vũ trụ, đến cùng như thế nào huyền ảo. Là quân tử tốn nói, đã như vậy, các ngươi hai cái cùng một chỗ đi. Nếu là bại, theo ta đi, nếu là ta bại, cái này cái tính mạng cũng giao cho các ngươi xử trí. Chúng ta cũng đừng nói người nào cuồng vọng cùng không cuồng vọng. Ta nhổ vào, lôi lăng bài không nhìn được trước giận mắng một tiếng. Hắn đối thiện nhẫn hòa thượng nói ra, bạn cũng lại đứng một bên, ta đến chiếu cố người trẻ tuổi kia. Thiện nhẫn hòa thượng cùng lôi lăng đều là tự kiềm chế thân phận, cho nên nhất định sẽ không hai người vây công la quân một cái. Thiện nhẫn hòa thượng tâm cũng có tính toán, hắn hội ở một bên trước lược trận, hắn đến cùng muốn hay không xuất thủ cái kia hoàn toàn quyết định bởi tại chiến cục như thế nào phát triển la quân cũng không nói nhảm hắn đứng ở sân bãi ở giữa lôi lăng thì nói ra đi ra bên ngoài la quân nói ra đến đó đều có thể bất quá trước nói rõ thua như thế nào thắng lại như thế nào lôi lăng ánh mắt run lên la quân nói ra như vậy đi người hiền lành nhẫn đại sư hai người ta không quản các ngươi là một mình xuất thủ vẫn là hai người xuất thủ. Sa luân chiến cũng được, chỉ muốn các ngươi có thể tại ba trận thử thắng ta một trận. Ta hạng đầu người, giao cho các ngươi, các ngươi là giết ta, vẫn là muốn về sau khu chỉ ta làm nô tài, ta đều phải nghe theo. Mà các ngươi, nếu là ba trận toàn thua, như vậy hai người các ngươi, theo ta về nước, ngày sau vì ta hiệu lực. Ta sẽ không làm khó các ngươi, càng sẽ không nhục nhã các ngươi, như cũ còn lấy quốc sĩ đối đãi các ngươi. Cái này đánh cược, có dám? Lôi Lăng Hiền Lành nhẫn hòa thượng cùng nhau nhìn chăm chú về phía La Quân. Đoạn Lãng cùng Phượng Hoàng ở một bên cũng là một câu đều nói không nên lời. Trong lòng bọn họ đang nghĩ, tính toán La Quân có thể chiến thắng uy danh hiển hách Lôi Đại sư, nhưng hắn tại sao có thể có dạng này tự tin, một người ứng chiến Lôi Đại sư Hiền Lành nhẫn đại sư. Tính toán là năm đó quân thần, cũng không dám phía dưới cái này cửa biển a. Cao Tấn ở một bên cũng là không lời nào để nói, hắn rất cuồng ngạo, cao ngạo. Nhưng hắn biết mình không phải lôi đại sư đối thủ, càng đừng nói còn một người ứng đối hai người này liên thủ. Tối thiểu, Cao Tấn cảm thấy, bằng điểm này, hắn đã không bằng trước mắt La Quân. Hội quán bên ngoài, đèn đuốc sáng ngời, vắng vẻ không. Bốn phía đều đã dọn bãi, to như vậy sân bãi, chỉ có Cao Tấn, bốn tên hồng y chủ giáo, cùng Đoạn Lãng, Phượng Hoàng lục hoa các cao thủ. Thiện nhẫn hòa thượng đứng ở một bên lược trận. La quân cùng lôi lăng đứng đối mặt nhau, lẫn nhau ở giữa cách 3 mét. Lôi lăng cả đời trải qua bách chiến mà không bại, năm đó đối chiến quang minh giáo đỉnh đệ nhất chiến tướng gan đáp y nguyên có thể thủ thắng. Tiểu thuyết, hắn thực lực không thể nghi ngờ, giờ phút này, lôi lăng đối mặt la quân, mặc dù là đối mặt cái này tiểu tiểu thiếu niên. Nhưng là vị đại tông sư này lại ngưng trọng không? thiếu niên trước mắt lời nói tuy nhiên cuồng vọng không, nhưng thực lực lại tuyệt không thể khinh thường. Đánh cả một đời ưng, gần nếu là bị ưng mổ mắt, này sẽ là hắn cả một đời hổ thẹn đại nhục. Danh túc tiền bối thành danh đã lâu, mà hậu sinh vãn bối muốn muốn nổi tiếng, thích đạp lên tiền bối thi thể vị. Có thể ai nguyện ý làm cái kia bị hậu bối thực sự dưới đất thi thể. Lúc này lôi lăng nội liếm tới cực điểm, hắn đứng thẳng tại chỗ, như vực sâu nhạc đồng dạng. Hắn không nhúc nhích, giống như là đã không có hô hấp. Đây là hắn tốt nhất trạng thái. Đối mặt cường địch, y nguyên có thể bảo trì như thế trạng thái, lôi lăng đại sư tên liền tuyệt không phải hư ảo. Mà la quân đâu? La quân tùy ý mà đứng, đi bộ nhàn nhã. Hắn lúc này cũng không nhiều lời lời nói, không có ý nghĩa. Hắn lúc thường nói cuồng vọng, cũng không phải là muốn loạn người ta tâm thần. Mà chính là, ăn ngay nói thật. Có lúc, vị người lời nói thật nghe tại hạ vị người miệng, là như vậy chói tai còn lại đám người hết sức chăm chú trận này kinh thiên chi chiến hiển nhiên hội để bọn hắn được lợi rất nhiều la quân đột nhiên nói ra đại sư không xuất thủ trước cái kia ta không khách khí lôi lăng nói ra mời la quân hít sâu một hơi hắn đột nhiên tiến lên trước một bước trong chấp nhoáng này hắn bước ra một bước tại thường trong mắt người là tầm thường một bước nhưng là lôi lăng đồng tử lại là co vào lôi lăng cảm giác được trước mặt la quân không còn là la quân mà chính là một cỗ khí một cỗ ngập trời giật mình tuyệt khí cỗ này khí sóng lớn đập sóng hướng hắn nơi ngực đánh giết tới lôi lăng cảm giác được phiền muộn ngạt thở hắn hít sâu một hơi tiếp lấy vận chuyển chân khí tiêu trừ lôi lăng cảm thấy mình tựa như là tại đại hải van xin bốn phía mênh mông vô biên bên trong thiên địa đen kịt một màu trước mắt biển động mãnh liệt hắn là thuyền con cái này Luân Hải giết gào đánh giết tới, chân khí của hắn điên cuồng vận chuyển, liền đem cỗ này biển động ngăn cản đi qua. Là quân tiếp lấy lại bước ra một bước. Đợt thứ hai biển động càng thêm hung hãn trùng sát mà đến. Lôi lăng sắc mặt biến đến không khẩn trương lên, hắn lần nữa cường lực vận chuyển chân khí. Là quân tiếp lấy đi ra bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Hắn mỗi đi ra một bước, lôi lăng sắc mặt càng khó nhìn một phần. Lôi lăng khuôn mặt nín đến đỏ bừng, hắn cay chán, một mồ hôi đều không có. Áo quần hắn không gió từ trống, bên người cương khí ngang dọc, khiến người ta khó có thể tới gần. Là quần cùng lôi lăng bên người, cương khí hung mãnh, mặt đất kia xuất hiện vô số vết rách. Đoạn lãng, Phượng Hoàng thấy thế, không khỏi thất sắc. Hai người thầm nghĩ, thế gian lại có lợi hại như thế thần công. Đây cũng không phải là võ thuật phạm trù A. Là quần đi đến bước thứ sáu lúc, lôi lăng nhịn không được bạo giống một tiếng trước người hắn khí lưu quay cuồng lên nhưng một cỗ chân khí màu trắng cấp tốc bao trùm tới lần nữa đem chân khí của hắn chân áp xuống dưới mắt thấy là quân đi ra bước thứ bảy về sau là lôi lăng thất bại thảm hại thời điểm đệ nhất đại sư y nguyên không phải là quân đối thủ mà tại lúc này cái kia thiện nhẫn hòa thượng lại là xuất thủ a di đà phật hắn ngâm tiếng niệm phật bốn chữ chữ lời như hồng trung đại lữ đồng giạc nổ bắn ra mà ra sóng âm chấn động, đem la quân hàn băng chân khí triệt để đảo loạn. Lôi lăng vốn là bị áp chế đến xít sao, cái này rốt cục đạt được phản công cơ hội. Hắn mắt hàn quang bùng lên, đột nhiên, thân hình vừa lui, tiếp lấy nghiêng nghiêng bay ra đi. Cũng là vào lúc này, trước kia lôi lăng chỗ đứng địa phương xuất hiện một đạo sâu một mét kiếm ngân. Kiếm này vết mọc ra 10 mét. Cái này một tình trạng để cao tấn bọn người không khỏi hoảng sợ bọn họ nhìn là quần ánh mắt đã tràn ngập không nói ra kính sợ trước mắt người này còn là người sao lôi lăng mắt cũng lóe qua vẻ kiêng rè, trường giang sóng sau đẻ sóng trước quả nhiên là không phục không được lôi lăng biết chỉ bằng vào nội lực chân khí mình đã bại bởi trước mắt người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia đừng nhìn tuổi còn trẻ cái kia thật khí nội lực chi hùng hậu quả thực là không thể đánh giá giống như là trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt lúc này thời điểm Lôi Lang hiền lành nhẫn hòa thượng nhìn nhau. Hai người chủ ý quyết định, sau đó mỗi người thét dài một tiếng, sau đó một trái một phải hướng La Quân tia chớp vồ giết tới. Âm ba chấn động, phân biệt đâm vào La Quân hai lỗ tai. Chân khí hùng hậu, không có nghĩa là đấu pháp là ngồi. Hai vị đại sư muốn bằng đấu pháp đến chiến thắng La Quân, lúc này thời điểm, bọn họ đã không nói mặt mũi, phải tất yếu hợp lực đem La Quân đánh bại nếu là hai vị đại sư hợp lực đánh không thắng một cái 18 tuổi tiểu tử. Cái kia truyền đi, bọn họ thật chỉ có tìm khối đậu hũ đâm chế ti tính toán. Rồng ngâm hổ gầm, mãnh hổ rời núi. Là quân người ở giữa, hắn hư lui ra một bước. Một bước này lui ra ngoài, xảo diệu không, vừa tốt tránh đi hai người hợp kích. Đây là lôi lang hiền lành nhẫn hòa thượng duy nhất sơ hở chỗ, nhưng là quân lại là một cách tự nhiên đạp phá phun mà ra. Tiểu tử này, cũng là đấu pháp cao thủ, Lôi Lăng tâm thầm run. Nhưng là Lôi Lăng y nguyên sắc mặt không thay đổi, hắn bấm tay trước bắn ra, bắn ra một đạo hung hãn kiếm khí. Đạo này từ hùng hậu chân khí ngưng tụ thiên cương kiếm khí hướng La Quân vị trí hiểm yếu kích xạ mà đến. Đồng thời, Lôi Lăng cũng bước ra một bước, phá hỏng La Quân đường lui. Hắn đại thủ lần nữa vồ bắt hướng La Quân đỉnh đầu. Phe này xuất thủ, Lôi Lăng hung hãn thực lực triển lộ không bỏ sót. Mà lại thiện nhẫn hòa thượng cũng phong kín la quân con đường phía trước hắn giống như thương thần long ngăn chặn duy nhất con đường phía trước thiện nhẫn hòa thượng ngực bụng một trống song trưởng đều xuất hiện trong nháy mắt đánh ra bốn trưởng bốn trưởng 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 đều là hùng hồn chân khí quán chú giống như sóng lớn đập sóng lại như trường hồng quán nhật thần tiễn nổ bắn ra la quân cảm giác trước mắt là áp lực như biển gầm vồ giết tới hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết thành thịt vụn mà phía sau lôi lăng cũng từng bước ép sát la quân tình thế trong nháy mắt nguy hiểm tới cực điểm chính là nghìn cân treo sợi tóc lúc này la quân a à cười ha ha ba tiếng cười to ba tiếng đồng thời âm ba nổ bắn ra mà ra cỗ này âm ba thế mà hình thành màu trắng hàn băng màu trắng hàn băng chi khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu hàn băng thần long thần long gào thét trong nháy mắt đem thiện nhẫn hòa thượng bốn đạo trưởng lực toàn bộ xé thành phấn vụn la quân quay đầu đi tránh đi lôi lăng chỉ kiếm đón lấy, lại lấy cầm long thủ phản chụp vào lôi lăng ưng chảo thủ. Hai người móng vuốt đụng vào nhau, trong nháy mắt người tới ta đi đánh ra 10 lần. Cái này nháy mắt, hai người thật giống là thần long chi chảo chiến côn bằng chi chảo, được không kịch liệt khủng bố, chảo phong lăng lệ vô cùng, lạnh nhân tâm gan. Thiện nhẫn hòa thượng bốn trưởng thất bại, liền lại ra nhất trưởng đem la quân hàn băng thần long đánh thành phấn vụn. Nhưng là la quân trở tay cũng một trưởng vỗ ra. La quân một tay ứng đối lôi lăng, tay kia cùng thiện nhẫn hòa thượng chém giết. Hắn đột nhiên nhất trưởng, trưởng lực hùng hồn, chân khí tăng vọt, nhanh như lôi đình, mạnh như thiên tai buông xuống. Thiện nhẫn hòa thượng bị kinh ngạc, không tự chủ được lui lại, hắn cấp tốc nhanh chóng thối lui ba bước, lại song trưởng đều xuất hiện, vừa rồi đem la quân cái này tiện tay nhất trưởng tiêu trừ. Ha 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 ha, thiện nhẫn hòa thượng cười ha hả, nói, thống khoái, thống khoái. Lúc này thời điểm, La quân long trảo thủ vững vàng ngăn chặn lôi lăng. Hắn gặp thiện nhẫn hòa thượng lần nữa công giết tới, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, người như dao long đồng dạng, vài cái biến hóa, đến 3 mét có hơn. Là quân tránh đi thiện nhẫn hòa thượng công sát, hắn đột nhiên lần nữa há mồm. Giống, thét dài không dứt, đinh tai nhức óc. Nhưng quái là, người chung quanh lại nghe không được la quân thanh âm. Cỗ này âm khiếu ầm ầm mà ra, đột nhiên chia làm hai cỗ la quân xong trưởng phân hóa hàn băng chân khí nổ bắn ra mà ra bao lấy cái này hai cỗ âm khiếu hai cỗ âm khiếu đột nhiên hình thành hai cỗ thần lực phân biệt hướng lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng công sát mà đi lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng liền cảm giác trước mắt một đạo cực mạnh không khí lưu đánh giết tới chân khí hùng hậu tinh thần ý chí tựa hồ cũng là không gì không phá hai người chỉ có thể ứng đối liền cũng quyền cước đều xuất hiện trước mắt khí lưu biến hóa vô song thỉnh thoảng mãnh liệt công sát, thỉnh thoảng kiếm pháp sắc bén, thỉnh thoảng hóa thành dao long quấn quanh, chân khí, cương khí nổ bắn ra. Trước mắt, lại là La Quân một người tiến công hai vị đại sư. Hai vị đại sư lại là mệt mỏi. La Quân hết sức chăm chú. Hai vị đại sư song quyền tuôn ra, rốt cuộc đem La Quân hai cỗ khí lưu đánh giết thành phấn vụn. La Quân cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, đến thiện nhẫn hỏa thượng trước mặt. Hắn liên tiếp đánh ra ba trường, Oanh, 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 nhất trưởng nhất trưởng hung hãn tuyệt luân. Thiện Nhẫn Hòa Thượng toàn lực đón đỡ, nhưng đến thứ ba trưởng lúc, Thiện Nhẫn Hòa Thượng rốt cục lui ra mấy bước, sau cùng bỗng nhiên phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Là Quân động tác mau lẹ không, Lôi Lăng thấy rõ ràng lúc Thiện Nhẫn Hòa Thượng đã bị thua. Lôi Lăng cũng đoạt giết tới, là Quân trở tay lại là ba trưởng. Ba trưởng sau đó, Lôi Lăng lui ra ba bước, hắn đổ là mạnh mẽ, lại công sát tới. Lúc này, lôi lăng tâm là không phục. Hắn biết La Quân vừa mới phân hóa hai cỗ khí lưu, chính là cực tiêu hao chân khí. Lúc này vài lần đọ sức, lôi lăng đều cảm giác được dã rời. Mà La Quân một người đối chiến hai người, chân khí của hắn cần phải tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhất định đã là nỏ mạnh hết đà, ta không thể thua. Lôi lăng bạo giống một tiếng, lần nữa đánh ra ba trưởng. La Quân ánh mắt đạm mạc, cũng đánh ra ba trưởng ninh đón. Ba trưởng về sau, lôi lăng ngã bay ra ngoài khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi tới hắn chân khí trong cơ thể đã bắt đầu khô kiệt thật sự là bất lực tái chiến la quân một người đánh bại lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng hai vị đại sư lúc này thời điểm toàn trường yên tĩnh đoạn lãng cùng phượng hoàng đối la quân xem như hoàn toàn phục lục hoa đi vào lôi lăng bên người nhẹ giọng mà lo lắng hô sư phụ đến mức cao tấn cao tấn mắt độc mang lóe qua hắn đột nhiên đứng ra, nói ra, ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Cao Tấn cũng nhận định La Quân đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên hắn quả quyết xuất thủ. La Quân chính là là chân chính đại địch, giờ phút này hắn nếu có thể giết La Quân, hoặc là cầm La Quân, như vậy hắn đem về danh dương thiên hạ. Cũng sẽ là giáo đình đệ nhất công thần. Cao Tấn quyết định liều chế ti chém giết. Thân hình hắn lóe lên, sau đó chém ra lục đạo khí đao. Lục đạo khí đao sát khí ngang dọc, Phân sáu cái phương vị hướng là quân lôi đình chạm giết tới sắc bén khủng bố cũng mang theo tất sát khí thế là quân mắt cũng không chấp hắn chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó hét lớn một tiếng cái này hét lớn một tiếng âm ba hướng bốn phương tám hướng chấn động mà ra trực tiếp đem lục đạo khí đao chảm thành cho tàn cao tấn thấy thế lần nữa thất sắc mà từ đầu đến cuối là quân thủy trung sắc mặt đạm mạc vững vàng nắm trong tay cục diệt Chân khí của hắn coi là thật liền giống như là nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Cao Tấn lúc này thời điểm đã đâm lao phải theo lao, hắn lần nữa tiến tới một bước, một bước đến la quân mặt chỗ. Đón lấy, tay hàn quang thoáng hiện, lại là một miệng kiểu mới tam giác độc thứ dao găm. Loại này dao găm kịch độc không, dính máu lập tức phong hầu. Mà lại, tam giác độc thứ sashimi thể về sau, máu tươi liền lại không thể có thể ngừng mà lại loại này tam giác độc thứ còn có thể tự do có rũi chiều dài. Cao tấn chìm đắm khẩu này tam giác độc thứ hơn 10 năm, một miệng độc thứ nơi tay, quỷ thần khó đoán. Cao tấn tay hàn quang phía dưới tung bay, kiếm kiếm độc ác mau lẹ, chuyên đâm la quân phía dưới muốn hại. Hắn độc thứ múa đến mưa gió không lọt, căn bản không cho la quân bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Mà lại, hắn độc thứ càng giết càng nhanh, chính là muốn đem la quân chạm dưới kiếm. La quân thân hình cấp tốc chấp động, hắn giống như là hoa hồ điệp một dạng, thân pháp hoạt bát. Cao tấn kiếm kiếm thất bại, nhưng lại kiếm kiếm đóng chặt. Là quân cước bộ liền lùi lại, mỗi lui một bước, đều từ có một loại vận luật. Tại cao tấn càng công càng mạnh mẽ, càng công càng nhanh thời điểm, là quân mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên nhấn một ngón tay. Một chỉ này kiếm khí trực tiếp điểm tại cao tấn cổ tay. Cao tấn tốc độ rất nhanh, là quân lại là một mực tại chờ cơ hội này. Hắn hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay là nhất kích tất sát. Nhất chỉ chuẩn xác không sai điểm, cái này một cái chớp mắt, Cao Tấn chỉ cảm thấy một cỗ hàn băng chân khí chui vào trong cơ thể hắn, hắn tay cấp tốc đông thành tượng băng, độc kia đâm cũng rất xuống đất. Cao Tấn lập tức vận chuyển chân khí tiêu trừ tay chân khí, nhưng là vừa mới hóa giải đi, là quân lăng không nhất trưởng đã đánh tới. Cao Tấn hoảng sợ, rốt cuộc tránh tránh không khỏi. ầm, um, Cao Tấn thân thể nhất trưởng, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, Hắn ngã bay ra ngoài, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, lại là rốt cuộc không đứng dậy được. La Quân cũng không có hạ tử thủ, hắn hạ tử thủ, Cao Tấn là một con đường chết ti. Cái kia bốn tên Hồng Y chủ giáo thấy thế lần nữa hoảng sợ, bọn họ cấp tốc đi vào Cao Tấn bên người, cũng đem Cao Tấn đỡ dậy. Đám người này liền muốn lấy này rời đi. Ta để cho các ngươi đi tới sao?" La Quân lạnh lùng nói ra. Hồng Y chủ giáo nhóm ngốc ngẩn ngơ đoạn lãng cùng phượng hoàng cũng là không hiểu bao quát lục hoa lôi lăng bọn họ cũng là không hiểu la quân nhìn về phía cao tấn cao tấn cắn răng hắn nói ra ngươi còn muốn như thế nào nữa ta muốn như thế nào la quân không khỏi cười một tiếng nói ra vừa mới ngươi cho rằng ta đã kiệt lực sau đó chiêu chiêu đe dọa ta đưa ngươi đánh bại ngươi hỏi ta muốn như thế nào dựa theo giang hồ quy củ ta hỏi ngươi ta cần phải như thế nào Ngươi dám giết ta hay sao?" Cao Tấn cười lạnh một tiếng. La Quân nói ra, "Ngươi còn thật khác kích ta, đời này còn không có ta không dám giết ngươi." La Quân lại nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại để Cao Tấn phía sau lưng phát lạnh. Cao Tấn nhất thời nghẹn lời. La Quân theo rồi nói ra, "Cao Tấn tiên sinh, ngươi muốn lưu lại. Ngươi là ta tù binh, đến mức muốn như thế nào mới có thể thả ngươi." "Vậy phải xem sư phụ ngươi nguyện ý ra cái gì đại giới." hắn tiếp lấy đối cái kia bốn tên hồng y chủ giáo nói ra ta lời nói rất rõ ràng a à. nếu như rõ ràng các ngươi có thể đi cái này bốn tên hồng y chủ giáo hai mặt nhìn nhau la quân nói ra không đi nữa các ngươi có thể toàn bộ đều đi không thành bốn tên hồng y chủ giáo lạ mắt ra vẻ sợ hãi bọn họ nhìn nhau một tên hồng y chủ giáo nói với cao tấn đại giáo chủ ngài nhìn cao tấn trầm giọng nói ra các ngươi đi thôi cùng sư phụ ta nói, nói ta có lỗi với hắn lão nhân ra, sự tình làm hư hại. Cái kia hồng y chủ giáo hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta sẽ tìm cách đến nghĩ cách cứu viện đại giáo chủ ngài, ngài 10 triệu phải hữu dụng chi thân. Sau khi nói xong, bốn tên hồng y chủ giáo rời đi. Là quân đối sau lưng đoạn lãng cùng Phượng Hoàng nói ra, đem hắn khung đến xe đi thôi, cực kỳ trông giữ. Đoạn lãng nhịn không được nói ra, tiên sinh, bắt hắn hội có phiền toái rất lớn. Ngu xuẩn, là quân quát lớn, bắt cùng không bắt, sớm đã là tại vòng xoáy tâm, thì sợ gì. Đoạn lãng cùng Phượng Hoàng nao nao, sau đó tỉnh ngộ lại. Tiên sinh ngữ điệu, chính là một câu nói toạc ra chân lý A. Tiên sinh anh minh, đoạn lãng lập tức nói ra. Ngay sau đó, hắn liền cùng Phượng Hoàng đem cao tấn cho bắt đến xe. Là quần ánh mắt đến lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng thân thể. Hai vị đại sư đều thụ thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn la quân ngay sau đó cũng nói thẳng đánh cược ta thắng hai vị thu thập một phen theo ta đi thôi lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng nhìn nhau hai người cùng một chỗ gật gật đầu sau đó lôi lăng nói với la quân tiểu hữu tu vi để cho chúng ta xấu hổ đánh cược đã đã thua tự nhiên cần phải có chơi có chịu bất quá chúng ta cao tuổi rồi lại còn muốn đi bị người khu trì bực này làm nhục, chúng ta chịu không được. Như vậy, thua không có tiền cho, còn mệnh luôn luôn không vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Lôi lăng hít sâu một hơi, nói ra, ta hiền lành nhẫn bản cũ cái mạng này, hôm nay ở đây tự sát. Sư phụ, tuyệt đối không thể, một bên lục hoa hoảng sợ, liền vội vàng nắm được lôi lăng tay. Lan đi, lôi lăng đại thủ hất lên, liền đem lục hoa chấn khai. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng là thực tình sinh tử trí, thiện nhẫn hòa thượng cũng ngâm một tiếng niệm Phật, hai đại tông sư liền muốn tại chỗ tự sát. Ngay vào lúc này, là quân tử tốn nói, hai vị thật sự cho rằng, một cái 18 tuổi thiếu niên liền có thể đánh bại các ngươi sao. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng nghe vậy, tâm nhất thời một cái giật mình. Lớn nhất để bọn hắn nản lòng thoái chí chính là, đánh bại bọn họ chính là một cái 18 tuổi thiếu niên. Mà la quân câu nói này, trong nháy mắt kích phát bọn họ dục vọng cầu sinh. La quân tiếp tục nói, một cái 18 tuổi thiếu niên, đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng chiến thắng hai vị đại sư liên thủ. Hai vị đại sư, muốn biết nguyên nhân thực sự, không ngại cùng ta về nước. Chúng ta không vì bất luận kẻ nào hiệu lực, lôi lăng vẫn là lắc đầu. Ha ha, La quân ngửa mặt lên trời cười dài, nói ra, lôi đại sư, người thật sự là tốt cốt khí A. À. Không vì bất luận kẻ nào hiệu lực, ngông nghênh kiên cường. Ta có phải hay không còn muốn vì ngươi vỗ tay a? À? Cùng ngươi tướng, cái kia quân thần cam vì triều đình ưng khuyển, rất không khí tiết. Ngươi mới là giang hồ nghĩa sĩ, đúng không? Ta xem là cầu thí, là quân chửi ầm lên, ngươi tại ở nước ngoài, ở nước ngoài chi thần. Thần ngươi chảy là cái gì máu? Là hoa hạ máu, nước nhà không phải một người nhà nước, ra sức vì nước, cho tới bây giờ đều không phải là đáng xấu hổ sự tình. Năm đó nước nhà gặp nạn tiền học xâm các loại một nhóm khoa học gia, từ bỏ nước ngoài hậu đãi lương cao, thề sống chết ti về nước, vì chấn hương nước nhà mà nỗ lực, đây mới thực sự là đại anh hùng, đại hào kiệt. Người chỉ có một thân bản sự, tại ở nước ngoài ỉ vào chút bản lãnh, nói rằng ở nước ngoài chi thần, mắt thấy nước nhà gặp nạn, khoanh tay đứng nhìn, ta nhổ vào. Là quân trải qua biển cả thế sự, nhưng một khỏa tấm lòng son, lại là chưa bao giờ thay đổi. Lôi lăng chưa từng bị người như vậy chỉ cái mũi mắng qua, nhưng giờ phút này bị la quân lớn như thế mắng, lại là sắc mặt xanh lét một trận, đỏ một trận, một câu đều nói không nên lời. liền thân người võ công, tu vi, cái kia thực chất bên trong truyền thừa đều là hoa hạ cho ngươi. ngươi cho rằng ngươi tại ở nước ngoài có thể cùng hoa hạ không liên quan? ngươi cảm thấy hoa hạ cô phụ ngươi, ngươi vì hoa hạ làm qua cái gì? La quân lần nữa chất vấn lôi lăng. lôi lăng hít sâu một hơi, nói ra các hạ ngữ nhọn sắc bén, nhưng là người có trí riêng người ý nguyện nguyện vọng cũng không có quyền áp đặt đến người khác thân thể la quân nói ra ngô xuẩn mất khôn trong lòng của hắn cũng rõ ràng chính mình lời nói này đi mắng mắng người trẻ tuổi có lẽ người trẻ tuổi nhiệt huyết luôn cái kia còn sẽ nghe nhưng là lôi lang hiền lành nhẫn hòa thượng loại này đều là lão hồ ly không có khả năng đầu não nóng lên sau đó máu chảy đầu rơi la quân nói lần nữa người sống một thế không dễ dàng nước nhà ta cùng các ngươi không nói, cũng nói không tốt. Nhưng là, hai vị thật cam tâm vì cái gọi là một hơi, liền này chê ti đi. Người chê ti tựa như thổi đèn rút sáp, lửa này vừa diệt, thân thể mục nát, linh hồn hóa thành đầy trời hư không từ trường phần tử, liền lại không tư tưởng, lại không luân hồi, lại không làm người khả năng. Vào lúc này, tại lúc này, liền đạp về cuối cùng, thật cam tâm. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng trầm mặc. La quân lại tiếp tục nói, huống hồ, theo ta, đoạn sẽ không bạc đãi các ngươi. Quốc sĩ chi lễ đãi chi, ta chỗ biết, cũng sẽ không có giữ lại truyền thụ cho các ngươi. Ta nghĩ, các ngươi đến nước này, muốn lại hướng đi một bước, có bao nhiêu gian nan, trong lòng các ngươi cần phải nắm chắc. Lời nói, ta chỉ có thể nói đến đây, nếu như các ngươi còn là muốn lựa chọn tự vận, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Là quân xuất thủ, tuyệt sẽ không tay không mà về, nếu quả thật không thể nhận phục hai vị này đại sư. Như vậy, Dựa theo đổ ước, bọn họ tử vận, cái kia cũng là bọn hắn lựa chọn. Lúc này, là quân sẽ không lựa chọn nhân từ. Từ không nắm giữ binh, những lời này là chí lý danh ngôn. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng lâm vào trầm tư. Chúng ta cần phải thương lượng, lôi lăng theo rồi nói ra. Tốt ra, ngày mai sớm, các ngươi hoặc là tặng đầu người tới gặp bên ngoài, hoặc là cùng ta về nước. Là quân nói thẳng. Tốt, lôi lăng nên, La quân nói ra, cáo từ. Hắn quay người đi, rất xe tốc hành. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng đưa mắt nhìn La quân rời đi. La quân xe thời điểm, cao tấn tại ghế sau xe, phượng hoàng bồi tiếp. La quân thấy thế, cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đoàn phi lái xe. Cao tấn hiện tại sinh tử không thể, tại xe cũng là không nói một lời. La quân càng là không thèm để ý cao tấn, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ở trong màn đêm lái ra đi trở lại khách sạn về sau la quân đem cao tấn nhét vào gian phòng của mình bên trong đoàn phi cùng phượng hoàng ra ngoài thời điểm đoàn phi nhịn không được hỏi la quân tiên sinh chúng ta khi nào thì đi la quân nói ra không có gì bất ngờ xảy ra lời nói sáng mai đi đoàn phi nói ra ngoài ý muốn la quân nói ra tối nay có lẽ không biết bình tĩnh đoàn phi cùng phượng hoàng biến sắc phượng hoàng nói ra ngài là nói giáo đình có thể sẽ xuất thủ La Quân nói ra, ai biết được, bất quá các người tỉnh táo một số, có vấn đề gì, lập tức đến ta nơi này đi. Đúng, tiên sinh, đoàn phi nói ra, hắn cùng Phượng Hoàng đều là có chút lo sợ bất an, nhưng cuối cùng vẫn là trở về phòng của mình ở giữa. Ba cái gian phòng, đều là sát bên. Đoạn lãng về sau lại nhịn không được cho La Quân gọi điện thoại, tuy nhiên lẫn nhau cách cái gian phòng. Tiểu thuyết, nhưng đoạn lãng vẫn là dùng điện thoại truyền tin phương thức đến hỏi La Quân. Trong điện thoại, đoạn lãng hỏi La Quân, nếu như giáo đình người đến đây, bắt ta cùng Phượng Hoàng, tiên sinh hội cứu chúng ta sao? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, người yên tâm, ta sẽ bảo đảm các người an toàn. Đoạn lãng nghe vậy, liền cũng yên lòng, có tiên sinh lời này, ta yên tâm. Hắn đón đến, lại hỏi, như vậy, tiên sinh. Ngài cho rằng sáng mai lôi đại sư hiền lành nhẫn đại sư sẽ đến ném dựa vào chúng ta sao? La quân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói đương nhiên hội đoạn lãng nói ra dùng cái gì chắc chắn như thế la quân từ tốn nói khẳng khái chịu chê ti là thụ lúc đó bầu không khí cùng tâm tình ảnh hưởng mà tỉnh táo lại về sau còn có thể chịu chê ti cũng không có nhiều người càng là thành đại nhân càng là tiếc mệnh huống chi ta cũng không có cho bọn hắn rất khó tuyển đường đoạn lãng sau khi nghe ngốc ngẩn ngơ sau đó nói ngài phán đoán nhất định là chính xác sau đó đoạn lãng tắt điện thoại đêm phá lệ tính mịch một đêm này đã định trước có người khó ngủ như sấm lăng hiền lành nhẫn hòa thượng mặt khác còn có cái kia bốn tên hồng y chủ giáo bọn họ cũng là đau đầu dị thường lần này cao tấn dẫn bọn hắn đến đây là chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp bọn họ cũng nghĩ qua nhiệm vụ có thể sẽ thất bại nhưng là không nghĩ tới cao tấn sẽ bị người cho bắt đi bốn tên hồng y chủ giáo cầm đầu gọi là địch tu tư địch tu tư mang theo còn lại người tay cấp tốc trở lại lúc trước vào ở trong tử điếm. Tại khách sạn trong phòng, địch tu tư quyết định hướng giáo đình đại sư tỷ Eri, ngả thụy tuyết nghĩ báo cáo việc này. Sự kiện này, bọn họ còn thật thật không dám đi hướng bệ hạ báo cáo. Địch tu tư cũng biết, đoán chừng cao tấn chính mình cũng không muốn để cho bệ hạ biết được. Trong phòng, không có mở đèn. Địch tu tư lấy điện thoại di động ra, mà còn lại ba tên hồng y chủ giáo cũng đều nhìn địch tu tư bọn họ lúc này cũng càng là hoang mang lo sợ giáo đình luôn luôn đều là ngang ngược rất ít gặp phải loại này ăn quả đắng tình huống tại lúc này trong phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan địch tu tư đám người nhất thời hoảng sợ trong phòng này thế mà còn có người khác mà càng để bọn hắn hoảng sợ là bọn họ hoàn toàn không có phát giác được một tên hồng y chủ giáo cấp tốc bật đèn lúc này thời điểm bọn họ mới nhìn rõ ràng Buồn trong bên trong không biết cái gì thời điểm nhiều một nữ tử. Nói cho đúng, là thiếu nữ. Nữ tử này mặc cả người trắng sắc quần áo thể thao, tóc tùy ý buộc cái đuôi ngựa. Là hoa hạ thiếu nữ, nàng mặt mày thanh tú, xem ra, quả thực là thanh tú tuyệt luân. Thiếu nữ này mỹ mạo coi là thật khuynh quốc khuynh thành, càng hiếm thấy hơn là, thiếu nữ thân thể còn có chủng linh tính, ô tròng mắt đen lấy giống như màu đen mã não đồng dạng. Địch tu tư bọn người thấy rõ ràng thiếu nữ này sau hơi kinh hãi, sau đó cùng một chỗ một gối quỳ xuống, nói, gặp qua tuyết giáo chủ. Người đến chính là quang minh giáo đỉnh giáo hoàng bệ hạ ngồi xuống xuất sắc nhất nữ đệ tử, 20 tuổi tô gặp tuyết. Tô gặp tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, địch tu tư, xem ra, các người tính cảnh giác là càng thêm thấp. Ta sớm đi theo các người đằng sau, các người một mực cũng không phát hiện nếu là không phải mới vừa xem các người muốn đi thông báo ta đại sư tỷ ta mới không sẽ nói cho các người biết, ta đã sớm chỗ này. Địch tu tư bọn người không khỏi cười khổ. Địch tu tư nói ra, tuyết giáo chủ thân Pháp, thiên hạ vô song. Chúng ta nếu là có thể phát hiện, đó mới là. Hắn theo rồi nói ra, không biết tuyết giáo chủ là khi nào đến. Tô gặp tuyết nói ra, ta một mực lặng lẽ theo đâu, cao tấn tên ngu ngốc kia bị bắt, ta cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá khi đó ta cũng không thể xuất thủ, bởi vì cái kia gọi là quân thiếu niên, xác thực cổ quái. Chính là ta cuộc đời gặp phải đại địch mạnh tay, ta cũng phải muốn sĩ diện, vạn nhất vì tiện ra ngoài, cũng đánh không thắng, đây chẳng phải là để cao tấn chế nhạo. Địch tu tư bên người một tên khác hồng y chủ giáo thu được ân nói ra, tuyết giáo chủ, cái kia là quân xác thực dị thường cổ quái. Liền cái kia lôi lăng liên thủ với thiện nhẫn cũng không là đối thủ, ta cảm thấy, chúng ta cần phải lập tức bẩm báo đại sư tỷ mới tốt. Tô gặp tuyết nói ra, đại sư tỷ trăm công nghìn việc, chút chuyện nhỏ này vẫn là không muốn phiền phức lớn sư tỷ. Hiện tại, ta đi cứu cao tấn cái kia ngu xuẩn, các người chờ đợi ở đây đi. Tuyết giáo chủ, ngàn vạn không thể, địch tu tư quá sợ hãi, hắn nói ra, thiếu niên kia la quân thật là như truyền thuyết chi, công tham tạo hóa, thâm bất khả chắc. Ta biết tuyết giáo chủ ngài cũng là đương đại thiên tài, nhưng ngài ngàn vạn không thể lại mạo hiểm. Tô gặp tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, được rồi được rồi, địch tu tư, ta biết ngươi là lo lắng ta. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta không phải cao tấn, ta có tự mình xử lý phương pháp. Tính toán không thể cứu ra cao tấn tên ngu xuẩn kia, nhưng ta muốn yên ổn rút đi, đó là tuyệt sẽ không có vấn đề. Địch tu tư các loại người vẫn là nói, tuyết giáo chủ. Tô gặp tuyết nói ra, đây là ta mệnh lệnh, các ngươi ở chỗ này chờ đi nàng sau khi nói xong, liền thân hình lóe lên, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nàng thân pháp nhanh chóng, đã là mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tô gặp tuyết sau khi đi, một tên hồng y chủ giáo Tây bên trong Tây sầu lo không nói ra, địch tu tư đại ca, làm sao bây giờ? Thu được ân nói ra, chúng ta muốn thông chi tuyết nghĩ đại giáo chủ sao? Địch tu tư trầm giọng nói ra, vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Các ngươi cũng nhìn đến, vừa mới tuyết giáo chủ mở miệng là không muốn để cho chúng ta thông báo tuyết nghĩ đại giáo chủ. Nếu không lời nói, tuyết giáo chủ cũng sẽ không chạy tới nói với chúng ta. Mà lại, tuyết giáo chủ thân pháp các người cũng biết, nàng tính toán tiến thủ không thể, muốn rút đi, vấn đề không lớn. Chúng ta chờ một chút đi. Thu được ân bọn người gặp địch tu tư nói như vậy, liền cũng chỉ đành nghe chi. Đêm, yên tĩnh đêm. Là quần chỗ ở đại khách sạn gọi là thủy tinh đại khách sạn là quân tuyển tại tầng thứ hai vào ở, tại không có pháp lực thế giới bên trong, là quân vô ý thức không thích tại chỗ cao. Chỗ cao đại biểu không ổn định, hắn là lục địa vô địch giả. Nhưng nếu ở trên không, nước, cái kia cũng sẽ là hắn nhược điểm vị trí. Buồng trong bên trong, cao tấn ở một bên nhắm mắt ngưng thần, nỗ lực khôi phục thương thế. Là quân cũng là nhắm mắt, khoanh chân. Trong phòng, một tia dư thừa thanh âm đều không có. Tô gặp tuyết lặng yên xuất hiện tại khách sạn trong hành lang, nàng trực tiếp theo cửa lớn mà vào, thân pháp nhanh đến cái kia máy theo dõi chỉ có một đạo tàn ảnh, như sự kiện linh dị đồng dạng. Sau đó, tô gặp tuyết đi vào phượng hoàng trước của phòng. Nàng không có tính toán đi thẳng đến la quân trong tay cứu người, mà là muốn đi thông qua bắt giữ phượng hoàng đến trao đổi cao tấn. Cho dù trao đổi không thành công, cũng muốn để la quân sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ là, Tô gặp tuyết vừa muốn đẩy ra cái kia đạo cửa phòng thời điểm, một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến. Chính là la quân thanh âm, cái này một thanh âm liền là thuần túy âm ba, chỉ chui vào tô gặp tuyết một người trong lỗ tai. Như truyền âm nhập mật đồng dạng. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi, không muốn đi vào. Cái thanh âm này, giống như quỷ thần đồng dạng, khiến người ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Càng khiến người ta cảm thấy, hết thảy đều đã bại lộ. Đổi lại người khác lúc này đều muốn bị la quân cho trấn nhiếp rút đi. Nhưng là tô gặp tuyết lại là không quan tâm, nàng khách khách cười một tiếng, nói ra, ngươi còn ngồi trong phòng không hề động, mặc kệ ngươi là gặp trở ngại tới, vẫn là đi ra, tốc độ ngươi đều sẽ chậm một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt không gian, cái kia nữ nhân đã tại tay ta. Không tin, chúng ta đánh cược một keo. La quân hơi hơi nói chuyện, nói ra, ta khuyên ngươi, không muốn làm như thế. Như vậy đi, ta và ngươi làm cái giao dịch. tô gặp tuyết nói ra, há, giao dịch gì? là quân nói ra, dùng mạng ngươi đổi phượng hoàng mệnh, ngươi không muốn đi vào. như vậy, ta cũng không giết ngươi, ngươi đi đi. ha 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 ha, tô gặp tuyết cười rộ lên, nàng tiếng cười như ngân linh đồng dạng, tại cảnh ban đêm là như thế êm tai, khiến người ta càng là lòng ngứa ngáy, cảm thấy muốn gặp một lần, có thể phát ra dạng này tiếng cười nữ tử đến cùng là bực nào nhân gian tuyệt sắc ta lần thứ nhất gặp phải làm như vậy giao dịch người tô gặp tuyết nói ra tiểu đệ đệ người thật đúng là rất hài hước a à. là quân nói ra ta người này luôn luôn không nói đùa người xa lạ người tự trọng tô gặp tuyết nói ra người giao dịch này ta không tiếp thụ có bản lĩnh người tới đi một giây sau tô gặp tuyết một chân đem cái kia cửa phòng đá văng ra trong phòng kia phượng hoàng đã biết không ổn ngưng thần cảnh giới chỉ là bóng người trước mắt lóe lên, đón lấy, cổ nàng bị người bóp lấy. Phượng Hoàng nghe thấy được một cỗ nữ hài thân thể dễ ngửi rõ ràng mùi thơm. Tô gặp tuyết đã bóp lấy Phượng Hoàng, cũng ôm Phượng Hoàng. Nàng tại Phượng Hoàng bên tai ôn nhu nói ra, tiểu tỷ tỷ, đừng lộn xộn nha. Không phải vậy ta sẽ cắt đứt ngươi cổ, ngươi xinh đẹp như vậy bộ dáng, cổ đoạn, lúc đó nhiều không dễ nhìn a. À. Nàng thanh âm quả nhiên là ôn nhu, giống như là tại đối tình nhân ôn nhu kể ra đồng dạng. Phượng Hoàng toàn thân cứng đờ, nàng kinh hãi sợ tới cực điểm, ngươi là ai? Phượng Hoàng hỏi. Tại lúc này, thở dài một tiếng truyền đến. Tiểu cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy bộ dáng, tội gì muốn tự tìm đường chế ti? Ta lúc này, cho dù không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể đưa ngươi đi chế ti. Đây là la quân thanh âm. Ha ha, tôi gặp tuyết trong lỗ tai có thể nghe được la quân thanh âm mà phượng hoàng lại nghe không được. tô gặp tuyết cười nói, tiểu đệ đệ, người thật đúng là đáng yêu a. À. ta còn càn dỡ, ta thích. cô nãi nãi mệnh ở chỗ này, có bản lính, người tới lấy a. À. lúc này thời điểm, cái kia đoạn lãng cũng nghe đến động tính, cấp tốc đến la quân gian phòng chỗ. tiên sinh, nhanh cứu phượng hoàng. đoạn lãng nói ra, la quân thản nhiên đứng dậy, sau đó nói, người mang cao tấn tới hắn chỗ lấy không đi theo tô gặp tuyết đoạt nhanh, là bởi vì hắn biết, tô gặp tuyết phân tích rất đúng. Hắn hội chậm một cái chớp mắt, cao thủ tranh chấp, sai một ly đi nhìn dặm. Cho nên, đi tranh đoạt cái kia một đường, không cần thiết. Sau đó, đoạn lãng bắt cao tấn, là quân mang theo đoạn lãng cùng cao tấn đi vào phượng hoàng trong phòng. Là quân thuận tay đem cửa đóng, cũng đem gian phòng đèn mở ra. Trong phòng, nhất thời một mảnh sáng ngời. Tô gặp tuyết cũng nhìn đến cao tấn, cao tấn càng là nhìn đến tô gặp tuyết. Tiên sinh, cứu ta. Phượng Hoàng trông thấy La Quân, lập tức cầu cứu. Mà lúc này, La Quân lại là ngây ra như phỗng. Bởi vì hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, tô gặp tuyết. La Quân trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều lần cùng nữ nhi gặp mặt, thậm chí muốn tốt hơn nhiều thuyết từ, như thế nào để cho nàng nỗ lực đến tin tưởng mình. Tiểu thuyết. Nhưng hắn không có nghĩ qua, hội là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị gặp nhau. Làm la quân nhìn đến tô gặp tuyết lúc, hắn trực tiếp đã biết, cô gái trước mắt nhi chính là hắn cùng Linh Nhi nữ nhi. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia thuốc thể nữ hài trần di thả lúc, hắn không có cảm giác nào. Hắn biết, cái kia không thích hợp. Nhưng giờ phút này, lòng hắn phanh 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 nhảy đến rất lợi hại. Cô gái trước mắt, cái kia mặt mày, thần thái kia, hiển nhiên là Linh Nhi phiên bản A không cần bất luận cái gì chứng minh, không cần bất cứ chứng cứ gì, La Quân biết cô bé này là nữ nhi của hắn Trần Nhất Nặc. La Quân một câu đều nói không nên lời. Vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ tại trong đầu tràn đầy, nhưng là hắn lại tìm không ra một câu. Câu nói đầu tiên nên nói cái gì đâu? Lúc này La Quân trong mắt chỉ có cái này tô gặp viết, tô gặp viết đối La Quân cũng là vạn phần đề phòng, nhưng lúc này La Quân thần sắc để cho nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Người thiếu niên trước mắt này chính là sư phụ đều kiêng kỵ đại địch. Tô Gặp Viết làm rất nhiều bài tập, nàng nghĩ tới rất nhiều kế sách đến ứng đối La Quân. Nhưng lúc này, La Quân thần sắc không để cho nàng minh bạch. Nàng nhìn thấy thiếu niên này mắt có chấn kinh, thương yêu, có muốn nói lại thôi, có đầy bụng tình cảm tràn đầy. Đó là nàng không thể nào hiểu được phức tạp ánh mắt Tô gặp Tuyết gặp quá nhiều đối sắc đẹp của nàng si mê nam nhân. Nhưng thiếu niên trước mắt, ánh mắt của hắn lại tựa hồ như không phải si mê sắc đẹp đơn giản như vậy. Tô gặp Tuyết không nghĩ quá nhiều, nàng đem la quần ánh mắt vẫn là quy kết vì si mê, si mê sắc đẹp của nàng. Tô gặp Tuyết đối dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin. Hừ, Tô gặp Tuyết tâm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngoại giới đem tiểu tử này truyền thành thần, nhưng hắn nói cho cùng, còn không phải cái nam nhân dạng này đối thủ, không tính tránh thức đối thủ, thật làm ta thất vọng. Là ta đánh giá cao hắn. Hứa một lời, là quần ấp ủ hồi lâu sau, run giọng hô. Tô gặp viết khẽ nhíu mày, nói, người hô ai đây? Ngươi, ngươi là nữ nhi của ta hứa một lời, ta là người ba ba. Là quần kích động nói ra. Hóa, tô gặp viết nhất thời giận, nói, ta vẫn là mẹ ngươi đâu, ngươi là ai ba ba đâu, chiếm cô nãi nãi ta tiện nghi la quân không khỏi cười khổ cùng nữ nhi lần thứ nhất gặp mặt lần thứ nhất dạng này triển khai đối thoại hắn thật sự là dở khóc dở cười nhưng không khỏi la quân lại cảm thấy vô ý chua nếu như nếu như mình có thể bồi tiếp nàng trưởng thành thì tốt biết bao la quân không cầu nàng có lớn như vậy bản sự nàng ở độ tuổi này chỉ cần còn tại trong đại học cùng một đám bạn thân khoái lạc học vậy rất tốt nàng trưởng thành thiếu thốn cái kia sẽ trở thành la quân sinh mệnh vĩnh viễn tiếc nuối. Tại thời khắc này, la quân tâm quyết định, hôm nay phải bắt được nữ nhi, đem nàng mang về nước bên trong. Vô luận như thế nào, cũng muốn để cho nàng tiếp nhận chính mình cái này phụ thân. La quân tại cái này một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần, hắn chủ ý đã quyết định. Cô nãi nãi ta còn thực sự là ba gặp nhiều, không gặp ngươi dạng này. Tô gặp viết đối la quân có chút cam giận không bằng phẳng, lần thứ nhất gặp mặt, Mở miệng là cha ta, ngươi sinh được đi ra ta à. Cô nãi nãi ta tại thế thời điểm, ngươi đều còn không biết tại mẹ ngươi cái bụng chỗ đó đây. Làm càn, là quân nhất thời giận, nói, không cho phép làm nhục bà nội ngươi. Nãi nãi, tô gặp viết sướng sờ sướng sờ, sau đó giận tím mặt, nói, ngươi còn dám lại chiếm ta tiện nghi. Là quân vội ho một tiếng, cảm thấy mình cũng quá chỉ vì cái trước mắt. Hắn nói ra, tốt, ta thả cao tấn người thả Phượng Hoàng, có thể sao? Hắn cuối cùng là không quên mất chính sự. Nhìn thấy nữ nhi, là quần kém chút đem sự tình toàn quên. Tô gặp viết con người đảo một vòng, lập tức nói ra, đương nhiên có thể, bất quá, không phải ở chỗ này trao đổi. Ta muốn đem cái này Phượng Hoàng mang đi, người đem cao tấn thằng ngu này mang về Los Angeles về sau, ta lại thả Phượng Hoàng. Sư muội ngươi, cao tấn nghe được tô gặp viết xưng hô chính mình ngu xuẩn, Vốn đang rất vui sướng, nghe vậy liền muốn muốn thổ huyết. Tô Gặp viết le lưỡi, nói ra, thế nào, Cao Tấn, ngươi còn không phục a? À. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn, ngươi không thừa nhận, ta lười nhắc cứu ngươi. Cao Tấn cười khổ, tiểu sư muội mãi mãi cũng là như thế cổ linh tinh quái. Hơn nữa còn thật chuyện gì đều làm được, hắn lúc này thời điểm cũng chỉ đành im miệng. Tô Gặp viết hừ một tiếng, nói, cái này còn tạm được. Sau đó nàng lại hướng la quân nói ra thế nào tiểu đệ đệ ta đề nghị này ngươi có đáp ứng hay không hồ nháo la quân nghe nàng hô tiểu đệ đệ nhất thời nổi nóng nói không biết lớn nhỏ hóa tô gặp viết nói ra đây là ta đối với ngươi lớn nhất khách khí xương hô ngươi la quân cảm thấy mình lúc này thời điểm cùng với nàng cũng là khó có thể tính toán ngay sau đó nói ra ngươi đề nghị này không làm sao không rất tốt Tô gặp tuyết nói ra. Là quân nói ra, như vậy đi, muốn không chúng ta thử một trận. Quân tử hiệp định, người tiếp được ta ba chiêu, ta đem cao tấn cho người đưa trở về. Phượng Hoàng cũng không cần ngươi thả, nhưng là nếu như ngươi không tiếp nổi ta ba chiêu, cái kia Phượng Hoàng ngươi tại chỗ thả. Cao tấn cái này, ngu xuẩn, ta cũng còn cho ngươi, mà lại, ta tuyệt không lại bắt hắn, giao dịch này, có thể a? À. Tô gặp tuyết khinh thường nói ra, ngươi lời nói, Ta một cái dấu chấm câu đều chẳng muốn tin. Đoạn Lãng ở một bên là rất là kỳ lạ, hắn lúc này thời điểm cũng không có nói thêm cái gì, mà chính là lo lắng nhìn lấy chàng tình huống. Bên ngoài có bảo an tới, hắn tiến đến đem ngăn cản. Sau đó, Đoạn Lãng cũng rất mau trở lại tới. Là quân đối Tô gặp viết cũng là tốt tỉ giận tới cực điểm, nghe vậy cũng không để ý, nói ra, vậy dạng này tốt a, ta trước thả Cao Tấn, ngươi hô người tới đón hắn đi tốt người hội bắt ta người, tô gặp tuyết lập tức nói ra. là quân cười cười nói ra, ta bắt người người làm cái gì? còn có cao tấn càng có phân lượng con tin sao? ta liền hắn đều không muốn, người cần phải tin tưởng ta thành ý. muốn không như vậy đi, ta nhìn cao tấn cũng còn có thể đi, chính hắn đi, sau đó điện thoại cho ngươi, có thể a? À. tô gặp tuyết lệch ra cái đầu muốn một cái chớp mắt, sau đó nói cái kia có thể la quân liền cười tủm tỉm nói với đoạn lãng thả hắn đoạn lãng ra ra vào vào thời điểm đều là nắm lấy cao tấn lúc này nghe vậy không khỏi lo lắng nói ra tiên sinh làm như vậy giao dịch chúng ta hội thụ người chế trụ a yên tâm đi không có việc gì la quân nói với đoạn lãng nàng không dám động phượng hoàng đoạn lãng nghĩ cũng phải ngay sau đó cũng gật đầu hắn thả cao tấn cao tấn cũng phải tự do Cao Tấn ngược lại cũng không phải không tim không phổi, hắn lo lắng nhìn về phía Tô Gặp Tuyết, nói ra, tiểu sư muội, ngươi. Cút nhanh lên đi, Tô Gặp Tuyết nói ra, an toàn về sau, điện thoại cho ta. Cao Tấn nói ra, thế nhưng là ngươi. Tô Gặp Tuyết nói ra, ta còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm, đi thôi. Cao Tấn bất đắc dĩ, cũng biết mình lưu tại nơi này, thật sự là giúp thông thả. Ngay sau đó cắn răng một cái, nói ra, vậy ngươi cẩn thận nhiều. Tô gặp viết không kiên nhẫn ân một tiếng. Cao tấn tiếp lấy lại hướng la quân lạnh giọng nói ra, cái nhục ngày hôm nay, cao mỗ ghi lại. Ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả, còn có, ngươi như dám đụng đến ta tiểu sư muội một cọng tóc gáy, dưới trời đất, chính là làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cốt, la quân đáp lễ cao tấn một chữ này. Cao tấn bị la quân một chữ này kìm nén đến, kém chút không có phun ra một miệng lão huyết tới. Hắn là cái tâm cao khí ngạo ra hỏa, nhưng hôm nay lại là khắp nơi thụ nín a à. cao tấn lên ngựa đi la quân tại trước sofa ngồi xuống hắn đắc ý đánh giá tô gặp viết thế sự thật sự là diệu a à, nghĩ không ra ta la quân nữ như thế mà đều lớn như vậy thật là làm sao nhìn nhìn ngang dựng thẳng nhìn đều là đẹp mắt thật là làm sao nhìn đều nhìn không ngán a à. lúc này la quân nơi đó còn có cái gì đại sư phong phạm đây liên đoạn lãng đều cảm giác được không thích hợp cảm thấy la quân thân thể loại kia thần bí thậm chí trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tuyệt thế phong độ toàn không có Phượng Hoàng cũng phát giác là quân biến hóa nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì bởi vì nàng mạng nhỏ còn nắm tại tô gặp tuyết tay đây mà tô gặp tuyết lúc này thời điểm cảm thấy có chút không tươi đẹp như vậy bị la quân thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn lấy nàng cảm thấy rất là khó chịu nàng bị la quân nhìn lâu nhịn không được nói ra người biến thái a như thế ánh mắt không nháy mắt nhìn ta nói cho ngươi ngươi không phải cô nãi nãi ta thích cái kia một cái đừng nghĩ khụ khụ La Quân chỉ kém không có phun ra một miệng lão huyết tới cái này xấu hổ a à. ngươi cái này xú nhà đầu nói mỏ gì đây ta là ngươi ba ba còn có thể đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu La Quân lập tức quát lớn Tô Gặp Tuyết ngươi cái thối biến thái Tô Gặp Tuyết cũng không nhịn được bão nổi ngươi có bệnh a à, nghĩ như vậy làm ba ba chính ngươi đi sinh a à. làm sao bắt người xưng ba ba ngươi là ta sinh a à. la quân bất đắc dĩ giải thích tô gặp viết nói ra người đi chết đi đi nàng thở phì phì thật sự là không thèm để ý la quân la quân tâm liên tục cười khổ ai chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn a à. tốt nhất vẫn là trước bắt nàng sau đó mang về nước thật tốt liên lạc cảm tình cảnh cáo ngươi a à, đừng có lại nhìn ta Tô Gặp Viết sau đó giận chỉ La Quân, nói, lại nhìn ta, ta hoa nát mặt nàng. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, tốt tốt tốt, không nhìn, không nhìn. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp a. Tô Gặp Viết lúc này mới bạo tính khí đi xuống một số. Người còn nhìn lén, Tô Gặp Viết đột nhiên liếc về La Quân nhìn lén, lập tức quát. La Quân lập tức quay đầu đi chỗ khác, nữ nhi ở trước mắt, thật vất vả nhìn đến. Còn không cho phép nhìn cái này thật gọi một cái khó chịu a à. một bên đoạn lãng triệt để mộng hắn rốt cuộc phát giác trước mắt la quân trạng thái không đúng trước đó đi theo la quân bên người hắn là rất bình tĩnh bởi vì hắn biết vô luận là xuất hiện tình huống gì la quân đại sư đều có thể nhẹ nhõm chân áp giải quyết nhưng bây giờ đoạn lãng lại là không chắc cảm giác đến điểm đột phát tình huống la quân bên này muốn không giải quyết được tiên sinh ngài làm sao đoạn lãng nhịn không được nhẹ giọng hỏi la quân a à, la quân nói ra không có gì a à. thật không có gì đoạn lãng hỏi la quân phất phất tay nói ra đương nhiên không có việc gì đoạn lãng tâm không yên lòng nhưng là hắn cũng không có cách liền tô gặp tuyết đều có chút tâm run rẩy không biết la quân đang dở trò quỷ gì thời gian từng giây từng phút trôi qua la quân cũng một mực thành thành thật thật trừ ngẫu nhiên vẫn là hội nhịn không được đi nhìn lén tô gặp tuyết bên ngoài. Cái này khiến đoạn lãng cùng Phượng Hoàng đều cảm thấy giờ phút này la quân, tựa hồ như cái mới biết yêu tiểu tử một dạng. Cái này tiên sinh, cái kia không phải đối với địch nhân tô gặp tuyết nhất kiến trung tình A. Cái này ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Dù sao, xem như đoạn lãng cũng cảm thấy, tô gặp tuyết thật là rất mỹ lệ. Chỉ là, như tiên sinh cao như vậy người, không cần phải như thế nông cạn, ấu chị A. À. Rất nhanh, Cao Tấn bên kia gọi điện thoại tới, nói là đã cùng bốn tên hồng y chủ giáo chuyển hợp lại cùng nhau. Tô gặp tuyết kiến là quân quả nhiên không có dở trò quỷ, ngay sau đó nói ra, ta hiện tại mang nàng đi xuống, người khác theo tới. Đợi đến khoảng cách an toàn, ta buông nàng ra. La quân nói ra, người ta ba chiêu ước hẹn. Không hẹn, tô gặp tuyết giả trang cái mặt quỷ, nói ra, người bây giờ tay con tin đều không có, vậy ta càng không hẹn thế gian chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dậy người bây giờ mới biết sao la quân không khỏi cảm thấy buồn cười đây là khác nhau đối đãi nếu là người khác chỗ đó có thể tại la quân tay chiếm được tiện nghi mà lại như vậy nói không giữ lời la quân sớm sát cơ mãnh liệt nhưng là trước mắt là nữ nhi nói như vậy hắn không chỉ có không tức giận ngược lại cảm thấy nữ nhi quả nhiên là đáng yêu cực kỳ a à. tốt 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 la quân ngay sau đó nói ra người nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ? tô gặp tuyết trong mắt quay tít, nàng nhịn không được hỏi la quân, không nghe nói ngươi là tốt như vậy người nói chuyện, bụng của ngươi bên trong tại đánh cái gì chủ ý xấu? la quân nói ra, tuyệt không chủ ý xấu, chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn phượng hoàng. tô gặp tuyết không hiểu rõ la quân, nàng gật gật đầu, nói ra, tốt a, à, ngươi trước lui ra ngoài, tiến hành lang hướng trái đi. ta sau khi ra ngoài, ngươi lại tiến gian phòng bên trong không cho ngươi theo tới la quân nói ra tốt ngay sau đó la quân cùng đoạn lãng lui ra ngoài tô gặp tuyết nắm lấy phượng hoàng ra khách sạn phòng mà đoạn lãng muốn đuổi theo la quân lập tức quát bảo ngưng lại chúng ta trở về phòng a à, đoạn lãng nói ra tiên sinh vạn nhất bọn họ không thả phượng hoàng đâu la quân nói ra yên tâm đi nàng trốn không thoát ta khóa chặt trước hết để cho nàng thả phượng hoàng lại nói Vạn nhất không thả đâu, Đoạn Lãng vẫn là lo lắng. Không biết La Quân chắc chắn nói ra. Tô Gặp Tuyết mang theo Phượng Hoàng rất xe tốc hành, về sau, Tô Gặp Tuyết lái xe một đường bão táp ra ngoài. La Quân lúc này thời điểm xác định Tô Gặp Tuyết không cách nào phán đoán gian phòng tình huống, như thế về sau, mới lập tức đuổi theo ra đi. Tốc độ của hắn, Đoạn Lãng là quả quyết cùng không. Tô Gặp Tuyết đem Phượng Hoàng đánh ngất xỉu về sau, tiếp lấy lại cho Cao Tấn bên kia gọi điện thoại. Ta bị cái kia la quân cho ý thức khóa chặt lại, các người nhanh chuẩn bị tốt máy bay, ta đến về sau, lập tức cất cánh. Tô gặp tuyết nói ra. Cao tấn bên kia lập tức hồi phục nói tốt. Nửa giờ sau, chống chảy một chỗ khu vực, máy bay đã bắt đầu xông vào, tô gặp tuyết sau khi đậu xe xong bắt đầu triển khai tuyệt thế thân pháp xông vào. Các loại la quân lúc chạy đến đợi, cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đêm một trong mảnh minh mông. La quân bất đắc dĩ lần này bắt nữ nhi kế hoạch cuối cùng vẫn là thất bại hắn đi vào chiếc xe kia trước mở cửa xe trước cứu tỉnh phượng hoàng phượng hoàng một chút sự tình đều không có nàng được từ từ về sau vội vàng hướng la quân nói lời cảm tạ tiên sinh đa tạ đồng thời phượng hoàng cảm thấy hổ thẹn nói ra lần này là phượng hoàng liên lụy ngài kế hoạch la quân tâm xấu hổ nói ra không có việc gì với ngươi không quan hệ là ta không nghĩ chu toàn là quân đương nhiên không có ý tứ của trách Phượng Hoàng, bởi vì vì vốn là, hết thảy đều tại hắn dự liệu chi. Chỉ là hắn duy nhất tính sót là, nay Nhật xuất hiện lại là nữ nhi của hắn. Tiểu nha đầu, ba ba nhất định sẽ đem người bắt về nhà. Nhìn đến người bây giờ bình an, còn có thể như vậy tinh linh cổ quái. Ba ba tâm lý trong lòng tảng đá lớn cũng có thể thả nửa dưới. Là quân nói thầm, máy bay tư nhân tại bầu trời đêm hướng Los Angeles bay đi, Cao Tấn ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bốn tên hồng y chủ giáo nhìn tô gặp tuyết giống như nhìn thần nhân một nửa. Địch tu tư đối ở một bên uống rượu đỏ tô gặp tuyết nói ra, tuyết giáo chủ lợi hại, ngài vừa ra tay, quả nhiên bất phàm. Tô gặp tuyết uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó đem ly đế cao hướng trước mặt bàn một đặt. Nàng xoa xoa mi tâm, nói ra, cái này là quân, giống như cũng không thế nào khôn khéo mà. Bị ta đùa bỡn xoay quanh. Cao tấn ở một bên nghe vậy mở mắt, hắn lập tức nói ra, tuyết sư muội người ý nghĩ này nhưng là muốn không được. Cái kia la quân, ta bắt đầu gặp hắn lúc cũng cho là hắn không gì hơn cái này. Thật là cùng hắn giao thủ, mới biết được vì cái gì ngay cả sư phụ đều như vậy kiêng kỵ tại hắn. Hắn tu vi, quá kinh khủng. Hôm nay, người có thể đi ra, ta xem là đơn thuần may mắn. Lần sau có thể tuyệt đối đừng lại mạo hiểm. Cái gì gọi là may mắn? Tô gặp tuyết nói ra, lời này cô nãi nãi ta không thích nghe, cô nãi nãi là bằng trí tuệ cứu người cái này ngu xuân. Cao tấn tận tình khuyên bảo, nói ra, tốt tốt tốt, tuyết sư muội người đều nói đúng. Nhưng là, thật, người không thể xem thường la quân. Hay đi, ta biết, tô gặp tuyết nói ra, ta là trách, lần này thuận lợi, thật có điểm ra có ta dự kiến. Chẳng lẽ, tô gặp tuyết trầm tư suy nghĩ, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra, ta minh bạch. Người minh bạch cái gì? tất cả mọi người nhìn về phía tô gặp viết. Tô gặp viết nói ra, ta bắt nữ nhân kia, khẳng định là la quân thầm mến. Cho nên, ta bắt hắn lại tử huyệt, hắn mới hội khẩn trương như vậy. Cái này, cao tấn thì thào nói ra, chuyện này không có khả năng lắm đi. Cái kia dạng người, chỗ đó dễ dàng như vậy xử trí theo cảm tính A. Địch tu tư nói ra, ta cảm thấy, hắn đối tuyết giáo chủ ngươi nhất kiến trung tình còn so sánh để ta tin tưởng. Dù sao, Tuyết giáo chủ ngài bản thân mị lực cũng là không ai có thể ngăn cản a. À. Tô gặp tuyết khách khách cười một tiếng nói ra, địch tu tư, lời này của ngươi thật đúng là rất nghe a. À. Cao tấn sắc mặt nhất thời rất thúi nói ra, vậy cũng không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Tô gặp tuyết vung lên nắm tay nhỏ nói ra, Cao tấn, ta không có cái này mị lực sao? Hừ hừ, người già có phải hay không lại ngứa? Cao tấn lập tức cười làm lành nói ra, ta không phải ý tứ này. Tô gặp viết theo rồi nói ra, tính toán, không làm rõ ràng được. Quản hắn, dù sao đã đem người thằng ngu này cho cứu ra. Cao tấn sắc mặt hòa hoãn, cười tùm tìm nói ra, tuyết sư muội, người vẫn là rất quan tâm ta mà. Tô gặp tuyết nói ra, ta quan tâm người cái rắm chẳng qua là không muốn để cho ngươi cho sư phụ mất mặt. Việc này, địch tu tư cũng mặc kệ hai người này tranh cãi, hắn nói ra, hai vị chủ giáo đại nhân, chúng ta là không phải cần phải hướng tuyết nghĩ giáo chủ hồi báo một lần. Dù sao, nhiệm vụ đã thất bại, là quân đoán chừng là muốn đem lôi lăng hiền lành nhẫn cho lấy đi. Cao tấn sắc mặt run lên, hắn nói ra, không sai, xác thực đến báo cáo một tiếng. Tô gặp tuyết nói ra, ta không ý kiến a, à. ân, cao tấn, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, báo cáo chính ngươi đánh đi. Phải nói như thế nào lợi cho chính ngươi, chính ngươi đi cân nhắc đi. Cao Tấn hì hì cười một tiếng, nói ra, tuyết sư muội, ta biết ngươi là quan tâm ta. Quan tâm em gái ngươi, tô gặp tuyết nói ra. Tại San Francisco thủy tinh đại trong tử điếm, là quân tại trong phòng mình nhắm mắt mà khoanh chân. Tuy nhiên Cao Tấn được cứu đi, nhưng tâm tình của hắn là buông lỏng không ít. Mà Phượng Hoàng cùng đoạn lãng cũng lặng lẽ triển khai trò chuyện. Đoạn lãng nói ra, có hay không cảm thấy, tiên sinh nhìn thấy nữ tử kia về sau, rất không thích hợp phượng hoàng nói ra có chút bất quá ta không nghĩ tới tiên sinh coi trọng như vậy ta vì cứu ta đủ kiểu dễ dàng tha thứ đoạn lãng vội ho một tiếng nói ra ta ngược lại thật ra cảm thấy tiên sinh một vị thỏa hiệp giống như không hoàn toàn là vì cứu ngươi phượng hoàng nhất thời không vui nói ra cái kia còn có thể vì sao a à? đoạn lãng nói ra tiên sinh có phải hay không đối nữ tử kia nhất kiến trung tình phượng hoàng nói ra không có như thế cẩu huyết a à đoạn lãng nói ra hiện thực cầu huyết là tác giả đều không tưởng tượng ra được phượng hoàng nói ra tiên sinh nhân vật như vậy không đến mức đi đoạn lãng nói ra chuyện này ta cảm thấy muốn đi hướng trầm cục báo cáo một tiếng mới tốt phượng hoàng nói ra cái này ta tán thành đoạn lãng nói ra tốt ta đến gửi điện thoại tiên sinh sau khi biết không biết không cao hứng a phượng hoàng lại có chút lo lắng đoạn lãng do dự một cái chớp mắt nói cái kia trước không đến nỗi điện phượng hoàng nói ra muốn không phải là đợi sau khi trở về rồi nói sau đoạn lãng nói ra tốt a à. trong bọn họ tâm lý vẫn là vô cùng kính trọng la quân dù sao la quân thể hiện ra giá trị đến bọn hắn tôn kính thực lực ở vào los angeles một chỗ thánh điện chi thánh điện này trắng như tuyết âu thức lối kiến trúc canh phòng nghiêm ngặt trang nghiêm mà huy hoàng quang minh giáo đình đã tạo không ít thánh điện Los Angeles là bọn họ rất xem trọng một cái thánh điện. Nhưng quang minh giáo đình tránh thức tổng bộ ở nơi nào, lại là không có người nào biết. Tại thánh điện nơi trọng yếu, lấy ngân sắc áo choàng, uy nghiêm mỹ mạo, băng xương thần thánh đại sư tỷ Eri, ngả thụy tuyết nghĩ ngay tại gửi điện thoại. Nàng là tại hướng giáo hoàng bệ hạ gửi điện thoại. Giáo hoàng bệ hạ ở vào tổng bộ chi, không biết tên thần bí tổng bộ chi. Los Angeles thánh điện từ Eri, ngả thụy tuyết nghĩ quản lý. Cho chuyện tín hiệu chính là giáo đình tề tụ hiện nay 100 tên hacker cùng một chỗ chế tạo ra cường hãn phòng cháy. Loại này phòng cháy là phải bảo đảm tổng bộ địa chỉ không bị tiết lộ đi ra. Giáo đình vẫn là bảo trì rất cao tính cảnh giác cùng thần bí tính. Mà lại, nếu có người nào tới thử đồ công phá giáo đình Phai Uôn, đều sẽ gặp phải giáo đình truy trách. Lúc này, điện thoại đã thông. Cũng không phải là đáng nhìn điện thoại, giáo hoàng bệ hạ vô cùng thần bí, có rất ít người gặp qua hắn bộ mặt thật sự. Sư phụ, điện thoại thông về sau, Eri, ngả thụy tuyết nghĩ một gối quỳ xuống, cách không hành lễ, giọng nói thành kính. Bên kia rất nhanh cũng chuyển tới thâm trầm lão người thanh âm, tuyết nghĩ, chuyện gì phát sinh. Không phát sinh chuyện trọng đại, Eri, ngả thụy tuyết nghĩ là tuyệt không dám đi quấy giày giáo hoàng bệ hạ thanh tu. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói ra, sư phụ, thật là ra chuyện lớn. Trước mắt cái kia là quân đi San Francisco, ý đồ đem lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng thu đến dưới trướng. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói ra, đệ tử nghe Cao Tấn nói bên kia tình huống cặn kẽ, là quân người này, tu vi quả nhiên là thâm bất khả chắc. Hắn một người lực chiến lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng, mà lại vững vàng chiếm phong, sau cùng đem hai người đánh bại. Cao Tấn muốn nhân cơ hội chiếm cái tiện nghi, cũng theo công sát La Quân, cuối cùng vẫn là thua ở La Quân tay bên kia lão nhân yên tĩnh nghe. Sau một hồi khá lâu, lão nhân mới lên tiếng, sau đó thì sao? Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói ra, cao tấn hướng đệ tử thẳng thắn hết thảy, hắn thật là bị la quân cho bắt. Chỉ là về sau, tuyết sư muội đi đem cao tấn cho cứu ra. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói tiếp, đệ tử cũng cảm thấy việc này cổ quái, đệ tử biết tuyết sư muội chính là trăm năm khó gặp võ học mới nhưng nàng có thể tại La Quân dưới tay cứu đi La Quân, đệ tử này cảm thấy có chút khó tin. Theo La Quân xuất hiện về sau, đệ tử đang quan sát hắn, người này làm việc, quả quyết tàn nhẫn, tuyệt không dây dưa dài dòng. Dựa theo hắn hành sự thói quen, tuyết sư muội tùy tiện tiến đến, cũng sẽ rơi vào đến hắn tay. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ báo cáo hoàn tất về sau, lão nhân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, nguyên nhân này, ta biết. Ngươi không cần đi phỏng đoán, hiện tại là tình huống gì. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói ra, cao tấn sư đệ, tuyết sư muội bọn người ngay tại ngồi đi máy bay trở về. Là quần đâu, lão nhân hỏi. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói ra, còn tại San Francisco. Lão nhân lần nữa lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, lão nhân nói, khởi động cái thứ hai kế hoạch đi. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ bị kinh ngạc, có điều nàng lập tức nghiêm nghị nói, đúng, sư phụ. Lão nhân đối Eri, ngả thụy tuyết nghĩ tiếp tục nói, lần này kế hoạch, để gặp tuyết vì người tổng phụ trách. Trong giáo hết thảy lực lượng, nghe nàng điều động. Đúng, sư phụ, Eri, ngả thụy tuyết nghĩ giật mình khẽ giật mình, cái này một cái chớp mắt, nàng lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là đáp ứng. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, tuyết nghĩ, ta biết người ý nghĩ. Ta an bài như vậy là bởi vì có người không biết nguyên nhân. Eri, ngả thụy tuyết tư thông tuệ vô, lập tức nghĩ đến cái gì? Nàng nghĩ đến tuyết sư muội tại la quân tay cứu trở về cao tấn sự tình. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ liền biết, cái này nhất định còn có nàng không biết bí ẩn. Sư phụ, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phụ trợ sư muội. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói ra. Ừm, lão nhân nói. Ngày thứ hai sớm, ánh nắng tươi sáng. La quân tại trong tử điếm chờ đến lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng buông trong bên trong lôi lăng nói ra là tiểu hiếu chúng ta có thể vì ngươi về nước nhưng là ta hồng môn bên trong lực lượng không biết mặc cho ngươi điều động la quân nói ra ta đối bọn hắn cũng không hứng thú lôi lăng nghe vậy buông lỏng một hơi thiện nhẫn hòa thượng thì nói ra tiểu thí chủ bần tăng rất là tốt ngươi đến cùng muốn làm cái gì la quân nhìn lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng liếc một chút nói ra đương nhiên là đối phó giáo đình chúng ta đều là hoa hạ người thân thể chảy xuôi là hoa hạ chi huyết bây giờ giáo đình làm thiên hạ loạn lạc sau lưng dã tâm lớn hơn bất luận cái gì phá hư nước nhà ổn định địch nhân chúng ta đều cần phải đem tiêu diệt chúng ta có càng đại năng lực cái kia vì nước nhà gánh vác càng lớn trách nhiệm ta có một bầu nhiệt huyết cũng nguyện hai vị có thể giúp ta một chút sức lực lôi lăng không khỏi cười khổ nói ra nước nhà nhà ở phía trước ta lôi mẫu nhà vẫn luôn tại ở nước ngoài không có nước tại sao nhà? La Quân nói ra. Lôi Lăng nói ra, là tiểu hữu lời nói, ta hiểu rõ đạo lý. Nếu như ngươi là 18 tuổi tầm thường thiếu niên, ở trước mặt ta lần này chậm rãi mà nói, ta chỉ sẽ cho rằng là chuyện tiếu lâm. Nhưng ngươi bực này tu vi, ở trước mặt ta nói ra lời nói này. Lôi mỗ chỉ có thể nói một tiếng bội phục, bởi vì la tiểu hữu ngươi sơ tâm chưa quên, cái này rất khó được. Mà ta cùng thiện nhẫn bạn cũ, đã nhiều năm như vậy, lúc trước nhiệt huyết cùng kích tình, sớm đã tiêu tán tại năm tháng chi. La Quân nói ra, cho nên, đây cũng là vì cái gì, các ngươi không phải đối thủ của ta nguyên nhân. Ồ, thiện nhẫn hòa thượng cùng lôi lăng nhất thời kinh ngạc, cũng cùng một chỗ muốn hỏi. Lôi lăng nói ra, nguyện nghe tường, còn mời tiểu hữu giải hoặc. La Quân nói ra, từ xưa đến nay, một cái vương triều thành lập, hoặc một cái vĩ đại sĩ nghiệp thành lập, nhất định là bởi vì là một loại cùng chung trí hướng cùng phi thường cường đại ý thức trách nhiệm. Sứ mệnh cảm giác như để tránh thương sinh loạn ly, vì tiêu trừ họa chiến tranh. Nếu như chỉ là vì kiến công lập nghiệp, vì chính mình vinh hoa phú quý, dạng này sứ mệnh cảm giác không cách nào thành lập một cái vĩ đại vương triều. Mà một cái xí nghiệp bắt đầu, chỉ là vì kiếm tiền, muốn tốt cho mình sinh hoạt, như vậy cái xí nghiệp này cũng không cách nào làm lớn. Sơ tâm càng mạnh, càng vĩ đại, lấy được thành hội càng lớn. Hai vị đều là đương thời tông sư, đại sư ta tin tưởng hai vị lúc trước tập võ nhập đạo cũng là có vĩ đại sứ mệnh cảm giác. Mà một cái vương triều cùng xí nghiệp suy sụp, suy bại, cũng nhất định là bởi vì bọn hắn quên sơ tâm, quên lúc đến đường, quên chính mình sứ mệnh cảm giác. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng nghe rất nghiêm túc. Bọn họ tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ la quân lời nói. Hồi lâu sau, lôi lăng nói ra, là tiểu hiếu, người lời nói, ta minh bạch. Người nói đạo lý, ta hiểu chúng ta có thể tu luyện đến một bước này, đối với võ đạo tinh thần, cảm động, cẩm tú trương đều là minh bạch. Chúng ta đối với vận dụng chân khí, cũng là tỉ mỉ nhập hóa. Cẩn thận tỉ mỉ, này chúng ta là có thể làm được. Chỉ là, người là như thế nào có thể làm đến chân khí như thế kéo dài không dứt? Là như thế nào làm đến như thế hùng hồn vô cùng? Điểm này, ta hiền lành nhẫn bạn cũng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Đạo lý đều hiểu, chỉ là chậm rãi, còn lại hiểu đạo lý, lại không đi tuân thủ đạo lý. La Quân nói ra, các ngươi cho là các ngươi cái gì đều hiểu, giống là các ngươi nhìn những cái kia nông cạn bộ dáng, đều cho là mình không gì không biết, nhưng tại chính thức thiên địa vũ trụ trước mặt, bất quá là hoàn toàn không biết gì cả. Làm ta cảm thấy ta mình có thể thời điểm, ta có thể. Thân thể lực lượng là có hạn, nhưng là chân khí cuối cùng ở nơi đó, nói thật, ta còn không thấy được. Cho nên, ta chân khí cuối cùng ở nơi nào, ta không biết các người nghĩ đến đám các người nhìn đến chân khí cuối cùng đó là sai lầm lớn nhất lầm lại tiến lên một bước đi lại tiến lên một bước lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng thân thể kịch liệt chấn động tại ngắn ngủi hòa la quân trò chuyện chi bọn họ tựa hồ cảm thấy đã chạm đến một tia ánh sáng nhưng cụ thể lại không hợp ý nhau người là cái rất quái lạ đồ vật làm người dốc hết toàn lực cũng vô pháp đột phá một cái hàng rào thời điểm người cảm thấy cái này hàng rào là người cực hạn nhưng là về sau có người liên tiếp đột phá cái này hàng rào, người hội một lần nữa giấy lên đấu trí đột phá cái này hàng rào. Sau khi đột phá, chính người đều sẽ quái, làm sao trước đó sẽ cảm thấy khó như vậy đây? Là quân lại đối lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng nói ra, chúng ta trở lại Yến Kinh về sau, có thời gian lại tỉ mỉ nói đi. Chuyện này, không là có thể một xúc mà, cần phải từ từ ngộ, đến cùng có thể hay không hiểu ra, cũng phải nhìn chính các ngươi, càng phải nhìn cơ duyên. Đa tạ tiểu hữu chỉ điểm, Lôi Lăng hiền lành nhẫn hòa thượng đối La Quân đã vui lòng phục tùng. La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra, ta chân thực tuổi tác cũng không kịp các ngươi lớn, bất quá ta tại đời này cũng lớn khái chỉ ít sống hơn 50 tuổi. "Cụ thể, sau này hãy nói đi, 18 tuổi thiếu niên, là không biết hiểu những thứ này. Mà lại, ta chỗ kinh lịch đồ vật, các ngươi muốn phong phú hơn, đó là các ngươi vô pháp tưởng tượng." Hắn đón đến nói ra, ta sở dĩ nói cho các người biết những thứ này, là muốn cho các người đừng quá phiền muộn. Bởi vì, bại bởi ta, đây là rất bình thường. Đó cũng không phải sỉ nhục. Lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng nghe vậy, nhất thời âm thầm sưng, đồng thời đối la quân càng thêm tốt. Trong lòng bọn họ cũng xác thực dễ chịu rất nhiều. Trước đó hai người liên thủ bại bởi một cái 18 tuổi thiếu niên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật là một cái không nhỏ đả kích a. La Quân về sau triệu tập đoạn lãng cùng Phượng Hoàng, đồng thời cũng triệu tập lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng. Ta có dự cảm, lập tức giáo đình muốn ra tay với ta. La Quân nói ra, lôi lăng bọn người bị kinh ngạc. Lôi lăng lập tức nói ra, ta hiền lành nhẫn bạn cũng nhất định dốc hết toàn lực. La Quân khoát khoát tay, nói ra, cái này không cần, không phải liều chết ti chi chiến. Liều chết ti chi chiến, chúng ta mấy người kia cũng không có khả năng đánh thắng quang minh giáo đình vấn đề bây giờ là chúng ta trước mắt không thể ngồi đi máy bay một khi ở trên không bị bọn họ không kích chúng ta tức thời nhảy dù cũng sẽ rơi vào đại hải chi tư vị kia cũng không tốt thụ cái kia tiên sinh ý là đoạn lãng hỏi phượng hoàng thiện nhẫn hòa thượng lôi lăng đều chăm chú nhìn la quân la quân nói ra ừm lôi đại sư thiện nhẫn đại sư các ngươi đem đoạn lãng cùng phượng hoàng trước mang về hồng môn tổng bộ miễn đến bọn hắn ra tay với các ngươi ta sẽ một mình ra ngoài, cho bọn hắn cơ hội ra tay. Ngài muốn một người ứng chiến, mọi người nhất thời giật nảy cả mình. La Quân mỉm cười, nói ra, các ngươi yên tâm đi, có thể giết ta La Quân người, còn chưa ra đời đây. Như thế bình tĩnh, La Quân theo rồi nói ra. Ách, tiên sinh, đoạn lãng nhịn không được nói ra, ngài lời nói, ta tin tưởng. Ngài năng lực, chúng ta cũng cũng không dám hoài nghi. Nhưng là vạn nhất hôm qua nữ tử kia ra tay với ngài đâu ta cảm thấy nàng sẽ trở thành lớn nhất đại biến số la quân ngốc ngẩn ngơ hắn ánh mắt nhất thời phức tạp một số hắn thật là trí cường trí cương chẳng sợ hãi chỉ là nữ nhi thật là hắn duy nhất uy a à. la quân hít sâu một hơi nói ra yên tâm đi ta có thể ứng phó nữ tử cái gì nữ tử thế mà còn có thể đối tiểu hữu sinh ra uy Lôi lăng nghe vậy không khỏi cảm thấy quái vạn phần. Đoạn lãng cùng Phượng Hoàng muốn nói lại thôi. La quân cười khổ một tiếng, nói ra, nữ tử kia, các ngươi cũng không cần đoán mò cùng suy nghĩ nhiều. Ta lần này đến cái thế giới này đến, là vì nàng. Nàng là ta lưu lại nữ nhi. Đoạn lãng cùng Phượng Hoàng nhất thời hoảng sợ. Đoạn lãng nói ra, nàng là hứa một lời tiểu thư. Phượng Hoàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà lôi lăng hiền lành nhẫn hòa thượng thì là không hiểu ra sao. Là quần khe khẽ thở dài, nói ra, 13 năm trước đây, giáo đình động thủ, nữ nhi của ta này tung tích không rõ. Chính là bị cái kia giáo hoàng thu làm đệ tử. Hôm qua ta thấy một lần nàng, tâm liền rất rõ ràng, nàng là nữ nhi của ta, loại cảm giác này, là ai đều không thể lừa gạt ta, cũng là tuyệt sẽ không sai. Audio điện tử võ tấn bền Lôi lăng cùng thiện Nhẫn hòa thượng không quá có thể giải, là quân cũng liền không có nói tỉ mỉ. Nhưng đoạn lãng cùng phượng hoàng lại dĩ nhiên minh bạch hết thảy. Ngay lúc này, là quân điện thoại di động kêu. Là quân trong lòng hơi động, hắn có loại dự cảm, là nữ nhi đánh tới. Người có lúc sẽ có kỳ diệu dự cảm, cũng xưng giác quan thứ sáu. Là quân giác quan thứ sáu là cực chi chuẩn. Là quân ngay sau đó cũng không biểu lộ ra, mà chính là nói với lôi lăng lôi đại sư bắt đầu đi ngươi dẫn bọn hắn hồi hồng môn tổng bộ lôi lăng gật gật đầu nói ra tốt thiện nhẫn hòa thượng nói ra tiểu thí chủ người muốn một mình đi chiến quần ma la quân mỉm cười nói ra một người ngược lại càng chiếm ưu thế nhiều người ngược lại sẽ đối với ta sinh ra chế ước thiện nhẫn hòa thượng nói ra vậy cũng đúng sau đó lôi lăng một đoàn người liền nhanh chóng rời đi la quân thì về đến phòng bên trong tiếp điện thoại lần này là tiếp đáng nhìn điện thoại la quân trong điện thoại nhìn đến bên kia hình ảnh người đến quả nhiên chính là tô gặp viết màn hình điện thoại di động bên trong tô gặp viết mặc lấy nát váy hoa tóc dài phất phới hơn nữa thoạt nhìn là vừa tẩy qua tóc mang theo một tia vũ nghị cùng không nói ra phong tình tô gặp viết khách khách cười một tiếng nói ra tiểu đệ chúng ta lại gặp mặt la quân không khỏi im lặng cái này nhà đầu chết ti tiệt kia, làm thành cái dạng này là muốn làm gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối mặt nữ nhi, hắn vẫn là cứng rắn không nổi tâm địa. Không cho phép loạn hô, là quân sụ mặt nói ra. Dừng lại, tô gặp viết nhất thời liền không nhịn được nổi nóng, nói ra, còn dám nói ngươi là cha ta, ta trở mặt với ngươi. Là quân nói ra, tốt, không nói, nhưng ngươi cũng không cho hô cái gì tiểu đệ. Cái kia gọi ngươi cái gì, ca ca, Tô Gặp Viết tức giận nói ra, "La Quân nói ra, có việc ngươi cứ nói đi." Tô Gặp Viết liền chuyển tới chính sự phía trên, nói ra, "Cái kia, chúng ta gặp mặt đi, chúng ta không phải còn có ba chiêu ước hẹn sao?" La Quân nói ra, "Ngươi ở đâu?" Tô Gặp Viết nói ra, "San Francisco bên này a, à, ta lại trở về." Dù sao tư ra máy bay, vừa đi vừa về cũng thuận tiện. La Quân cười khổ, nói ra, người muốn gặp ta?" sợ là ba nghìn đao phủ thủ vệ ở bên đi. Tô gặp tuyết khách khách cười một tiếng, nói ra, người thật biết nói đùa đây. Là quần sờ mũi một cái, nói ra, tốt ha, à, ở nơi nào gặp. Người thực có can đảm tới gặp, tô gặp tuyết hơi hơi kinh ngạc. Là quần nói ra, có cái gì không dám đâu. Tô gặp tuyết nói ra, không sợ ba nghìn đao phủ thủ vệ. Là quần nói ra, đã dám đến, thì không sợ. Tô gặp tuyết nói ra, Ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, ngươi thật giống như đối ta có chút không giống nhau. Nói, ngươi có phải hay không thích ta? Xem ở ngươi ngoại hình vẫn không xấu, tu vi lại tốt như vậy phân thượng, nói không chừng ta có thể suy nghĩ một chút nha. Im miệng, La Quân quát lớn, nói ra, nói chuyện khác không biết lớn nhỏ. Ngươi, Tô Gặp Tuyết cùng La Quân nói chuyện phiếm thì có thổ huyết xúc động. Nàng cảm thấy con hàng này, thật tốt giống thay vào đến ba ba về mặt thân phận đi. Đâu có phải là có tật xấu hay không a? À. La Quân còn nói thêm, tính toán, lười nhắc theo người tính toán những thứ này. Nhưng là, người về sau nói chuyện với ta, không cho nói loại này khác người lời nói. Tốt tốt tốt, tôi gặp biết cảm thấy La Quân thật là một cái kỳ quái người, nhưng nàng cũng lười suy nghĩ nhiều. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì hôm nay, nàng muốn cũng là lấy người này tánh mạng. Nàng sau đó thì cùng La Quân ước định cẩn thận địa phương. Tôi gặp tuyết lớn nhất rồi nói ra, cái kia. Chúng ta không gặp không về nha. Tiếp lấy thì tắt điện thoại. Là quân thu điện thoại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là giáo đình cục. Giáo đình người lãnh đạo tâm lý rất rõ ràng chính mình nhược điểm, cho nên mới sẽ phái ra nữ nhi đến làm mồi dụ. Là quân phải đi, không thể không đi. Không đi, hắn không yên lòng. Hắn vốn là chẳng sợ hãi, nhưng bởi vì có nữ nhi tồn tại, hắn trong lòng mình liền biết, cái kia đã hay thay đổi đếm. Hắn không thể trưởng khống biến số. Ước định địa phương là tại bờ biển một cái quầy rượu. Này quản ba tới gần bãi cát, bất quá đồng dạng buổi sáng là không có người nào. Buổi sáng quầy rượu cũng sẽ không mở cửa. Nhưng là tô gặp viết tự nhiên có biện pháp để quầy rượu mở cửa. Tại trong quán ba liền có thể nghe thấy được nước biển dâm đáng vị đạo. Tại quầy rượu quầy ba chỗ hướng phía trước nhìn, có thể nhìn đến nơi xa minh mông mặt biển. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất là mãnh liệt, bờ biển khí trời cuối cùng sẽ nóng bức một số, trừ bão thời tiết. Là Quân đi vào trong quán ba lúc, liền trông thấy tô gặp tuyết tại quầy rượu nơi hẻo lánh chỗ đang ngồi lấy. Nàng một người uống vào một chén đủ mọi màu sắc rượu cốc tai. Quầy rượu quầy ba chỗ, có một tên người pha rượu. Trừ cái đó ra, quầy rượu không có người nào nữa. Mà trong quán ba, trừ cửa có một chùm ánh sáng mặt trời, còn lại địa phương, vẫn là hơi có vẻ tối tăm, cũng không có mở bất luận cái gì đèn. Là Quân đi vào tô gặp tuyết đối diện, sau đó ngồi xuống. Tô gặp tuyết hướng là Quân ngòn ngọt cười, nói ra, chúng ta lại gặp mặt, người uống gì, ta mời khách. La Quân nói ra, tùy tiện. Tô gặp tuyết ngay sau đó thì đánh cái búng tay, nói ra, đến một chén năm màu oanh tạc. Bên kia người pha rượu ứng hảo. Tô gặp tuyết còn nói thêm, ba nghìn đao phủ thủ vệ đã ở bên, đến đây tử cũng có độc nhưng ngươi vẫn là đến vì cái gì nàng rất nghiêm túc nhìn lấy La Quân hỏi La Quân cũng nghiêm túc nhìn chăm chú Tô gặp Viết hắn nói ra những thứ này đều không trọng yếu Tô gặp Viết có nhiều thú vị nói ra há kia cái gì mới trọng yếu La Quân nói ra ta có cái rất dài cố sự muốn giảng cho ngươi nghe dài bao nhiêu muốn không ngay ở chỗ này giảng thôi dù sao ta hôm nay không có khác sự tình Tô gặp tuyết nói ra. La quân nói ra, vậy cũng được. Đúng lúc này, một chén năm màu oanh tạc bị người pha rượu đưa tới. Liền thì đặt ở La quân trước mặt. Muốn uống sao, dám uống sao, tô gặp tuyết hỏi. La quân cười nhạt một tiếng, nói ra, người cũng không cần kích ta, chén rượu này, tuyệt đối có độc. Nhưng cũng tuyệt đối nghiệm không ra, bất quá, người nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa, ta uống cũng không sao, hắn nói xong một tay nắm lên cái chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Những rượu này dịch tiến vào trong bụng, bị La Quân lấy thần rượu khó lường chân khí hóa thành hàn băng chi lực, sau đó trực tiếp theo lòng bàn chân bài xuất. Chiêu này công phu, xuất thần nhập hóa, là tô gặp tuyết các nàng cái này một đám người không tưởng tượng nổi. Càng thêm nữa hơn, La Quân hàn băng chân khí cũng có đặc thù tính, có thể làm đến ngưng kết, hòa tan công hiệu. Tô gặp tuyết tuy nhiên cũng sẽ băng xương chân khí, nhưng nàng còn không có tu luyện tới la quân tình trạng này lúc này thời điểm tô gặp viết nhìn đến la quân không chút do dự uống rượu trong chén nội tâm của nàng hoan hỉ dị thường nhưng là nàng lại không biểu lộ ra cái gì thanh sắc tới nàng thầm nghĩ trong lòng chính là ngươi công lực thâm hậu không sợ rượu độc có thể ngươi lại nghĩ không ra độc này cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy rượu độc uống về sau sẽ cùng cái này trong không khí bách thi phấn dung hợp người hội đánh mất rơi tất cả mẫn cảm. Đến lúc đó, ngươi chính là chúng ta vật trong bàn tay. Hừ hừ, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, hôm nay cô nãi nãi ta cũng phải làm cho ngươi nuốt hận ở đây. Ta nghe thấy được cái này không chung mùi vị khác thường. La Quân đột nhiên nói ra. Tô gặp viết tâm bên trong giật mình, nàng ánh mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp. Nàng được chứng kiến không ít đại nhân vật, nàng chưa bao giờ có khiếp đảm cùng không tự tin nhưng thiếu niên trước mắt lại cho nàng một loại tránh thức cao thâm mà chắc cảm giác tô gặp tuyết tâm lý tố chất cũng là cực quá cứng nàng yêu kiều cười một tiếng nói ra thật sao đó nhất định là khí độc ngươi vẫn là nhanh điểm rời đi đi miễn cho chúng ta yêu nữ này cái bẫy không quan trọng là quân nói ra vậy rốt cuộc cái gì là có cái gọi là tô gặp tuyết hiếu kỳ hỏi là quân nói ra có mấy lời là chân tướng nhưng ta rất khó để ngươi tin tưởng Ngươi là muốn nói, ngươi thật sự là cha ta hay sao? Tô gặp viết nói ra. La quân thở dài, nói ra, cố sự này rất dài. Tô gặp viết nói ra, tốt, ngươi nói. La quân nói ra, trước mắt thế giới, cũng không phải là duy một thế giới. Trước mắt ta, cũng không phải là chân chính ta. Điểm này, người có thể đi điều tra một chút, ta thân thể này trước kia gọi là trần thần, thân thể mắc ung thư thời kỳ cuối, thường thường không có gì lạ ta theo vũ trụ trùng động bên trong, hạ xuống nguyên thần tới. Ta sở dĩ đến đây, cũng là nhìn đến ở cái thế giới này ngươi phát sinh một số biến đổi lớn. Ta tới, chính là vì ngươi, tuy nhiên ngươi không tin, nhưng ngươi thật là nữ nhi của ta. Ngươi tên thật gọi Trần Nhất Nặc, mẫu thân ngươi gọi Tư Đồ Linh Nhi, giáo đình sát hại ngươi bà ngoại, ông ngoại, sát hại mụ mụ ngươi nhà bên kia tất cả thân nhân, đưa ngươi mang đi, thu làm đệ tử. Bọn họ mục đích chính là muốn lợi dụng ngươi đến kiềm chế ta. Ngươi, tô gặp tuyết ngây người. Nàng nhìn về phía La Quân, ánh mắt lộ ra vô cùng phức tạp, thật xin lỗi, người nói những thứ này, lượng tin tức quá lớn. Mời lý giải, ta không có cách nào lập tức tiếp nhận. Ta không cần người bây giờ thì lý giải, tiếp nhận. La Quân nói ra, người bây giờ cùng ta đi, cùng ta về nước. Ta sẽ hướng người chứng minh ta nói tới hết thảy đều là thật. Ta hiện tại thân thể không phải chính ta, nhưng người ra ra nãi nãi vẫn còn, Bọn họ có thể theo ngươi làm giám định. Tô Gặp Viết có vẻ hơi hoang mang lo sợ, nàng nói ra, thế nhưng là Điều đó không có khả năng a. À. Sư phụ ta không phải nói như vậy, điều đó không có khả năng. Có thể hay không có thể, ngươi theo ta đi một chuyến liền biết." La Quân lập tức nói ra. Tô Gặp Viết bỗng nhiên hoa một tiếng khóc lên, nói ra, nhưng là hết thảy đều đã trễ, ngươi đã trúng độc, bọn họ đã vây quanh nơi này. Thật xin lỗi không có việc gì, ta mang người đi. La Quân rất khẳng định nói ra, hắn tiếp lấy cười lạnh một tiếng, nói ra, yên tâm đi, hai tử, có ba ba tại, thiên hạ này, không ai có thể ngăn cản ngươi ba ba. Tô gặp viết, ngay vào lúc này, quầy rượu bốn phía bóng người lấp lóe, những thứ này sớm đã mai phục người đột nhiên thì dũng mãnh tiến ra. Những người này, mai phục đến thật tốt, chính là La Quân cũng không phát hiện bọn họ tồn tại. Lờ mờ, trực tiếp xuất hiện 10 người. 10 người này, dựa vào bách thi phấn đến ẩn tàng tung tích, lại bởi vì tuyệt thế tu vi ẩn nấp khí tức, như thế mới tránh thoát la quân trực giác. Người đến bên trong, cầm đầu chính là Eri, ngả thụy tuyết nghĩ vị đại sư này tỷ. Một bên còn có đệ nhất chiến tướng Gandalf. La quân nhìn đến Gandalf lúc liền bị kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra, cái này Gandalf cũng là sát hại đại bá hung thủ. Liền cũng là tên kia lão giả tóc trắng. Cái này bên trong, còn có một tên lãnh diễm nữ tử lãnh diễm nữ tử tay cầm một miệng hoàng kim tam giác kiếm. Nữ tử này, là quân cũng không nhận ra. Nhưng nữ tử này tại mặt khác cả đời bên trong, lại hòa la quân có rất vực sâu ngọn nguồn. Bởi vì nàng gọi là y phủ nhĩ, chính là một đời kia bên trong trần thiên nhai chính phái thê tử. Chính cũng là trần diệt hàn mẹ đẻ. Lúc này, Eri, ngả thụy tuyết nghĩ cầm đầu, nàng lạnh lùng nói ra, tô kiến tuyết, người rất tốt a à. Nàng nói là tiếng Anh, bất quá là quân tiếng Anh cũng rất tốt. Cho nên mọi người bắt đầu giao lưu cũng không có rất khó khăn. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói ra, sư phụ đối đãi người ân trọng như Sơn, hiện tại cựu địch ở trước mắt nhiều nói vài lời, người thế mà thì hoài nghi sư phụ. Người xứng đáng sư phụ sao? Tô kiến tuyết hít sâu một hơi, nói ra, đại sư tỷ, hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Ta cũng không có hoài nghi sư phụ, chỉ bất quá, đạo lý càng biện càng rõ, ta nghe nhiều nghe, nhiều đi xem nhìn, cũng không có chỗ xấu. Hắn đã có ý tưởng này, chắc hẳn cũng sớm đã giả tạo tốt chứng cứ. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nói ra, người đây là đối sư phụ phản bội. Tô kiến tuyết nói ra, trong nội tâm của ta kính trọng sư phụ, nhưng việc này việc này lớn, ta nhất định phải biết rõ ràng. Gặp tuyết, y phù nhĩ cũng mở miệng, nàng nói ra, người quá để cho chúng ta thất vọng. Người cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu thật sự là như thế, chúng ta sẽ để cho ngươi đến cùng gặp mặt hắn sao? Tô kiến tuyết thân thể mềm mại run lên. Gan đáp trầm giọng nói ra, gặp tuyết, ngươi lui qua một bên, chúng ta hôm nay muốn chu sát người này. Đến người người này toàn đều là đương thời cao thủ, nguyên một đám tu vi chỉ ít đều là hóa thần cảnh. Trong cái thế giới này, chân khí tu luyện về sau, hóa thần cảnh về sau cũng không phải là thần thông cảnh. Chân khí tu luyện để nhân thân thể nội hình thành đáng sợ khí hải. Hóa thần cảnh sau chính là thiên cương cảnh, hóa khí là thiên cương, đánh đâu thắng đó. Thiên cương cảnh đỉnh phong, đó là huyền diệu chi cảnh, thiếu có người có thể trải nghiệm. Mọi người ở đây, không người đến thiên cương cảnh đỉnh phong. La quân thì là không có bất ngờ sớm liền đạt tới thiên cương cảnh đỉnh phong, thậm chí còn siêu việt thiên cương cảnh. Đối với nơi này tu vi, là quân khái niệm không phải rất mạnh, nhưng là, đối với hắn dạng này học bá tới làm dạng này đề, bản thân liền là độ khó khăn không lớn. Chân khí so pháp lực muốn hạ cấp, nhưng là chân khí cùng pháp lực vận chuyển có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Pháp lực thật sự khí phức tạp gấp trăm lần không ngừng, là quân đối chân khí đầu bếp dóc thịt châu, không gì không biết. Lúc này thời điểm, mọi người thì muốn động thủ, là quân tâm lý rõ ràng, nữ nhi chưa hẳn thì tin tưởng mình. Nhưng mặc kệ nàng hiện tại là tâm tư gì, hắn đều hy vọng nàng có thể không đếm xỉa đến hắn không nhẫn hòa nữ nhi động thủ. Ngay sau đó, hắn liền cũng nói, nhà đầu, đi bên ngoài chờ ta. Tô Kiến Tuyết lập tức nói ra, không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ứng đối. Nàng sau đó nói với mọi người, ta nhất định muốn biết rõ ràng sự kiện này chân tướng, ta hy vọng sư tỷ, trưởng lão, các người có thể hôm nay trước giờ cao đánh khẽ. Ngươi nói đùa cái gì? Y Phù Nhĩ nói ra, thật vất vả mới có dạng này cơ hội, hắn hiện tại đã trúng độc, chúng ta há có thể buông tha cơ hội lần này. đáp cũng nói, không sai. Tô Kiến Tuyết nói ra, vậy ta thì cùng hắn cùng một chỗ cùng tồn vong. Nàng lộ ra rất là kiên quyết. La quân âm thầm thở dài, hắn tại thời khắc này liền liền biết, nữ nhi hoàn toàn là đang diễn trò, nàng là muốn tìm đúng máy sẽ ra tay. La quân tuy nhiên đối mặt nữ nhi IQ sau đó tuyến, nhưng lúc này thời điểm, hắn IQ cũng toàn bộ online. La quân hít sâu một hơi, hắn mặt hướng gan đáp, trầm giọng nói ra, các hạ lúc trước sau lưng đánh lén, giết chết đi quân thần Trần Lăng, có phải thế không? Gan đáp lạnh lùng nói ra, không sai, người muốn báo thủ cho hắn sao? Vâng, là quân rất trực tiếp. Gan đáp cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, hôm nay nhìn ngươi bản sự. Động thủ, Eri, ngả thụy tuyết nghĩ bạo giống một tiếng. Trong nháy mắt, hiện cuộc chiến đấu rốt cục bạo phát từ gió êm sóng lặng đến thạch phá thiên kinh, vốn cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Tựa như bình tĩnh trong hồ nước, đột nhiên hiện ra ngập trời quái vật đồng dạng. Khí lãng lăn lộn, chân khí ngang dọc, thiên cương chi khí bạo liệt vô cùng. Y phù nhĩ người đầu tiên xuất thủ, nàng kiếm pháp thiên hạ vô song, trong nháy mắt liền lên phía dưới tung bay chém ra bảy đạo thần diệu kiếm quang chân khí. Bảy đạo sắc bén kiếm quang hướng là quân toàn thân cao thấp chảm giết tới gan đáp cũng cấp tốc xuất thủ, khí đao trong nháy mắt chém ra một đạo. Đạo này khí đao, hung hãn vô song. Hắn đã từng chính là như vậy nhất đao chảm sát quân thần Trần Lăng. Còn lại người cũng đồng loạt ra tay, trong nháy mắt thì sen lẫn thành khủng bố khí đao chi vóng. Như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng đối la quân triển khai cuồng oanh lạm tạc. Dạng này công sát cường độ, nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay. Hiện trường bên trong, Eri, ngả thụy tuyết nghĩ tu vi cao nhất, nhưng nàng cùng tô kiến tuyết là duy nhất không có xuất thủ. hai người này là hậu thủ dạng này công sát cường độ trước đó chưa từng có liền thì là năm đó quân thần như thế cao thủ lâm vào dạng này vòng vây đối mặt dạng này công sát cường độ cũng sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi là quân lâm vào dạng này vòng vây trong mắt bọn hắn thực cũng là cùng chết ti người không khác muốn đem một cao thủ như vậy như vậy vây kín thực vốn cũng là một kiện rất không có khả năng sự tình nhưng, La Quân thì đơn giản như vậy bị vây kín. Mà lúc này, La Quân lại thật sẽ chết đi sao? Đáp án là đương nhiên sẽ không. Quân thần Trần Lăng, Độn Thiên thủ lĩnh tuy nhiên bọn họ đều là đương đại nhân kiệt, nhưng là bọn họ thủ thời đại hạn chế. Nếu như là thế giới bao La Trần Lăng đám người đi tới nơi này, một dạng có thể cấp tốc đánh đâu thắng đó. La Quân cầm giữ có pháp lực thế giới kinh nghiệm, cho nên giờ phút này, quân thần Trần Lăng mấy người cũng không thể cùng hắn đánh đồng tại cái kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt, là quân bạo giống một tiếng, đồng thời, vô cùng hàn băng chân khí tuôn trào ra. Cơ hồ là trong một chớp mắt, một nghìn đạo hàn đá lạnh ở giữa sen lẫn thành kiếm lưới, hung hăng hướng bốn phương tám hướng chém giết tới. 360 độ không góc chế ti. Cuồng mãnh hàn băng chân khí đóng băng hết thảy, mọi người công kích toàn bộ bị phá ra, chỉ có gan đáp khí đao đột phá là quân kiếm võng chém giết tiến đến. Bọn người người ào ào lui về phía sau, ngăn cản la quân kiếm khí công sát mà la quân đồng thời thân thể lệch ra tránh đi gan đáp khí đao hắn lại bàn tay lớn vồ một cái tất cả hàn băng chi kiếm thì hình thành một đầu hàn băng thần long hắn đại thủ đem hàn băng thần long bắt lấy lại tuôn ra nhất quyền hàn băng thần long tia chớp giết ra lại là hướng mọi người điên cuồng quyển giết đi qua la quân cái này là một người chủ động công sát một đám người cái kia hàn băng thần long ầm ầm gào thét lực lượng vô cùng chi hung hãn, mọi người cấp tốc ảo ảo tránh đi, cũng đánh ra vô số chân khí thần đao. Lần nữa, ầm ầm, hàn băng thần long vỡ nát, vô số vụn băng như vô số viên đạn điên cuồng nổ bắn ra mà ra. Là quân vận chuyển chân khí, quả nhiên là đến thần kỳ kỹ cấp độ. Cái này vài cái bạo phát, chân khí chi vận chuyển, để những cao thủ này sinh ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cảm giác tới. Hắc, lúc này thời điểm, Eri, ngả thụy tuyết nghĩ rốt cuộc xuất thủ. Nàng đợi chính là cái này nháy mắt. La quân tu vi lại nghịch thiên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là người. Vừa mới một trận bạo phát, hắn khí lực cũng cần một cái thời gian chuyển đổi. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ nhìn ra điểm này, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đến la quân trước mặt, đón lấy, nàng nhất trưởng thì dán tại la quân trên lồng ngực. Trường lực cuồng mãnh phun ra nuốt vào, chân khí tuôn ra. Một trường này, theo đạo lý có thể đem la quân ngũ tạng lục phủ chấn thành phấn vụn. La quân quỷ dị cười một tiếng, Eri, ngả thụy tuyết cảm giác cảm giác đối phương lồng ngực thế mà ổ hãm đi xuống. Hắn tại lấy hơi, Eri, ngả thụy tuyết nghĩ bị kinh ngạc, lấy hơi nhanh như vậy. Còn có thể dạng này lấy hơi. Oanh! La quân lồng ngực một trống, một cỗ cường hắn tuyệt luân chân khí tuôn trào ra. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ thân hình lóe lên, lập tức lui ra ngoài. Ha ha ha! La Quân cười như điên, người như gan lớn một số. Lần này ta liền phải bị thương, đáng tiếc, người thế mà rút đi. Đáng giận, Eri, Ngả Thụy Tuyết nghĩ nhất thời đỏ mặt một trận, xanh một trận. Nàng đối La Quân uy danh sớm có nghe nói, La Quân chưa từng xuất hiện lúc, nàng liền biết người này là sư phụ đều kiêng kỵ đại địch. Tăng thêm vừa mới, hắn phát triển bộc lộ tài năng quá mức khủng bố, cho nên La Quân cười như điên liên tục, một người lực chiến quần ma hắn đem quần ma đánh lui, lại sẽ không lại cho bọn hắn vây kín cơ hội, thân hình lóe lên, bắt Tô Kiến Tuyết tay, nói, theo ta đi. Tô Kiến Tuyết nói ra, tốt, hai người trực tiếp bắt đi, còn lại người muốn tới ngăn cản, là quần vung tay lên, liền dùng hàn băng chân khí đem hai người này vung đẩy. Đánh đâu thắng đó, nhưng vào lúc này, Tô Kiến Tuyết rốt cuộc xuất thủ, nàng xuất thủ trói ngược lại la quân đại thủ. Đón lấy, Chân khí như cương châm hướng là quân cổ tay bên trong bắn tới Là quân đại thủ cấp tốc vận chuyển Chân khí nổ bắn ra Trực tiếp đem tô kiến tuyết băng xương cương châm hóa giải đi tới Hai người tay cầm liên tục va chạm hai lần Sau đó là quân đã đến quẩy rượu bên ngoài Tô kiến tuyết liền cảm giác cổ tay nóng bỏng đau đớn Nàng trong lòng kinh hãi ra hỏa này như thế nào lợi hại như thế Nhà đầu ta biết người căn bản không có tin vào ta là quân thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới, nhưng ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh. Mọi người đuổi theo ra quầy rượu lúc, vậy bên ngoài đã không có la quân tung tích. Quầy rượu bên ngoài, bãi biển phong cảnh tú lệ vô hạn, ánh nắng tươi sáng. Cả đám lại là toàn bộ lâm vào trầm mặc. Tô kiến tuyết hơi hơi ảo não, nói, đại sư tỷ ta thất bại. Ta đánh lén hắn, nhưng hắn phản ứng càng nhanh. Eri, ngả thủy tuyết nghĩ vỗ nhẹ nhẹ đập tô kiến tuyết bả vai, nói, Ngươi cũng đừng tự trách, ra hỏa này, trong thiên hạ ai có thể đánh lén được hắn. Gan Đáp cùng Y Phù Nhĩ trưởng lão cũng là phía sau lưng phát lạnh. Y Phù Nhĩ trưởng lão nói ra, những năm gần đây, Bệ Hạ một mực cẩn thận, đối với người này cũng là một mực kiêng kỵ. Vốn là ta còn cảm thấy Bệ Hạ chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem ra, Bệ Hạ lo lắng không phải là không có đạo lý. Người này tu vi chắc tuyệt, trong thiên hạ, nơi đó còn có đối thủ a hắn cái này một thân tu vi, đến cùng là làm sao tu ra đến. Gan đáp thì thào nói ra. Hiện tại, nên làm cái gì? Tô Kiến Tuyết hỏi Eri, ngả thụy tuyết nghĩ. Eri, ngả thụy tuyết nghĩ trầm giọng nói ra, trước hủy bỏ tất cả kế hoạch công kích đi, người này, không ai có thể giết chế ti. Hắn không chế ti, hắn hết thảy đều không có ý nghĩa. Chúng ta tranh thủ thời gian hồi Los Angeles. Một ngày này buổi chiều, là quân một đoàn người cũng liền trở lại Yến Kinh. Đồng thời, là quân thu đến trầm mặc nùng điện thoại, giáo đình tại Yến Kinh đóng quân tất cả nhân viên, đã toàn bộ rút lui hoàn tất. Là quân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, coi như bọn họ thức thời. Là quân trở lại Yến Kinh về sau, hắn để lôi lăng cùng thiện nhẫn hòa thượng liền ở tại hắn trong biệt thự. Biệt thự kia rất lớn, hai người đi vào ở cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Mà lại, bọn họ có thể khoảng cách gần thời gian dài hòa la quân ở chung, cái này cũng là bọn hắn cảm thấy rất hài lòng. La Quân còn hướng hai vị đại sư hứa hẹn, chỉ cần chờ đem Giáo Đình phiền phức giải quyết về sau, hai vị đến lúc đó muốn rời khỏi, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn hòa thượng đối La Quân là phát từ đáy lòng khâm phục, chỉ là Lôi Lăng cũng vẫn là có chỗ lo lắng, hắn nói ra, Giáo Đình bây giờ thâm căn cố đế, tiểu hữu, chúng ta muốn vặn Giáo Đình, khả năng sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chuyện dễ dàng cũng không cần người ta xuất thủ. Không phải sao? Lôi lăng cùng thiện nhẫn hòa thượng cười một tiếng, thiện nhẫn hòa thượng nói ra, tiểu thí chủ nói là. Là quân nói ra, ta sẽ không mù quáng tự đại, cũng không phải muốn nước này cứ như vậy thanh tịnh. Chờ chúng ta yến kinh lực lượng quật khởi về sau, đem giáo đình một số cường ngạnh lực lượng giải quyết. Như thế về sau, ta liền sẽ công thành lui thân. Trọng yếu nhất là, chúng ta phải có chính mình lực lượng. Lôi lăng nói ra, là đạo lý này. Buổi tối thời điểm là quân thiết yến, trầm mặc nùng trước tới tham gia. Cái gọi là thiết yến cũng chính là mấy người như vậy. Là quân trầm mặc nùng lôi lăng thiện nhẫn hòa thượng. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, một bình rượu ngon mấy cái uống rượu thức ăn ngon. Đồ ăn không nhiều nhưng vô cùng tinh xảo, tử cũng là thượng hạng. Đây là một loại rất tinh xảo trạng thái. Ngay tại bên ngoài biệt thự, cảnh ban đêm rất đẹp, mới trăng như lưới câu tuy nhiên còn có chút hàn ý, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Là quần chậm rãi mà nói, hắn nói ra, ta biết lôi đại sư, thiện nhẫn đại sư các người đối với ta rất tốt kỳ. Chỉ bất quá, ta kinh lịch nói ra, có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng, nhưng lại là chân thật. Thiện nhẫn hòa thượng mỉm cười, nói ra, bởi vì cái gọi là, thiên địa tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Chỉ cần còn tại trong vũ trụ, chính là phát sinh hy kỳ cổ quái gì sự tình, cái kia cũng có thể lý giải. Bần tăng cùng lôi lão bạn cũng là gặp qua một số các mặt của xã hội người, tiểu thí chủ cứ nói đừng ngại. La quân nói ra, vậy thì tốt, ta thì thẳng thắn. Hôm nay, ngồi ở chỗ này ta, cùng chư vị chậm rãi mà nói ta cũng không phải thật sự là ta. Ta bản thể còn tại trong vũ trụ một tòa cực hàn trùng trong động. Thân thể này chủ nhân gọi là trần thần, ta tại trùng trong động, tiếp xúc năm hạng không gian. Năm hạng không gian bên trong, lấy thân thể ta làm cơ sở tín hiệu, liên lạc trên địa cầu thế giới. Trên địa cầu từ xưa đến nay, tại năm hạng không gian bên trong đều trở thành lập thể hóa. Cái này, cứ việc lôi lăng các loại người cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này nghe cũng giống là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. May ra mấy người kia đều là học cứu thiên nhân, bởi vì cái gọi là nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Cho nên, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có thể hiểu được trầm mặc nùng cũng là mới nghe la quân nói đến như vậy kỹ càng nàng cũng là líu lưỡi không thôi thế nhưng là tiểu thí chủ ngươi nói tại vũ trụ trùng trong động cái này trùng động chúng ta theo thật lâu bắt đầu nghiên cứu sau cùng đều không được tung trùng động phiêu hốt thoáng qua tức thì rất khó bắt chính là hiện tại khoa học kỹ thuật cũng khó có thể làm đến vượt qua trùng động ngươi là làm sao tiến vào trùng động cũng tại trùng động bên trong sinh tồn thiện nhẫn hòa thượng hỏi là quân nói ra, các người cái thế giới này cũng có bình hành thế giới lý luận. Nhưng ở ta trong thế giới kia, ta thế giới là chủ thế giới, người A à vị trí cái thế giới này mới là bình hành thế giới. Trầm mặc nùng nói ra, cái này ta đã nghe ngươi nói. Lôi lăng cười khổ, nói ra, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, các loại lý luận đều có. Chúng ta cũng không phải đồ cổ, cũng rất nhanh thức thời. Bất quá chúng ta vẫn luôn cảm thấy mình mới là trung tâm, hắn thế giới mới là bình hành thế giới. Thiện nhẫn hòa thượng nói ra, nhưng tiểu thí chủ, các ngươi lại như thế nào nhận định, chúng ta thế giới là bình hành thế giới, người thế giới là chủ thế giới đâu. Là quân nói ra, vừa mới đại sư ngươi hỏi ta làm sao đi trùng động, ta đem hai vấn đề này cùng nhau trả lời. Cái này bình hành thế giới thành lập, là do ở trước đó, tại chúng ta thế giới bên trong xuất hiện một vị trùng hoàng. Này trùng hoàng pháp lực cao thâm, ân, Ta trước giải thích cái gì là pháp lực, lời này càng nói càng xa, pháp lực có khác với chân khí. Ở cái này bình hành thế giới bên trong là không có có pháp lực. Bởi vì quy tắc hạn chế, thiên đạo quy tắc hạn chế cái thế giới này. Cho nên cho dù là ta tới, cũng không phát huy ra pháp lực. Bởi vì ta siêu thoát không cái này pháp tắc, tựa như con cá muốn ở trong nước, đây là một loại pháp tắc. Chim chóc biết bay, đây cũng là một loại pháp tắc. Heo Ngô xuẩn. Đây là pháp tắc, người thông tuệ, đây cũng là pháp tắc. Pháp tắc cũng là quy tắc, trong thiên nhiên rộng lớn có vô số quy tắc, cho nên mới có thể tất cả nói. Chúng ta thế giới bên trong, pháp lực là quân giải thích cặn kẽ pháp lực. Về sau mới còn nói bởi vì trùng hoàng nguyên nhân mới đưa đến cái này bình hành thế giới sinh ra. Những thứ này tiền căn hậu quả, trầm mặc nùng là biết, Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn hòa thượng lại là ngốc thật lâu. Lôi Lăng nói ra, ta thật không dám tin chúng ta tồn tại lại là bởi vì muốn phong ấn một tên thần thông giả la quân nói ra bởi vì pháp lực hạn chế dạng này dẫn đến rất nhiều chuyện sinh ra biến hóa tại ta trong thế giới kia quân thần trần lăng không phải quân thần mà chính là trung hoa đại đế trần lăng lăng tiền bối bây giờ thần thông vô biên thiếu có người có thể chiến thắng mà bên này phụ thân ta trần thiên nhai tại ta bên kia chính là là ma đế cũng là ngang dọc vô biên còn chính ta ta cũng tu thần thông, ta đại na di thuật bây giờ thi triển ra, lấy pháp thuật thôi động không gian trận pháp, có thể đạt tới một giây mười ngàn dặm. Lôi lăng bọn người nghe được trợn mắt hốc mồm. La quân còn nói thêm, ta đi trùng động, là bởi vì thụ bị thương rất nặng. Hắn đem hết thảy tiền căn hậu quả nói hết ra. Lôi lăng bọn người sau khi nghe xong ngốc thật lâu, rất lâu sau đó, bọn họ cũng mới chậm rãi tiêu hóa La quân nói tới nội dung. Thiện nhẫn hòa thượng vô hạn hướng tới nói ra, bần tăng như có thể đi vào như thế pháp lực thế giới cơm hộp là chê ti cũng không tiếc lôi lăng cũng nói đúng vậy a à. tiểu hữu người có thể hay không nghĩ biện pháp đem chúng ta dẫn đi là quân cười khổ nói ra cái này còn thật không có cách ta lần trước trở về là hy sinh thân thể trở về mà lại lúc đó là thủy triều thời không mở ra thông đạo có vô thượng thần thông người hộ tống các ngươi nếu là hy sinh thân thể cái kia cũng không có thông đạo tức thời có thông đạo các ngươi nguyên thần quá yếu cũng không có cư trú chỗ vậy cũng sẽ một con đường chế ti lôi lăng cùng thiện nhẫn hòa thượng nghe vậy cũng chỉ có thể thất vọng thở dài la quân nói ra cũng không nên nản trí ta nhìn hiện tại chân khí thì có loại đột phá xu thế trước kia người không có khai phát não vực pháp lực lúc cũng là bị thiên địa có hạn chế ta nhìn cái này chân khí vận hành có thể là thứ hai con đường gì xa vời lôi lăng nói ra la quân cười một tiếng Nói ra, xác thực, bất quá, pháp lực thế giới bên trong, tuy nhiên phi thiên độn địa xem ra rất không tệ. Nhưng bên trong hung hiểm càng là khó có thể tưởng tượng, đều có các tốt a. À. Nếu như muốn ta lựa chọn, nếu như ta tất cả thân nhân đều trong cái thế giới này, ta vô cùng nguyện ý ở cái thế giới này thời gian dài chờ đợi. Nhưng ở chỗ này, người thọ mệnh có hạn, Thiện Nhẫn Hòa thượng nói ra. La Quân nói ra, tại ta trong thế giới kia, tuy nhiên ta thọ mệnh có mấy vạn năm, nhưng ta mỗi ngày đều là ăn bữa nay lo bữa mai. Ta tình nguyện ở chỗ này sống chừng trăm năm, thống thống khoái khoái. Lôi lăng cười một tiếng, nói ra, đứng tại khác biệt địa phương thì sẽ thấy khác biệt phong cảnh, bây giờ nói những thứ này, xác thực ý nghĩa cũng không lớn. Là quân cũng cười một tiếng, nói, lôi đại sư ngươi nói cũng có đạo lý. Đứng tại khác biệt độ cao, hội có khác biệt dục vọng. Các ngươi là phát ra từ đáy lòng, ta cũng là phát ra từ đáy lòng. Lẫn nhau thổ lộ tâm tình về sau, lôi lăng cùng thiện nhẫn hòa thượng đối la quân cũng liền càng tiếp nhận một số. Mà lại, đến đâu thì hay đến đó, bọn họ cũng sẽ thật tốt vì la quân làm việc. Rất nhiều chuyện là không vội vàng được, cần chầm chậm cơ quan. La quân cũng không có rất gấp, hiện tại xác định nữ nhi không có việc gì. Hắn cũng liền an tâm lại, bản thể tại cái kia trùng trong động tiếp tục tu luyện. Đồng thời, nàng cũng cùng linh nhi tiến hành một lần linh tu để ôn nhu linh nhi cũng tham dự bên trong. Ôn nhu linh nhi tại la quân trong trí nhớ liền thấy nữ nhi, nàng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đồng thời đau lòng vừa xấu hổ dai dứt. Lúc trước theo la quân rời đi, chính là nhất thời xúc động phía dưới lựa chọn. Sau đó nàng cũng có sau đó hối hận, bởi vì hài tử cũng không cách nào dứt bỏ. Mà bây giờ, la quân cũng an ủi nàng, bây giờ, hài tử không có việc gì, thì so cái gì cũng tốt. May mắn người cùng ta cùng một chỗ tới không phải vậy lời nói, ta không biết cái kia Hồng Tú Liên lão yêu bà muốn thế nào cha tấn ngươi, cũng không biết ngươi phải bị cái gì. Ôn Nhu Linh nhi nghe La Quân như vậy trấn an, trong lòng cũng liền tốt thụ một số. Ôn Nhu Linh nhi cũng cùng La Quân giao lưu rất nhiều ý nghĩ, bao quát muốn nói chuyện với nữ nhi toàn bộ nói cho La Quân. Nàng muốn cho La Quân đến lúc đó thuật lại cho nữ nhi. La Quân tự nhiên đáp ứng. Về sau là quân cũng đem ôn nhu linh nhi nói chuyện toàn bộ dùng di động giọng nói thuật lại thành văn chữ tiếp lấy để trầm mặc nùng giúp đỡ in ra cũng thay ôn nhu linh nhi mỗi ngày đều có lời nói là quân mỗi ngày đều sẽ đem thuật lại đi ra đồng thời mà trầm mặc nùng cũng liền toàn bộ lên yến kinh bên này cao tốc vận chuyển triệt để thanh trừ giáo đình mạng lưới tình báo quang minh giáo đình bên này đã bắt đầu co vào tại hoa hạ hết thảy thế lực bởi vì bọn hắn biết Tại La Quân không có bị diệt trừ trước đó, La Quân hội từng bước một đến trước diệt trừ. Vì ngăn ngừa càng nhiều bí mật tiết lộ, cho nên bọn họ chủ động co vào. Yến Kinh bên này cao tầng nhìn thấy tình huống này là cao hứng phi thường, quốc gia nhất đại u ác tính cứ như vậy tiêu trừ ở vô hình, đây là nước may mắn sự tình A. Cao tầng đối trầm mặc nùng hòa La Quân đô phi thường trọng thị, đồng tiến được ngợi khen. Trầm mặc nùng cũng đang bận biểu chiêu binh mãi mã. Sau ba tháng, là quân thủ hạ hết thảy có 10 tên tuyệt đỉnh cao thủ, tuy nhiên cũng còn so ra kém lôi đại sư hiền lành nhẫn đại sư, nhưng là la quân chậm rãi điều giáo, tương lai cũng sẽ trở thành tuyệt đỉnh thế hệ. Trầm mặc nùng cũng chiêu một nhóm trung thành quân nhân, có vốn võ thuật, hoặc là căn hồng miêu chính chờ một chút gia nhập vào. Đồng thời, cao tầng bên này cũng tại nghiên cứu chế tạo một số vũ khí. Nghiên cứu chế tạo vũ khí là vẫn luôn tại tiến hành, rất sớm lúc, Bọn họ nghiên cứu vũ khí cũng là tới đối phó tuyệt đỉnh cao thủ. Quốc gia Mỹ hảo ở chỗ ổn định, ổn định điều kiện tiên quyết là cường đại vũ lực còn có kiện toàn pháp chế. Không sai, người còn không người hoàn mỹ, một quốc gia khẳng định cũng sẽ tồn tại dạng này, như thế vấn đề. Nhưng cái này cũng sẽ không là la quân, trầm mặc nùng bọn người không đi nỗ lực lấy cớ. Mỗi người đều có chính mình căn, cây có căn, người cũng có căn. Người đối quê nhà cảm tình là khó có thể lý giải được yêu quý. Hoa Hạ, vô luận là bình hành thế giới vẫn là thế giới bao la, nơi này đều là La quân căn. La quân trong trí nhớ, cái này bình hành thế giới cũng là chân thật như vậy. Cho nên, La quân hội dốc hết toàn lực đến giúp đỡ Trầm Mặc Nùng, trợ giúp cao tầng ổn định nước nhà, đồng thời đối phó giáo đình. Cái này không cần bất luận cái gì tẩy não cùng thuyết phục, đây là La quân phát ra từ đáy lòng muốn làm sự tình. Đại khái, đây cũng là vì cái gì hắn thiên phú cao qua La quân không ít người nhưng hết lần này tới lần khác La Quân lại là thiên mệnh chi vương duyên cớ đi. La Quân bên này trong cao thủ, lấy lôi lăng cùng thiện nhẫn hòa thượng là mạnh nhất người. Bên trong còn có quan trung vương lưu thương, có khác phô mi đạo trưởng, huyết thủ triệu lập nhân, áo bảo trắng lô cả đời chờ một chút, hết thảy 10 tên cao thủ. Cái này 10 tên cao thủ, tổ kiến thành yến kinh cường đại lực lượng hộ vệ. Cái này 10 tên cao thủ toàn bộ đều là đối La Quân vui lòng phục tùng, cho nên cũng vô cùng nguyện ý nghe La Quân lời nói. Cùng huống chi, La Quân muốn bọn họ làm, cũng là vì nước vì ra sự tình, cho nên điều này cũng không có gì tâm lý dễ dụa. Mười tên cao thủ chỗ ở cũng mặt khác an bài, chỉ có lôi lăng cùng thiện nhẫn hòa thượng là cùng La Quân ở cùng một chỗ. Có điều hắn cao thủ cũng ưa thích chạy đến tìm La Quân nói chuyện phiếm. Tại cùng La Quân nói chuyện phiếm bên trong, bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ được không ít thứ. Đáng giá nói chuyện là, là quân để cái này 10 tên cao thủ toàn bộ đều làm huấn luyện viên, toàn bộ cho trầm mặc nùng tìm đám người này mới huấn luyện, cũng trợ giúp tăng cao tu vi. Là quân cũng sẽ thường xuyên đi lên lớp. Là quân tại trong mấy tháng này, chỗ bày ra tới mị lực cùng thực lực dần dần để hắn danh vọng càng ngày càng cao. Quân thần về sau, là quân cũng có một cái xương hào. Binh thần, binh thần là quân, vệ quốc binh thần, là quân rốt cục vẫn là kế thừa đại bá di trí, Tại đại bá rời đi nhân thế về sau, hắn lần nữa trở thành yến kinh thủ hộ thần. Trưa hôm nay, Trầm Mặc Nùng mời La Quân, Lôi Lăng còn có Thiện Nhẫn Hòa thượng đi tham quan quân đội một hạng mới nghiên cứu. Trầm Mặc Nùng tự mình lái xe đến đây, nàng lộ ra rất là hưng phấn. La Quân cùng Lôi Lăng, Thiện Nhẫn Hòa thượng cũng không nhiều lắm sự tình, liền đáp ứng cùng một chỗ tiến đến. Trầm Mặc Nùng lái xe, một đường mở ra khu vực thành thị. Trên xe thời điểm Lôi Lăng không khỏi cảm khái, nói ra, nguyên bản ta đều cho là ta mình đã thói quen loại kia đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Bây giờ đến Yến Kinh, tiếp xúc các người những người tuổi trẻ này, mỗi ngày xử lý một ít chuyện mới phát sinh, ta bộ xương già này vẫn là có kích tình. La Quân ở một bên cười cười, nói ra, Lôi đại sư, lời này của ngươi thì rất không đúng. Ồ, Lôi Lăng mỉm cười, nói ra, tiểu hữu chỉ giáo cho. Hắn đối La Quân rất chịu phục một đám cao thủ cũng đều rất nguyện ý nghe La Quân nói chuyện. Cho nên, hắn hiện tại cũng muốn nghe xem La Quân cái nhìn. Cái gì gọi là người bộ xương già này? La Quân nói ra, ngài năm nay vẫn chưa tới 100 tuổi A. Ngài chỉ ít còn có thể sống thêm 100 tuổi A. Người cái này nhân sinh mới một nửa không đến, thì xương lão. Không hợp thói thường A. Cái kia ngược lại là, ha ha, lôi lăng nghe, cười ha ha thiện nhẫn hòa thượng cũng ở một bên cười rộ lên. La quân còn nói thêm, huống chi, lôi đại sư, ta nói cho ngươi, ta có cái đổ đệ, một nghìn tuổi khoảng chừng Nhưng là, nàng tại ta trong mắt, vẫn là tuổi trẻ tiểu cô nương. Ta còn có cái thê tử, chính là Ngân Sa Vương. Một đầu bạc cá mập tu luyện thành tinh, sau cùng tu thành người. Tuổi tác cũng có mấy trăm tuổi. Yêu tinh, nhân yêu luyến, trầm mặc nùng đang lái xe thời điểm nghe không khỏi líu lưỡi, nói ra, không sợ có cao nhân thu các ngươi. Đi ngươi, La Quân nói ra, cái kia đều là các ngươi phàm nhân nghĩ, không có cái gì cái gọi là nhân yêu luyến. Nàng tu luyện thành người, cái kia chính là người. Còn thật có yêu tinh, thiện nhẫn hòa thượng kỳ quái hỏi. Lôi Lăng cũng thấy thật không thể tin. Bọn họ thì là ưa thích nghe La Quân nói chuyện, La Quân nói chuyện phiếm lên, thiên mã hành không, để bọn hắn mỗi lần đều cảm thấy mở mang nhiều hiểu biết. La Quân nói ra, đương nhiên là có yêu tinh, yêu tinh bởi vì cơ duyên, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Kinh lịch đủ loại kiếp nạn, mới có thể tu thành hình người. Tại nhanh nhạy giống loài trước mặt, lòng cùng người là tốt nhất hình thái, cho nên, yêu tinh đồng dạng hoặc là tu thành người, hoặc là tu thành long. Mọi người thường nghe được cá chép vượt long môn, còn có cự mãng tẩu giao chờ một chút, đều là có nhất định căn cứ. Lôi lăng cùng thiện nhẫn hòa thượng còn có trầm mặc nùng nghe xong, chính là bừng tỉnh đại ngộ nghe vua nói một buổi, thắng mười năm sách A, lôi lăng cảm khái. Trầm mặc nùng thì là có chút buồn bực, nói, người cái tên này, đến cùng có bao nhiêu cái lão bà. Là quân nghe vậy vội ho một tiếng, nói, ta người này, ngạch, vẫn tương đối một lòng. Lão bà thì ba cái. Phốc, trầm mặc nùng nói ra, cái này còn gọi một lòng. Lôi lăng cùng thiện nhẫn hòa thượng cũng là tốt cười. Là quân nghiêm mặt nói ra, tại ta bên kia, một số tu vi kém xa ta lão ma, động một tí tiểu thiếp hơn ngàn đây. Ta cùng bọn hắn so, cái kia còn tính là rất một lòng. Mọi người nghe vậy mỉm cười mà cười, trầm mặc nùng đưa la quân một cái lăn chữ. Một đi ngang qua đi, cũng là hoàn thành tiếu ngữ. Mà địa điểm là tại một cái bí ẩn trong rừng cây, chung quanh đều là độ cao đề phòng, cực xâm nghiêm. Đi vào thời điểm, là Quân có chút bận tâm, nơi này, bao lâu? Hơn 6 năm. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân nói ra sẽ không bị giáo đình phát hiện sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, nơi đây là độ cao bí mật, giáo đình phát hiện không, chúng ta có chúng ta thủ đoạn, mà lại phát hiện cũng vô dụng, bởi vì các loại số liệu là không ở nơi này, nơi này là một cái thí nghiệm địa phương, số liệu truyền tống tới về sau sẽ rất sắp bị tiêu hủy. Phương diện này người yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. La Quân nghe Trầm Mặc Nùng kiểu nói này cũng yên lòng. Về sau, thuận lợi tiến vào căn cứ thí nghiệm bên trong. Cái kia căn cứ thí nghiệm bên trong kiến trúc là phong bế hình, rất là rộng lớn, bên trong ánh đèn sáng tỏ. Bên trong có thật nhiều thủ vệ binh lính, cũng có thật nhiều chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên. Trầm mặc nùng mang theo la quân bọn người cùng căn cứ thí nghiệm người phụ trách gặp mặt. Vị này là tôn nghị tiến sĩ. Trầm mặc nùng giới thiệu người phụ trách cho la quân nhận biết. Đón lấy, lại hướng tôn nghị giới thiệu, Vị này là La Quân, còn có vị này là Lôi Lăng, Lôi Đại sư. Thiện Nhẫn, Thiện Nhẫn Đại sư. Tôn Nghị là cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, một thân tuyết áo khoác trắng, trên mặt không có trỏm râu, sạch sẽ. Hắn lộ ra nho nhã, lại có chút cuồng nhiệt, ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, nói với La Quân, ngài cũng là gần nhất truyền đi xôn xao binh thần. La Quân vươn tay cùng hắn nắm tay, sau đó cười khổ, nói ra, mọi người chỉ là phân công khác biệt nhưng đều là vì thủ vệ nước nhà. Binh thần danh xưng không dám nhận, không dám nhận. Tôn Nghị nói ra, nào có nào có, ngài quá khiêm tốn. Năm đó quân thần thủ vệ Yến Kinh, liền có đãn sử long thành phi tướng tại, không gọi hồ mã độ âm sơn khí thế. Những năm kia, chúng ta Yến Kinh cũng xác thực Thái Bình. Về sau, ai, từ khi quân thần gặp bất chắc, liền có vô số kẻ xấu xâm phạm. Mà bây giờ, ngài vị này binh thần hoành không xuất thế, lập tức liền còn chúng ta yến kinh, hoa hạ một mảnh thư thái. Binh thần chi danh, Trần Huynh ngươi hoàn toàn xứng đáng. La Quân lập tức nói, tôn tiến sĩ, ngươi thực sự quá khách khí. Công lao cũng không phải một mình ta công lao, bên cạnh ta vị này, lôi đại sư, vị này là thiện nhẫn đại sư, bọn họ đều giúp ta rất nhiều bận biểu. Tôn Nghị lập tức cũng liền cùng lôi lăng còn có thiện nhẫn đại sư khách sáo một phen. Hôm nay, ba vị đại sư cấp bậc nhân vật có thể đến, đây là để cho ta cảm thấy rất vinh hạnh sự tình. Tôn Nghị tiếp tục nói, đến, ta mang các người thăm một chút chúng ta mới nhất thành quả nghiên cứu. Là quân thật tâm bên trong rất rõ ràng, trầm mặc nùng dẫn bọn hắn đến, khẳng định là có chuyện. Tỷ như, những thứ này thành quả nghiên cứu là vì đối phó tuyệt thế cao thủ. Như vậy, đã nghiên cứu tốt, cũng nên đi thử một chút uy lực A. Tôn Nghị tìm hai tên tùy tùng, sau đó cùng một chỗ mang theo la quân bọn người lại đi tới đằng sau căn cứ nghiên cứu đó là một chỗ rộng lớn khu vực mái vòm cũng rất cao ánh đèn trắng lóa như tuyết mặt đất chính là sạch sẽ vô cùng gạch men xứ phía trước còn có một số sắt thép người máy mô hình những cái kia sắt thép người máy vật liệu thép rất không tệ chính là súng bắn tỉa cũng khó có thể đem tổn thương một hai hai tên tùy tùng lấy ra hai cây trường thương sau đó Tôn liền cầm lên bên trong một cây trường thương, hướng lên trời nã một phát súng. Là quân, lôi lăng còn có thiện nhẫn hòa thượng đều bị kinh ngạc. Trầm mặc nùng ngược lại là không quan trọng. Là quân ánh mắt như điện, hắn hướng lên trên nhìn, lại không thấy được viên đạn. Chỉ là mơ hồ nhìn đến một đường vòng cung, cùng loại điện quang. Cái này đường vòng cung điện quang sau cùng lại là bắn giết hướng bên trong một tên sắt thép người máy. Oanh! Một tiếng vang trầm, nhưng người máy kia lông tóc không thương. Cái này một đợt thao tác nhìn đến lôi lăng, thiện nhẫn hòa thượng trợn mắt hốc mồm, căn bản không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào. Là quần lại là thân hình lóe lên, cấp tốc đến cái kia sắt thép người máy trước mặt. Hắn hơi chút đụng chạm cái kia sắt thép người máy, sắt thép người máy thì lập tức thành cho tàn. Lôi lăng, thiện nhẫn hòa thượng thấy thế nhất thời hoảng sợ. Là quân lại là lâm vào trầm tư. Tình huống trước mắt, quá quỷ dị. Quả nhiên, thời đại này biến hóa quá nhanh, nghiên cứu vũ khí, tiến trình căn bản không phải chính mình tưởng tượng như thế. Đạn này, hiển nhiên không phải phổ thông viên đạn. Là quân tuy nhiên thông tuệ tuyệt luân, nhưng lúc này thời điểm cũng không làm rõ ràng được tình huống, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, cái này bên trong có lượng tử tham dự. Nhưng cụ thể, hắn cũng không nói lên được. Tôn Nghị rất hài lòng nhìn lấy mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Là quân thì tới cười khổ, nói ra, thật sự là thần kỳ kỹ, chỉ là không biết đây rốt cuộc là nguyên lý gì. Đạn này là cái gì viên đạn? Tôn Nghị liền nói ra, loại đạn này gọi là hồ hình điện đạn. Hồ hình điện đạn, là quân ngạc nhiên. Tôn Nghị nói ra, dăm ba câu, ta cũng rất khó giải thích rõ ràng. Lôi lăng lập tức nói, vì sao hướng lên trời nổ súng, lại có thể tinh chuẩn chúng đích cái kia sắt thép người máy. Viên đạn còn có thể rẽ, ta đây thật là lần đầu tiên nghe nói. Tôn Nghị mỉm cười, nói ra, không phải viên đạn hội rẽ, mà chính là hấp dẫn. Thì như lôi điện đánh xuống, hội hướng từ tính mãnh liệt địa phương bổ tới một dạng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 120